Siêu cấp bảo an tại đô thị, La Quân. Tập 61. Hắn cùng Kiều Ngưng mỗi ngày cũng liền phơi phơi nắng, tâm sự. Kiều Ngưng cả người đều trở nên lười biếng, cũng không thích động đầu óc. Ở trên trời châu thời điểm, nàng mỗi ngày còn muốn vì La Quân quan tâm, cho La Quân bày mưu tính kế. Đến nơi đây, nàng cảm thấy mình thì làm an tâm hưởng thụ nữ nhân là được rồi. La Quân cũng chạy đến thanh tâm ở trong cung lấy ngày nọ buổi chiều la quân cùng kiều ngưng còn có trác mã đều tại thanh tâm trước cửa cung phơi nắng các cung nữ chuẩn bị kỹ càng trà cùng điểm tâm thời gian này qua là một cái hài lòng a à. la quân nói ra nếu như không cân nhắc một số hắn nhân tố ta lại cảm thấy nơi này ta thật thích kiều ngưng mặc một thân màu đỏ cái áo nàng vẫn là xinh đẹp như vậy rung động lòng người trước kia nàng là mang theo một tia tư thế hiên ngang bây giờ lại là mang là lười biếng phong tình nàng khinh thường la quân nói ra người cái này kêu là không muốn phát triển la quân cười ha ha một tiếng đây đương nhiên là không muốn phát triển mãng hoang cảnh bất quá là cái tiểu tiểu vị diện không gian ở chỗ này xưng vương xưng bá lại như thế nào sau khi ra ngoài giống nhau là cặn bã kiều ngưng bỗng nhiên lại rất lợi hại nghiêm túc nói ta cảm thấy tương lai ngươi thậm chí có thể siêu việt thần đế cho nên nơi này tuyệt đối không phải ngươi kết cục nếu thật có một ngày như vậy Ta hy vọng ngươi y nguyên ở bên cạnh ta." La Quân cũng rất lợi hại nghiêm túc nói. Kiều Ngưng nao nao, có như vậy một cái chớp mắt, nàng trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ. Nhưng sau đó lại biến thành phức tạp, nàng nói ra, cho đến lúc đó, bên cạnh ngươi người lại là Tư Đồ Linh Nhi. La Quân nghe vậy hơi hơi ngẩn ngơ. Trác Mã ở một bên lại là không biết nên nói cái gì cho phải, có đôi khi, nàng là không thể hiểu La Quân cùng Kiều Ngưng thế giới. Nhưng nàng thủy chung tin tưởng La Quân cùng Kiều Ngưng chính là đồ long thánh giả. La Quân nhìn về phía Kiều Ngưng, Kiều Ngưng tránh đi La Quân ánh mắt. Ta minh bạch, sau một lúc lâu, La Quân cười một tiếng, nói ra. Hắn thực muốn đem Kiều Ngưng giữ ở bên người, nhưng là hắn cảm thấy hắn không có tư cách này. Trên mặt cảm tình, La Quân đã trở thành một cái rất lợi hại bảo thủ người. Hắn không còn dám qua trêu chọc càng đa tình cảm giác, riêng là không muốn thương tổn Kiều Ngưng. Kiều Ngưng trong lòng cũng là khe khẽ thở dài, nàng không biết, nếu như La Quân tiếp tục yêu cầu, nàng còn có thể làm được hay không dạng này kiên quyết cự tuyệt. Cũng may, La Quân không có kiên trì, trong nội tâm nàng hơi hơi thở phào, nhưng cũng có không thể diễn tả thất lạc. Kiêu ngạo ngân xa vương xác thực cũng làm không được cùng khác nữ nhân cùng hưởng một người nam nhân. Dù là nam nhân này chính là La Quân. Đúng lúc này, bên kia tiểu hoàng đế tới. Bây giờ tiểu hoàng đế một thân màu vàng sáng áo choàng, đi trên đường long hành hổ bộ hắn tinh thần trạng thái có rất lớn cải biến tiểu hoàng đế đến đây trác mã lập tức đứng dậy ninh đón là quân cùng kiều ngưng lại là ngồi ở đâu cũng không đứng dậy tiểu hoàng đế lên về sau hắn đối trác mã cười một tiếng nói ra trác mã ở chỗ này đã quen thuộc chưa trác mã lập tức nói hồi hoàng thượng trác mã rất lợi hại thói quen tiểu hoàng đế sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn hắn nói ra không phải nói muốn hô Hoàng Huynh sao? Trác mã nao nao, sau đó liền nhỏ giọng hô Hoàng Huynh. Tiểu Hoàng đế sau đó liền để cung nữ cũng cho hắn chuyển một cái ghế tới. Hắn an vị tại La Quân cùng Kiều ngưng thân một bên, sau đó lại thoảng qua hưng phấn nói với La Quân, tiên sinh, người đoán chấm hôm nay làm cái gì? La Quân cười một tiếng, nói ra, cái này ta đoán không ra. Tiểu Hoàng đế nói ra, chấm mở rộng ngữ lâm quân, bây giờ được phương bọn họ đang chọn lựa trưng binh. La quân nói ra, quốc khố tiền bạc còn theo kịp sao? Tiểu hoàng đế nghe vậy không khỏi nổi nóng, hắn nói ra, quốc khố đều được niếp chính cầu tạc kia cho móc sạch, rất nhiều ngân tệ tới lui, đều là đi hắn tư khố nước chảy. Tháng này, chắc hẳn niếp chính sẽ không cho ngự lâm quân còn có trong cung các ti cấp cho ngân tệ. Chấm như giải quyết không tốt cái vấn đề khó khăn này, chỉ sợ là lại phải mất đi nhân tâm. La quân nói ra, Thực vấn đề này, có biện pháp giải quyết. Tiểu hoàng đế nhất thời đại hỉ, nói ra, cái gì biện pháp giải quyết, còn mời tiên sinh mau mau dậy chấm. La quân nói ra, để thái hậu nương nương viết một phong mật tín, để Niếp chính đem quốc khố tiền bạc trả lại. Có thể Niếp chính hội trả lại sao? Tiểu hoàng đế lo lắng. Niếp chính chính là thái hậu nương nương biểu đệ, bọn họ là thuộc về cùng một cái gia tộc. Niếp chính có thể thành là Niếp chính vương? đó còn là Thái Hậu nương nương tầng này thân phận. Tương lai, nếu như ta được Niếp Chính giết, như vậy Thái Hậu nương nương vẫn là muốn một lần nữa cầm quyền. Niếp Chính còn muốn Thái Hậu nương nương khối này tấm màn che, cho nên hắn nhất định sẽ đồng ý. Đương nhiên, Niếp Chính không có khả năng toàn bộ đem quốc khố tiền bạc trả lại, nhưng ít ra trên mặt mũi vẫn là muốn không có trở ngại. Trong khoảng thời gian này, Hoàng thượng ngươi cũng có thể chống đỡ đi qua. Là quân nói như vậy. Tiểu hoàng đế nhãn tình sáng lên, nói ra: "Tiên sinh thật sự là thông minh, khó như vậy nan đề, thế mà có thể được ngài giải quyết dễ dàng như vậy." La Quân cười một tiếng, hắn nói ra: "Lúc trước ta không cho Niếp chính mang đi Thái hậu nương nương, chính là nghĩ đến lúc này." Tiểu hoàng đế cười một tiếng, nhưng hắn lập tức lại phạm khó nói: "Thái hậu chỉ sợ sẽ không vì chấm viết thư a." La Quân nói ra: "Nàng nhất định sẽ." Sau đó, hắn lại đón đến, nói: "Bất quá thái hậu nương nương bên người cái kia đại giám võ công không tệ hoàng thượng ngươi như phái người qua chưa chắc là cái kia đại giám đối thủ mà lại người tự mình đi làm không tốt còn bị bắt như vậy đi ta đợi chút nữa đi gặp một chuyến thái hậu nương nương tiểu hoàng đế nói ra chấm cùng tiên sinh cùng đi la quân nói ra cái kia cũng không cần người có mặt thụ có ra ngươi như qua thái hậu nương nương kéo không xuống mặt tiểu hoàng đế không khỏi cười ha ha nói ra, vậy cũng đúng. Tiểu hoàng đế sau đó thì đứng dậy, nói ra, tiên sinh, kiều tỷ tỷ, chấm còn có việc muốn đi bận biểu, liền đi trước á. La quân nói ra, hoàng thượng. Tiểu hoàng đế nghi ngờ nói, ừm. La quân nói ra, hy vọng ngươi đừng nên trách, ta cùng kiều ngưng không có hướng người được quân vương chi lễ nghi. Tiểu hoàng đế sững sờ, sau đó cười ha ha một tiếng, nói ra, cái này có cái gì vội vàng, ta còn muốn bái tiên sinh ngài vi sư, về sau gặp ngài, hướng ngài được thầy trò chi lễ đây. Là quần khoát khoát tay, hắn nói ra, hoàng thượng, ta cùng kiều ngưng không hướng người hành lễ, cũng không phải là chúng ta không coi ai ra gì. Chúng ta không phải thuộc về cái thế giới này người, giúp người chỉ là tạm thời, sớm muộn chúng ta sẽ rời đi. Tiểu hoàng đế trong mắt nhất thời hiện lên không muốn, nói ra, vì cái gì nhất định muốn rời đi. Chấm tình nguyện chấm hướng các người hành lễ, cũng không muốn các người rời đi chấm tuyệt sẽ không bởi vì đem đến cầm quyền, mà tâm tính có thay đổi. Hoàng thượng, về sau sự tình, sau này hãy nói đi. Là quân cắt ngang tiểu hoàng đế lời nói. Tiểu hoàng đế thở dài một tiếng, quay người rời đi. Nói đến, là quân cùng kiều ngưng bản thân liền là không muốn hướng bất luận kẻ nào khúm núm hành lễ. Ở trên trời châu, gặp được vị kia thiên cổ nhất đế, đó là không có cách nào sự tình. Mà ở chỗ này, tiểu hoàng đế đẳng cấp hiển nhiên còn không quá đầy đủ tiểu hoàng đế sau khi đi trác mã bỗng nhiên nói ra là đại ca các ngươi chạy đợi có thể hay không mang ta lên la quân cùng kiều ngưng hơi hơi ngẩn ngơ sau đó la quân nói ra không được trác mã trong mắt lóe lên vẻ thất vọng kiều ngưng liền nói ra trác mã chúng ta thế giới kia quá nguy hiểm người ở chỗ này mới là tốt nhất trác mã nói ra thế nhưng là ta không sợ La Quân đứng dậy, hắn nói ra, các người trước trò chuyện, ta đi làm việc. Trấn An chắc mã sự tình, La Quân hiển nhiên là dự định giao cho Kiều Ngưng. Kiều Ngưng không khỏi nâng chán thở dài, nàng hiện tại thế mà cũng tại chỉ có thể cho La Quân làm một chút hậu cần. La Quân tận lực bồi tiếp qua cầm tù Thái Hậu nương nương Thúy Bình Cư, chỗ này cũng là lãnh cung vị trí. Mặt trời chiều ngã về Tây, Thúy Bình Quy Ri lãnh lãnh thanh thanh. Nơi này âm khí phá lệ trọng, sống an nhàn sung sướng Thái hậu nương nương được cầm tù ở đây, hiển nhiên là cực kỳ không quen. Tại Thúy Bình Cư bên ngoài, có ngự lâm quân binh lính chấn giữ, mỗi ngày nơi này liền cung nữ đều không cho ra vào. Có điều một ngày ba bữa chờ một chút, vẫn sẽ có người đúng hạn đưa tới. La quân đến Thúy Bình Cư bên ngoài, người ngự lâm quân kia binh lính gặp La quân, nhưng cũng không dám ngăn cản. La quân từ tốn nói, ta phụng hoàng thượng chi lệch, đến đây quan sát Thái hậu nương nương đại nhân mời đến bọn họ lập tức cho đi la quân liền tiến quân thần tốc thúy bình cư bên ngoài là cái viện tử các cung nữ ở bên ngoài đang nhổ cỏ các nàng gặp la quân đến lập tức quỳ dạp trên đất một cử động cũng không dám la quân hơi hơi ngẩn ngơ sau đó âm thầm cảm thán này nhân gian vô thượng quyền uy quả nhiên có khiến người ta mê luyến không thể tự kềm chế mị lực hắn còn chưa đi đi vào liền nghe được thúy bình quy ri mặt Cuộc về Thái hậu nương nương lửa giận bão nổi. Ngộ dám, ngươi vì cái gì không chịu mang ai ra sông ra đi. Thái hậu nương nương cả giận nói, tiếp tục như vậy nữa, ai ra đều muốn điên. An mộ đại giám trầm thấp nói ra, Hoàng Thái hậu, vương ra hết thảy đều từ có sắp xếp. Mà lại Hoàng thượng đã hạ chỉ, chúng ta như là công nhiên kháng chỉ, na giả Lam vương nhất định sẽ xuất thủ. Mà lại, cái này Hoàng cung đại viện bên trong, chúng ta căn bản không có cơ hội có thể chạy đi già Lam Vương vẫn luôn trong cung A. Thái hậu vô cùng phẫn nộ, nàng nói ra, người chứa cùng ai ra sách nhiếp chính, hắn quá làm cho ai ra thất vọng. May mà ai ra luôn luôn như thế hậu đãi với hắn, hắn lại tại thời khắc mấu chốt, đưa ai ra tại không để ý. An mộ đại dám nói ra, Hoàng Thái hậu, ngài ngàn vạn muốn thận độc A. Lúc này không giống ngày xưa, bây giờ nhiếp chính vương sớm đã là quyền khuynh triều giã. Chúng ta nhất định phải phụ thuộc vào hắn, nếu là đem hắn chọc giận, ngài hạ chàng chỉ sợ sẽ càng thêm thê thảm. Nhiếp chính vương sớm đã không là năm đó nhiếp chính vương. Thái hậu vỗ bàn một cái, nàng giận dữ nói, phản, phản, tất cả đều phản. Liền cũng tại lúc này, là quân đẩy cửa vào. Cái kia đại môn mở ra thời điểm, trời chiều ánh chiều tà vẩy chiếu vào trong nhà. Hết thảy đều là cổ sắc mùi hương cổ xưa, thái hậu nương nương cùng lão thái giám biểu lộ dừng lại. Một màn này tựa như là kỳ diệu thời không hành trình, rõ ràng cảm giác trước một giây vẫn là tại thế giới bao la bên trong ăn đồ nướng uống vào rượu bia đột nhiên thì xuyên việt lịch sử trường hà giờ khắc này la quân trong lòng là cảm thấy có chút cổ quái không khỏi nhanh la quân thì lấy lại tinh thần thái hậu nương nương nhìn thấy la quân chính là hận từ trong lòng lên ngươi tới làm cái gì la quân mỉm cười hắn nói ra ta tới là muốn cùng hoàng thái hậu ngươi làm cái giao dịch thái hậu nương nương trong mắt lóe lên một tia không thể phát giác vui sắc nàng nói ra giao dịch gì la quân nói ra Niếp chính đem quốc khố tiền toàn bộ chuyển tới hắn tư khố bên trong ta muốn thái hậu nương nương viết một lá thư để hắn đem quốc khố trả lại cái này sao có thể thái hậu nương nương tâm chìm xuống nàng nói ra coi như ta chịu Niếp chính lại như thế nào chịu la quân nói ra hắn nếu không chịu như vậy hoàng thái hậu ngươi thì hòa hoàng lên cùng một chỗ hạ chiếu rút lui hắn cái này nhiếp chính vương. Sau đó, các người gia tộc từ đó không hề chống đỡ hắn, cải thành chống đỡ hoàng thượng. Từ nay về sau, người liền tiếp tục làm người hoàng thái hậu. Thái hậu nương nương hơi hơi ngẩn ngơ, nàng theo rồi nói ra, ai dám rút lui nhiếp chính. Nếu là đem hắn bước đến tuyệt cảnh, hắn làm ra phản ứng người nghĩ đến đám các người có thể thừa nhận được sao. Là quân nói ra, cho nên, ta cảm thấy nhiếp chính hẳn là sẽ thỏa hiệp. Hắn như không thỏa hiệp, như vậy các ngươi ly ra cùng ngươi cũng liền đứng trước hai lựa chọn, một là hợp tác với hoàng thượng, hai là hoàng thượng đưa ngươi trực tiếp cho giết. Các ngươi dám, thái hậu nương nương giận tím mặt. Là quân lãnh đạm nói ra, đến giờ này khắc này, hoàng thái hậu ngươi chẳng lẽ còn cảm thấy trong này thiên hạ, có cái gì là ta không dám làm sự tình sao? Thái hậu nương nương nhà mẹ đẻ ly ra chính là một cái đại tài phiệt, bên trong cũng có cao thủ như mây. Lần này, thái hậu nương nương được cầm tù lãnh cung, Ly Gia đồng dạng tức giận. Bất quá, bọn họ cũng biết Niếp Chính đều nín nhịn, cho nên, bọn họ cũng không có cuồng vọng tự đại đến lập tức giết tiến Hoàng Cung tới. Ly Gia cấp tốc cùng Niếp Chính bắt được liên lạc, sau cùng bọn họ nhất trí thương lượng muốn trước giết La Quân. Thái hậu nương nương nghe La Quân lời nói không khỏi ngây người, nàng nhìn về phía La Quân, thật lâu nói không nên lời một câu. La Quân nhịn tính rất tốt, hắn cũng sẽ không nói. Một lát sau, Thái hậu nương nương hít sâu một hơi, nàng bỗng nhiên đối An Mộ đại giám nói ra, "Đại giám, ngươi đi ra ngoài trước đi." "Vâng, hoàng thái hậu." An Mộ đại giám cung kính nói ra. Là Quân hướng An Mộ đại giám mỉm cười, nói ra, "Đại giám, công phu của ngươi rất không tệ. Ta nhìn ngươi tự cung về sau, tựa hồ là luyện một loại đặc thù công pháp, đem tự thân dương cương chi khí hóa thành âm nhu chi lực. Kinh lực liên nguyên, thao thao bất tuyệt, bất kỳ người nào như là xem thường ngươi." chỉ sợ đều sẽ bị chết rất lợi hại thảm. Lão nô không dám ở già Lam Vương trước mặt múa búa trước cửa lỗ ban. An mộ đại giám thấp trầm giọng nói ra. Người công pháp này kêu cái gì, người hẳn là đánh nguyên trưởng, trong bông có kim, căn này châm đồng dạng kinh lực một khi tiến vào hắn thân thể người bên trong, có thể cấp tốc phá hủy địch nhân tâm mạch. Bất luận cái gì nội công chân khí đều khó mà phòng ngự ở người cái này miên trưởng châm lực. La quân tiếp tục nói. An mộ đại giám không khỏi mất sắc, hắn nói ra già lam vương chỉ bằng vài lần liền có thể nhìn ra nhiều như vậy lão nô mặc cảm la quân cười nhạt một tiếng còn nói thêm như vậy đi ta cho ngươi một cơ hội ta đứng ở chỗ này để ngươi đánh ta nhất trưởng nếu như ngươi đem ta đánh chết ta tuyệt không oán niệm ngươi an mộ đại giám kinh dị nhìn về phía la quân trong lúc nhất thời hắn có chút không rõ la quân đến là có ý gì thái hậu nương nương lại là trong mắt lóe lên vui sắc đơn giản là nàng quá biết an mộ đại giám trưởng pháp chi lợi hại. An mộ đại giám trầm giọng nói ra, lão nô luyện trưởng pháp chính là huyết văn trưởng, cái này huyết văn trưởng tuy nhiên tính không được thiên hạ đệ nhất lợi hại công pháp. Nhưng nếu đối thủ đứng đấy bất động cho lão nô đánh, lão nô tự tin còn là có thể đánh chết bất luận cái gì cao thủ. La quân nói ra, ta thì đứng đấy cho người đánh, người động thủ đi. An mộ đại giám nói ra, già Lam Vương công phu, lão nô là tuyệt đối không bằng nhưng già lam vương ngươi thật sự đứng đấy bất động cho lão nô đánh la quân nói ra ta thoạt nhìn như là đang nói đùa sao an mộ đại giám nói ra lão nô thực sự không hiểu già lam vương mục đích đến là cái gì la quân nói ra ngươi nghĩ quá nhiều ta đối với ngươi có thể có cái gì mục đích đơn giản là ngươi gặp công pháp đặc thù cho nên muốn thử một lần an mộ đại giám hít sâu một hơi nói ra già lam vương lão nô huyết văn trưởng còn chưa từng thất thủ ngươi thật thì tự tin như vậy. La quân nói ra, bớt nói nhiều lời đi, ngươi ra tay đi. An mộ đại dám nói ra, tốt, trong mắt của hắn hàn quang chấp động. An mộ là một vị tuyệt đối cao thủ, hắn tuy nhiên giấu tài, nhưng nội tâm cũng có phong mang. Hắn nhiều lần theo La quân cường điệu, vì cũng là để La quân đừng ra chiêu, không muốn né tránh. Đây chính là một vị tránh thức lão hồ ly. Giờ khắc này, an mộ thân thể bên trên tán phát ra khó tả mị lực phải nói là một loại tự tin cùng dữ tợn. Sau đó, an mộ đại giám xuất thủ, hắn nhất trưởng bình thản không có gì lạ, nhưng lại nhanh vô cùng khác ở la quân trên thân. La quân coi là thật cũng là không tránh không tránh. Sau đó, an mộ đại giám phiêu nhiên trở ra, hắn chăm chú nhìn la quân, thái hậu nương nương cũng chăm chú nhìn lấy la quân. Thái hậu nương nương nhìn thấy quá hơn cao thủ được an mộ đại giám như thế bình thản nhất trưởng cho giết chết nàng hy vọng la quân cũng không cần ngoại lệ thì như vậy ầm vang ngã xuống nhưng là rất nhanh bọn họ thất vọng la quân chỉ là gió nhẹ trên quần áo cho bụi sau đó nói cũng không gì hơn cái này đi làm sao có thể an mộ đại giám nhất thời hãi nhiên la quân cười ha ha một tiếng hắn nói ra thân thể ta chính là một cái lò nung lớn có thể hải nạp bách xuyên bất luận cái gì kinh lực đi vào đều có thể luyện hóa nếu là hung mãnh chi lực còn có thể miễn cưỡng đem ta đả thương. Người bực này miên kính, ở trước mặt ta, bất quá là chuyện tiếu lâm. An mộ đại giám gục đầu xuống. Sau đó, an mộ đại giám rời khỏi Thúy Bình Cư. Thái hậu nương nương đứng dậy, nàng lại là tiến đến đem đại môn kia quan bế. Người đi theo ta, thái hậu nương nương nói ra. Là quần nào nào. Thái hậu nương nương đem la quân dẫn tới trong phòng ngủ. Nàng đột nhiên liền đem y phục trên người bỏ đi, từng tầng từng tầng bỏ đi, rất nhanh cũng chỉ còn lại có đỏ sắc cái yếm. Nàng da thịt như mỡ đông trắng như tuyết, đùi thon dài, ngạo nhân bộ ngực các loại. Nữ nhân này quả nhiên là mị lực vô song. La quân nhàn nhạt nhìn lấy nàng, hắn hô hấp không có một chút gấp rút. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy, La quân nếu vẫn vì nữ sắc chỗ dụ nghi ngờ, vậy hắn kinh lịch liền coi như là đều sống đến heo trên người. Thái hậu nương nương từ tốn nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, về sau giường của ta tùy thời đều bị ngươi bên trên. Thật sao? La Quân nói ra. Thái hậu nương nương nói ra, ta thế nhưng là hoàng thái hậu, là tiên hoàng nữ nhân. Ngươi chẳng lẽ không muốn đem ta đặt ở dưới người của ngươi sao? Niếp Chính tuy nhiên có đẹp vô số người, nhưng hắn lại khó quên nhất nhớ ta, bởi vì thân phận sẽ cho hắn cường liệt nhất kích thích cảm giác. Thật sao? La Quân cười một tiếng. Thái hậu nương nương không khỏi kinh dị nàng nói ra người chẳng lẽ không phải nam nhân trong thiên hạ cái kia có nam nhân trông thấy thân thể ta còn có thể như vậy tỉnh táo la quân nói ra ta có phải là nam nhân hay không điểm này không dùng hoàng thái hậu ngươi đến cầm tâm hắn đón đến còn nói thêm chúng ta nói chuyện chính sự ngươi đem y phục mặc lên đi thái hậu nương nương nói ra không ngươi nếu không lên giường của ta ta cái gì cũng không biết cùng ngươi đàm la quân nói ra ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi đem mật tín viết, ta có thể cam đoan, tiểu hoàng đế tuyệt sẽ không giết ngươi. Đương nhiên, niếp chính bọn họ hội làm sao đối ngươi, ta đây không chịu trách nhiệm, cũng không bảo đảm. Thái hậu nương nương trong mắt cơ hồ muốn ngụy nước chảy đến, nàng chậm rãi hướng La Quân đi tới, sau đó từ phía sau ôm chặt lấy La Quân, cũng tại La Quân trên thân sở tác đứng lên. Nàng là cái rất có kinh nghiệm nữ nhân, nàng nói ra, không, Ta không lo lắng tiểu hoàng đế hội giết ta. Ta hiện tại chỉ muốn muốn ngươi, ngươi nhất định phải thỏa mãn ta, không phải vậy, ngươi liền xem như giết ta, ta cũng sẽ không giúp ngươi viết thư." Nàng nói thì nhẹ nhàng thân ngâm đứng lên. Cái kia ngạo nhân sung mãn tại La Quân phần lưng lên ma sát. La Quân vốn là có thể tâm như chỉ thủy, nhưng lúc này nội tâm một đám lửa rốt cục được thái hậu cho cọ đứng lên. La Quân hít sâu một hơi, hắn nói ra, nếu là lúc trước không dùng ngươi đến câu dẫn ta, ta tự nhiên là sẽ lên ngươi giường. Nhưng là hiện tại không được, ta cũng biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi biết trong lòng ta là để ý đi theo ta đến vị kia kiều ngưng cô nương. Nếu như ta thật lên ngươi giường, ngươi đem việc này nói cho kiều ngưng, cái này chắc hẳn sẽ để cho trong nội tâm nàng không thoải mái. Trong nội tâm nàng không thoải mái, liền cũng sẽ trở thành ta tâm linh lỗ thùng. Thái hậu nương nương thở gấp lấy nói ra, ta căn bản không hiểu ngươi đang nói cái gì, người nói những này, ta một nữ nhân làm sao lại hiểu. Nhưng ta cũng là bình thường có sao sao nữ nhân, chẳng lẽ ngươi không biết, người đối với phụ nữ mà nói, chính là mãnh liệt nhất xuân thuốc sao. La quân hơi hơi ngẩn ngơ. Mẹ chứng, nàng nói tốt giống cũng có đạo lý, chỉ sợ còn là mình thật nghĩ nhiều. Lúc này Thái hậu nương nương thân thể tựa như là rắn nước một dạng tại La Quân trên thân uốn qua uốn lại, La Quân đột nhiên cắn răng một cái, liền quay người đem Thái hậu nương nương ôm ngang mà lên, sau đó đem nàng ném đến cái kia trên giường. Cái kia trướng mạn rơi xuống, sau đó một khúc kích động hoan ca như vậy tấu lên. Rất rất lâu về sau, giường thơm đình chỉ lắc lư. Chỉ nghe bên trong thái hậu nương nương thật dài thân ngâm một tiếng, sau đó nói, ta sống lâu như thế, lần thứ nhất mới biết được làm nữ nhân tư vị là tốt như vậy. Hiện tại cũng là để cho ta chết cũng đều là đáng giá. Nữ nhân là cảm tính động vật, thiếu nữ thời kỳ, ước mơ mỹ hảo ái tình hữu tình uống nước no bụng. Tình chân ý thiết lúc, có thể thề non hẹn biển, có thể chịu nhiều đau khổ, chỉ vì theo nam nhân yêu mến cùng một chỗ. Nhưng là nữ nhân một khi tại cưới về sau, tại kinh lịch nam nhân về sau, nhưng lại đối thân thể hưởng thụ càng thêm để ý. Riêng là hôn nhân không hạnh phúc nữ nhân, riêng là 30 tuổi về sau nữ nhân. Mà Thái hậu nương nương đem hai thứ này chiếm toàn, cho nên khi La Quân chinh phục Thái hậu nương nương nhục thể lúc, đồng thời cũng chinh phục Thái hậu nương nương tâm phong lưu qua về sau, Thái hậu nương nương theo lời viết mật tín. Nếu như Niếp Chính không đem quốc khố tiền bạc trả lại, như vậy tiểu hoàng đế liền muốn cùng Thái hậu cùng đi rút lui Niếp Chính vương chức. Quản chi bây giờ Thái hậu nương nương được cầm tù lãnh cung chính là toàn bộ kinh thành đều biết sự tình. Nhưng là tiểu hoàng đế cho Thái hậu trở lại vị trí cũ cũng là một cái chiếu thư sự tình. Một khi trong hoàng cung, không có một người chống đỡ Niếp Chính lúc, hắn cái này Niếp Chính vương thì lộ ra phá lệ danh bất chính, ngôn bất thuận cho nên đây là một chiêu đòn sát thủ. Niếp chính tại thu đến Thái hậu nương nương mật tín về sau, ngày thứ hai đáp hồi phục còn quốc khố tiền bạc. Có điều hiển nhiên, Niếp chính sẽ không toàn bộ trả lại, hắn chỉ cần làm cho trên mặt mũi không có trở ngại là được. Mà lại, hắn thuế phú ngân tệ vẫn là tại liên tục không ngừng hướng hắn trong túi vào tới. Nhưng là hiện tại, hết thảy chi tiêu nhưng lại muốn đi quốc khố. Cho nên tiểu hoàng đế thời gian là phi thường bị động, chỉ có thể là miễn cưỡng duy trì. Có điều bất kể như thế nào, niếp chính trả lại tiền bạc đã có thể giải tiểu hoàng đế khẩn cấp. La Quân lập tức nhắc nhở tiểu hoàng đế, muốn khao thưởng ngữ lâm quân, cùng những cung nữ kia thái giám. Tiểu hoàng đế có chút không bỏ được, hắn thật sự là nghèo quá. Nhưng là La Quân can dặn tiểu hoàng đế, nói ra, có bỏ mới có được, ánh mắt muốn thả lâu dài điểm. Đến Giang Sơn, cái gì đều là ngươi, tiền tại trên tay người nào cũng không đáng kể. Tiểu hoàng đế hơi hơi ngẩn ngơ sau đó nhãn tình sáng lên, nói ra, tiên sinh nói là. Về sau, là quần còn nói thêm, lần này Hoàng Thái Hậu giúp đại ân, người để Hoàng Thái Hậu trở lại thả xuất sắc cung đi. Tiểu Hoàng đế ngơ ngẩn, hắn nói ra, có thể là trước kia chấm đã hạ chỉ, cái này chẳng phải là thay đổi xoành xoạch sao. Là quần nói ra, hồ đồ, hắn nói tiếp, bây giờ Thái Hậu giúp chúng ta, cái này đã khiến Niếp Chính sinh lòng lo nghĩ. Chúng ta nếu là lại đem Hoàng Thái Hậu chỗ ở cải thiện, cùng nàng thân cận. Niếp chính sẽ chỉ càng thêm ngờ vực vô căn cứ Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu sau lưng chính là Ly Gia, chẳng lẽ Hoàng thượng ngươi không muốn đem bọn họ lôi kéo tới sao? Tiểu Hoàng đế con mắt lại sáng lên, hắn nói ra, chấm hiểu, trước đó là ra oai, bây giờ liền muốn thi ân. Cái này kêu là ân uy tịnh thi, tiên sinh, nhờ có có người ở bên cạnh chấm A. Là quân không khỏi mồ hôi, hắn thực là có tư tâm. Bất kể như thế nào, chính mình cũng đem Thái Hậu cho ngủ, bởi vì cái gọi là ăn người miệng ngắn, bắt người nương tay. Làm sao cũng phải cấp Thái Hậu tranh thủ ít đồ. Tiểu Hoàng đế lập tức liền hạ lệnh, để Hoàng Thái Hậu trở lại thả xuất sắc cung. Lại tiếp lấy khao thưởng utero các thái giám cung nữ, mà trọng yếu nhất, tự nhiên là ngự lâm quân. Toàn bộ hoàng cung thượng hạ, một mảnh vui mừng khôn xiết. Nhưng mà, tiểu hoàng đế cũng biết, tại cái này một mảnh tường hòa phía sau, cự đại nguy cơ đang ẩn núp loại kia nguy cơ giống như ẩn núp cự thú lúc nào cũng có thể đem tiểu hoàng đế cắn nuốt không còn sót lại một chút cặn la quân bận đến hơi trễ ước chừng là dạng sáng mới trở lại thanh tâm cung kiều ngưng đang ở trong sân ngắm trăng la quân trông thấy kiều ngưng một cái chớp mắt nội tâm lại là có chút trột dạ bất quá hắn là giỏi về người ẩn giấu cho nên cũng biểu hiện được bất động thanh sắc vẫn chưa ngủ sao la quân hỏi kiều ngưng người tối hôm qua không có trở về kiều ngưng cười một tiếng nói ra sẽ không phải lưu tại thái hậu nương nương cung bên trong a la quân cười ha ha một tiếng nói ra cái này đều được ngươi đoán đúng kiều ngưng cắt một tiếng nàng hiển nhiên là không tin nàng biết la quân không phải như vậy hoang đường người có thể kiều ngưng lại là đoán không được la quân tuy nhiên không có như vậy hoang đường nhưng thái hậu nương nương là quá chủ động la quân đương nhiên sẽ không nhiều trò chuyện những vật này hắn vốn cũng thì không nguyện ý cùng Kiều Ngưng nói dối, người đoán, Niếp Chính hiện tại chính nghẹn cái gì chủ ý xấu. Kiều Ngưng nói ra, gần nhất Niếp Chính đối người thật là tính toán nhường nhịn. Hiển nhiên, hắn là đang nghĩ biện pháp giết ngươi. La Quân nói ra, giết ta, chỉ sợ hắn chả không có bản sự này. Kiều Ngưng nói ra, ta biết, ở cái này mãng hoang cảnh bên trong, thật đúng là không có người nào đơn đả độc đấu là đối thủ của ngươi. Cô Rê Quân, người khác quá bất cẩn. Người còn có nhược điểm, kia chính là ta cùng trác mã. Địch nhân rất có thể đối với ta cùng trác mã ra tay, mặt khác, đơn đả độc đấu ngươi vô địch, nhưng nếu là thần hòa lâm triệu nam cao như vậy tay liên thủ đâu. La quân nói ra, liên thủ thì liên thủ đi, ta cũng không sợ. Kiều ngưng không khỏi giật mình, nói ra, cái này còn không sợ. La quân từ tốn nói, ở chỗ này, còn không có ta sợ tồn tại. Hắn đón đến, còn nói thêm, bất quá ta thật đúng là cần chuẩn bị một sự kiện. Sự tình gì, Kiều Ngưng Kỳ quái hỏi. Là quân nói ra, đừng quên ác long, coi như không ai lộ ra chúng ta là đồ long thánh giả, nhưng chúng ta đột nhiên xuất hiện, đều sẽ làm người ta liên tưởng đến đồ long thánh giả. Coi như không có liên tưởng đến, hận chúng ta người, cũng sẽ mượn ác long chi thủ đến diệt trừ chúng ta. Kiều Ngưng không khỏi nâng chán thở dài, nói ra, đây cũng quá suy a. À. Là quân nói ra, cái kia tiên đoán tất nhiên đã sớm ngờ tới chúng ta muốn tới, cái này bên trong một số nhân quả, chỉ sợ là chúng ta muốn trốn tránh cũng trốn tránh không khỏi. Đã như vậy, vậy còn không như sớm làm điểm chuẩn bị. Ngươi muốn chuẩn bị cái gì? Kiều Ngưng hỏi La Quân. La Quân cười thần bí, nói ra, đến lúc đó ngươi liền biết. Ta dù sao cũng là đồ long thánh giả, ngươi làm thần bí như vậy. Kiều Ngưng có chút phiền muộn. Toàn bộ biển kinh, bao quát hoàng cung, khắp nơi đều tràn ngập Niếp Chính tai mắt thành biện kinh bên trong chuyện gì phát sinh Niếp Chính nhất thanh nhị sở mà tiểu hoàng đế lại là hai mắt đen thui cái gì đều không nhìn thấy trận chiến tranh này thực lực là cực cách xa Thái hậu nương nương cùng La Quân cái kia chúc chuyện Niếp Chính đương nhiên cũng là biết tại ngày thứ hai thời điểm La Quân thu đến đến từ Niếp Chính Vương Niếp Chính một phong thiệp mời thiệp mời là mời La Quân ban đêm đến Vương phủ dự tiệc Tiểu hoàng đế lo lắng, hắn nói ra, tiên sinh, Niếp chính giáp tâm hại người, hắn đây là hồng môn yến. Hồng môn yến là xuất từ sở hán tranh chấp thời đại, mà mãng hoang cảnh đại ly nước là tới từ đại minh triều, cho nên đối với hồng môn yến cái từ ngữ này, tiểu hoàng đế vẫn là biết. Tiểu hoàng đế tiếp tục nói, Niếp chính nhất định đã chuẩn bị kỹ càng mai phục, liền đợi đến tiên sinh ngươi chui vào đây. Cho nên lần này giả dạ tiệc, tiên sinh ngài nhất định không thể đi la quân nói ra ta biết hoàng thượng ta tâm lý nắm chắc cái kia tiên sinh ngài có đi hay là không tiểu hoàng đế trông mong nhìn lấy la quân đương nhiên là muốn đi la quân cười một tiếng nói ra ta cảm thấy rất hứng thú ta ngược lại muốn xem xem nhiếp chính ban đêm chuẩn bị cho ta cái gì tiệc thế nhưng là tiểu hoàng đế nói ra la quân nói ra ta nếu là liền một cái giả tiệc cũng không dám qua như thế nào dám lấy lực lượng một người đến giúp đỡ hoàng thượng ngài diệt trừ niếp chính đâu tiểu hoàng đế nhất thời nghẹn lời hắn biết hắn khẳng định là cải biến không la quân quyết định vậy ngài nhất định muốn cẩn thận tiểu hoàng đế nói ra yên tâm đi la quân nói ra khác tiểu hoàng đế la quân cũng không có về thanh tâm cung hắn tìm đình viện sau đó bắt đầu ngồi xuống uống trà lúc này hắn trong lòng không rõ một mảnh cái gì cũng không nghĩ, chẳng hề làm gì. Chỉ một lúc sau, cái kia an mộ đại giám trước tới nói, tiên sinh, Hoàng Thái Hậu cho mời. Là quân nào nào, tâm lý không khỏi oán thầm, chẳng lẽ nữ nhân này lại muốn. Ách, ta hiện tại không rảnh, là quân cự tuyệt. An mộ đại giám nói ra, Hoàng Thái Hậu nói là có chuyện quan trọng tìm ngài, xin ngài cần phải dành thời gian đi qua một chuyến. Là quân thở dài, nói ra, vậy được rồi, dẫn đường tha xuất sắc trong cung bây giờ quạnh quẽ rất nhiều la quân tại thái hậu nương nương trong phòng ngủ nhìn thấy thái hậu thái hậu nương nương ăn mặc theo phượng nghi bào đầu đội phượng quan nhìn chính xác mỹ lệ làm rung động lòng người tới cực điểm hiển nhiên lối ăn mặc này là nàng làm hoàng hậu thời điểm mặc mà lại là tại chính thức trường hợp mới có cái này loại ăn mặc ta dựa vào đây là muốn chơi đồ đồng phục hấp dẫn a à. la quân không khỏi nuốt ngụm nước bọt đã từng có tiếp xúc thân mật cho nên lúc này La Quân cũng không có gì tốt khách khí Sau đó tiến lên liền đem Thái Hậu Nương Nương ôm đến trên giường Thái Hậu Nương Nương đắc ý cười Sau đó lại là một vòng hoan ca Phong lưu qua về sau Vân Thu vũ hiết Thái Hậu Nương Nương mặc đồ trắng áo lót nàng một đầu ô tóc đen dài cũng liền rủ xuống Thì tại cạnh giường Thái Hậu Nương Nương hướng La Quân nở nụ cười xinh đẹp Nói ra người làm sao lại cầm giữ không được La Quân vội ho một tiếng, nói ra, đều là ngươi hồ ly tinh này hại. Thái hậu nương nương kiều cười nói, ta nếu không có chút thủ đoạn, tiên hoàng làm cho ta chỉ đến ngoan ngoãn. La Quân nói ra, nói trở lại, niếp chính chủ chính, đối quốc gia này không có gì tốt chỗ. Cứ tiếp như thế, một ngày nào đó, đại ly Giang Sơn hội hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vậy thì có cái gì cái gọi là đâu? Thái hậu nương nương nói ra, dù sao ta là tới qua một thân nhẹ, ta cũng không có con nối dõi, ta có thể qua một ngày, cũng là một ngày. La Quân nhìn nhiều Thái Hậu nương nương, hắn nói ra, ta kém chút quên, người vốn là cái trời sinh tính độc ác người. Nghe nói trong hậu cung, rất nhiều chưa xuất sinh hài nhi đều là được ngươi hại chết. Thái Hậu nương nương nói ra, nhân bất phi kỷ, thiên chu địa diệt. Cái này hậu cung tranh đấu xưa nay cũng là ngươi chết ta sống, tàn khốc như vậy, ta nếu không thi triển chút thủ đoạn, Đợi đến con trai của các nàng làm hoàng đế, như vậy ta chỉ sợ đã sớm chết bởi thâm cung. Nếu như là ngươi, ngươi thật liền có thể cao thượng như vậy sao?" La Quân sờ mũi một cái, hắn nói ra, "Ngươi là hoàng hậu thì tính toán con của bọn họ làm hoàng đế, bọn họ thì dám." Thái hậu nương nương nói ra, "Nhi tử không có lên làm hoàng đế hoàng hậu, một cái kia là có kết cục tốt." La Quân thở dài, nói ra, "Tốt ha, những này đều không nói." Ngươi gọi đại giám qua hô ta tới, không phải nói có chính sự à, tổng sẽ không ngươi chính sự cũng là trên giường này sự tình a. À. Thái hậu nương nương Bạch La Quân liếc một chút, cái nhìn này quả nhiên là lại mị lại rung động lòng người. Nàng đúng là cái câu người chết không đền mạng tiểu yêu tinh. Thái hậu nương nương nói ra, ta thế nhưng là muốn nói với ngươi chính sự, nào biết ngươi vừa đến đã đem người ta ném lên giường. Ngươi mạnh như vậy lớn mạnh, người ta chẳng lẽ còn có thể phản kháng ngươi sao? La Quân nghe vậy không khỏi mặt mo đỏ ửng. Thái hậu nương nương thấy thế kèn kẹt cười một tiếng. Sau đó nàng lại nghiêm mặt nói ra: Ta nghe nói ngươi đêm nay muốn đi phó niếp chính yến. La Quân nhìn nhiều Thái hậu nương nương liếc một chút, nói ra: Nghĩ không ra ngươi tin tức vẫn là linh như vậy thông. Thái hậu nương nương nói ra: Ta khuyên ngươi đừng đi. La Quân cười một tiếng, nói ra: Này cũng kỳ quái. Ta nếu là bị niếp chính giết, cái này chẳng phải là chính như ngươi ý sao? ngươi vì cái gì khuyên ta đừng đi. Thái hậu nương nương nói ra, rất đơn giản, bởi vì niếp chính cùng ngươi ở giữa, ta hiện tại nguyện ý lựa chọn ngươi. La quân nói ra, vì cái gì? Thái hậu nương nương nói ra, tối thiểu nhất, ngươi so niếp chính muốn chính trực. Ta tuy nhiên không phải người tốt lành gì, nhưng cũng nguyện ý cùng chính trực người hợp tác, huống chi, người công phu trên giường muốn so niếp chính tốt, đây mới là mấu chốt nhất chỉ cần ngươi có thể tại cùng nhiếp chính đấu tranh bên trong lấy được thắng lợi, chúng ta lý ra có thể giúp ngươi trở thành cái thứ hai nhiếp chính vương. La Quân cười cười, nói ra, ngươi cái này Hoàng Thái Hậu phục hồi tương lai cũng còn muốn ta hỗ trợ đâu, ta thì không chỉ nhìn các ngươi đi. Lại nói, cái này thâm cung đại viện, quyền lợi đấu tranh cái gì, ta không có hứng thú. Không có hứng thú, Thái Hậu nương nương sắc mặt cổ quái, nói ra, vậy ngươi tại sao muốn dính vào? La Quân nói ra, không có gì, cũng là không quen nhìn niếp chính mà thôi. Thái hậu nương nương không khỏi nâng chán thở dài, lý do này vì cái gì khiến người ta có loại muốn phun máu ba lần cảm giác đâu. La quân liền còn nói thêm, cho nên nói, người vẫn là không muốn ủng hộ ta tốt, không phải vậy người hội thất vọng. Thái hậu nương nương nói ra, người tại sao muốn nói cho ta biết những này? Tại không có đấu ngã niếp chính trước đó, người đạt được ta chống đỡ, chẳng phải là tốt hơn. La quân nói ra, ta làm sao có thể lừa gạt một nữ nhân. Thái hậu nương nương ánh mắt nhất thời vô cùng phức tạp. La quân nói ra, nếu là không có việc khác tình, ta liền đi trước. Thái hậu nương nương nói ra, đêm nay ngươi đừng đi phó niếp chính yến, hắn đã chuẩn bị kỹ càng cao thủ tới giết ngươi. Hắn người này tuy nhiên cuồng vọng, nhưng làm việc luôn luôn đều là tính trước làm sau. Hắn nhiều ngày như vậy không hành động, hôm nay đột nhiên thì mời ngươi, hiển nhiên là có tất sát ngươi đem nắm. La Quân hời hợt nói ra, ta biết. Thái Hậu nương nương nói ra, biết ngươi còn muốn đi. La Quân nói ra, tựa như Niếp Chính tâm lý vô cùng rõ ràng, mặc kệ hắn bố trí xuống cái gì Thiên La Địa Võng, nhưng ta đều nhất định sẽ qua một dạng. Thái Hậu nương nương nói ra, bất kể như thế nào, ta đều không hy vọng ngươi xảy ra chuyện. Niếp Chính những năm này quá thuận, đã vô pháp vô thiên. Nếu như ngươi có thể diệt trừ Niếp Chính, cái kia đối với bất kỳ người nào tới nói đều là một chuyện tốt nhưng đối với ngươi mà nói, cũng không tính chuyện tốt. Tiểu hoàng đế đối ngươi luôn luôn đều trong lòng còn có khúc mắc. La quân nói ra, thái hậu nương nương thở dài một tiếng, nàng nói ra, về sau ta có thể đi theo ngươi suốt cung sao. La quân nói ra, không thể. Thái hậu nương nương không khỏi ai oán, nói ra, ngươi coi thật sự một tia hy vọng cũng không chịu cho ta không. Nếu để cho ngươi hy vọng, tương lai ta lại làm không được, đó mới gọi tàn nhẫn. La quân nói ra, coi như tương lai tiểu hoàng đế tránh thức trưởng khống quyền lực, nhưng ta sau khi đi, hắn cũng chưa chắc liền sẽ tuân theo ta lưu lại an bài. Cho nên, ta trước đó thật không có nghiêm túc muốn tới đây an trí ngươi. Thái hậu nương nương giờ phút này châu lệ muốn, lộ ra quả thực là điềm đạm đáng yêu. Là quân thở dài, không có cách, trên người nhà giường, vậy thật là đến thì nhiều làm người ta cân nhắc một phen. Có điều ngươi yên tâm, là quân còn nói thêm, ta sẽ để cho ngươi nửa đời sau bình an qua xuống dưới. đây là ta đối với ngươi hứa hẹn. là quân hứa hẹn, tự nhiên là để người yên tâm. thái hậu nương nương cười một tiếng. sau đó, là quân rời đi thái hậu nương nương thả suốt sắc cung. trên thực tế, đối với thái hậu nương nương tâm lý điểm này tính toán, là quân như thế nào không rõ ràng. thái hậu nương nương chắc chắn sẽ không nói là đã thật đối niếp chính thất vọng chỉ bất quá, Thái hậu nương nương tại hậu cung tranh đấu đã lâu. Hiển nhiên là hiểu được su cát tị hung, nàng hiện tại là hai bên nịnh nọt. Đến lúc đó, bất kể là ai lấy được thắng lợi, như vậy nàng đều đã đặt chân ở thế bất bại. Nữ nhân này, là cực khôn khéo. La là quân làm sao lại coi là, bằng vào cùng với nàng vài đêm trên giường triền miên, liền có thể đổi lấy nữ nhân này khăng khăng một mực đây. Trừ phi La Quân là cái vừa trải qua nhân sự tiểu sơ ca sau khi màn đêm buông xuống, là quân thừa ngồi xe ngựa tiến về vương phủ. Cái kia nhiếp chính vương vương phủ tu được rộng rãi khi phái, nội bộ chính là hoàng gia lâm viên thiết kế. Nhiếp chính vương nhiếp chính là cái cùng xa cực dục người, nếu không phải cảm thấy lại xây một tòa hoàng cung tốn thời gian quá dài, hắn có thể lại xây một tòa hoàng cung đi ra. Dù sao nhiếp chính là có tiền tùy hứng người. Đi vào vương trước cửa phủ, là quân chính mình xuống xe ngựa, hắn để xa phu trở về. Sau đó, hắn thì đưa lên thiệp mời. Hôm nay là quân mặc một thân trường sam màu đen, cả người hắn nhìn hào hoa phong nhã. Nhưng ở nhã nhận bên trong, lại có thể cảm giác ra hắn nội tại dương cương. Cái kia canh cổng gã sai vặt đối la quân lộ ra tôn kính vô cùng, lập tức dẫn la quân đi vào. Tiến vào vương phủ, trước gặp một mảnh lâm viên, trong này cầu nhỏ nước chảy, đình đài lâu các, mai thụ từ từ cái gì cần có đều có. La quân gặp tình này hình, trong lòng thầm mắng một tiếng, con chó niếp chính thật đúng là sẽ hưởng thụ a Xem ra, về sau chờ lão tử đại công cáo thành. Cũng liền tìm như thế cái cùng loại vị diện không gian, liền dẫn một đám lão bà hảo hảo giàn xếp lại. Cũng tốt tốt hưởng thụ này nhân gian cực hạn xa hoa. Là quân sau đó liền đến vương phủ lầu chính trước mặt, cái kia vương phủ tu kiến, tất nhiên là rộng rãi mà tinh mỹ. Nhưng nói là lộng lẫy đại khí bàng bạc. Nhưng là, Niếp chính tiếp khách chàng sở lại không phải tại vương phủ lầu chính, mà chính là xuyên qua lầu chính đến đằng sau trong viện. Đó là một cái tiểu viện tử, bốn phía đều là tứ hợp viện. Là quân đi đến trong viện về sau, bọn sai và tất cả lui ra qua. Tiên sinh mời đến, một tên nha hoàn tiến lên, đem là quân dẫn tới tứ hợp viện bên trong một căn phòng trước. Là quân dậm chân mà vào, hắn liền trông thấy bên trong chính là một cái bao quát phòng khách lớn. Trong phòng khách điểm ánh nến, nhưng nói là đèn đuốc sáng trưng. Bên trong hai bên che kín phong phú mỹ tử món ngon, đây là thuộc về một người một trương yến đại yến hội hình thức. Giống như cổ đại thế giới, vương phủ cùng quý tộc yến khách đều là cái này luận điệu. Không giống như là đồng dạng hương thân mời khách, liền đều là vây quanh một cái bàn tròn. Trong phòng khách không có một ai. Là quân hướng cái kia đằng sau nha hoàn nói ra, khách nhân đều đến, chủ nhân vẫn còn không có xuất hiện, các người vương gia có phải hay không quá không hiểu sự tình nha hoàn kia liền cung kính nói ra, tiên sinh chờ một lát, vương gia lập tức tới ngay. La quân gật gật đầu, hắn sau đó ngay tại một trương yến trước sân khấu tùy ý ngồi xuống. loại này ngồi là cùng loại đảo quốc cùng người hàn dân như thế, thuộc về ngồi trên mặt đất. La quân có chút đói, thì chính mình trước uống một hớp rượu, sau đó cầm một cái đùi gà gặm đứng lên. cũng là tại lúc này, niếp chính chỉ huy khách mời ngồi vào vị trí. Niếp chính một thân màu vàng óng áo choàng lộ ra uy vũ cùng cực, hắn bước đi ở giữa, long hành hổ bộ. Sau lưng hắn hết thảy có sáu người. Sáu người này bên trong, là quân nhận biết một cái. Người này chính là, sát thủ chi vương, thần. Mà đổi thành bên ngoài trong năm người, là quân quét mắt một vòng, hắn cảm giác ra bên trong một cái tu vi cùng rất giống hổ tương xứng. Chẳng lẽ người này cũng là lâm triệu nam? Là quân nói thầm. Còn lại bốn người, cũng là cao thủ bên trong cao thủ có điều cùng thần còn có người kia lại là có chút tranh lệch niếp chính dừng chân lại hắn cười một tiếng nói ra Già lam vương người ngược lại là thật có nhã hứng a à. la quân mỉm cười nói ra người mời ta đến dự tiệc ta đương nhiên là muốn ăn đầy đủ a à. niếp chính cười ha ha một tiếng nói ra tốt tốt quả nhiên có đảm lược hắn sau đó liền ngồi vào thượng thủ chủ vị mặt la quân vẫn là mặt không đổi sắc hắn nhịp tim đều không có gia tốc một chút, thần liền tại la quân bên người chỗ ngồi xuống. người hẳn không phải là lâm triệu nam a, la quân đột nhiên phía bên phải một bên tên kia cao thủ nói ra. cái này cao thủ cũng chính là cùng thần tương xứng tồn tại. hắn tự nhiên không phải lâm triệu nam, hắn là lâm triệu nam sư huynh. niếp chính ở trên thủ nói ra. a, à, la quân cười một tiếng, nói ra, vậy ngươi người sư huynh này lăn lộn không được a người sư đệ so ngươi lợi hại nhiều. Hắn nói xong cũng cười ha hả uống một hớp rượu. Lâm triệu nam sư huynh gọi là phong kiếm huyền, phong kiếm huyền lại là không tức giật, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, học không tuần tự, người thành đạt phi tôn. Đồ đệ thắng qua sư phụ đều có, huống chi ta bất quá là triệu nam sư huynh. Phong kiếm huyền sau khi nói xong, liền cũng liền nhập tỏa. Gió này kiếm huyền cùng thần một trái một phải đem la quân kẹp ở giữa còn lại bốn tên cao thủ liền ngồi tại đối diện bọn họ cái này chỗ ngồi là rất lợi hại có chú trọng tùy thời đều có thể hướng la quân phát động lôi đình tiến công mà lại là cái vây quanh tư thái la quân lại hướng bên người thần nhất cười nói ra ta lần trước gặp ngươi còn có chút trí khí làm sao hôm nay còn cùng người khác đến hùn vốn hướng ta xuất thủ thần tư tốn nói ta vẫn là cái sát thủ đối phương cấp nổi tiền ta sẽ vì giết người la quân lắc đầu nói ra tự cam đọa lạc A, à, trước đó người ta còn có thể coi trọng mấy phần, hiện tại, người đã cùng những người phàm tục kia không có gì khác biệt. Về sau không muốn tự xưng là thần, người không xứng. Thần từ tốn nói, không nhọc người hao tâm tổn trí, người vẫn là ngẫm lại, hôm nay người ứng làm như thế nào chết đi. La quân mỉm cười, nói ra, không phải ta từ thổi, ta cảm thấy ở đây các ngươi những người này, nhìn cũng đều là có chút thân phận người. Nhưng trong mắt ta, toàn bộ các ngươi đều là rác rưởi. Sau đó, hắn thì lại uống một hớp rượu. Hắn câu nói này hời hợt nói ra, hiện trường bên trong vậy đối với mặt bốn vị cao thủ nhất thời mặt hiện sắc mặt giận dữ. Phong kiếm huyền cùng thần lại không nhúc nhích chút nào. Thượng thủ niếp chính nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, xem ra giả Lam Vương ngươi là thật sợ. Sợ, La Quân cười cười. Nếu không phải sợ, ngươi sao chọn loại này ấu trí phương thức, đánh đấu trước miệng, yếu người khí thế. Niếp chính nói ra. Là Quân nói ra, ha ha ha, các ngươi quá để mắt chính các ngươi, hơi có chút thưởng thức thì phải biết, tu vi đến nhất định cảnh giới về sau, ngoại giới lời nói là căn bản dao động không nội tâm. Cho nên, ta càng sẽ không thiên thật sự cho rằng, ta mấy câu liền có thể để vị này cái gọi là thần, còn có lâm triệu nam sư huynh dao động tâm trí. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì ta cảm thấy các ngươi thật đều là... Giác rưởi. Tiếp theo, hắn còn nói thêm, còn có ngươi, La Quân chỉ chỉ thượng thủ niếp chính, nói ra, người bất quá là cái thế thân, chẳng lẽ ngươi cho rằng, người có thể giấu giếm được con mắt ta. Thượng thủ niếp chính không khỏi thân thể chấn động. La Quân cười lạnh một tiếng, hắn nói tiếp, ta còn biết, niếp chính ngươi ngay tại ám đạo bên trong nhìn lấy đây hết thảy. Ngươi còn qua tìm người đem kiều ngưng, đem tiểu hoàng đế, trác mã, đều bắt lại. Có đúng hay không, ngươi những này thủ đoạn, ta liền xem như dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng có thể nghĩ ra được ta sở dĩ hôm nay y nguyên đến, cũng là phải nói cho ngươi một sự kiện, ngươi tìm những người này đều không được, ta muốn giết ngươi, không ai ngăn nổi. Thần cùng phong kiếm huyền mặt sắc hơi hơi biến. Thượng thủ giả niếp chính trầm giọng nói ra, nhưng ngươi cũng cần phải rõ ràng, chỉ cần vương ra ra lệnh một tiếng, tiểu hoàng đế những người này toàn bộ đều phải chết. Chẳng lẽ ngươi thì không để ý bọn họ chết sống? Muốn giết cứ giết đi, là quân nói ra, chỉ cần niếp chính hắn nguyện ý dùng mệnh đến chống đỡ, ta không có vấn đề. Muốn cá chết rách lưới, ta phụng bồi. Giả nhiếp chính trầm mặc xuống dưới. Liền cũng tại lúc này, phong kiếm huyền chậm rãi đứng dậy. Thần cũng đứng dậy theo. Hai người đối mặt hướng La Quân. La Quân y nguyên ngồi ở đâu, cũng không nhúc nhích. Người thế mà ngồi bất động, mắt thần lộ kinh ngạc. La Quân từ tốn nói, các ngươi lúc đi vào đợi, ta chính là ngồi. Ngồi bị công kích, đó là cực hạn mệnh cô rê quân đối mặt cái này hai đại tuyệt đỉnh cao thủ hắn cũng là làm ra như thế thật không thể tin sự tình tới thần nói nói ngươi không khỏi đem chính ngươi muốn quá cao la quân nói ra không phải ta đem chính mình muốn quá cao mà chính là ngươi cùng phong kiếm huyền còn kém một cái cấp bậc làm ngươi đáp ứng cùng người khác hùn vốn giết ta thời điểm ngươi đã đọa lên thần đàn ngày hôm nay ước hẹn ta như e sợ các ngươi mà không đến ta liền cũng sẽ rơi lên thần đàn đây là ta tại sao tới nguyên nhân, có câu nói gọi là này lên kia xuống. Thần nói nói, thật sao? Hắn đột nhiên thì cùng phong kiếm huyền đồng loạt ra tay. Hai đại tuyệt đỉnh cao thủ đồng thời xuất thủ, liền như điện chấp. Thần chân như cầy địa một dạng, liền giống như là khủng long cự trảo hướng phía la quân lao nhanh mà đi. Một cước này chi lực, có thể khai sơn liệt thạch. Ra vẻ thế cũng bạo phát đi ra, đó là trấn áp đồi núi đạo tràng. Mà lại, thần một cước này đá ra, còn có hậu thủ. Mặc kệ là Quân như thế nào biến hóa, hắn chuẩn bị ở sau đều lao nhanh không dứt. Về phần phong kiếm huyền, hắn lại là đột nhiên xoải bước một bước, phong kín là Quân đường lui. Hai đại cao thủ vây công, đã không phải là phàm nhân có khả năng tưởng tượng. Liền cũng tại lúc này, là Quân y nguyên ngồi, trước mặt hắn yến đài đã bị thần nhất cước kích nát. Một cước kia long tượng chi lực bạo liệt mà đến, liền như sơn nhạc sụp đổ ở trước mắt. La Quân hai chân trên mặt đất bỗng nhiên mạnh mẽ đạp, người lại là hướng về sau thối lui. Hắn đồng thời song quyền giao nhau thành hộ tâm quyền, trực tiếp đón đỡ ở thần cái này một long tượng cước lực. ầm! Um, La Quân cả người hướng về sau mau chóng đuổi theo. Cái kia đằng sau chính là vách tường, mà phong kiếm huyền lại là đột nhiên nhất trưởng hướng phía La Quân đầu lâu đánh tới. Hắn là tìm đúng cơ hội, mãnh liệt nhất trưởng. Một trưởng này chính là kình thiên ấn, lấy đủ lập tức lấy tay kình thiên ầm ầm hỗn độn vạn quân sơn hà mất sắc một trường này sự khốc liệt cuồng bạo đã có một loại thiên tai ý vị phong kiếm huyền tình thiên ấn vừa ra là quân liền cảm giác đỉnh đầu tối đen thái sơn sụp xuống ngay vào lúc này là quân bỗng nhiên đầu co rụt lại rùa đen rụt đầu đột nhiên là quân đầu tựa như là biến mất một dạng là quân người tại vội vàng thối lui cho nên cái này một cái trước mắt tranh lệch liền để hắn thoát đi phong kiếm huyền kình thiên ấn. càng mấu chốt là là quân thân thể đột nhiên hơi cong, hắn xương sống lưng tựa như trọng quyền đâm ra một dạng. lúc đầu là quân lui không thể lui, bởi vì hắn đằng sau cũng là vách tường, có thể cái này một cái trước mắt, hắn xương cột sống trực tiếp liền đem vách tường đánh nát. là quân một trưởng vỗ tiếp lấy thân thể như con quay nhất chuyển liền đến vách tường đằng sau. Phong Kiếm Huyền thấy thế, lập tức đầu vai lắc một cái, cũng đi theo đụng nát vách tường, giết đi qua. Dạng này cao thủ nói đến đánh nhau, quả thực tựa như là xe ủi đất đang chiến đấu một dạng. Mà Thần Nhãn Thần hơi đổi, hắn lại là đột nhiên thì vọt đến giả Niếp Chính sau lưng. Lui ra phía sau, Thần đối giả Niếp Chính ngưng giọng nói. Ngay vào lúc này, cái kia giả Niếp Chính sau lưng vách tường oanh một tiếng bị La Quân đánh nát. Giả Niếp Chính bị kinh ngạc thần liền ngăn cản tại La Quân trước mặt, lăn đi. La Quân trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên giận quát một tiếng. Đồng thời, La Quân lấy chân cày, thân thể như vực sâu ngọn núi, đột nhiên thì hướng phía thần nhất quyền từng đánh chết tới. La Quân một quyền này mang theo cả người khí thế, quyền như vạn quân, sát ý bạo liệt. Mà hắn đang quát một tiếng này lăn đi lúc, hắn cổ họng mãnh liệt phun ra nuốt vào, khí lưu giống như bị áp xúc bom từ trong cổ họng phun ra thần chỉ nhìn thấy là quân hầu kết nhấp nhô, thanh âm mới vừa vặn lọt vào tai, trước mặt không khí đột nhiên nổ tung, to lớn khí lãng cùng thanh âm vang vọng thành một mảnh. Là quân trong tiếng hít thở, phun ra khí lưu, tại nửa thước kịch liệt bên trong, cùng tránh thức hơi nén bom cơ hồ không có cái gì hai loại. Cái này một cái chớp mắt, thần cũng cảm giác được cực kỳ nguy hiểm, bất quá hắn trung quy là tuyệt đỉnh cao thủ cấp bậc nhân vật, trong nháy mắt hai cái lỗ tai thì dán sát vào lỗ tai, con mắt cũng nhắm lại, hai tay hướng về phía trước một đẩy đi ra, kinh lực chống đáng lượn vòng, một chút liền đem cuồng bạo không khí đẩy tán. Hắn lần này đẩy thẳng, cũng hung mãnh vô cùng, cánh tay bắp thịt đánh run lẩy bẩy đáng, bạo phát một chuỗi dài ầm ầm sấm rền cương âm. Mà lại nhanh như thiểm điện, cơ hồ là cùng la quân thanh âm đồng bộ, đến mức tạo thành la quân âm thanh đánh vừa mới phun ra, khí lưu nổ tung còn tại oanh minh, liền bị hắn song quyền đánh tan, tịt ngòi. Thì chiêu này, Đủ có thể đủ cho thấy, cái này thần thực lực là tuyệt đối khủng bố. Một chút đem la quân âm thanh đánh đẩy tiệt ngòi, hắn tận lực bồi tiếp về ôm ngã rồi, mà chân ma sát tiến lên, vậy mà không lùi mà tiến tới, một thức ôm hổ về núi đón đánh kiện hàng. Thần toàn thân cao thấp mẫn cảm so mắt người muốn lợi hại hơn nhiều, một chút đẩy tán khí chảy về sau, lập tức liền nhạy cảm cảm giác được la quân quyền ý, ôm hổ về núi liên tiếp phía trước đẩy về rồi, dùng đến khéo léo tuyệt vời. Oanh một tiếng, hai quyền một phát, thần cũng cảm giác tựa như là bị từ mấy tầng trên lầu bỏ xuống đến xe lu nện một chút, toàn thân khí huyết đều kém chút bị đánh tan, trong xương tủy như châm loạn đâm, lợi run lên, hàm răng có chút dấu hiệu buông lỏng. Có điều cái này còn xa xa chưa xong, hắn vừa mới tiếp một quyền này, ở ngược lại nhảy lên kịch liệt đứng lên. Nguyên lai là quân lại là nhất quyền làm ngược lôi đến. Thần cổ đủ kinh, hai chân biến hóa, một trước một sau, lại gắng đón đỡ nhất quyền. La quân mở miệng lần nữa, lăn đi. Quyền thứ ba tùy theo đánh ra. Thần không có cách nào, đón thêm quyền thứ ba. Tại dạng này cương mãnh quyền kình phía dưới, cái gì lấy nhu thắng cương đều là chuyện tiếu lâm. Trừ né tránh, cũng là đón đỡ. Thần là bực nào tâm cao khí ngạo người, hắn không muốn lăn đi, cho nên lựa chọn đón đỡ. Lúc đầu thần thực có thể có hắn chiêu thức cuốn lấy la quân nhưng la quân mở miệng cũng là lăn đi, cái này nhói nhói thần tôn nghiêm. Cho nên hắn khẩn thiết đón đỡ. Phốc, thần tướng la quân quyền thứ ba vừa tiếp xúc với dưới, lúc này hắn rốt cục nhịn không được, một ngụm máu liên quan hai khỏa răng cửa phun ra ngoài. Đồng thời bước ra né tránh, hắn cuối cùng vẫn là lăn đi. Cái này một cái chớp mắt, thần triệt để cảm nhận được la quân khủng bố. Cái kia phong kiếm huyền cương tốt từ phía sau lại tập giết tới. La Quân cũng liền rảnh tay đối phó Phong Kiếm Huyền. Còn lại bốn đại cao thủ đồng thời xuất động, hướng dạng này bên này vồ giết tới. Trong lúc nhất thời, gió dục mây vần, Phong Kiếm Huyền cương một vồ giết tới, La Quân đột nhiên trở lại, thân thể cất cao. Lại là một chiêu đại thành ấn hướng Phong Kiếm Huyền đầu vỗ tới. Hắn thân thể cất cao, tựa như thái sơn áp đỉnh. Dạng này hung ác đả kích để Phong Kiếm Huyền cũng là mất sắc, hắn lập tức nhất quyền đón đỡ thổi phù một tiếng, quyền trưởng sau khi đụng, phong kiếm huyền rên lên một tiếng, hắn cảm giác cả thân thể khí huyết đều chấn động một chút. Là quân đại thánh ấn bên trong ẩn chứa lực lượng thật sự là quá mức khủng bố. Cái này cũng chưa tính, là quân tiến lên trước một bước, lại là một trưởng vỗ xuống tới. Liên tục hai trưởng, phong kiếm huyền cấp tốc bị đánh giết lui ra phía sau, tiếp lấy cũng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời mang theo hàm răng. Phong Kiếm Huyền chỉ cảm thấy toàn thân máu dịch tại cuồng bạo phun trào, căn bản đều ức chế không nổi. Mà lại trên dưới quanh người, đau nhức vô cùng, tựa như là cường độ cao đoán luyện đến tinh bị lực tấn một dạng. La Quân trong thân thể, tựa như là ẩn chứa vô cùng vô tận cuồng bạo lực lượng. Cái này thần cùng Phong Kiếm Huyền tại trong chốc lát, liền bị La Quân đẩy lui. Sau đó, cái kia còn lại bốn tên cao thủ lúc này mới đuổi theo tiết tấu giết tới. La Quân thân hình lóe lên, lại là trực tiếp từ bọn họ trong khe hẹp xuyên ra ngoài. Linh Dương móc sừng thân Pháp. Cái kia giả niếp chính chính đang chạy trốn, là quân đột nhiên như đại điểu một dạng sau lưng hắn xuất hiện. Là quân nhất trưởng liền đem giả niếp chính đầu đập nát. Giả niếp chính chết thảm tại chỗ. Là quân tiếp lấy bỗng nhiên quay người, hắn mãnh liệt bạo giống một tiếng. Trước mặt không khí nổ tung, cái kia bốn tên cao thủ lập tức liền che lỗ tai. Toàn bộ nhà đều tại ong ong chấn động, hắn yến trên đài chén rượu cùng nhau bị la quân sóng âm nổ tung. Ha ha ha, la quân cười ha hả Cái này một cái chớp mắt hắn, chính là viễn cổ ma vương. Dạng này hắn, ai dám đến chống lại. Người này đã không phải là người, hắn mới thật sự là thần. Lúc này, trong lòng mọi người đều có dạng này cách nghĩ. Mà vị vua sát thủ kia ánh mắt ảm đạm đi, hắn biết, chính mình thật 10 phần sai. Tại đáp ứng nhiếp chính thời điểm, hắn liền hoàn toàn rơi xuống thần đàn. Bây giờ hắn cùng La Quân tranh lệch là càng lúc càng lớn. Cái kia bốn tên cao thủ lúc này là không dám lên trước. La Quân liền cất giọng nói, Niếp Chính, ta biết ngươi trốn ở phụ cận. Ta cảnh cáo ngươi, tại ta về Hoàng Cung trước đó, nếu như ta nhìn không thấy tiểu Hoàng đế, Kiều Ngưng còn có trác mã. Như vậy, ta hội khi bọn hắn toàn bộ đã chết. Tiếp đó, ta chuyện thứ nhất cũng là mang ra người cái này vương phủ sau đó, ta sẽ dùng ta còn lại sinh chi lực đến đánh chết ngươi. Ngươi như cho rằng ngươi có thể tránh thoát ta đánh giết, ngươi cũng có thể động thủ giết bọn hắn. Sau khi nói xong, hắn liền ngẩng đầu rời đi. Chính là cái này thiên la địa võng vương phủ, là quân lại là tới lui tự nhiên, liền như vào chỗ không người. Là quân tại một giờ sau, trở lại hoàng cung. Trong hoàng cung, hắn trước tiên qua thanh tâm cung, tại thanh tâm trong cung, kiều ngưng cùng trác mã bình yên vô sự, đã gặp các nàng bình yên vô sự lúc là quân hơi hơi thở phào. Trác mã nhìn thấy La Quân lập tức ủy khuất chạy tới khóc lóc kể lể là đại ca vừa rồi có người đem chúng ta bắt đi. người đi nơi nào nha? bên kia kiều ngưng làm theo cười nhạt một tiếng nói ra người là đại ca qua cứu chúng ta nha. Trác mã nhất thời cảm thấy kỳ quái nói ra vậy ta làm sao không có gặp La đại ca? La Quân cười cười nói với Trác mã được rồi không có việc gì nhanh đi nghỉ ngươi đi. Trác Mã bị La Quân an ủi đi ngủ, sau đó, La Quân cùng Kiều Ngưng nhàn trò chuyện. Kiều Ngưng nói ra, cái này mãng hoang cảnh, ta thật sự là thời khắc đều không tiếp tục chờ được nữa. Cảm giác mình hiện tại đặc biệt vô năng, chỉ có thể hết thảy chờ lấy ngươi. Nàng đón đến, còn nói thêm, có điều đây hết thảy cũng phải lại ngươi, không có ngươi, ta cũng sẽ không qua chọc niếp chính mạnh như vậy địch a. À. Ta không có bản sự, ta thì thành thành thật thật đợi a. À. La Quân cười ha ha một tiếng, hắn sau đó lại nghiêm mặt nói ra, "Xem ra ta thật phải ứng phó cẩn thận chuyện này, Niếp chính hiện tại còn đuổi theo thả các ngươi, là bởi vì hắn chả không nguyện ý cá chết rách lưới." Nhưng theo trên tay hắn bài càng ngày càng ít, hắn sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình, vậy liền không nhất định. Kiều Ngưng nói ra, "Nhưng là Niếp chính tai mắt quá nhiều, chúng ta có thể giấu đi nơi nào?" La Quân nói ra, "Ta phải tìm người đến bảo hộ các ngươi." nhất định phải tìm thêm một số cao thủ làm sao tìm được Kiều Ngưng hỏi La Quân nói ra giao cho ta xử lý đi chỉ có đem bọn người bảo vệ tốt ta mới có thể an tâm tới đối phó Niếp Chính Kiều Ngưng nói ra tốt a à? nàng nói ra chỉ tiếc a à, ta hiện tại liền xem như cùng ngươi luyện công cũng rất khó luyện đến ngươi cảnh giới này ngươi loại kia đấu pháp tinh thần không phải là cái gì người đều có thể luyện ra La Quân cười một tiếng tiếp theo là quân lại đi gặp một chuyến tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế khi muốn chết, hắn cũng bị bắt, cho nên cảm thấy đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Là quân từ tốn nói, loại chuyện này, ta hội tận lực ngăn chặn. Là quân tại về sau phải đi tìm Thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương lộ ra nhưng đã biết là quân qua vương phủ sự tình. Đi với ta một chỗ, là quân đi thẳng vào vấn đề nói ra. Thái hậu nương nương không khỏi ngoài ý muốn, nói, đi chỗ nào nhiếp chính vương vương phủ la quân nói ra thái hậu nương nương hơi hơi thất sắc nói người muốn làm gì la quân nói ra yên tâm đi ta không phải đi giết nhiếp chính hiện tại nhiếp chính đã sớm trốn đi hắn tu vi không yếu ta cũng không có cách nào khóa chặt hắn bất quá ta đã quyết tâm muốn giết nhiếp chính hắn chết cũng là mấy ngày nay sự tình lời này nghe có chút cuồng vọng nhưng là từ la quân trong miệng nói ra đến lại làm cho Thái hậu nương nương cảm thấy có chút khủng bố. Nam nhân này nói muốn giết một người thời điểm, cơ hồ cũng là phán đối phương tử hình. Một cá nhân vũ lực, lại có thể cường đại đến như vậy trình độ. Thế nhưng là, ta đi theo người ra ngoài là tính là gì? Thái hậu nương nương hồ nghi nói. Đi theo liền biết, là quân nói ra, coi như người có thể chi phối phùng nguyên, nhưng là các ngươi ly ra đến bây giờ còn không biết đứng đội, đến lúc đó, núi thây biển máu, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở qua. Thái hậu nương nương nhất thời khuôn mặt đỏ lên, nàng liền cũng đã biết, chính mình cái gì đều là giấu giếm bất quá trước mắt cái này như thần nam nhân. Là quân mang theo thái hậu nương nương xuất cung, bọn họ thừa ngồi xe ngựa trực tiếp tiến về nhiếp chính vương vương phủ. Bên kia nhiếp chính rất nhanh liền nhận được tin tức, nhiếp chính vốn là vẫn giấu kín tại trong vương phủ. Lúc này nghe được La Quân lại tới, hắn nhất thời dọa đến hoang mang lo sợ lúc này niếp chính rốt cục cảm nhận được cái loại người này chỉ địch quốc cảm giác tuy nhiên hắn quyền lực ngập trời bên người cao thủ như mây thế nhưng là làm la quân xuất hiện lúc hắn lại cảm thấy mình lúc nào cũng có thể bị la quân bóp chết gần trong gang tấc người chỉ địch quốc thất phu nhất nộ năm bước đổ máu làm la quân xuất hiện tại biển kinh thời điểm nam nhân này lực lượng sau so một cái mạnh đại quốc gia đều muốn đến khủng bố đến vương phủ về sau là quân cùng Thái hậu nương nương liền muốn đi vào. Cửa thủ vệ ngăn cản, là quân không khỏi cười một tiếng, nói ra, chán sống lệch ra đi, ta cũng dám cản. Thủ vệ kia nhóm nơm nấp lo sợ, cuối cùng vẫn là ấm ước cho đi. Hiện tại thành biện kinh bên trong, người nào không biết vị này già Lam Vương đã khiến cho nhiếp chính vương nhiếp chính đều là trong lòng run sợ. Một cá nhân lực lượng đạt tới như vậy trình độ, quả thực thì là phi nhân loại là quân mang theo Thái hậu nương nương như vào chỗ không người. Cái kia trong vương phủ binh lính, còn có khách khanh cao thủ đều lao ra, liền đem la quân cùng Thái hậu nương nương đoàn đoàn vây ở Trung ương. Cung tiến thủ tại chỗ cao chuẩn bị. Có điều cung tiến thủ cũng không nhiều, cũng đối la quân không tạo được cái gì uy lực. Niếp chính ngã là có thể điều động rất nhiều cung tiến thủ đến, một khi hình thành tiến trận, la quân cũng là không thể làm gì. Thế nhưng là bởi như vậy, la quân cũng sẽ không tiến đến. Hắn thân thể viên mãn, tự nhiên năng cảm giác hiểm mà tránh. Niếp Chính cũng không có làm như thế, chính hắn trốn đi về sau, cũng muốn biết La Quân chuyến này đến mục đích. La Quân lần này cũng không có động thủ dự định, ánh mắt của hắn đến thần trên thân. Thần cùng Phong Kiếm Huyền cũng đã đi ra trận địa sẵn sàng đón quân địch. La Quân nói với Thần, ta tới là tìm ngươi. Thần tại La Quân trước mặt nhận đả kích nghiêm trọng, hắn hít sâu một hơi, nói ra, tìm ta làm cái gì? la quân nói ra cho ngươi một cái đột phá cơ hội nếu như ngươi có hứng thú thì đi theo ta la quân nói xong liền giữ chặt thái hậu nương nương nhu di không sai sau xoay người rời đi hắn muốn đi tự nhiên cũng không có người dám ngăn trở thần ngay tại chỗ do dự một chút về sau thì đuổi theo la quân la quân cùng thái hậu nương nương lên xe ngựa thần cũng đi theo lên xe ngựa sau đó sa phu điều khiển xe ngựa hồi cung ta cùng ta đồng bọn cũng không thuộc về phiến tinh không này la quân đối thần thẳng thắn nói ra thần hơi kinh hãi hắn theo rồi nói ra có ý tứ gì la quân nói ra chúng ta cùng thuộc địa cầu địa cầu chính là vũ trụ vạn thiên hành tinh bên trong một khỏa mà trên địa cầu liền có vô số vị diện không gian ta là từ hắn không gian tới địa cầu thần cùng thái hậu nương nương lập tức liền có chút mộng bức la quân nói ra mắt tiền thế giới cũng không phải là các ngươi lý giải thế giới đơn giản như vậy, nó rất lợi hại phức tạp, cũng rất bao la. Không nói cái khác, liền nói Long Vương làm ác, Huyền Không Thần tôn phá không mà đến, sau cùng nộ sát Long Vương, tiếp mà ngủ say. Đoạn chuyện xưa này ngươi cũng không lạ lẫm a. À. Thần nói nói, đó bất quá là một loại nghe nhầm đồn bậy truyền thuyết. Đáng giận rồng thì sao? Ác Long là tồn tại, là quân nói ra. Thần nói nói, ngươi đến muốn nói cái gì? la quân nói ra ta nói ta là từ hắn không gian tới người đây có thể hiểu được sao thần trầm giọng nói ra không quá có thể hiểu được nhưng ta tin tưởng ngươi loại người như ngươi tính tình như vậy nếu là một mực tồn tại ở trên vùng đất này tuyệt không có khả năng bừa bãi vô danh trên đời tuy nhiên có ẩn thế cao thủ nhưng la quân cao điệu như vậy người làm sao cũng không có khả năng ẩn thế cao thủ la quân nói ra lúc đầu ta cùng kiều ngưng đều là có pháp lực Chúng ta có thể lên trời xuống đất, trước khi đến, đang biển trong núi lửa tìm kiếm một loại địa sát năng lượng. Cái kia có thể tăng cường ta pháp lực, ai biết ta khởi động địa sát năng lượng sau cùng xúc động núi lửa bạo phát. Không biết chuyện gì xảy ra, chúng ta liền đến các nơi nơi này tới. Từ biển đến, Đồ Long Thánh giả, Thái hậu nương nương hoảng sợ nói. Hiển nhiên, cái kia tiên đoán Thái hậu nương nương cũng là biết. Thần cũng là bị kinh ngạc. Như lời ngươi nói là thật thần hô hấp dồn dập. Là Quân nói ra, người cảm thấy ta là sẽ nói láo người sao. Hắn đón đến, nói ra, nơi này thế giới, thật là bị huyền không thần tôn đem pháp lực quy tắc cải biến, cho nên ta cùng ta đồng bạn đều mất đi pháp lực, liền chỉ có vũ lực ở trên người. Mà ngươi chẳng lẽ thì không có cảm giác đến, người lúc đầu có thể đột phá, nhưng Thủy Trung rất là ngạc nhiên khó mà đột phá sau cùng pháp lực bình chướng. Nhân pháp lực là tới từ não vực, người không có cách nào xông phá sau cùng bình chướng, là bởi vì ở cái địa phương này, quy tắc hạn chế pháp lực. Thì ra là thế, thần bừng tỉnh đại ngộ, hắn cho tới nay tồn tại tâm nghi hoặc như vậy giải khai. Ta hiện tại muốn làm, cũng là tìm tới về nhà đường. Đã tiên đoán bên trong nói tới đồ long thánh giả là ta, như vậy ta đột nhiên lại tới đây, cái này bên trong tất nhiên có liên hệ. Cho nên, ta tại thử nghiệm tìm kiếm được mối liên hệ này phía sau nguyên nhân. Là quân tiếp tục nói. Thái Hậu nương nương ở một bên đã là trợn mắt hốc mồm. Mà thần lại là hứng thú nồng hậu dày đặc, hắn nói ra, đã muốn tìm nguyên nhân, vậy ngươi tại cái này kinh thành lãng phí thời gian làm cái gì? Cái này gọi thuận tự nhiên, La Quân nói ra, ta tại trong thảo nguyên gặp được Trác Mã. La Quân liền đem Long Vương bảo tàng đồ, còn có Trác Mã cùng cùng Thánh Long môn những chuyện này toàn bộ cùng thần nói. Hắn nói ra, Trác Mã đi theo Niếp Chính, ta không yên lòng đi theo tiểu hoàng đế, ta tin tưởng nàng có thể có một cái tốt tương lai. Những này cũng chính là manh mối, tại tự nhiên mà vậy chung lộ dây bên trong, có lẽ thì có thể tìm tới bên trong chân nghĩa. Ta không biết ngươi không có có hứng thú cùng ta trở thành bằng hiếu, chúng ta cùng đi làm chuyện này. Nếu như ta tìm tới trở về đường, ta có thể mang ngươi trở lại ta đến thế giới bên trong. Ở nơi nào, ta có thể dạy ngươi pháp thuật. Là quân nói càng về sau, hắn ngừng một lát, nói, đương nhiên, nơi đó chưa hẳn cũng là mỹ hảo. Ở nơi nào, thần thông cao thủ quá nhiều, người đi, hết thảy muốn từ bắt đầu mới. Mà người ở chỗ này, đã là đỉnh phong cao thủ. Loại tâm lý này tranh lệch, người chưa hẳn có thể thừa nhận được. Thần nói nói, người hôm nay nói tới hết thảy, tại ta mà nói, kinh hãi thế tục. Nếu là người khác nói đến, ta ổn thỏa làm là hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng người đang nói đến, ta tin tưởng như lời ngươi nói. Hắn đón đến, nói, ta không cần cân nhắc, ta nguyện ý từ bắt đầu mới. Lừa mình dối người đứng tại ngọn núi cao nhất, cái kia không có ý gì. Ta muốn làm là chân chính đứng ở trên đỉnh núi, mà không phải giếng quan thiên. La quân nói ra, vậy rất tốt. Hắn nói tiếp, ta trước mắt chuyện thiết yếu cũng là giết nhiếp chính, nhưng là bên cạnh ta người luôn luôn sơ hở, cần người bảo hộ. Ta muốn người liên lạc một số cao thủ, bao quát người cùng đi bảo hộ các nàng. Thần nói nói, ta thủ hạ thì có không ít cao thủ, ta có thể lập tức dùng bồ câu đưa tin để bọn hắn vào cung. La Quân nói ra, đó là không còn gì tốt hơn. Sau đó, La Quân thì ngược lại hướng thái mẹ kế nương nói ra, ta hiện tại đưa ngươi về nhà ngoại, ngày mai ngươi đến trong cung tới. Các ngươi ly ra là nên là thời điểm làm lựa chọn. Đây cũng là ta cho các ngươi ly ra một cơ hội cuối cùng, nếu như ngày mai ly ra còn muốn tiếp tục hợp tác với Niếp Chính, như vậy Niếp Chính sau khi chết, ly ra hội cái thứ nhất trở thành vong hồn dưới đao. Đương nhiên, ta hứa hẹn qua ngươi, mặc kệ ly ra thế nào, ngươi đều không có việc gì. Thái hậu nương nương ánh mắt phức tạp tới cực điểm, nàng gật gật đầu, nói ra, ta biết nên làm như thế nào. Audio điện tử võ tấn bền Thời gian là một mực đang hướng phía trước đi, tại thời gian duy trì bên trong, từ trường, phần tử, không khí đều là đang biến hóa. Bao quát người vận số, cũng là tại thời khắc phát sinh biến hóa. Nhưng là, vạn biến lại không rời tông, tựa như thời gian chỉ có thể là hướng phía trước mà đi, vận mệnh bất kể như thế nào biến hóa, thuộc về người tam tai cửu kiếp tiến đến lúc, tránh cũng tránh không khỏi. Là quân từ đến mãng hoang cảnh về sau, tâm hắn hình dáng thì sinh ra biến hóa rất lớn. Đây là một loại thiên địa không rõ tâm cảnh. Hắn không có đi suy nghĩ, cũng không có nghĩa là hắn từng bước đều muốn đi xuống phong. Trước mấy lần trước giao phong, đã vì địa vị hắn đặt vững cơ sở. Lúc này La Quân mới có thể đi để Thái Hậu thuyết phục Lý Gia quy thuận Tiểu Hoàng đế. Như là trước kia, Lý Gia sẽ chỉ làm La Quân là chuyện tiếu lâm. Cho nên giờ phút này, La Quân để Thái Hậu qua làm chuyện này, đó chính là thời cơ. Vô vi mà làm, vô chiêu thắng hữu chiêu. Tiếp theo, La Quân cùng thần trở lại Hoàng cung. La Quân đem thần dẫn tiến cho Tiểu Hoàng đế, cũng nói với Tiểu Hoàng đế gần nhất trong khoảng thời gian này, hoàng thượng ngươi cũng liền ở tại thanh tâm trong cung đi thôi. Dạng này cũng thuận tiện hắn đến bảo hộ các ngươi. Tiểu hoàng đế mừng rỡ gật đầu, hắn tuy nhiên không hiểu nhiều võ công, nhưng cũng biết cái này thần là tuyệt đỉnh cao thủ. La quân về sau hỏi thần danh chữ, thần nói hắn gọi là La ẩn. Tại thanh tâm ngoài cung mặt, La quân cùng La ẩn nhàn trò chuyện. Thực ta không biết rõ, ngươi vì sao lại đồng ý niếp chính, cùng những cao thủ kia đến vây công ta. La Quân nói ra, trước đó ngươi cũng không chịu cùng Thánh Long môn cùng đi vây giết ta. Là cái gì để ngươi đột nhiên thay đổi chủ ý? La ẩn trầm ngâm một cái chớp mắt, hắn theo rồi nói ra, từ trước đó đánh với ngươi một trận về sau, ta ngày ngày đều tại khổ sở suy nghĩ lĩnh ngộ, nhưng mà lại cuối cùng không thể được. Ta đã xa vào đến cử chỉ điên rồ bên trong, mà Niếp Chính tìm đến, ta nghĩ, có lẽ hùn vốn vây công ngươi, ta có thể ở chính giữa tìm tới đáp án. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, hắn nói ra ngươi còn chưa tới ta cảnh giới này cho nên ngươi một khi lâm vào cử chỉ điên rồ này sẽ là một kiện vô cùng thống khổ sự tình ngươi cùng ta khác biệt không phải võ đạo tu vi cũng không phải đấu pháp lên khác nhau chủ yếu là một cảnh giới nếu như có một ngày trong lòng ngươi hoàn toàn không có thắng bại vậy ngươi thì bước vào một cái mới lĩnh vực trong lòng không có thắng bại la ẩn nói ra ta không hiểu nhiều la quân nói ra ta đánh cái so sánh ngươi cùng ta đánh có phải hay không rất muốn thắng, nhưng cũng lo lắng thất bại, đúng hay không? Bất kỳ một cuộc chiến đấu nào, võ giả đều sẽ có loại tâm lý này." La ẩn nói ra. La Quân nói ra, "Nhưng ta không, không quản các ngươi dùng cái gì mưu kế chờ một chút, trong nội tâm của ta một mảnh không rõ. Ta không có suy nghĩ thắng bại, bởi vì ta biết, chỉ muốn cái thế giới này không ai có thể nắm giữ pháp thuật, như vậy, cái thế giới này thì không người là đối thủ của ta." Thật có thể như thế tuyệt đối. La ẩn cảm thấy thật không thể tin. La Quân nói ra, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta đang cùng ngươi khoác lác sao? La ẩn nói ra, cái kia ngược lại sẽ không. La Quân chuyển đổi đề tài, hắn nói ra, Người đoán Niếp Chính bước kế tiếp hội làm thế nào? Tìm Lâm Triệu Nam đến. La ẩn nghe vậy khẽ giật mình, liền cũng liền theo chuyển đề tài nói ra, Thánh Long môn cùng Niếp Chính là cấu kết với nhau làm việc xấu. Lâm Triệu Nam hẳn là sẽ không nhìn lấy Niếp Chính chết lâm triệu nam người gặp qua sao la quân hỏi la ẩn nói ra ta chưa từng gặp qua la quân nói ra người này danh tiếng đến là bị thổi ra vẫn là xác thực có bản lĩnh la ẩn nói ra xác thực có bản lĩnh giang hồ truyền văn hắn đã từng là xuất thủ qua bảy bước bên trong không xuất thủ liền đem một tên cao thủ đè khiến cho thất khiếu chảy máu mà chết la quân nao nao theo rồi nói ra nói như vậy lâm triệu nam thật là một tên kình địch La ẩn nói ra, nhưng ta không biết rõ, hắn đến là làm sao làm được. Ta tin tưởng Lâm Triệu Nam sẽ không tìm người đến diễn tuồng vui này. La Quân nói ra, đây là hắn đạo chàng đem đối phương bao phủ lại, sau đó mỗi đi một bước, từ trường biến hóa, trực tiếp áp bách đến đối phương trái tim. Tựa như là đem người nhốt vào một cái bịt kín trong phòng, không khí đã không có, người ở vào ngạt thở trạng thái. Mà hắn mỗi đi một bước, chẳng khác nào đang dùng khí áp đè ép người trái tim như thế mơ hồ, là ẩn hãi nhiên. Là quân nói ra, nghe mơ hồ, thực giải bên trong nguyên lý, vậy liền không nhiều lắm mơ hồ. Xem ra Lâm Triệu Nam cũng đã đến lớn nhất hoàn mỹ trạng thái. Nếu không phải có huyền không thần tôn cải biến pháp lực quy tắc, chỉ sợ hắn sớm đã là pháp lực cao thủ. La ẩn nói ra, vậy ngươi có thể dùng ra hắn loại công phu này a? À? La quân nói ra, đối phó thông thường cao thủ là có thể, đối phó ngươi, không thể. Mà lại, hắn cũng không có cách nào dùng loại công phu này tới đối phó ngươi vì cái gì la ẩn hỏi la quân nói ra bởi vì hắn đạo tràng không có cách nào đưa ngươi hoàn toàn bao phủ tương đương với bản thân ngươi bị hắn cố định tại biệt kín trong phòng nhưng hắn như sử dụng khí áp đè ép ngươi ngươi có thể đánh vỡ hắn gian phòng này la ẩn bừng tỉnh đại ngộ hắn nói ra như lời ngươi nói đạo tràng chính là ta võ đạo tinh thần đúng hay không la quân nói ra không sai la ẩn gật gật đầu hắn sau đó còn nói thêm lâm triệu nam nếu là đến người ứng đối đứng lên cũng không có vấn đề a à. la quân nói ra lâm triệu nam như là vấn đề lúc trước ta thì không trêu chọc thánh long môn lâm triệu nam một mực không có xuất thủ không phải cũng là trong lòng có kiêng kỵ sao trong lòng của hắn kiêng kỵ đã nói hắn còn chưa tới ta cảnh giới này điểm này chắc hẳn trong lòng của hắn là rõ ràng không phải vậy lời nói lần này tới cũng không phải là phong kiếm huyền, mà chính là Lâm Triệu Nam. La ẩn nói ra, người nói có đạo lý. La quân nói ra, ta hiện tại lo lắng duy nhất chỉ có một vấn đề. Vấn đề gì? La ẩn hỏi. La quân nói ra, ác long. Niếp chính hòa Lâm Triệu Nam rất có thể đem ác long dẫn tới trên người của ta tới. Nhưng bọn hắn cũng không biết ngươi là đồ long thánh giả. La ẩn nói ra, ta có phải hay không đồ long thánh giả cái này không trọng yếu, trọng yếu là, bọn họ sẽ muốn mượn nhờ ác long đến diệt trừ ta. La quân nói ra, La ẩn nói ra, nếu là ác long đến, người nhưng có ứng đối chi pháp. La quân nói ra, ta cũng không sợ ác long, có thể những này ác long khởi sướng cuồng đến, chỉ sợ toàn bộ biện kinh đều sẽ bị chúng nó hủy đi. Cho nên ta còn nhất định phải nghĩ cái sách lược vẹn toàn. Ngày thứ hai, Thái hậu nương nương hồi cung. La quân tại Ninh Tú Cung bên trong cùng Thái hậu nương nương gặp mặt thái hậu nương nương sắc mặt nghiêm túc nàng bỗng nhiên nói ra người có suy nghĩ hay không qua một việc là quần nào nào nói ra sự tình gì thái hậu nương nương nói ra tại trong nhân loại coi như không người là đối thủ của ngươi như vậy ác rồng thì sao ta cũng không có hướng ta ra tộc lộ ra ngươi là đồ long thánh giả sự tình nhưng ngươi cũng biết ngươi đột ngột xuất hiện khó tránh khỏi sẽ để cho người có quyết tâm liên tưởng bọn họ cảm thấy ngươi cho dù không phải đồ long thánh giả lại đều có thể cho ngươi gắn như thế một cái thân phận nếu là niếp chính qua tìm ác long đến đây ngươi làm sao đem la quân trong lòng cảm giác nặng nề hắn biết ác long chuyện này chỉ sợ là sớm muộn muốn tới chính mình nghĩ đến vấn đề này mà bây giờ liền thái hậu đều nghĩ đến vấn đề này la quân bỗng nhiên cười một tiếng hắn nói ra ác long vấn đề ta tự nhiên cân nhắc qua ngươi cảm thấy đồ long thánh giả bốn chữ này đến đại biểu cái gì Thái hậu nương nương ngơ ngẩn, nàng lúc này mới suy nghĩ đến Đồ Long Thánh giả bốn chữ này hàm nghĩa. La quân nói ra, không nói những này, các ngươi gia tộc bên kia là thế nào cân nhắc? Thái hậu nương nương nói ra, hiện trong gia tộc ý kiến khác nhau rất lớn, còn không có thảo luận ra kết quả tới. La quân nói ra, hôm nay thật sự nếu không ra kết quả, ta thì khi bọn hắn là đứng tại niếp chính bên kia. Thái hậu nương nương trái tim giật mình, La Quân lúc này cũng không có tâm tư gì cùng Thái Hậu nương nương triển miên, cho nên hắn về sau liền rời đi Ninh Tú Cung. Biện Kinh trạng vạng tối phá lệ mỹ lệ. Nơi này còn không có hiện đại hóa thành thị ô nhiễm, cho nên chân trời Vân Thải đều rất lợi hại thuần túy. Trần Gia Hồng cùng Vân Thải cũng chính thức đến Biện Kinh, sau đó Trần Gia Hồng thì cùng Vân Thải tìm một cái khách sạn ở lại. Biện Kinh bên trong chuyện phát sinh đã truyền ra, Già Lam Vương ác đấu nhiếp chính vương sự tích để thành biện kinh bên ngoài dân chúng từng cái vỗ tay khen hay. Tại thành biện kinh bên trong, đám dân chúng đối nhiếp chính là giận mà không dám nói gì. Nhưng nhiếp chính danh tiếng tự mình là cực ác kém, mà tại thành biện kinh bên ngoài, nhiếp chính vương đã bị hình dung thành hấp huyết ma quỷ nhân vật bình thường. Cho nên một khi nhiếp chính bị Già Lam Vương khi dễ, đây là đám dân chúng thích nghe ngóng. Vân thải tại tin đồn bên trong, liền cũng lại nhiều nghe nói giả Lam Vương rất nhiều chuyện dấu vết. Nàng đối giả Lam Vương càng thêm sùng bái, cái kia dân gian vốn là ưa thích nghe nhầm đồn bầy. Là quân sở tác sở vi nay đã đầy đủ thần thoại, nhưng thông qua truyền thuyết, nhưng lại càng thêm không được. Càng có một loại thuyết pháp tại dân gian lạng yên lưu truyền, cái kia chính là đồ long thánh giả chính là giả Lam Vương. Thuyết pháp này, thật đúng là không phải nhiếp chính giải. Lại là mọi người tự nhiên mà vậy liên tưởng. Tại thế giới bao la thập niên 80 lúc, xã hội tràn ngập dung chuyển, sau đó võ hiệp thịnh hành. Đó là một loại xã hội cần thiết văn hóa, tới thế kỷ mới về sau, xã hội an ổn, võ hiệp liền tự nhiên mà vậy suy sụp. Tiếp xuống văn hóa lại là một loại đối tương lai thăm dò. Người thỏa mãn về sau, liền muốn thăm dò ngoài vũ trụ. Mà tại cái này mãng hoang cảnh nội, bởi vì bách tính gặp trùng điệp ức. Lúc này, bọn họ tự nhiên hy vọng có một vị đại hiệp có thể đi ra trừ bạo an dân. Mà già Lam Vương chính là thỏa mãn mọi người thế giới tinh thần nhu cầu. Có thể nói, bây giờ là quân một khi đến dân gian, liền có thể được nhiều người ủng hộ. Thời thế tạo nên người. Tại trong khách sạn dàn xếp về sau, Trần Gia Hồng cùng Vân Thải tại khách sạn trong đại đường ăn cơm. Trần Gia Hồng dùng trên thân một khối ngọc bội đổi lấy đầy đủ ngân tệ, hắn cũng không lo lắng tiền tài. Lấy hắn bản sự, muốn bao nhiêu tiền không có. Vân Thải ăn các món ăn ngon, như cái chú mèo ham ăn giống như. Có điều nàng cũng không quên kẹp lên đùi gà cho Trần Gia Hồng. Trần Gia Hồng muốn một bình lâu năm hoa điêu, hắn ăn cái gì thời điểm, cử chỉ yêu nhã, đây là một loại quý tộc phạm. Loại quý tộc này phạm là từ thực chất bên trong phát ra, cái này cũng không phải là cái gì người có thể bắt trước. Hồng ca ca, chúng ta về sau trả về bàn long trấn sao? Vân Thải đột nhiên hỏi Trần Gia Hồng trần gia hồng nao nao sau đó vừa cười vừa nói vậy ngươi muốn về bàn long trần a vân thải lắc đầu nói ra không quá muốn trở về trần gia hồng nói ra vậy liền không quay về đi vân thải nhất thời đại hỉ nhưng ngay lúc đó nàng lại có chút lo lắng nói ra thế nhưng là vậy chúng ta về sau làm sao sinh hoạt đâu nơi này cũng không phải nhà chúng ta trần gia hồng đối đám mây quả thực là cưng chiều tới cực điểm hắn cười một tiếng nói ra chúng ta có thể ở chỗ này mua phòng ốc nha. Đám mây nghẹn họng nhìn chân chối, nói ra, nơi này nhà khẳng định rất đắt, chúng ta nơi đó mua được. Trần Gia Hồng nói ra, đắt đi nữa nhà, đều không là vấn đề. Chẳng lẽ ngươi không tin Hồng ca ca có bản lãnh này sao? Đám mây lập tức liền nói ra, ta tin tưởng, đương nhiên tin tưởng, Hồng ca ca là hay nhất. Nàng đón đến, lại xinh xắn nói ra, có điều vẫn còn so sánh giả Lam Vương kém một chút, trần gia hồng cười ha ha một tiếng chính hắn đều cảm thấy rất kỳ quái bây giờ thế mà bị đám mây như vậy đề cập la quân người này hắn thế mà không có chút nào tức giận trần gia hồng nghĩ thoáng rất nhiều chuyện lúc này hắn là có mị lực nhất mỗi người đều có thiện lương cùng tà ác một mặt cũng đều có cực đoan một mặt trần gia hồng trước đó là cực đoan nhưng bây giờ hắn đã khôi phục lại bình thường trong sinh hoạt cũng cần phải nói đây là một loại gen đến từ Trần Lăng trên thân gen. Năm đó Trần Lăng, đồng dạng là cái ấm lòng đại ca ca. Hắn mang theo chính mình thân muội muội cùng một chỗ sinh hoạt, đối muội muội Trần Tư Kỳ giống nhau là cương chiều tới cực điểm. Nhưng là Trần Lăng tại bị kích thích về sau, cũng có cực đoan một mặt. Tựa như là năm đó, hắn vì âu yếm tiểu nghiêng cái chết, có thể thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền. Hắn không thiết hủy diệt hết thảy, đều muốn vì tiểu nghiêng báo thù. Cho dù là đến bây giờ, Trần Lăng vẫn không có tiêu tan. Giết tiểu nghiêng hung thủ một trong thì có Trần Thiên Nhai, cho nên Trần Lăng vẫn luôn tại bố cục, chính là muốn đem Trần Thiên Nhai giết. Mà Trần Thiên Nhai càng là Trần Lăng cực đoan thừa số phóng đại phiên bản. Cái này tất nhiên là không cần nhiều lời. Đồng thời, là quân cũng là mạch này người, trên người hắn cũng có cực đoan một mặt. Trần Gia Hồng cùng đám mây bên này trò chuyện rất là vui vẻ, đám mây sau đó lại có chút tiểu thất vọng nói ra, đáng tiếc nơi này không có người nói giả Lam Vương cố sự. Trần Gia Hồng nói ra, nơi này không ai dám nói. Đám mây nói ra, tại sao vậy? Trần Gia Hồng nói ra, nhiếp chính vương nhiếp chính tại thành biện kinh một tay che trời, giả Lam Vương còn trong hoàng cung, cho nên dân chúng không dám nói giả Lam Vương hảo lời nói. Đám mây bừng tỉnh đại ngộ, nàng không khỏi nói thầm lấy nói, cái này nhiếp chính vương nhiếp chính thật sự là tên đại bại hoại. Sú nha đầu, lại dám nói nhiếp chính vương nói xấu, ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn. Cái kia sát phách bàn một gã đại hán bỗng nhiên thì đi tới, hắn giận dữ mắng mỏ một tiếng. Cái kia sát phách bàn hết thảy ngồi bốn tên đại hán, còn lại ba tên đại hán cũng lập tức liền bốn phía. Đám mây gặp tình này hình, nhất thời thì hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Số nhà đầu, người có biết hay không nói nhiếp chính vương nói xấu hội có hậu quả gì không? Đại hán kia gọi là đại nghiêu, Đại Nưu là kinh thành Du Côn Lưu manh. Mấy người bọn hắn cũng coi là đáp đồng hương một phương Lưu manh. Lúc này, Đại Nưu nổi lên, tự nhiên không phải muốn là nhiếp chính vương đến bất bình, chỉ là đây là một cái có thể làm văn chương địa phương. Đại Nưu tiến lên, liền muốn nắm đám mây tay, nói ra, tới tới tới, đi với ta gặp quan. Đại Nưu bản ý chính là muốn hù dọa đám mây, để đám mây cầu xin tha thứ. Hắn cảm thấy cái cô nương này Thái Thủy Linh nếu như uy một phen, gõ chút bạc, lại bị ổi khoái hoạt một phen, vậy thì thật là quá rất qua. Loại này dù côn lưu manh, nhưng cũng não tử không ngu ngốc. Bọn họ như thế bốn cái cường tráng đại hán, lại nơi nào sẽ đem nhã nhận trần gia hồng để vào mắt đây? Hồng ca ca, đám mây dọa sợ. Liền cũng tại lúc này, Trần Gia Hồng đột nhiên bắn ra một hạt đậu phộng. Cái kia đậu phộng đột nhiên phát xạ, trong một chớp mắt, xé rách không khí, trực tiếp đem đại nghiêu cổ tay xuyên thùng. Đại nghiêu kêu thảm không thôi, trên cổ tay hắn nhất thời máu tươi như chú. Còn lại ba tên đại hán thấy thế, không khỏi bị kinh ngạc. Là tiểu tử này đang dở trò, cái kia ba tên đại hán lập tức liền hướng trần ra hồng dơ lên bát quả đấm to. Cái này ba tên đại hán tuy nhiên võ công không được tốt lắm, nhưng cũng là thường đánh nhau người, cho nên ba người vây công, khí thế vẫn là thỏa mãn. Đám mây dọa cho phát sợ, Trần Gia Hồng cấp tốc lần nữa bắn ra ba hạt đậu phộng. Cái này ba tên đại hán cổ tay cũng bị xuyên thủng, từng cái gào khóc thảm thiết. Còn dám làm can, lần sau cũng không phải là tay chân mà chính là đánh các ngươi đầu. Trần Gia Hồng lạnh lùng nói ra. Cái này bốn tên đại hán rốt cục ý thức được trước mắt người trẻ tuổi là vị cao thủ khủng bố, trong mắt bọn họ hiện lên vẻ sợ hãi, theo sau đó xoay người liền chạy. Bốn người này, tựa như là nhỏ xấu đang diễn vừa ra nháo kịch một dạng mà đám mây lại là ngạc nhiên mà hoan hỉ, hồng ca ca, nguyên lai like ngươi người cũng là cao thủ A. À. Nàng thanh âm bên trong lộ ra hưng phấn. Trần gia hồng mỉm cười, hắn kẹp một tia bong bóng cá đến đám mây trong chén, nói ra, cá đều muốn lạnh, nhanh ăn đi. Đám mây gật đầu, giờ khắc này nàng, cảm thấy mình là trên đời hạnh phúc nhất khoái lạc người. Đám mây từ nhỏ đã là cô nhi, nàng ăn cơm chăm nhà lớn lên, còn tốt bàn long dân trấn phong thuần phát cho nên nàng cũng mới có thể sống sót nhiều khi đám mây nhìn lấy nhà khác hài tử đều có phụ mẫu yêu thương nàng cảm thấy cái thế giới này đối nàng quá không công bằng nàng cũng thường xuyên lại ở nửa đêm tỉnh mộng thời điểm khóc bù lu bù loa nhưng đám mây từ nhỏ cũng là cái cảm ơn người cho nên nàng tuy nhiên hâm mộ lại không ghen ghét trần gia hồng là trần lăng thúc thúc xin nhờ nàng tới chiếu cố lúc ấy đám mây cũng không nhận ra trần lăng thúc thúc nhưng Trần Lăng thúc thúc lại có một loại để cho nàng gặp một lần thì vô cùng tín nhiệm kỳ diệu cảm thụ. Trần Lăng thúc thúc nói Hồng Ca Ca thân thế, nói hắn cũng là từ nhỏ không có phụ thân yêu thương các loại. Đám mây nhất thời thì theo Trần Gia Hồng có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Sau đó nàng cũng dùng nàng ấm áp cùng nụ cười đến cảm nhiễm Trần Gia Hồng. Giờ này khắc này, tại khách sạn một bên khác, có hai người chú ý đến Trần Gia Hồng bên này. Hai người kia không là người khác chính là Lâm Triệu Nam cùng Niếp Chính. Niếp Chính là cải trang cách ăn mặc đến nơi đây, bây giờ hắn là thật sợ hãi La Quân sẽ đối với hắn thực hành trảm thủ hành động. La Quân một ngày không chết, Niếp Chính tâm đều là dẫn theo. Lâm Triệu Nam vào kinh thành, Niếp Chính cực kỳ coi trọng, hắn cũng không muốn tin tức để lộ, sau đó thì ước lấy Lâm Triệu Nam ở chỗ này gặp mặt. Lâm Triệu Nam nhìn có điều khoảng 40 tuổi, hắn là cái rất lợi hại nho nhã trung niên nam tử. Thân thể mặc trường sa màu đen, trên ngón tay mang nhẫn ngọc, nhìn quả thực là phong lưu văn sĩ, nhưng lại chỗ nào có thể khiến người ta nghĩ đến, người này cũng là thánh long môn môn chủ, danh xưng thiên hạ đệ nhất Lâm Triệu Nam đâu. Niếp huynh, người vừa mới nhìn đến sao, Lâm Triệu Nam bỗng nhiên nói ra, thấy cái gì, Niếp chính hơi hơi kỳ quái, nói ra, người nói là người trẻ tuổi kia. Lâm Triệu Nam nói ra, không sai, Niếp chính nói ra, hắn xác thực có hai tiểu tử. Có điều loại cao thủ này, coi như mời chào tới, đó cũng là cho La Quân lấp hố, một chút tác dụng đều không có." Lâm Triệu Nam nói ra, "Không không không, Niếp huynh, người tuổi trẻ kia cũng không phải trong miệng ngươi những cao thủ kia có thể so sánh với." Niếp chính không khỏi kỳ quái, nói ra, "Có ý tứ gì?" Lâm Triệu Nam từ tốn nói, "Người trẻ tuổi này tu vi rất cao, cao đến người ta không dám tưởng tượng. Có lẽ, hắn chưa hẳn tại ta phía dưới." Niếp chính nói ra, người nói đùa cái gì, hiện tại cao thủ có như thế không đáng tiền. Tùy tiện gặp được một cái, thì có bản lãnh như thế. Lâm triệu nam nhìn về phía niếp chính, giống như cười mà không phải cười nói ra, thế nào, niếp huynh ngươi không tin ánh mắt của ta. Nếu là lúc trước, niếp chính còn chưa hẳn ngay tại hồ lâm triệu nam. Nhưng dưới mắt, niếp chính còn cái này muốn dựa vào lâm triệu nam. Hắn liền có chút xấu hổ nói ra, đó cũng không phải, chẳng qua là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Qua nhiều năm như vậy, đại ly nước cao thủ cũng chỉ là mấy cái như vậy. Làm sao gần nhất vì tiện đều có thể nhảy ra dạng này cao thủ đến đâu? Lâm Triệu Nam nói ra, Niếp Huynh, người trước khác cân nhắc những này a, à? Người tuổi trẻ kia là chúng ta cơ hội. Niếp chính liền muốn xoay người đi dò xét bên kia Trần Gia Hồng. Lâm Triệu Nam nói gấp, Niếp Huynh, người tuyệt đối đừng nhìn. Niếp chính nói ra, vì cái gì? Lâm Triệu Nam nói ra, hắn mẫn cảm rất mạnh, nếu như ngươi nhìn hắn, sẽ khiến hắn chú ý. Niếp chính khẽ nhíu mày, nói ra, quỷ quái như thế. Lâm Triệu Nam nói ra, nếu không tà dị, như vậy có cái gì tốt giá trị cho chúng ta chú ý? Niếp chính nói ra, ngươi là muốn lôi kéo hắn tới đối phó La Quân. Lâm Triệu Nam nói ra, không sai, hắn đón đến, nói, có điều dạng này cao thủ, chỉ sợ không phải tài phú và mỹ nhân có thể giao động tâm trí. Niếp chính vẫn còn có chút không quá tin tưởng Lâm Triệu Nam lời nói, nhưng hắn cũng không ngay mặt phản bác, chỉ nói là nói, vậy ngươi cho rằng phải nên làm như thế nào. Lâm Triệu Nam nói ra, mỗi người đều có nhược điểm, người trẻ tuổi này nhược điểm chính là bên cạnh hắn tiểu cô nương. Chỉ cần chúng ta bí mật bắt tiểu cô nương này, sau đó tại tiểu cô nương này trên thân làm chút tay chân, như vậy thì không sợ người trẻ tuổi này không cho chúng ta sử dụng. Niếp chính nhìn nhiều Lâm Triệu Nam, theo rồi nói ra, ta không nghĩ tới, Lâm Huynh ngươi cũng là nhất đại tông sư, nhưng cũng hội giống như ta, ra dạng này không tính hào quang chiêu số. Lâm Triệu Nam cười nhạt một tiếng, nói ra, Niếp Huynh, người ta đều là giống nhau người. Người đem cầm triều chính, ta nắm giữ kinh tế mệnh mạch. Cái này không có gì để nói nhiều, bây giờ chúng ta cũng coi là vui buồn có nhau, chỉ cần có thể giết la quân, về phần dùng thủ đoạn gì, không có chút nào trọng yếu. Niếp Chính nói ra, cho nên ngươi là thật đánh không lại La Quân. Lâm Triệu Nam nói ra, tự nhiên là đánh không lại, cái kia La Quân chính là là thuần túy võ giả, mà ta lại là cái thương nhân. Thương nhân theo tránh thức võ giả tỉ thí võ đạo, đó là lấy chính mình nhược điểm qua đối với địch nhân cường hạng. Ta còn không có ngốc như vậy. Niếp Chính nói ra, nhưng ngươi dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất nhân. Lâm Triệu Nam nói ra, đây là mỗi người lựa chọn khác biệt. Ta đã sớm nhìn ra, cái thế giới này quy tắc bị hạn chế ở. Ta căn bản không có khả năng lại tiến lên trước một bước, cho nên mới sẽ ngược lại lựa chọn thương nhân con đường này. Nếu như năm đó, ta một mực kiên trì võ đạo con đường này, có lẽ hôm nay ta còn có thể có lòng tin đánh bại cái này La Quân. Nhưng bây giờ, lại là không được rồi. Niếp Chính nói ra, liền ngươi đều không được, chẳng lẽ người trẻ tuổi này có thể làm? Cái này có phải hay không là quá qua loa? Lâm Triệu Nam nói ra, Niếp huynh, xem ra ngươi vẫn là không có quá rõ a. À. Ta sở dĩ không được, là bởi vì ta nói đã cải biến, mà người trẻ tuổi này, hắn đường cũng không có thay đổi, hắn đồng dạng anh dũng có đi không có về, cho nên ta cảm thấy hắn có sức liều mạng. Ta tỉ mỉ quan sát qua hắn xuất thủ, cái kia một tay công phu huyền diệu, không phải người bình thường có thể nhìn ra. Niếp chính cũng không hiểu nhiều Trần Gia Hồng đến lợi hại tới trình độ nào, có thể đã Lâm Triệu Nam như thế tôn sùng. Hắn liền đem chuyện này giao cho Lâm Triệu Nam đi làm. Lâm Triệu Nam liền cũng liền gật gật đầu. Tại niếp chính rời đi về sau, Lâm Triệu Nam khẽ thở dài một tiếng. Lâm Triệu Nam có thể có được địa vị hôm nay, như vậy cái này đã nói lên người này tuyệt đối không phải người ngu, hắn là có máu có thịt người. Mà cái này thở dài một tiếng, chính là Lâm Triệu Nam bất đắc dĩ. Đã từng Lâm Triệu Nam giống nhau là thiên tài võ học một dạng cùng vị vua sát thủ kia la ẩn một dạng phong mang tất lộ cũng giống vậy cùng la quân như vậy thẳng tiến không lùi hắn cũng nắm giữ không biết sợ tinh thần nhưng khi hắn đến thiên nhân cảnh đỉnh phong về sau hắn mới cảm nhận được cái thế giới này tàn khốc tàn khốc đến để hắn tuyệt vọng cái thế giới này quy tắc bị huyền không thần tôn cải biến lấy lâm triệu nam trước mắt tu vi cái kia là bất kể thế nào tu luyện đều khó có khả năng đột phá tầng này bình chướng Kiều Ngưng đều cải biến không loại này quy tắc, huống chi là Lâm Triệu Nam. Lâm Triệu Nam căn bản là còn không có pháp lực. Cho nên lúc này, Lâm Triệu Nam nản lòng thoái chí. Hắn không hề chấp nhất tại võ đạo, mà là trở thành một cái xuất sắc thương nhân. Lâm Triệu Nam sáng lập Thánh Long Môn, gia hỏa này thật là thông minh, lấy ác long tới làm mánh lưới, sau cùng đem Thánh Long Môn lớn mạnh đến có thể uy triều đình cấp độ. Mà lại Lâm Triệu Nam còn lôi kéo niếp chính, chợ giúp niếp chính bên trên hai người này một cái tại triều đường một cái tại giang hồ liền đem thiên hạ này cầm giữ cùng một chỗ thịt cá thiên hạ bách tính đại ly nước tam ác không tại biên hoạn không tại hoàng đế lại là ở chỗ niếp chính ở chỗ thánh long môn ở chỗ ác long ác long là khó giải đề mà niếp chính cùng thánh long môn cũng là tuyết lên xương hai người này chi ác đã không kém gì ác long dù sao ác long muốn cầu đồ vật là có hạn độ mà hai người này làm ác trình độ là vô hạn. Lại nói lần này, Lâm Triệu Nam cũng không phải là một người vào kinh thành, dưới tay hắn mấy cái tên đệ tử cũng đều tới. Bao quát sang Nam Nguyệt, còn có Diệp Hoan cùng tam đệ tử Lưu Thắng Đức. Những người này toàn bộ đều là Lâm Triệu Nam tâm phúc. Phong Kiếm Huyền cũng đi ra cùng Lâm Triệu Nam tụ hợp. Đêm đó, Trần Gia Hồng tại trong khách sạn vừa nằm dài trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi, đột nhiên, hắn cảm thấy được không thích hợp vân thải liền ở tại trần gia hồng sát phách hắn nghe được sát phách có không tầm thường vang động thanh âm trần gia hồng trong mắt hàn ý hiện lên thân hình hắn lóe lên đã xuất hiện tại vân thải trước gian phòng mặt cái kia cửa phòng vừa vặn mở ra trần gia hồng liền gặp mấy tên người áo đen cõng một cái bao tải cái kia trong bao bố rõ ràng có người trần gia hồng có thể ngửi được mùi quen thuộc liền biết trong bao bố cũng là vân thải mấy tên người áo đen nhìn một chút trần gia hồng bên trong cầm đầu lạnh lùng quát, lăn đi. Trần Gia Hồng trong mắt hàn mang nở rộ, hắn tiến lên trước một bước, người như quỷ mị, lại là thiểm điện ở giữa, tay hắn móng vuốt cũng đã đến đối phương nơi cổ họng. Người áo đen kia hầu kết nhấp nhô, lại là cảm giác được cực kỳ nguy hiểm. Người mặc áo đen này lại là cũng không né tránh, đầu hắn hơi hơi lệch ra, liền lập tức tránh đi Trần Gia Hồng chiêu này. Tiếp theo, người áo đen thi triển ra một chiêu cầm nã thủ, hắn cầm nã thủ tinh diệu vô cùng, cấp tốc trèo lên Trần Gia Hồng thủ mạch. Xuất thủ nhanh vô cùng. Lại là cao thủ, Trần Gia Hồng bị kinh ngạc, lại là vạn vạn không nghĩ đến, những này kẻ xấu chi đồ bên trong còn có này các cao thủ. Trần Gia Hồng đấu pháp di truyền chính là phụ chi phong, tự nhiên mà vậy, tự nhiên mà thành. Hắn cấp tốc thi triển ra côn lôn tầm ti dắt, tay một chen, cấp tốc phản bắt đối phương thủ mạch. Người áo đen kia cúi đầu, hai tay bỗng nhiên đồng thời xảo diệu phản bắt lại là một chiêu như ôm giống như khỏa. Hắn đôi tay này tựa như là vô cùng triền ti đem Trần Gia Hồng hai tay quấn ở bên trong, chính là muốn để Trần Gia Hồng không thể động đậy. Tu Di ở giữa, liền có thể đem Trần Gia Hồng hai tay mạch lạc tổn thương. Trần Gia Hồng ánh mắt bình tĩnh, hắn khẽ quát một tiếng, đột nhiên thi triển ra một chiêu đập nồi dìm thuyền. Biến trưởng thành quyền, lại hóa quyền làm kiếm chỉ cấp tốc thẳng đâm đối phương trái tim cái này hai lần biến hóa quả thực cũng là điêu luyện sắc sảo biến trưởng thành quyền để quyền lực hùng hồn rất có đồng quy vô tận khí thế tựa như là thiên đầu vạn tự sợi gai như thế nào cũng không giải được dứt khoát bạo lực lôi kéo tính toán mà lại lần nữ hóa quyền làm kiếm chỉ thì là bất chợt tới vội vàng không kịp chuẩn bị quyền khoảng cách cùng kiếm chỉ khoảng cách là có khác nhau cao thủ tranh chấp đó là sai một ly đi nghìn dặm Người áo đen cũng là bị kinh ngạc, hắn cấp tốc rút lui chiêu lui lại, đồng thời hấp khí, trái tim lập tức cũng liền lõm xuống dưới. Kể từ đó, người áo đen mới khó khăn lắm tránh đi Trần Gia Hồng chiêu này. Trần Gia Hồng liền muốn đi cứu Vân Thải, người áo đen kia lập tức lại chiến đấu lên. Trần Gia Hồng tức giận, hắn chợt quát một tiếng, bỗng nhiên tuôn ra nhất quyền. Một quyền này khí thế to lớn, quyền lực hùng hồn như Hoàng Hà vỡ đê, đã xảy ra là không thể ngăn cản trùng điệp quyền lực đem người áo đen bao phủ, quyền kia đầu tựa như giận long xuất hải, bay thẳng đến người áo đen trước ngực đánh giết mà đi. Cái này có khí thế cường đại đem mấy tên người áo đen kích thích ra thịt đau nhức, bọn họ cái này mới phát giác được sư phụ sở liệu quả nhiên không sai. Tu vi của người này quá kinh khủng. Mà cùng Trần Gia Hồng đối chiến hiển nhiên chính là Lâm Triệu Nam. Lâm Triệu Nam lúc này trong mắt tinh quang bùng lên, đồng dạng cũng không hề né tránh khí thế của hắn cũng lập tức bạo phát đi ra, một cỗ cường hãn vô cùng sát ý trùng sát đi ra, liền đem Trần Gia Hồng khí thế lập tức lật tung. Lâm Triệu Nam cũng nhất quyền từng đánh chết tới. Đại diệt quyền, oanh, hai người quyền ấn đụng vào nhau, mặt đất chấn động mạnh một cái, đồng thời, hai người dưới chân chỗ đứng gạch đá vỡ vụn thành từng mảnh. Lâm Triệu Nam hư lui một bước, tiếp lấy đột nhiên lại nhất quyền công giết đi lên. Lại là đại diệt chi quyền lúc này lâm triệu nam cũng bị đánh ra chân hỏa trần gia hồng nội tâm lửa giận cũng bị hoàn toàn kích phát ra đến hắn bạo giống một tiếng hai mắt huyết hồng lập tức cũng nhất quyền đánh lên tới trần gia hồng chỗ thi triển là chấn thần quyền ấn hai người cấp tốc liên tục đụng nhau thập quyền thập quyền về sau hai người y nguyên tương xứng nhưng hai người tranh đấu qua mặt đất đã là một mảnh hỗn độn mà lại càng kinh khủng là giang nam nguyệt Diệp Hoan còn có liêu thắng đức ba tên đệ tử đã cảm thấy mình thể nội khí huyết cũng đang chấn động, là loại kia đối phương quyền ý cường đại, loại kia tinh thần cùng lực lượng để thiên mệnh khí huyết đã có chút không bị khống chế. Trần Gia Hồng cùng Lâm Triệu Nam ở giữa, nếu là khí lực va chạm, đại khái là lưỡng bại câu thương. Nhưng nếu là so sánh đấu pháp, Trần Gia Hồng thời gian lâu dài, nhất định chiếm thượng phong. Mà lúc này, Trần Gia Hồng cũng ý thức được điểm này. Hắn từ nhỏ đã là thiên tri kiêu tử, chịu không nổi nhục. Cho nên đang bị Lâm Triệu Nam một kích phía dưới thì khí lực va chạm. Điểm này cùng La Quân là có chỗ khác biệt. Trần Gia Hồng lúc này liền muốn lại hạ sát thủ, đồng thời cải biến sách lược. Thế nào biết lúc này, Lâm Triệu Nam bỗng nhiên mở miệng, hắn nói ra, chậm đã. Trần Gia Hồng nao nao. Lâm Triệu Nam nói ra, người giết không ta, nếu như người động thủ lần nữa, chúng ta thì lập tức giết tiểu nha đầu này. Trần Gia Hồng ánh mắt phát lạnh, nói ra người muốn chết lâm triệu nam nói ra giết nàng lại có thể thế nào ta nếu muốn đi ngươi lưu cho chúng ta sao trần gia hồng nói ra người có thể thử một chút lâm triệu nam nói ra ta xác thực có thể thử một chút nhưng hậu quả ngươi lại không chịu nổi hiện tại chúng ta thả người người tránh ra đường như thế nào trần gia hồng trầm ngâm một cái trước mắt hắn rất nhanh liền gật đầu nói ra tốt tuy nhiên đám người này lai lịch bí ẩn nhưng là Trần Gia Hồng dưới mắt vẫn là đem Vân Thải An Nguy phóng tới vị thứ nhất. Cho nên, chỉ cần bọn họ chịu thả Vân Thải, Trần Gia Hồng quả quyết sẽ không tiếp tục dây dưa tiếp. Và lại, Trần Gia Hồng cũng biết, lại dây dưa tiếp, chính mình cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Ngay sau đó, Lâm Triệu Nam bọn người buông xuống Vân Thải, sau đó hỏa tốc rời đi. Trần Gia Hồng lập tức tiến lên đem Vân Thải từ trong bao bố lấy ra. Vân Thải y nguyên còn tại trong hôn mê, Trần Gia Hồng đem Vân Thải ôm đến trên giường buông xuống. Hắn trước giò xét Vân Thải mạch đập, cũng may là, mạch đập rất bình ổn. Trần Gia Hồng lại bóp Vân Thải người bên trong, chỉ chốc lát về sau, Vân Thải liền mơ màng tỉnh lại. Tiểu Nhi tử vừa tỉnh dậy, lập tức liền hét lên một tiếng, hô, Hồng ca ca cứu ta. Nàng vô ý thức ngồi xuống, sau đó bổ nhào vào Trần Gia Hồng trong ngực. Trần Gia Hồng không khỏi hơi hơi thở phào, hắn nhìn lấy Vân Thải như thế không muốn xa rời với hắn, hắn nhưng trong lòng thì có loại dị dạng cảm giác thỏa mãn. Người sống, thực cũng là cái quan tâm cùng bị quan tâm. Có hai người này, người liền sẽ thỏa mãn, liền sẽ không trống rỗng. Hồng ca ca, Vân Thải sau đó từ trần ra Hồng trong ngực đứng dậy, nàng lòng còn sợ hãi nói ra, vừa rồi thật đáng sợ, có tốt lắm cái người áo đen đến bắt ta. Bọn họ đã bị ta đánh chạy, Trần Gia Hồng mỉm cười, nói ra, Ngốc nhà đầu, có Hồng ca ca tại, không ai có thể tổn thương ngươi. Vân Thải trọng trọng gật đầu. Sau đó, Vân Thải lại tội nghiệp nói ra, Hồng ca ca, ta không dám một mình ngủ. Ngươi ngủ đi, ta thì ở bên cạnh trông coi ngươi. Trần Gia Hồng nói ra. Thế nhưng là như thế ngươi quá cực khổ, Vân Thải không đành lòng nói ra. Trần Gia Hồng nói ra, ngốc nhà đầu, ngươi quên à, Hồng ca ca là cao thủ a. Cao thủ 10 ngày 10 đêm không ngủ được đều không mệt vân thải bừng tỉnh đại ngộ nói ra nguyên lai like là dạng này a à. nàng tiếp lấy còn nói thêm hồng ca ca những hắc y nhân kia tại sao lại muốn tới bắt ta nha ta lại không có đắc tội bọn họ trần gia hồng trầm ngâm trong lòng của hắn cũng rất kỳ quái bọn này người áo đen từng cái thân thủ bất phàm riêng là cầm đầu người kia tu vi cao không hợp thói thường dạng này một đám người lại là đến bắt vân thải đến có cái gì mục đích hắn nhưng là rất lợi hại giải vân thải Vân Thải từ có tới hay không qua Biện Kinh, trước kia liền bàn Long Trấn đều không đi ra ngoài qua. Vân Thải cũng không có cái gì cứu nhân, nàng dạng này phổ thông cô nương, cũng không có tư cách đi đắc tội dạng này cao thủ. Chẳng lẽ đám người này là sông chính mình đến, Trần Gia Hồng sợ hãi cả kinh. Hắn lập tức bắt Vân Thải tay, tiếp lấy cẩn thận tìm kiếm. Cái này tìm tòi xem xét phía dưới, Trần Gia Hồng lập tức thất sắc hắn cảm giác được vân thải trong thân thể có một loại kỳ diệu cổ trùng loại này cổ trùng tại vân thải trong thân thể còn thuộc về thai tức trạng thái nhưng loại này cổ trùng một khi bị tỉnh lại vậy liền lại vô cùng vô tận sinh sôi đứng lên đến lúc đó vân thải đó là một con đường chết thế nào hồng ca ca vân thải kỳ quái nhìn về phía trần gia hồng trần gia hồng sắc mặt cổ quái tới cực điểm liền cũng tại lúc này vậy bên ngoài có tiếng bước chân chuyển đến khách sạn này đã bị Lâm Triệu Nam toàn bộ bao, cho nên dù cho vừa rồi phát sinh chiến đấu kịch liệt, cũng không có dẫn tới khách nhân vây xem, cũng không kinh động người khác. Mà lúc này, chính là Lâm Triệu Nam qua mà quay lại. Lâm Triệu Nam vẫn là toàn thân áo đen, hắn toàn thân cao thấp bao phủ tại màu đen bên trong. Trần Gia Hồng bỗng nhiên mà lên. Lâm Triệu Nam đẩy cửa vào, Trần Gia Hồng trong mắt tuôn ra vô cùng sát y tới. Hắn cái này một cái chớp mắt động tránh thức sát nghiệp lâm triệu nam đột nhiên xâm nhập để vân thải kinh hãi thất sắc nàng tránh sau lưng trần gia hồng trước mắt đây hết thảy để cho nàng cảm thấy không biết làm thế nào trần gia hồng lạnh giọng nói ra ta chẳng cần biết ngươi là ai hiện tại lập tức cho vân thải giải khai cổ độc nếu không lời nói chân trời góc biển ta tất sát ngươi lâm triệu nam thanh âm nhạt lạnh hắn nói ra thứ nhất cho dù là chân trời góc biển ngươi cũng chưa chắc có thể giết ta thứ hai nếu như ngươi không nghe lời ta phía sau ngươi tiểu nha đầu ngay lập tức sẽ chết. Thứ ba, ta cũng không phải tại đe dọa ngươi. Vân thải sau lưng Trần Gia Hồng nghe được trong lòng cả kinh, nàng lúc này mới ý thức được chính mình có thể là bên trong cái gì độc. Hồng ca ca, vân thải thủy chung là phàm phu tục tử, cho nên nàng cũng tự nhiên mà vậy khủng hoảng sợ hãi. Trần Gia Hồng cũng không quay đầu lại, hắn vươn tay nắm chặt vân thải nhu di, nhẹ nói nói, yên tâm đi, có hồng ca ca tại, người tuyệt không có việc gì. Vân Thải lúc đầu đều muốn hoảng sợ khóc, nhưng Trần Gia Hồng câu nói này nhất thời liền để nàng cảm thấy an tâm rất nhiều. Trước mắt Hồng Ca ca tựa như là một tòa tu di đại sơn, nàng sau lưng hắn, có thể cảm nhận được loại kia nồng đậm cảm giác an toàn. Trần Gia Hồng tâm thần toàn bộ đều tại Lâm Triệu Nam trên thân. Hắn trầm giọng nói ra, tuy nhiên người giấu ở mặt nạ về sau, nhưng là như ngươi như vậy thân thủ, chính là tại cái này đại ly cảnh nổi cũng không có mấy người. Ta muốn tìm ra ngươi cũng không khó. Lâm Triệu Nam nói ra, ta hoài nghi ngươi lỗ tai không tốt lắm, ta mới vừa nói ba điểm, chẳng lẽ ngươi không có nghe hiểu không? Ngươi tin hay không, ta lập tức liền lấy cổ mẹ phát động cổ trùng. Chỉ cần tiểu nha đầu này thể nội cổ trứng thức tỉnh, ngay lập tức sẽ lấy nàng máu tươi vì chất dinh dưỡng, sinh sôi ra mấy trăm con hút máu cổ trùng tới. Đến lúc đó, cho dù ngươi là đại la kim tiên, nàng cũng là chết chắc. Trần Gia Hồng tâm thần siết chặt, vân thải nắm chắc trần gia hồng tay nàng đầu ngón tay bời vì dùng quá sức đã trắng bệch trần gia hồng hít sâu một hơi sau đó nói muốn đến ngươi là nhiếp chính vương nhiếp chính cái này nhất hệ bây giờ giả lam vương để cho các ngươi đau đầu vô cùng ngày hôm nay ta đối phó mấy cái kia du côn lưu manh bị ngươi nhìn thấy ngươi liền đem chủ ý này đánh tới trên người của ta muốn muốn ta giúp ngươi đối phó giả lam vương đúng hay không lâm triệu nam trong mắt lóe lên vẻ kinh dị hắn không nghĩ tới người trẻ tuổi kia thế mà có thể đem sự thật đoán được 89 phần 10. Người trẻ tuổi này trí tuệ rất khủng bố. Đây là Lâm Triệu Nam cảm giác đầu tiên. Bất quá, cái này cũng chẳng có gì lạ, có thể đem thân thể tu luyện tới tình trạng như thế người, làm sao cũng sẽ không là kẻ ngu. Luyện võ, nhìn như cánh cửa rất thấp, nhưng là học vấn ở bên trong, bao nhiêu người luyện cả đời đều chỉ biết một chút thô thiển kỹ năng. Mà Trần Gia Hồng nhìn Lâm Triệu Nam ánh mắt liền biết mình đoán không tệ, muốn đoán được điểm này cũng không khó. Có thể có dạng này cao thủ xuất mã, cái kia chỉ có thể là nhiếp chính vương nhiếp chính mạch này. Lâm Triệu Nam cũng không trả lời Trần Gia Hồng lời nói, hắn nói ra, theo người thông minh nói chuyện phiếm, cũng là bớt việc. Vậy là người có nguyện ý hay không đâu? Hồng ca ca, già Lam Vương là người tốt, người không thể đáp ứng. Vân Thải vội vàng nói, nàng tuy nhiên sợ hãi, nhưng trong lòng còn có thị phi khái niệm. Mà lại, nàng thiếu nữ tri tâm vẫn là như thế sùng bái vị kia già Lam Vương. Trần Gia Hồng không để ý đến Vân Thải, hắn nói với Lâm Triệu Nam, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là ta không khả năng thời gian dài bị quản chế ngươi. Nếu là già Lam Vương chết, các ngươi trả là không cho ta giải trừ nàng cổ độc đâu. Lâm Triệu Nam nói ra, ta đáp ứng ngươi, một khi được chuyện, liền cho tiểu nha đầu này giải trừ cổ độc nói miệng không bằng chứng trần gia hồng nói ra lâm triệu nam mỉm cười nói ra nói miệng không bằng chứng chẳng lẽ ngươi còn muốn ta cho ngươi lập cái chữ theo trần gia hồng không khỏi nghẹn lời lâm triệu nam nói ra ngươi yên tâm đi chúng ta không phải người ngu người nào đều không muốn chọc ngươi dạng này một cái kẻ địch mạnh mẽ nếu là chúng ta mục đích đạt tới tất cả mọi người bình an vô sự không có đạo lý còn muốn tiếp tục cùng ngươi không qua được ngươi nếu thật nổi điên vậy chúng ta cũng sẽ rất lợi hại đau đầu trần gia hồng nghe vậy liền cũng biết hắn nói có đạo lý hắn nhịn không được hỏi người xác định vân thải không có việc gì không có bất luận cái gì hậu di chứng lâm triệu nam nói ra ta xác định không biết tốt người muốn làm sao đối phó giả lam vương trần gia hồng lập tức hỏi người trước chờ tin tức đi chờ chúng ta có kế hoạch cụ thể sẽ lập tức thông báo ngươi lâm triệu nam đón đến còn nói thêm có điều ngươi có thể tuyệt đối đừng đùa nghịch hoa dạng gì, chúng ta sẽ có người mọi thời tiết nhìn chằm chằm ngươi. Nếu như ngươi dám chơi trò xảo trá, vậy liền đại biểu chúng ta hợp tác vỡ tan. Vậy ngươi liền đợi đến cho ngươi tiểu nha đầu nhặt xác đi. Trần Gia Hồng gật gật đầu, nói ra, ta biết nên làm như thế nào. Sau đó, Lâm Triệu Nam liền rời đi. Lâm Triệu Nam sau khi đi, Trần Gia Hồng đầu tiên mang Vân Thải đổi một cái khách sạn. Khách sạn này bị tổn hại có chút lợi hại, và lại Vân Thải ở chỗ này hội có bóng ma tâm lý. Vân Thải nằm trên giường dưới về sau, bởi vì khí trời có chút nóng, Trần Gia Hồng tìm đem vũ mau phiến cho Vân Thải quạt gió. Sắc mặt hắn vẫn là bình tĩnh như vậy, tựa như là chuyện gì đều chưa từng xảy ra một dạng. Hồng ca ca, ta không cho phép ngươi đối phó giả Lam Vương. Vân Thải tội nghiệp nói ra. Trần Gia Hồng nhìn về phía Vân Thải, hắn nói ra, vậy ngươi muốn Hồng ca ca nhìn lấy người bị cổ độc hại chết sao? Vân Thải nói ra, thế nhưng là, cái kia, vậy ta, ta tình nguyện đi chết, cũng không nguyện ý nhìn người cùng già Lam Vương trở thành địch nhân. Trần Gia Hồng nao nao, hắn có chút không hiểu, Vân Thải, người biết tử vong ý vị như thế nào sao? Vân Thải nói ra, ta biết, tử vong cũng là không tồn tại, ta sẽ rời đi thế gian này, ta lại biến thành hư vô, thế gian liền không có ta. Ta cũng không thể lại hưởng thụ bất kỳ vật gì, ta không nỡ hồng ca ca ngươi trần gia hồng nói ra vậy ngươi đã đều biết vì cái gì còn tình nguyện chết vân thải nói ra bởi vì trong lòng ta già lam vương là anh hùng là ta sùng bái mà hồng ca ca ngươi là ta để ý nhất người ta cảm thấy các ngươi hẳn là trở thành bằng hiếu mà không phải địch nhân nếu như các ngươi trở thành địch nhân ta hội rất khó chịu trần gia hồng mỉm cười hắn ôn nhu nói vân thải ngươi tin tưởng hồng ca ca sao đương nhiên tin tưởng vân thải nói ra Trần Gia Hồng nói ra, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, cũng nhất định sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện. Ưm ưm, Vân Thải nói ra, ta tin tưởng ngươi, Hồng ca ca. Lúc này Vân Thải lại là thật thả lỏng trong lòng nhức đầu thạch, sau đó nàng rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Mà Trần Gia Hồng cũng rõ ràng cảm giác được bên ngoài có người đang giám thị. Rất lợi hại hiển nhiên, Lâm Triệu Nam mấy người cũng không ngốc, bọn họ là sợ Trần Gia Hồng hội dở trò. Lâm Triệu Nam tiến đến cùng Niếp Chính tụ hợp. Niếp Chính gần nhất cũng không có ở trong vương phủ ở lại, mà là tại mặt khác một tòa bí mật trong nhà. Tại cái kia trong nhà, Niếp Chính thường xuyên còn có chút nơm nớp lo sợ, sợ la quân cái này ma thần bỗng nhiên thì giết tới. Lâm Triệu Nam để Diệp Hoan cùng Giang Nam Nguyệt giám thị Trần Gia Hồng, hắn thì mang Liêu Đức Thắng tới. Về phần hắn sư đệ phong kiếm huyền vẫn đều tại trong vương phủ. Niếp chính liền nữ nhân đều không tâm tư chơi, Lâm Triệu Nam vừa tiến đến, hắn lập tức chào đón, có chút vội vàng hỏi: "Thế nào?" Lâm Triệu Nam mỉm cười, nói: "Chúng ta ngồi xuống nói chuyện." Tại trong sảnh, đèn đuốc bị dập tắt mấy cái ngọn. Lâm Triệu Nam nói ra: "Ta trước đó đề nghị qua sử dụng Ác Long tới giết La Quân, nhưng là ngươi không nguyện ý." Niếp Chính nói ra: "Những Ác lòng đó đều là tham lam người, dẫn chúng nó tới sẽ có càng ma túy hơn phiền. Không phải vạn bất đắc dĩ, vô kế khả thi." Ta không nguyện ý đi một bước nào." Lâm Triệu Nam từ tốn nói, "Ác Long đến, ngươi cùng Ác Long đạt thành điều kiện, dạng này ngươi chính là bị Ác Long tán thành vương, có gì không thể?" Niếp Chính nói ra, "Ác Long chính là dân chúng lớn nhất hận thấu xương, ta nếu là chủ động dẫn Ác Long đến, sự phẫn nộ của dân chúng chỉ sợ đều khó mà áp chế. Mà lại, Ác Long khẩu vị to lớn, người ta đều là biết. Ta sợ là muốn đem nửa cái thành biện kinh đưa cho chúng nó mới được." Lâm Triệu Nam nói ra, chỉ sợ đằng sau điểm này mới là người tránh thức để ý. Chúng ta đã đều đi ra lăn lộn, lúc nào lại sợ qua tiếng xấu âm thanh đâu? Niếp Chính nhìn nhiều Lâm Triệu Nam nói ra, thế nhân đều cảm thấy Lâm Triệu Nam chính là thiên hạ đệ nhất nhân, chính là nhất đại công sư, tiên phong đạo cốt, siêu nhiên tại thế bên ngoài. Cho dù Thánh Long môn làm nhiều việc ác, nhưng thế nhân đối người Lâm Triệu Nam đều ngại ít hận chi, cho rằng đây đều là thủ hạ ngươi người dở trò xấu thế nhân đều cảm thấy ngươi là bất kể tục sự. Bọn họ lại không nghĩ rằng, Lâm Triệu Nam hỏng đứng lên, thế mà có thể có thể làm được như thế lãnh huyết tàn khốc, vô tình lại bị ổi. Lâm Triệu Nam cười nhạt một tiếng, nói ra, ta làm việc, chỉ nói kết quả, không nói thủ đoạn. Có thể đạt thành kết quả, bất kỳ thủ đoạn nào đều là đúng. Niếp chính nói ra, so với ác lai, ta không bằng ngươi. Lâm Triệu Nam nói ra, người đương nhiên không bằng ta, ta là tay trắng khởi ra, ngươi là phụ thuộc ly gia, phụ thuộc thái hậu còn có ta mới đi cho tới hôm nay vị trí này. Như là trước kia, Lâm Triệu Nam nói như vậy Niếp Chính, Niếp Chính coi như ở trước mặt không phát làm, trong lòng cũng khẳng định là muốn nổi nóng, muốn trả thù. Nhưng bây giờ, hắn là ngoan ngoãn. Lâm Triệu Nam còn nói thêm, Niếp Huynh, ngươi nói cũng kỳ quái. Những này ác long có phải hay không đầu có mau bệnh, chúng nó lại không dùng tiền, lại muốn nhiều như vậy kim ngân tài bảo làm gì cất giữ sao? Niếp chính nói ra, theo người nói như vậy, chúng nó muốn những đồng nữ đó, chẳng lẽ còn có thể hưởng thụ hay sao? Vậy ngược lại tốt giải thích, có lẽ là uống các nàng tinh khiết huyết dịch đâu. Lâm Triệu Nam nói ra. Niếp chính nói ra, tốt, không nói những thứ vô dụng này. Lâm Huynh, sự tình làm được thế nào? Lâm Triệu Nam nói ra, đã làm tốt, cái kia Trần Gia Hồng bị ta một mực nắm giữ ở trong tay, Trần Gia Hồng tính danh là Lâm Triệu Nam từ khách sạn quầy hàng chỗ nào biết. Niếp chính không khỏi nhíu mày, nói ra, lai lịch cũng thần bí như vậy, sẽ không theo cái kia la quân là huynh đệ A. À. Ta xem bọn hắn trên trán tựa hồ có chút tương tự. Lâm Triệu Nam không khỏi cười cười, nói ra, Niếp huynh, người tưởng tượng lực cũng không tránh khỏi quá phong phú một số đi. Chúng ta tùy ý tại trên khách sạn đụng phải một cái họ Trần, chính là giả Lam Vương huynh đệ. Niếp chính cũng cảm thấy mình là quá ý nghĩ háo huyền, hắn không có ý tứ cười cười, liền không lại nói cái này một gốc giả. Lâm triệu nam theo rồi nói ra, lần này, tăng thêm trần gia hồng, còn có ta, cùng ta sư đệ ba người. Mời mặc kệ cái này già lam vương lớn bao nhiêu bản sự, muốn giết hắn đã đầy đủ. Hắn nói xong về sau, lại nói, tiếp xuống nan đề là, già lam vương nếu như muốn chạy trốn, chúng ta cũng rất khó đem hắn hoàn toàn phá hỏng nhất định phải đem hắn đưa vào một cái tuyệt đối không gian bên trong, nhất cử đem hắn đánh giết. Đây không phải nan đề, Niếp Chính nói ra, Già Lam Vương cuồng vọng vô cùng, chỉ cần là ta mời hắn, hắn nhất định sẽ tới. Hắn tuyệt không nguyện ý ở trước mặt ta mất mặt, ta thì lại cho hắn phát mở đầu thiệp mời, mời hắn dự tiệc, cam đoan hắn lại hội hấp tấp đến đây. Lâm Triệu Nam nói ra, Niếp Huynh, người sai. Niếp Chính nói ra, ồ. Lâm Triệu Nam nói ra, ngươi không nên đem giả Lam Vương đương làm ngu ngốc. bất luận kẻ nào đem hắn xem như ngu ngốc, cái kia cũng sẽ là một loại tai nạn. trước đó hắn sở dĩ chịu đến là bởi vì hắn biết ngươi không làm gì được hắn. dưới mắt ngươi lại mời hắn, hắn mẫn cảm sẽ nói cho hắn biết gặp nguy hiểm. cho nên ngươi lại dùng chiêu này thì mất linh. Niếp chính hơi hơi uể oải nói ra, vậy ngươi nói chúng ta phải làm gì? Lâm Triệu Nam nói ra mấy ngày nay ta cùng kiếm huyền muốn thắp hương tắm rửa, bảo trì tâm cảnh bình thản. Kể từ đó, hắn thì không phát hiện được bên trong nguy cơ. Mặt khác, người đưa người bí mật trụ sở xảo diệu tiết lộ ra ngoài. Ta đoán chừng, hiện tại già Lam Vương cũng muốn đưa người giết, bởi vì hắn cũng cố kỵ ác long đến. Niếp chính nhãn tình sáng lên, nói ra, ta biết phải nên làm như thế nào. Trong Hoàng Cung, là quân một mực đang ngưng thần vận khí, tâm hắn hình dáng rất là bình thản người lý gia rốt cục suy nghĩ kỹ càng, quyết định đứng tại la quân bên này. la quân đối với lý gia tự nhiên vẫn là không dám tín nhiệm. hắn biết nếu như mình giết chết niếp chính, như vậy bọn họ nhất định liền sẽ thực tình quy hàng. nếu như mình bị niếp chính giết chết, hết thảy đều là không cần nhiều lời. mà dưới mắt lý gia thái độ vẫn là có giữ lại. bất quá lý gia cho mình lộ ra một số tình báo vẫn là không có vấn đề gì lớn. đây là lý gia sinh tồn chi đạo. Thái hậu nương nương tại xế chiều thời điểm, nói cho La Quân một tin tức. Đó chính là bọn họ tra được nhiếp chính vương Niếp chính bí mật trụ sở. Lâm Triệu Nam đã bí mật vào kinh thành, Thái hậu nương nương nói với La Quân, mà lại, nhiếp chính luôn luôn hành động bí ẩn, lần này đột nhiên để cho chúng ta tra được. Chúng ta hoài nghi, hắn là cố ý để cho chúng ta tra được. Có lẽ, bọn họ là muốn đưa người dẫn đi qua, sau đó giết chết ngươi. La Quân hơi hơi kinh ngạc, hắn nhìn nhiều thái hậu nương nương liếc một chút thái hậu nương nương nói ra thế nào ngươi không tin ta lời nói la quân nói ra không là không tin chẳng qua là cảm thấy ngươi không khỏi cũng quá thành thật đem sở hữu bảo bối đều đặt ở trên người của ta đây không phải ngươi tính cách càng không phải là ly ra tính cách thái hậu nương nương giận la quân liếc một chút nàng nói ra ngươi nói cái gì lời nói mà la quân cười ha ha một tiếng nói ra Ta là người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám." Thái hậu nương nương nói ra, nhưng người ta lại là chân tâm thực ý đến đứng tại ngươi bên này. La Quân nói ra, "Được rồi, hết thảy ta đều tâm lý nắm chắc. Đa tạ ngươi tình báo." Thái hậu nương nương mềm mại nói ra, "Vậy ngươi muốn như thế nào hồi báo người ta?" La Quân nhìn cái này tao nương môn liếc một chút, liền nói ra, "Hôm nay không được, hôm nào đi?" Thái hậu nương nương hơi hơi thất vọng có điều nàng cũng không có cưỡng cầu. Đưa đi Thái hậu nương nương về sau, là quân lâm vào trầm tư. Là quân có thể khẳng định là, Niếp Chính nhất định là cố ý tiết lộ ra manh mối tới. Như vậy, đây là giải thích Niếp Chính là muốn dẫn chính mình đi qua. Có thể quỷ dị là, là quân không có cảm thấy được cái này bên trong có bất kỳ nguy hiểm nào. Sự tình có khác thường vì cái gì? Nếu như chỉ là đơn thuần lâm triệu nam những người này, đó là không đủ gây sợ chẳng lẽ cái này bên trong còn ra hiện cái gì không kém gì lâm triệu nam cao thủ bí ẩn? Sẽ là ai chứ? Trong lúc nhất thời, là quân trăm bề không được giải. Đêm xuống, là quân ra hoàng cung, hắn không cùng bất luận kẻ nào thông khí. Là quân quyết định tìm một chút nghiếp chính, cái thế giới này người đều không có pháp thuật. Chỉ cần không có pháp thuật, cái kia mặc kệ là tình huống như thế nào, là quân đều có nắm chắc đào tẩu. Trong màn đêm, trên trời dưới đất, đen kịt một màu. Đêm nay không có trăng sáng, chỉ có linh tinh mấy điểm. La quân một đường ra hoàng cung, sau đó giống như quỷ mị phiêu hốt tiến lên. Chỉ một lúc sau, liền đã đi tới niếp chính chỗ nhà cũ bên trong. Cái kia nhà cũ bên trong đèn đuốc sáng trưng, La quân xa xa liền có thể nghe thấy bên trong có người đang uống rượu đàm tiếu. Cái thanh âm này là niếp chính, La quân lập tức liền khẳng định một việc, niếp chính thanh âm, La quân ghi ở trong lòng. Đây là bất luận kẻ nào đều khó mà bắt trước một loại thanh âm Dù cho bắt trước rất giống Nhưng bên trong nhỏ bé khác biệt cũng chạy không thoát la quân pháp nghĩ Niếp chính quả thật ở bên trong Ta lúc này đi vào giết hắn Ai có thể ngăn cản ta Lâm triệu nam Vẫn là lâm triệu nam mấy cái kia đệ tử La quân lắc đầu Thầm nghĩ Không Cũng đỡ không nổi ta Thảo La quân thầm mắng một tiếng Hắn từ đi tới nơi này mãng hoang cảnh về sau vẫn luôn là đã tính trước. Lần này Niếp Chính Phương pháp lại làm cho hắn có chút xem không hiểu, cái này khiến La Quân cảm thấy có chút nén giận. Mà nhưng vào lúc này, tại trong nhà Trần Gia Hồng đang lạnh lùng nhìn Lâm Triệu Nam bọn người cùng Niếp Chính nâng cốc ngôn hoan. Hắn đương nhiên sẽ không đi cùng những người này khách sáo, hoặc là vẻ mặt vui cười xã giao. Hắn đột nhiên trong mắt hàn quang lóe lên, nói ra, hắn tới. Lâm Triệu Nam bọn người nao nao ngay tại la quân tâm cảnh có hại trong nháy mắt đó trần gia hồng nhạy cảm bắt được sau đó trần gia hồng đứng dậy nói ra ta qua đem hắn đưa vào tới hắn sau khi nói xong liền thân hình lóe lên ra nhà cũ lâm triệu nam không khỏi biến sắc nói ra cái này trần gia hồng chỉ sợ có chút vấn đề như thế nào lỗ mãng như thế mọi người cẩn thận chút la quân rất nhanh liền nhìn thấy nhà cũ bên trong ra tới một người là quân đem người tới thấy rõ ràng lúc không khỏi bị kinh ngạc. Trần Gia Hồng, thế nào lại là hắn, hắn tại sao lại ở chỗ này? Là quân chăm bề không được giải. Vâng, lúc trước lăng tiền bối đem Trần Gia Hồng mang đi. Thật chẳng lẽ là trùng hợp như vậy, liền đem Trần Gia Hồng đưa đến cái này mãng hoang cảnh bên trong. Có thể cho dù là đến mãng hoang cảnh bên trong, hắn là sao lại cùng niếp chính những người này xuất hiện cùng một chỗ. Là quân tâm lý có quá đa nghi nghi ngờ cũng là tại lúc này, Trần Gia Hồng đi tới gần, hắn đối chỗ tối La Quân nói ra, còn không hiện thân sao? La Quân thấy thế, cũng liền không lại ẩn núp, thân hình hắn lóe lên, liền xuất hiện tại Trần Gia Hồng trước mặt 10 mét chỗ. Hai người đứng đối mặt nhau, lẫn nhau đều tại lẫn nhau đánh giá đối phương. Trần Gia Hồng nhạt lạnh nói ra, nghĩ không ra, chúng ta lại gặp mặt. La Quân tự nhiên là phỏng đoán không thấu Trần Gia Hồng thái độ, hắn trầm giọng nói ra: ta càng không nghĩ tới, người hội đứng tại niếp chính bên kia. Trần Gia Hồng nói ra, phàm là ngươi địch nhân, liền là bằng hữu ta. Điểm này, ngươi làm sao còn nhìn không thấu đâu. Lúc này, Lâm Triệu Nam cùng Phong Kiếm Huyền cũng đi ra. Dư đệ tử liền theo niếp chính đứng ở một bên, dạng này chiến đấu, bọn họ đều là không xen tay vào được. Một khi xông tới động thủ, ngược lại là cho La Quân thừa dịp cơ hội. Nghĩ không ra hai vị lại là quen biết đã lâu. Lâm Triệu Nam tiến lên, hắn đứng tại La Quân bên trái. Sau khi đứng vững, hắn khẽ cười nói: Phong Kiếm Huyền đứng tại La Quân phía bên phải, đây là Tam giác vây quanh Tư Thái. Một khi La Quân quay người muốn chạy trốn, cái kia chính là lớn nhất lỗ thủng. Mà lại tại cái này ba đại cao thủ trước mặt, chỉ cần động đào tẩu suy nghĩ, như vậy chiến đấu ý chí cũng coi như là sụp đổ. Chiến đấu ý chí một khi sụp đổ, cơ bản cũng chính là muốn chết. Trần Gia Hồng lạnh lùng nói ra, nào chỉ là nhận biết, ta cùng hắn còn có đoạt vợ mối hận. Thú vị thú vị, Lâm Triệu Nam nói ra. Trần Gia Hồng lạnh lẽo nói ra, là quân, hôm nay cũng là người tử kỳ. Là quân hỏa tính cũng bị bước đi ra, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, Trần Gia Hồng, người chính là cái rừng bút. Xem ra lăng tiền bối đưa ngươi trục xuất tới nơi này, thật sự là một chút tác dụng đều không có. Đến bây giờ, ngươi còn cho rằng sông thơ giao rời đi là bởi vì ta. Ngươi không cảm thấy chính ngươi có vấn đề sao? Nếu như ngươi không có vấn đề, lăng tiền bối vì cái gì không giúp con trai mình, trái lại muốn giúp ta. Nếu như ta cùng sông thơ giao có một chân, ngươi cho rằng lăng tiền bối có thể khoan nhượng ta sao? Trần Gia Hồng lạnh giọng nói ra, hôm nay mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều đòi mạng ngươi. La Quân nói ra, tê liệt, ngươi cho rằng ngươi có thể chứ? Người có pháp lực thời điểm đều không phải là lão tử đối thủ, hiện tại lão tử đánh ngươi, càng thêm không là vấn đề. Lúc này là quân để lâm triệu nam cùng niếp chính bọn người có chút mắt trợn tròn. Con hàng này không phải vẫn luôn tiên khí tung bay sao? Làm sao lúc này như thế thô tục đâu? Trần Gia Hồng nói ra, tốt, ta thì nhìn ngươi đến lớn bao nhiêu bản sự. Hắn sau khi nói xong, xuất thủ trước. Lâm triệu nam cùng phong kiếm huyền cước bộ hơi hơi di động, lại không nóng nảy xuất thủ. Lâm Triệu Nam thế nhưng là nhân tinh, hắn lúc này một chút cũng đoán không ra Trần Gia Hồng ý nghĩ, cho nên hắn muốn trước yên lặng nhìn biến. Mà Phong Kiếm Huyền lại là chỉ nghe lệnh Lâm Triệu Nam, cho nên Lâm Triệu Nam không động thủ, hắn cũng liền không động thủ. Nhưng hai người này đều đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Trần Gia Hồng gót chân xoay tròn, thân thể vặn vẹo mấy lần, bảy bước cũng làm một bước, chớp mắt liền đến La Quân trước mặt, băng quyền dưới xương sườn ra, trong nháy mắt đánh tới là Quân trái tim. Đây là thất tinh bắt đầu bước, thiên băng quyền thế. Trần Gia Hồng lần này thất tinh bắt đầu bước, nhanh đến mức siêu qua nhân loại cực hạn, thân thể người chấp động, thật giống như hạng nhất tinh quang phi đột. Cước đạp thất tinh thế, tay tố băng quyền thế, thân thể xuyên toa, giống như tinh thần quang hoa, chui hạng nhất khe hở, lấy lôi đình vạn quân chi thế, trong nháy mắt oanh đến. Là quân hết sức chăm chú, Tại Trần Gia Hồng phát động thời điểm, trái tim một nghẹn, trái tim đột nhiên rụt lại, đã cảm giác được đối phương quyền kình mang theo kình phong, giống như cái rủi đâm thẳng chính mình trái tim chuyển vận mạch máu bộ vị. Quyền đầu thực thể không có đến, nhưng trước nắm đấm mặt kình phong trước đã đâm đến. Trần Gia Hồng băng quyền thế đánh ra, trước nắm đấm mặt kình phong không giống thông thường cao thủ quyền sư giống như sóng lớn đẩy tuôn, mà chính là ngưng tụ thành cái rủi một dạng sắc bén im ắng phong có thể thấy được trần gia hồng nội gia quyền lên công phu đã đến lấy giả làm giả xuất thần nhập hóa cấp độ dạng này cái rùi im ắng quyền phong là bởi vì xuất quyền tốc độ quá nhanh mà lại cánh tay đẩy ra trong nháy mắt cánh tay cơ ra lông bên trong khỏa làm quyền phía trước một đoạn ngắn không khí thụ mà không rời như bọc lấy viên đạn một dạng truy đánh đi ra 3. trần gia hồng thần quyền thế quyền đầu đã điểm vào cửa hộ đánh tới là quân trái tim trên miệng cơ hồ là chút xíu không kém đụng vào trên quần áo một chút đắc thủ, Trần Gia Hồng trong mắt lóe lên vui mừng, hắn trước nắm đấm mặt mẫn cảm ra thịt tựa hồ tại một phần trăm sát thời gian này, cảm giác được la quân trái tim trước ngực miệng ra thịt nhiệt độ. Trần Gia Hồng xuất thủ, tuyệt đối bất phàm, chiêu này nếu là đối mặt hắn tuyệt đỉnh cao thủ, tuyệt đối có thể một chiêu chí mạng. Chỉ tiếc, Trần Gia Hồng gặp được là la quân. Ngay tại Trần Gia Hồng băng quyền thế kình dính đến ra thịt, đem tiến chưa tiến thời điểm, Trần Gia Hồng cũng cảm giác được chính mình hai tay giống như bị vô cùng đại lực hướng bên cạnh phát một chút. Cái này một nhóm xoay tròn lực lượng, căn bản không thể kháng cự, liền phẳng phất địa cầu tự quay. Chẳng những hắn tất sát quyền kình hướng bên cạnh lướt qua qua, mà lại liền hắn thân thể của mình đều bị kéo theo đến giống như muốn làm con quay một dạng xoay tròn. Lúc đầu là quân cùi chó, đã chắn ngang đến chính mình trái tim miệng, đồng thời hai tay ôm thế, dính trụ Trần Gia Hồng quyền đầu, hướng bên cạnh một vùng thật giống như đẩy 10 vạn cân tảng đá lớn mà bàn xoay tròn một dạng. Thái cực quyền bên trong chuyển cản thế, trước cản sau chuyển. Là quân tại đúng lúc chỉ mảnh treo chuông, không kém chút xíu dính đi, tan đi Trần Gia Hồng cái này đánh trái tim một cái tất sát tay. Trần Gia Hồng cũng không ngờ rằng, là quân thái cực quyền thế thế mà luyện đến dạng này cấp độ, thì chiêu này hóa giải quyền thế chuyển cản hai kinh, liền xem như năm đó Dương Lộ Thiền, Vương Tông Nhạc, Tôn Lộc Đường những người này ra trận, cũng không gì hơn cái này không tốt, bị la quân một chuyển dính mang theo, trần gia hồng cước bộ bất ổn, thân thể liền muốn xoay tròn, trong lòng của hắn mãnh liệt hù dọa, trái tim bịch sắp vỡ, toàn thân huyết dịch bôn lưu, tựa hồ trăm sông đổ về một biển, đều ngưng đến đan điền, trong nháy mắt một cái chấn hải thế giá đỡ đứng lại lập tức, buộc lại thân thể. Sau đó dậm chân ngã dẫm thất tinh, lui lại bảy bước, thân thể lại như tinh quang đấu bính xuyên toa. Thoát ra la quân phản kích khoảng cách, ngay tại hắn tự cho là thoát ly công kích hữu hiệu phạm vi thời điểm hắn bên tai liền nghe đến la quân cười ha ha một tiếng xong khuỷu tay hoành bước dáng bắn cung hướng về phía trước một khố tựa hồ xúc địa thành thốn một dạng cọ một cọ liền đến trước mặt hắn hai khuỷu tay ôm tròn vươn ra vừa dài vừa lớn hướng hắn ôm nhào tới một thức này lại hình như hình ý bên trong hổ vồ hổ ôm đầu lại hình như thái cực bên trong phong bế liên tiếp ôm hổ về núi trần gia hồng con mắt lạnh lẽo Bình giơ hai tay, giữ mình khỏa cánh tay, thân thể giống như một cái gặp được hỏa sáp người, mềm mại xuống dưới. Để La Quân ôm dốc sức cái khoảng không. La Quân ôm một cái mà khoảng không, cũng không dừng tay, lấy hắn quyền thuật, kéo dài không dứt, tự có hậu chiêu. Lên ôm hai cánh tay, đột nhiên bóp làm một lên, hình như ôm một tảng đá lớn đại bi, mãnh liệt cắm xuống. Hai cánh tay còn chưa rơi xuống, kinh phong đã đánh cho mặt đất gạch ngói ba ba chấn động, Trần Gia Hồng tóc cũng bị dưới cắm kình phong nổ tung. Cùng lúc đó, hắn cảm giác được hướng trên đỉnh đầu, một cỗ to lớn khí lưu, giống như thiên trụ quán thông xuống tới, mạo xương tiến hắn y phục trong khe hở. Đem hắn thân trên y phục chấn động đến nâng lên tới. Nhảy nhảy nhảy, trước ngực hắn y phục nút thắt bời vì y phục bị phong quán đến nâng lên, rốt cục no bạo băng bay ra ngoài. Sau đó, hắn thân trên y phục, cũng bởi vì vận động dữ dội ở giữa, dây khe hở bị tránh ra, hóa thành mấy cái khối lớn, tứ phân ngũ liệt nổ ra. La quân một thức này dốc sức huy vũ ôm đầu kinh, một chút chuyển hóa làm đại suất bi thủ bên trong ngã cắm bia, từ lên quán hạ, kinh phong cương khí dưới quán chi kịch liệt, đem trần gia hồng tóc đều đánh tan, thân trên y phục cũng bị đánh nổ. Trần gia hồng đối mặt la quân dạng này uy thế, hắn y nguyên ánh mắt bình tĩnh. Hắn tỉnh táo đến thậm chí có chút đáng sợ, Đối mặt La Quân ngã cắm bia khủng bố như vậy uy thế, Trần Gia Hồng hai tay chống mở, giống như một cái đại dã thú đầu. Đồng thời, hắn 10 cái đầu ngón tay cũng hàng mở rộng, hơi hơi bên trong câu, sắp xếp cùng một chỗ, giống như dã thú miệng bên trong răng nanh. Huyền Vũ Chi Nộ ầm dưới chân gạch ngói mới tốt như bị xe lu nện một chút, gạch đá nổ tung, vẩy ra. Trần Gia Hồng lấy Huyền Vũ Chi Nộ đón đỡ La Quân một cái ngã cắm bia, hai chân bị nện tiến mặt đất tiếp cận một thước. Chân cởi dày, quần đều rách dưới đến không còn hình dáng. Đón lấy la quân ngã cắm bia về sau, hai tay của hắn mười ngón như răng nanh, thật sâu ngã móc tại la quân trên cổ tay, hai cánh tay hình bầu dục tăng lên, làm nuốt hình, lấy trên thân thể sông chi lực, muốn lấy huyền vũ chi nộ đem la quân nuốt nuốt xuống. Phen này đọ sức, quả nhiên là long tranh hổ đấu, mạo hiểm Việt luân. La quân cùng Trần Gia Hồng đều là Trần Lăng Mạch này, hai người đấu pháp cũng đều là vô cùng lợi hại. Mà lại, bọn họ nhục thân tu vi cũng đến lớn nhất hoàn mỹ trạng thái. Lúc này, là quần ánh mắt nhắm lại, chỉ lộ ra một tia khe hở, cổ tay khẽ đảo, trống rỗng, toàn thân đột nhiên bất lực, xốp như bông vải, để huyền vũ chi nộ răng nhanh cắn xé kình hơi thất bại, sau đó khí huyết đánh tán đến hai tay, hai cái lúc đầu xốp như bông vải tay, lập tức chống cơ, bầy khuỷu tay, đánh gân, nổ then chốt, trước khắc thanh như sắt, sau đó như bôi chu sa, đỏ tươi như máu. Khí huyết buông lỏng sắp vỡ, một chút thì đánh đến Trần Gia Hồng làm răng nanh cắn xé mười ngón hơi hơi tản ra. Là Quân chiều này công phu đã là tránh thức nhập vi. Trần Gia Hồng bắt bắt móc, liền xem như thép bổng bị nắm, cũng phải xuất hiện năm cái thật sâu chỉ ấn, nhưng là quân quả thực là một mềm một cứng, buông lỏng sắp vỡ phát kính, đem hắn mười ngón bắn ra. Đồng thời, là quân mượn cái này bắn ra, thân thể khớp xương lại co rụt lại, bắp thịt đều liếm thành một đoàn, tiếp cận một mét tám vóc dáng, linh lợi co lại thành chưa tròn 10 tuổi tiểu hài tử lớn nhỏ, một chút theo huyền vũ chi nổ nuốt, tiến vào Trần Gia Hồng trong ngực. Không tốt, Trần Gia Hồng đã không kịp nghĩ nhiều, hắn chỉ cảm thấy chính mình đuôi xương cụt lên tê dần, một cỗ khí lạnh bay thẳng đến đỉnh đầu, lấy mái tóc đều đính đến chuẩn bị dựng đứng. Lúc đầu La Quân vừa mới vừa chui nhập trong ngực hắn, trong nháy mắt lấy linh dương móc sừng, một chút liền vây quanh sau lưng của hắn, xuất thủ cũng là biển băng quyền băng quyền chọc lên đánh về phía hắn đuôi chùy xương lần này nếu như đánh trúng tại hắn toàn bộ đại xương cột sống đều muốn bị vỡ nát thậm chí khả năng bị đánh đến phá thể mà ra quyền phong vừa tới trần gia hồng lập tức như mã dược đàn khê khỉ lui rừng cây chi thế trước tung ra qua hắn cái này nhảy lên nhảy thật giống như một con khỉ lớn nhưng là vừa mới rơi xuống địa hắn lại cảm thấy đến cái đuôi hù dọa là quần băng quyền, tựa hồ mọc ra mắt hỏa tiến, như bóng với hình theo đánh tới, không cho hắn có nửa điểm thở dốc cơ hội. Trần Gia Hồng con mắt nhô lên, một đôi mắt huyết hồng huyết hồng, mười phần khủng bố. Thân thể của hắn từ mã bộ thế, chuyển thành nghiêng bước dáng bắn cung, thân thể trọng lượng toàn bộ đặt ở một cái chân bên trên. Toàn bộ thân thể tranh trách đến kịch liệt, thật giống như một cái bị gió thổi ngã cây cối, giống như chỗ ngoặt không phải chỗ ngoặt, nghiêng cắm trên mặt đất. Đồng thời, hắn hư lấy lùi bước mãnh liệt một ước lược, dương cung mở thế, thân thể thật giống như kéo căng dây cung, phản bắn trở về. Lấy thân thể mang vai, lấy vai lĩnh khủyểu tay, cánh tay như thương, hướng phía là quân vị trí hiểm yếu thì phản châm. Đây là chuyển bại thành thắng kinh điển đấu pháp, cưỡi ngựa quay đầu mai phục thế. Là quân bị ép trở về thủ, cùng Trần Gia Hồng mãnh liệt va chạm nhất quyền. Hai người này lần này tranh đấu, để Lâm Triệu Nam đều thấy âm thầm kinh hãi. Đấu pháp lại có thể uyển chuyển như ý đến trình độ như vậy. Quỷ bí như vậy biến hóa, cho dù là chính mình ứng phó bên trên, cũng sẽ hãi hùng khiếp vía. Trần Gia Hồng càng không ngừng lại, tiếp lấy lại công giết đi lên. Bởi vậy cũng có thể gặp Trần Gia Hồng chỗ bất phàm, liền xem như tuyệt đỉnh cao thủ cùng La Quân so đấu pháp về sau, cũng không khỏi lòng còn sợ hãi. Lúc này, suy nghĩ nhiều là ứng đối ra sao, có thể Trần Gia Hồng lại chủ động tiến công. Trong đối chiến bình thường đều là La Quân chủ động tiến công. La Quân cùng Trần Gia Hồng cấp tốc vừa giận hợp lại. Ừm, làm sao lại thi triển ra kháng long hữu hối. La Quân tại cùng Trần Gia Hồng đánh nhau bên trong, chân mày hơi nhíu lại. Bởi vì phía trước đánh nhau bên trong, Trần Gia Hồng đấu pháp để La Quân bội phục không thôi. Có thể một chiêu này kháng long hữu hối lại là có một số sơ hở. La Quân lập tức tìm sơ hở mà lên, Trần Gia Hồng lập tức mãnh liệt phản kích, là quân cấp tốc trở về thủ, Trần Gia Hồng lại thi triển ra một chiêu huyền vũ đương quy. Kháng Long hữu hối, huyền vũ đương quy. Là quân thầm nghĩ, hắn là lạ ám chỉ ta cái gì không? Trần Gia Hồng thế công biến mãnh liệt, ngay vào lúc này, là quân lại một chiêu đem Trần Gia Hồng bức lui. Quá trình này biến hóa rất là bí hiểm, liền xem như lâm triệu nam dạng này cao thủ không thân ở cảnh cũng không phát hiện được. Nhưng là Quân biết, Trần Gia Hồng là có chút cố ý cho La Quân sơ hở kháng long hữu hối, huyền vũ đương quy, những chiêu thức này đều là thế giới bao la quyền chiêu tên. Cho nên Lâm Triệu Nam là quả quyết không biết bên trong hàm nghĩa. La quân thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn có cái gì nỗi khổ. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, nhưng thế công lại càng hung mãnh hơn. Sư huynh, phong kiếm huyền thấy thế, không khỏi lo lắng. Lâm Triệu Nam gật gật đầu, ý là phong kiếm huyền bên trên. Phong kiếm huyền lĩnh mệnh, cấp tốc nhào lên hắn xuất quyền mãnh liệt trọng võ đạo tinh thần nồng đậm tới cực điểm la quân cấp tốc cước bộ một sai lui ra phía sau một bước tránh đi phong kiếm huyền công kích trần gia hồng cũng lập tức triển khai thảm liệt phản kích la quân đột nhiên quay người dậm chân bỏ chạy hắn lúc này là đem phía sau lưng sơ hở hoàn toàn lưu cho lâm triệu nam lúc đầu la quân là không cần như thế bí quá hóa liều nhưng hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng trần gia hồng đây là huynh đệ ở giữa một loại kỳ diệu thân tình. Hắn cảm thấy nếu như Trần Gia Hồng thật muốn cầu cạnh hắn, hắn thực sự không đành lòng cự tuyệt. Ngay vào lúc này, Lâm Triệu Nam trong mắt hàn quang nở rộ. Đây là tuyệt hảo cơ hội. Loại cơ hội này, 100 năm đều khó mà xuất hiện một lần. Cho dù là cao minh như Lâm Triệu Nam, giờ phút này hắn cũng không nhịn được trái tim phanh 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 nhảy lên kịch liệt đứng lên. Hắc, Lâm Triệu Nam khẽ quát một tiếng hắn rốt cuộc xuất thủ. Cước bộ một sai, trong một chớp mắt, ba bước sai thành một bước. Người lóe lên liền đến la quân bên trái, tiếp theo, hắn thiết trưởng thì thuận thế đẻ lại la quân bả vai. Lâm triệu nam lần này bắt lấy thần diệu vô song, la quân hoàn toàn tránh tránh không khỏi. La quân chỉ cảm thấy đầu vai trầm xuống, một cỗ không gì không phá lực lượng hướng trong xương tủy chui vào đi vào. Hắn cấp tốc trầm vai, cả người nửa quỳ đi xuống cái này một cái chớp mắt, là quân cũng cấp tốc đem Lâm Triệu Nam lực lượng đẩy ra. Nhưng lúc này, hắn cũng hoàn toàn không cách nào đến tướng Lâm Triệu Nam tay bắn ra. Mắt thấy Lâm Triệu Nam nhất chảo dùng lực, là quân xương bả vai liền muốn vỡ vụn. Sự tình phát triển lẽ ra không nên là như thế, nhưng là quân lại là tại tiến hành một trận kinh thiên hào đổ. Như địch nhân không phải Trần Gia Hồng, hắn chắc chắn sẽ không làm như thế. Có lẽ, Trần Gia Hồng thi triển kháng Long Hữu Hối cùng Huyền Vũ Đương Quy bất quá là một cái kế sách. Nhưng La Quân cũng biết, còn có rất lớn một bộ phận khả năng chính là hắn đang hướng về mình xin giúp đỡ. La Quân lựa chọn tin tưởng cái sau. Bởi vì hắn trên thân huyết dịch cùng Trần Gia Hồng huyết dịch là giống nhau, bọn họ làm sao đều có một loại thân tình quan hệ vi diệu. ầm, ừ, ngay vào lúc này, càng ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Có lẽ nói là ngoài ý liệu, cũng là hợp tình lý cái kia chính là Trần Gia Hồng đột nhiên thì vọt đến Lâm Triệu Nam sau lưng. Trần Gia Hồng cước đạp thất tinh bắt đầu bộ pháp, trong nháy mắt liền đến Lâm Triệu Nam sau lưng. Cái kia phong kiếm huyền cũng đang đuổi đến, có điều tốc độ so Trần Gia Hồng chậm một cái chớp mắt. Phong kiếm huyền cùng Lâm Triệu Nam cơ hồ đều coi là Trần Gia Hồng là đến kiền la quân. Nhưng là lúc này, Trần Gia Hồng lại bỗng nhiên nhất trưởng đánh vào Lâm Triệu Nam trên lưng. Lâm Triệu Nam vội vàng không kịp chuẩn bị, lúc này, hắn có thông thiên bản sự, nhưng cũng tránh không khỏi trần Gia hồng một trường này. Trong chớp mắt, Lâm Triệu Nam thể nổi khí huyết tuôn ra, hắn hướng phía trước thoát ra ngoài, tiếp lấy mãnh liệt nôn một ngụm máu tươi. Là quân lập tức liền được từ từ, hắn thân thể như quỷ mị đuổi theo Lâm Triệu Nam, tiếp lấy nhất trưởng đặt tại Lâm Triệu Nam trên bờ vai, liền đem Lâm Triệu Nam theo quỷ trên mặt đất. Là quân cũng không có giết Lâm Triệu Nam, hắn biết Trần Gia Hồng làm nhiều như vậy, thì là muốn bắt sống Lâm Triệu Nam cái kia phong kiếm huyền mắt thấy tình này hình, không khỏi hãi nhiên thất sắc. Hắn cấp tốc dưới chân một sai, liền đến la quân trước mặt. La quân lạnh hừ một tiếng, một chiêu hoàng cầu đi tiểu đá ra. Hoàng cầu đi tiểu giảng là tối chân, tối chân vô ảnh vô hình, thốt nhiên phát ra, quỷ thần khó dò. Phong kiếm huyền bị kinh ngạc, lập tức lui lại. Trần gia hồng cấp tốc đến phong kiếm huyền sau lưng, nhất trường, liền đem phong kiếm huyền đầu đập nát. Phong kiếm huyền bản sự không yếu, nhưng gặp được La Quân cùng Trần Gia Hồng hai người, đó cũng là coi như hắn số khổ. "Sao cho ngươi?" La Quân đem Lâm Triệu Nam ném cho Trần Gia Hồng, tiếp theo, hắn thân thể như đại điểu bay nhảy mà ra, lại là hướng phía Niếp Chính phương hướng mà đi. "Niếp Chính, ngươi còn chưa chịu chết?" La Quân hét lớn một tiếng. Cái này một cái chớp mắt, Niếp Chính tựa như chim sợ cành cong, hắn chưa bao giờ có một khắc như vậy sợ hãi qua. Quay người Niếp chính liền co cẳng phi nước đại, có thể tốc độ của hắn chỗ nào có thể theo la quân tốc độ bằng được. La quân cấp tốc đến niếp chính sau lưng, tiếp lấy đại thủ nhấn một cái, liền đem niếp chính theo nằm dạp trên mặt đất. Niếp chính cũng là cao thủ, nhưng hắn đối đầu la quân, lại là một điểm đấu trí đều không có. La quân đại thủ đè tới, hắn hữu tâm né tránh, nhưng la quân cái này nhấn một cái, lại đem thiên biến vạn hóa đều nắm giữ ở trong tay hết thảy biến hóa đều còn đến không kịp biến hóa, là quân liền đã chế phục Niếp Chính. Giang Nam Nguyệt bọn người lại cũng không để ý Niếp Chính, bọn họ cấp tốc vây quanh Trần Gia Hồng. Cái này mấy cái tên đệ tử đối Lâm Triệu Nam ngược lại là sư đồ tình thâm. Thả sư phụ ta, Giang Nam Nguyệt nghiêm nghị đối Trần Gia Hồng quát lớn. Trần Gia Hồng quét mắt một vòng Giang Nam Nguyệt, hắn lại là không để ý đến Giang Nam Nguyệt những người này. Giang Nam Nguyệt ba người này nhưng cũng là tâm lý rõ ràng, bọn họ cũng không phải Trần Gia Hồng đối thủ. Sau đó giờ phút này, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, là quân sách nhiếp chính tới, liền cùng Trần Gia Hồng tụ hợp. Hắn không khỏi hỏi, người bây giờ là tình huống như thế nào? Trần Gia Hồng lại là chân thành nhìn một chút La Quân, nói ra, cảm ơn, cảm ơn người có thể tiến nhiệm ta. Là Quân nào nào, sau đó cười nhạt một tiếng, nói ra, tự gia huynh đệ, có cái gì tốt tạ? Tự gia huynh đệ, Trần Gia Hồng thì thào đọc một tiếng, theo rồi nói ra, không sai, thật là tự gia huynh đệ. Về sau, là quân cùng Trần Gia Hồng đem Lâm Triệu Nam cùng Niếp Chính đưa đến đại trong trạch tử. Lâm Triệu Nam tuy nhiên bị thương không nhẹ, nhưng Trần Gia Hồng cũng không phế võ công của hắn. Nói cách khác, Lâm Triệu Nam vẫn là có cơ hội có thể phục hồi như cũ. Phải nói, đây là Lâm Triệu Nam hy vọng. Một người nếu như không có hy vọng, đó là rất lợi hại đáng sợ cũng là sẽ làm ra hứa nhiều làm người tuyệt vọng sự tình. Trần Gia Hồng nói với Lâm Triệu Nam, người giúp ta giải khai đám mây cổ độc, ta thả ngươi một con đường sống. Lâm Triệu Nam nhìn về phía Trần Gia Hồng, trong mắt của hắn nói không nên lời phức tạp, ta bây giờ bản thân bị trọng thương, coi như ngươi thả ta. Chỉ cần ta cho nàng giải cổ độc, người muốn giết ta, ta cũng căn bản không thể nào chống cự. Trần Gia Hồng nói ra, tính mệnh của ngươi tại ta mà nói, một chút hứng thú đều không có ta chỉ cần đám mây còn sống, đám mây còn sống, hết thảy dễ nói. Nếu là nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Lâm Triệu Nam, ta cam đoan ngươi liền xem như muốn chết cũng không chết. Ta hội dày vò đến ngươi hối hận vì sao lại còn sống. Lâm Triệu Nam cười ha ha một tiếng, hắn nói ra, Trần Gia Hồng, ta cũng không phải ba tuổi tiểu hài tử, ngươi không cần đến đe dọa ta. Nếu như ta sớm muộn cũng là một lần chết, ta tình nguyện cũng nhiều kéo một số đệm lưng bây giờ được làm vua thua làm giặc, ta không có gì để nói nhiều. Nhưng nếu như ngươi không cho ta một đầu yên tâm sinh lộ, ta là tuyệt không thể giúp cho ngươi tiểu nha đầu kia giải trừ cổ độc. Trần Gia Hồng không khỏi ngơ ngẩn. Là quân tuy nhiên còn không biết rõ đến là chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn cũng mơ hồ nghe ra một ít gì đó. Hắn bỗng nhiên nói ra, Lâm Triệu Nam, ngươi tu vi đã đến đính phong. Ngươi quyền lực, tài phú cũng đến đính phong. Ngươi đến còn muốn truy cầu thứ gì? Lâm Triệu Nam không khỏi ngây người, đại khái hắn vẫn luôn là cao cao tại thượng, hắn là cái này mãng hoang cảnh cao vị người, không có mấy người kiến thức cao hơn hắn, cho nên cũng cho tới bây giờ không người đến hỏi hắn vấn đề này. Cái kia phía sau lại là một loại khó nói lên lời, to lớn chống rỗng a. À. Là quần nói ra, nếu như người có hứng thú, ta có thể mang cho ngươi một số không một vật, là đóng khắp cả không gian vô cùng chi huyền bí. Hắn đón đến, còn nói thêm ta cùng trần gia hồng đều không phải tới từ cái thế giới này lâm triệu nam không khỏi nhìn về phía la quân hắn trong mắt lóe lên kỳ dị thần sắc giang nam nguyệt bọn người càng là cảm thấy không thể tưởng tượng la quân tiếp tục nói huyền không thần tôn cải biến cái thế giới này quy tắc làm cho tất cả mọi người đều không có pháp lực mà ta cùng trần gia hồng bản thân là cũng có pháp lực nhưng đến nơi đây pháp lực cũng bị hạn chế ở pháp lực có ý tứ gì lâm triệu nam hỏi La Quân nói ra, làm thân thể ngươi viên mãn về sau, tiếp tục tu luyện, chính là khai phát đầu ngươi tế bào. Đầu tế bào cường thịnh đến nhất định thời điểm, liền sẽ sinh ra sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Ta nói loại tinh thần lực này lược, người có thể lý giải sao? Lâm Triệu Nam nói ra, cùng loại với võ đạo uy áp sao? Không sai, là Quân nói ra, khác biệt là, võ đạo uy áp thủy chung là uy áp. Mà pháp lực lại là có thể làm được tránh thức giết người. Cái gọi là pháp lực, chính là cưới mây đạp gió, chính là cầm nhật nguyệt, còn lại thiên sơn, phân biệt hưu cứu, càn khôn ma con thoi. Mặt sau này đường, là có thật nhiều người tại đi, chỉ bất quá, người là bị vây ở cái này lồng bên trong mà thôi. Thật, Lâm Triệu Nam kích động. la quân nói ra, nếu như người có hứng thú, chúng ta có thể cùng đi tìm huyền không thần tôn an nghỉ địa phương, cũng có thể đi tìm Long Vương Bảo Tàng. Mà ta làm theo muốn tìm tới trở về đường, bởi vì ở chỗ này pháp lực bị hạn chế ở ta cũng không thể quay về vậy là ngươi tại sao tới đây lâm triệu nam hỏi la quân nói ra đó là cái bí mật ta chỉ có thể tự mình cùng ngươi nói lâm triệu nam lập tức bước thiết vẫy lui giang nam nguyệt bọn người về phần nhiếp chính thì bị la quân nhất trưởng đánh ngất đi hiện tại có thể nói a à. lâm triệu nam hỏi la quân nói ra ta cùng bằng hữu của ta vốn là tại một cái tên là thiên châu thế giới Chúng ta qua biển hỏa trong núi tìm kiếm một loại năng lượng. Kết quả đem năng lượng hấp thu về sau, lại dẫn phát núi lửa bạo phát. Núi lửa bạo phát về sau, chúng ta tỉnh lại liền đến trên Đại thảo nguyên. Từ biển mà đến, Đồ Long thánh giả, tiên đoán là thật, Lâm Triệu Nam vô cùng kích động. La Quân nói ra, như vậy ngươi bây giờ tin tưởng ta nói là thật sao? Lâm Triệu Nam nhìn về phía La Quân, nói ra, không dám tin hoàn toàn. La Quân nói ra, vậy được rồi, người cũng là cao thủ người nhìn ta chiếc nhẫn này trần gia hồng trên tay cũng có loại này giới chỉ hắn nói xong cũng đem cái viên kia phòng bị tu di lấy ra sau đó đưa cho lâm triệu nam lâm triệu nam cầm qua giới chỉ hắn ngưng thần cảm ứng sau một hồi khá lâu lâm triệu nam vừa nhìn về phía trần gia hồng nói ra ta có thể nhìn xem ngươi giới chỉ sao trần gia hồng gật gật đầu liền cũng đem giới chỉ cho lâm triệu nam lâm triệu nam lại như thế cảm ứng một phen chiếc nhẫn kia ta cảm giác không ra bên trong ảo diệu nhưng là cái này chất liệu vô cùng kỳ lạ mà lại cũng có thể cảm giác được bên trong giống như có một loại thần bí lực lượng ẩn chứa ở chính giữa lâm triệu nam đem giới chỉ trả lại hắn nói ra ta tin tưởng ngươi nói chuyện la quân nói ra ngươi tin tưởng liền tốt ta cho rằng giữa chúng ta là không có không thể hóa giải thâm cừu đại hận nếu như ngươi thật nguyện ý hóa giải ân oán như vậy việc này chỉ cần ngươi đem đám mây cổ độc giải trừ, chúng ta về sau thì kết giao bằng hữu Chúng ta có thể cùng đi tìm những cái kia không biết bí mật. Thậm chí, tương lai có thể để ngươi rời đi cái thế giới này cũng không nhất định. Lâm Triệu Nam do dự. Nhưng hắn cũng là có đại quyết đoán người, lập tức liền nói ra, tốt, giả Lam Vương, ta tin tưởng ngươi. Cho dù là chết, ta cũng nhận. Trần Gia Hồng nghe vậy không khỏi lớn lên thở phào một hơi. Hắn cảm kích nhìn La Quân liếc một chút sau đó hết thảy cũng là thuận lý thành trương, Lâm Triệu Nam cho đám mây giải cổ độc. Mà lại Lâm Triệu Nam mạch này, cũng coi là đầu nhập vào đến La Quân Môn Hạ. La Quân Thủ Hạ liền có Trần Gia Hồng, còn có Lâm Triệu Nam Thánh Long Môn, cùng thần dạng này cao thủ. Về phần phong kiếm huyền cùng tiêu nam những người này chết, Lâm Triệu Nam hiển nhiên không quá để ở trong lòng, càng sẽ không bởi vậy đối La Quân cùng Trần Gia Hồng lòng có oán hận mà Niếp Chính thì bị La Quân nát xương sụn tổ chức cùng các loại then chốt. Niếp Chính một thân võ công lại là nửa điểm cũng không thi triển ra được. Niếp Chính bị áp giải về Hoàng Cung. La Quân cùng Trần Gia Hồng cùng một chỗ thăm viếng đám mây, làm đám mây biết La Quân cũng là già Lam Vương lúc hưng phấn không thôi. Tại biết là già Lam Vương cùng Hồng ca ca cùng một chỗ cứu nàng, nàng càng là hưng phấn rơi lệ. Đây hết thảy mới là nàng muốn kết cục A. Tại Trần An được đám mây về sau, La Quân mới chuẩn bị trở về cung. Trần Gia Hồng đưa La Quân ra khách sạn. Trong bóng đêm, La Quân cười một tiếng, nói ra, đám mây khẳng định rất lợi hại muốn đi xem Hoàng Cung là chuyện gì xảy ra, ta nói các ngươi cùng ta cùng một chỗ về Hoàng Cung tính toán mà. Trần Gia Hồng nói ra, ngày mai rồi nói sau, hôm nay có chút lời nói muốn đơn độc nói cho ngươi nói. La Quân nói ra, ồ. Trần Gia Hồng khe khẽ thở dài, nói ra, thực trong lòng ta hẳn là cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi xuất hiện, ta biện pháp ở chỗ này giành lấy cuộc sống mới. Là quân thoảng qua xấu hổ, hắn nói ra, nhân sinh cũng là như thế, lui một bước trời cao biển rộng. Trần Gia Hồng nói ra, đúng vậy a, à, từ khi đến nơi đây, ta cảm thấy tâm linh là trước đó chưa từng có bình tĩnh. Là quân cười một tiếng, nói ra, vậy ngươi có còn muốn hay không rời đi nơi này? Không muốn, Trần Gia Hồng nói ra, nơi này rất tốt. Là quân nào nào, nói ra, chẳng lẽ thế giới bao la bên trong đã không có người nhớ nhung người cùng sự Trần Gia Hồng nói ra Tây Côn Lôn bên trong còn có thật nhiều ta tưởng niệm nhưng bây giờ ta cảm thấy ta còn không có mặt trở về gặp bọn họ La Quân nói ra Tây Côn Lôn bên trên mọi người thấy người hiện tại thay đổi hẳn là đều sẽ rất vui vẻ không đề cập tới những thứ này Trần Gia Hồng nói ra đúng người làm sao lại muốn đến dùng phương pháp này tới nói phục Lâm Triệu Nam La Quân cười một tiếng nói ra thực cái này rất đơn giản a à. chúng ta người đều là như thế tại ăn không no thời điểm nghĩ đến có phần cơm ăn tại ấm no giải quyết về sau muốn nữ nhân muốn càng nhiều tiền chờ những này đều cũng có về sau liền sẽ qua đối một số thần bí không biết đồ vật cảm thấy hứng thú lâm triệu nam tu vi tuyệt đỉnh hắn bị huyền không thần tôn quy tắc đã để ra chế cho nên hắn không có khả năng không đối cái kia đằng sau thần bí không có hứng thú trần gia hồng nói ra người xác thực so ta thông minh, ta lại không có nghĩ tới chỗ này. Ngươi là quan tâm sẽ bị loạn, ta là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. La Quân nói ra, Trần Gia Hồng còn nói thêm, bây giờ Niếp Chính bị trừ, Thánh Long môn quy thuận. Triều đình sự tình cũng coi là xử lý tốt, tiếp xuống người có tính toán gì. La Quân nói ra, ta muốn đi tìm an nghỉ huyền không thần tôn, cũng đi xem một chút Long Vương bảo tàng bí mật. Không biết người có nguyện ý hay không cùng đi với ta trần gia hồng nao nao hắn theo rồi nói ra ta thiếu ngươi nhân tình ngươi như có cần ta tuyệt không chối từ la quân cười một tiếng nói ra ngươi muốn nói là trả nhân tình cái kia coi như huynh đệ ở giữa nói những vật này vậy thì thật là một chút ý tứ đều không có trần gia hồng mốc ngẩn ngơ hắn tiếp lấy trầm mặc xuống dưới sau một hồi khá lâu hắn mới lên tiếng ta lấy trước như vậy đối ngươi ngươi thật đúng là nguyện ý để cho ta làm huynh đệ ngươi La Quân nói ra, không phải ta không mang thù, mà chính là ngươi cùng người khác khác biệt. Ta mặc dù là ma đế trần con trai của chân trời, nhưng là ma đế tiền thân cũng là lăng tiền bối. Trên người chúng ta huyết dịch là giống nhau, ta lại thế nào hà khắc, cũng không có đạo lý đối huynh đệ mình hà khắc. Hắn đón đến, nói ra, đương nhiên, Trần Diệt Hàn là ta tuyệt không thể tha thứ. Ta không có cái kia dạng đệ đệ. Trần Gia Hồng nói ra, có lẽ Trần Diệt Hàn hiện tại cũng đã chết đi hắn sau đó hít sâu một hơi, nói ra, tốt, là quân, hắn ta thì không nói nhiều. Là quân cười nói, đương nhiên không cần nhiều lời, đại nam nhân, cái kia có cái kia rất nhiều giả mồm. Niếp chính bị bắt sau khi trở về, tiểu hoàng đế tất nhiên là đại hỷ, hắn không nghĩ tới sự tình tiến triển lại là nhanh như vậy. Tiểu hoàng đế giải quyết dứt khoát, ngày thứ hai liền đem niếp chính chém đầu dân chúng. Cái này ngày thứ hai thì chảm thủ, thật là sốt ruột một số. Bình thường tới nói, thẩm vấn niếp chính dạng này đại thần, đó là cần hao phí không thiếu thời gian. Nhưng là, tiểu hoàng đế tâm lý rõ ràng, niếp chính trước kia thế lực quá lớn, rất nhiều quan viên đều cùng niếp chính rắc rối khó gỡ, nói không rõ ràng. Nếu như muốn truy cứu tiếp, không có mấy cái sạch sẽ. Tựa như là năm đó Hương Cảng một dạng, tại chưa trở về trước đó, cảnh sát đều tham ô. Về sau nước thành lập sở liêm chính, thanh tẩy nợ cũ, kết quả sở hữu cảnh sát cùng một chỗ kháng nghị, cơ hồ muốn dẫn suốt nhiễu loạn lớn tới. Lại về sau nước phương diện ký tên đặc xá lệch, chuyện này mới như vậy lắng lại. Tiểu hoàng đế chảm thủ niếp chính, không tra bất luận cái gì án, không thanh toán bất luận cái gì nợ cũ. Đây chính là đang cấp những vương công đại thần đó nhóm một cái tín hiệu. Chỉ muốn các ngươi về sau thật tốt vì ta hiệu chung, ta thì sẽ không cùng các ngươi chuyện xưa nhắc lại cái này một cái tín hiệu để rất nhiều quan lại đều buông lỏng một hơi. Triều chính phương diện, tiểu hoàng đế đã hoàn toàn nắm giữ đại quyền. Từ bị niếp chính bước đến tuyệt cảnh, lại đến la quân xuất hiện, nghịch chuyển cục thế, tiền tiền hậu hậu có điều thời gian nửa tháng. Trong vòng nửa tháng, la quân tránh thức làm đến hóa mục nát thành thần kỳ. Đồng thời, tiểu hoàng đế quyết định sớm cử hành tự mình chấp chính đại điển. Tự mình chấp chính đại điển cử hành, liền cũng chính thức đại biểu một cái mới quyền lực thời đại tại mở ra. Về phần Hoàng Thái Hậu làm theo vẫn là Hoàng Thái Hậu, ở lại Ninh Tú Cung. Tiểu Hoàng đế không hề so đo trước kia sự tình, nhưng Hoàng Thái Hậu về sau tự nhiên cũng không có khả năng giống trước đó như vậy hung hăng càn quấy. Tiểu Hoàng đế vụng trộm nói với La Quân, tiên sinh, chấm muốn bái ngươi là quốc sư. Quốc sư, La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi tiểu gia hỏa này cũng đừng đến sò xét ta, nếu thật là có tâm, cũng phải bái ta vì tướng. Cái kia có bái quốc sư đạo lý, rõ ràng cũng là sợ hãi ta lưu lại. Không phải, tiên sinh, ta cũng không phải, tiểu hoàng đế nhất thời đỏ mặt tía tai. Là quần khoát khoát tay, nói ra, hoàng thượng, ta tuổi tác dài hơn ngươi, nhìn qua sự tình nhiều hơn ngươi. Ngươi tâm tư cùng lo lắng, ngươi không nói ta cũng biết. Ta vẫn là câu cách ngôn kia, ta sẽ không lưu lại làm cái thứ hai niếp chính ta chỉ hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế chắc mã, mặt khác cũng đừng làm khó dễ Hoàng Thái Hậu. Tiểu Hoàng đế nói ra, đối chắc mã tốt, đó là tự nhiên. Hoàng Thái Hậu ta cũng lười sẽ cùng nàng so đo, nhưng ta lưu tiên sinh, cũng là chân tâm thực ý. La Quân nói ra, chuẩn bị cẩn thận ngươi tự mình chấp chính đại điển đi, về phần ta, không lại dùng sách. Sau đó, La Quân liền rời đi tiểu Hoàng đế thượng thư phòng. Chẳng lẽ thế gian này, thật có không thích quyền lực người tiểu hoàng đế tại la quân sau khi đi hắn trong mắt lóe lên từng tia từng tia u quang đồng thời hắn trả tự lẩm bẩm la quân trở lại thanh tâm cung kiều ngưng trong khoảng thời gian này không có việc gì nàng cũng nghe nói la quân làm thành cái này từng cọc từng cọc đại sự kiện nhưng kiều ngưng cũng không có bao nhiêu cảm giác dù sao cảm thấy có chút đương nhiên la quân tiến thanh tâm cung thời điểm kiều ngưng đang trên ghế trúc nằm bên cạnh có nước trà nàng lười biếng nằm trên thân là một bộ màu đỏ quần lụa mỏng cái này quả thực là cái ngủ mỹ nhân a la quân sau khi đi vào buồn cười nói ra người đây là tại dụ hoặc ai đây kiều ngưng gặp la quân trở về nàng cũng có chút xấu hổ lập tức liền ngồi xuống sau đó nói nơi này thật sự là một ngày đều không tiếp tục chờ được nữa quá không có ý nghĩa cũng không có cách nào tu luyện ra ngoài còn sợ bị một số mao tặc cho bắt nghĩ không ra ta đường đường ngân xa vương cũng có hôm nay la quân cười ha ha một tiếng hắn theo rồi nói ra nói thật đến vẫn là chúng ta tu vi không đủ nếu như chúng ta tu vi đủ thật lợi hại lời nói huyền không thần tôn quy tắc cũng không làm gì được chúng ta kiều ngưng nói ra người nói không sai cho nên sau khi trở về ta nhất định muốn càng thêm nỗ lực tu luyện la quân trong lòng tự nhiên cũng là có ý tưởng này bất quá hắn lập tức lại nghĩ tới một chuyện khác vừa rồi tiểu hoàng đế thế mà thăm dò ta nghĩ không ra hắn vừa mới cầm quyền lực tâm nhãn liền bắt đầu nhiều lên cũng không biết hắn về sau có thể hay không đối chác mã tốt vạn nhất về sau có người tự mình nhắc lên hắn cái này gian sơn là ta cho hắn đoạt lại hắn nghe tâm lý không thoải mái có lẽ liền sẽ đem oán hận vung đến chác mã trên thân kiều ngưng nói ra người tốn sức chăm canh nhìn đắng chính là vì thu xếp tốt chác mã nhưng hiện tại xem ra còn chưa đủ yên tâm Nói đến, vẫn là ngươi đem nàng mang tại bên cạnh ngươi mới yên tâm nhất." La Quân nói ra, bên cạnh ta càng không an toàn, vẫn là tính toán." Kiều Ngưng cười một tiếng, nói ra, "Ngươi yên tâm đi, tiểu hoàng đế bản tính cũng không xấu. Chỉ bất quá, hắn từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất những này dơ bẩn chính trị quyền lực. Hắn mẫn cảm một số, cảnh giác lớn hơn một chút, đây cũng là có thể lý giải mà." La Quân nói ra, chỉ hy vọng như thế đi bên này sự tình cũng giải quyết xong tiếp xuống tính thế nào kiều ngưng hỏi la quân la quân nói ra chờ ngày mai tự mình chấp chính đại điển cử hành xong xong về sau ta dự định qua tìm long vương bảo tàng có lẽ ở nơi nào có thể tìm tới trở về đường kiều ngưng nói ra ngươi nhìn ngươi người này đi chắc dôn muốn đem tàng bảo đồ tặng cho ngươi ngươi nhất định phải qua cho tiểu hoàng đế hiện tại ngươi lại phải đi tìm tiểu hoàng đế muốn tàng bảo đồ đây không phải dư thừa sao là quân nói ra, cái này khác biệt, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Ta nghĩ kế muốn đem tàng bảo đồ cho tiểu hoàng đế, kết quả ta như cầm tàng bảo đồ, cái này tính là gì? Mà lại hiện tại, ta là thay tiểu hoàng đế tìm bảo tàng, cái này cũng cũng có thể sung túc nước khác kho. Ta cũng sẽ không muốn những kim ngân tài bảo đó. Kiều Ngưng nói ra, người cái này đầu óc A, có đôi khi rất lợi hại linh hoạt, có đôi khi cũng là chết đầu óc. Ngày thứ hai tự mình chấp chính đại điển cử hành. Khí trời sáng sủa vô cùng. Hoàng Thái Hậu cũng thịnh trang tham gia, tiểu hoàng đế một thân long bào, vô cùng uy nghiêm. Văn võ bá quan đều tại chính trước cổng trời nghiêm túc đứng thẳng. Cái này tự mình chấp chính đại điện, là quân cũng không có đi. Kiều ngưng, chắc mã cũng không có qua. Trần Gia Hồng mang đám mây đến trong hoàng cung tham quan. Về phần tại sao không đi, nguyên nhân rất đơn giản. Thứ nhất, là khí trời quá nóng. Thứ hai, trừ thái hậu bên ngoài, còn lại người chờ đều phải quỳ lại tiểu hoàng đế. Cô rê quân là sẽ không đi quỳ bái, hắn như qua, tất cả mọi người quỳ, thì mấy người bọn hắn không quỳ, cái kia tiểu hoàng đế mặt mũi cũng rất là không dễ nhìn đây. Dưới ánh nắng cho trang, thái giám tuyên thánh chỉ. Văn võ bá quan cùng nhau quỳ bái, hô to ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đó là một loại núi thở rào rạc, biển thét gầm lên âm, đó là trí cao vô thượng quyền lực vị trí. Tiểu hoàng đế đứng tại vị trí cao nhất, hắn sau cùng vung tay lên, nói ra, chúng khanh bình thân. Lúc này tiểu hoàng đế, một ngày này tiểu hoàng đế là hắn cuộc đời lớn nhất dương mi thổ khí thời điểm. Hắn mẫu phi cùng hoàng thái hậu ngồi cùng một chỗ, thân mang phượng phục, tiếp nhận hắn quỷ bái các loại. Cũng chính là tại cái này tự mình chấp chính đại điển chuẩn bị kết thúc thời điểm, cái kia bên trên bầu trời bỗng nhiên gió dục mây vần phong từ hổ, vân tòng long. Giống, ác long tiếng gầm xa xa truyền đến. Cái kia bầu trời xa xa bên trong, hai đầu ác long quanh quẩn trên không trung bay múa, mục tiêu chính là cái này chính thiên môn. Là ác long tới, có người hét lớn. Trong một chớp mắt, khủng hoảng giống như như bệnh dịch cấp tốc lan tràn ra ngoài. Hộ giá, hộ giá, có quan lại thê lương thét chói tai vang lên. Tiểu hoàng đế không khỏi thất sắc, nhưng là hắn vẫn không có lùi bước hắn thì đứng tại chỗ mà lại trực tiếp đứng ở trên đài cao chấm ngay ở chỗ này chấm chính là cửu ngũ trí tôn là thiên tử tiểu hoàng đế nghiêm nghị nói có cái gì đều hướng về phía chấm tới cái này một cái chớp mắt tiểu hoàng đế thể hiện ra phi phàm dũng khí cái này là hắn nhân sinh lúc huy hoàng nhất khắc hắn không cho phép chính mình lùi bước tới là hai đầu ác long ác long truyền thuyết tại mãng hoang cảnh bên trong là người người đều biết nhưng thực sự được gặp ác long cũng không nhiều. Mọi người lúc này cũng mới nhìn rõ ràng, cái kia hai đầu ác long thật sự là to lớn a. Chúng nó toàn thân đen nhánh, trên thân lân phiến có to bằng chậu rửa mặt nhỏ, mà lại những này ác long có cánh khổng lồ. Chúng nó phi hành dựa vào là cánh lực lượng, mà phun lửa cùng phun băng đều là bởi vì nội đan khác biệt mà tạo thành. Đây hết thảy cùng pháp lực đều không có bất cứ quan hệ nào. Loại này ác long nếu là la quân trông thấy định sẽ có thất sắc. Bởi vì những này ác long cũng không phải là đông phương ác long bộ dáng, mà là đến từ phía tây ác long. Cái kia hai đầu ác long càng ngày càng gần, sau cùng rốt cục xuất hiện tại chính thiên môn trên không. Chúng nó quanh quẩn trên không chung, ngẫu nhiên phát ra rít lên một tiếng. Cái kia tiếng gầm gừ vừa ra, sóng âm chấn động, kình phong tựa như bão quá cảnh. Cái kia một cỗ mùi tanh khiến người ta nghe liền muốn nôn mửa, bởi vậy có thể thấy được, cái này hai đầu ác long cho tới bây giờ liền không có tẩy qua miệng. Tiểu hoàng đế kinh hồn bạt vía, hắn nỗ lực chấn bình tĩnh tâm thần, nhìn về phía cái kia hai đầu ác long. Chấm mỗi năm tiến cống, ngày ngày cung phụng chư vị thần long đại nhân, không biết thần long đại nhân hôm nay đến đây, ý muốn như thế nào. Tiểu hoàng đế cất giọng nói. Trong lúc này một đầu ác long bỗng nhiên định trụ thân hình, nó thì trên không chung đối tiểu hoàng đế nói ra, ký hiệu phần trăm. Dù sao cái này một nhóm lớn cái gọi là long ngữ, tiểu hoàng đế một chữ cũng nghe không hiểu bất quá tại trong hoàng cung chính là có long ngữ sư bọn họ là chuyên môn phụ trách cùng thần long câu thông sau đó lúc này long ngữ sư thì phát huy được tác dụng cái kia long ngữ sư lập tức nói với tiểu hoàng đế hoàng thượng thần long đại nhân nói là để chúng ta đem đồ long thánh giả giao ra tiểu hoàng đế không khỏi nhíu mày hắn đương nhiên biết đồ long thánh giả là tại chỉ la quân nhưng hắn vẫn là giả bộ như hồ đồ nói ra người nói cho thần long đại nhân Chấm cũng một mực đang tìm kiếm Đồ Long Thánh Giả, đáng tiếc, chấm khắp nơi tìm không đến. Long ngữ sư lập tức liền đem tiểu hoàng đế nguyên thoại thuật lại cho hai đầu ác long nghe. Hắn cơ hồ là gào thét nói ra, không có cách, ác long cửa xí một mực đang vỗ, cũng may mắn chúng nó vị trí có chút cao, không phải vậy lời nói, mặt đất người đều muốn bị phiến đi. Để già Lam Vương đi ra nhận lấy cái chết, câu nói tiếp theo, ác long như thế kể rõ. Cái kia ác long sau khi nói xong, Long ngữ sư hướng tiểu hoàng đế thuật lại. Tiểu hoàng đế bị kinh ngạc, sắc mặt hắn biến rất khó coi, Già Lam Vương cũng không phải là Đồ Long Thánh Giả. Tiểu hoàng đế hướng Long ngữ sư thuyết nói, người theo Thần Long đại nhân nói. Long ngữ sư lập tức liền đối ác long nói như thế. "Giống, cái kia hai đầu ác long nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp theo, một đầu ác long miệng phun liệt diễm. Cái kia ác long cách xa mặt đất hơn 30 mét, một ngụm liệt diễm phun ra." cái này liệt diễm như lợi kiếm đồng dạng đốt cháy đến trên đất trống. Oanh! Mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố lớn, cự trong hầm một mảnh than cốc. Dạng này lực phá hoại quả thực là khủng bố tới cực điểm. Đây là bất luận kẻ nào lực đều không thể chống đối. Dù cho già Lam Vương thần thông vô biên, nhưng gặp được dạng này lực sát thương, hắn thân thể cũng là không thể làm gì. Quần thần phải sợ hãi, nhao nhao phủ phục quỳ xuống, cái thân thể phát run tiểu hoàng đế sắc mặt một mảnh trắng bệch hắn cũng là dọa sợ ác long liền lại lên tiếng lập tức lập tức để giả lam vương đi ra long ngữ sư hướng tiểu hoàng đế thuật lại tiểu hoàng đế quyền đầu siết chặt hắn sau đó đối bên người thái giám nói ra người đi xin giả lam vương đến đây cái kia thái giám nói ra vâng hoàng thượng hoàng thái hậu ở một bên từ cũng là không dám nói một câu nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ác long cái này ác long lực lượng quá kinh khủng loại này không biết kỳ dị sinh vật có thể mang cho người ta lớn nhất đại hoảng sợ nàng cảm thấy cái gì đồ long thánh giả mà căn bản không có khả năng có nhân loại có thể chiến thắng dạng này ác long cho dù là la quân cũng không được la quân là trong nhân loại thần linh nhưng là đối mặt ác long y nguyên không được liền cũng tại lúc này lâm triệu nam cùng kiều ngưng xuất hiện hai người này xuất hiện về sau kiều ngưng đầu tiên cất giọng quát ác long hôm nay thì là các ngươi tử kỳ nhưng mà, ác long nghe không hiểu Kiều Ngưng lời nói. Cái kia hai đầu ác long nhìn về phía Kiều Ngưng cùng Lâm Triệu Nam, lập tức cũng đã nhìn thấy Kiều Ngưng cùng Lâm Triệu Nam trong tay riêng phần mình cầm một cây đại thương. Muốn chết, ác long trong mắt lấp lóe hung quang, cái kia trong mắt giống như to bằng cái bát, khi nó nhìn chằm chằm người nhìn lên, liền khiến người ta dùng mình, không rét mà run. Ác long ánh mắt là có nhanh nhạy. Thịt rồng thân thể là muốn so với nhân loại thân thể còn muốn lợi hại hơn tồn tại, Yêu tinh tu luyện mục tiêu một là tu luyện thành vì nhân loại, hai là tu luyện thành vì long. Tỷ như mãng xà tẩu giao hoặc là thành giao hoặc là thành long. Còn có lý cá vượt long môn truyền thuyết. Kiều cô nương mau mau thối lui. Tiểu hoàng đế quá sợ hãi trong lòng của hắn không khỏi thầm nghĩ cái này kiều cô nương quả nhiên là không biết trời cao đất rộng thế mà coi là cầm một cây đại thương liền có thể giết ác long. Nàng chẳng lẽ không biết ác long là đau thương bất nhập sao? năm đó tiên đế an bài bao nhiêu cung tiến thủ, lại đều không có bị thương ác long mảy may. Hai đầu ác long hướng kiều ngưng cùng lâm triệu nam bên này bay tới, chúng nó là lao xuống mà đến. Bộ dạng này cũng là đã muốn giết người. Tiểu hoàng đế thấy thế cũng là hết cách xoay chuyển, hắn đều không đành lòng xem tiếp đi. Mà lúc này, kiều ngưng trong lòng bàn tay lại là tại đổ mồ hôi, nàng khẩn trương tới cực điểm. Nếu là toàn thịnh thời kỳ nàng, nơi đó sẽ đem loại này tiểu trùng tử để vào mắt trực tiếp một đạo thiểm điện liền muốn cái này ác long mệnh nhưng bây giờ nàng lại là không được lâm triệu nam lại là kích động trong sự kích động mang theo một chút sợ hãi đồ long đây mới thực là đồ long a à. chỉ là chúng ta có thể thành công sao qua kiều ngưng hét lớn một tiếng đột nhiên thì cầm trong tay đại thương ném ra nàng thể lực cũng là kinh người cái này một vò tới thì như hỏa tiễn pháo quán bắn mà ra đại thương xé rách không khí mang ra tanh sắt vị đạo lâm triệu nam cũng đồng thời cầm trong tay đại thương bắn về phía một cái khác điều ác long hai người thương bắn rất nhanh nhưng là cái kia hai đầu ác long lại là đại cánh vung lên kịch liệt kình phong quét tới bất quá cái này kình phong cũng quét không xong hai người đại thương cái kia hai cây đại thương y nguyên kích xạ đáng giận long lúc này lại vung lên cánh liền phân biệt đem hai cây đại thương quét bay ra ngoài cái kia hai cây khiến người ta kích động đại thương thì thất bại như vậy. Đây là trong dự liệu thất bại, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy uể oải không thôi. Có thể nhưng vào lúc này, ngoài ý muốn sự tình lại phát sinh. Cái kia chính là lại có hai cây đại thương bắn ra, mà lại là hướng phía hai đầu ác long yếu ớt nhất nách vào tới. Cái kia hai đầu ác long huy động cánh lúc, nách thì lộ ra. Cái này hai cây đại thương thế đi càng thêm mãnh liệt, càng thêm lôi đình. Răng rác, hai cây đại thương phân biệt bắn vào đến hai đầu ác long nách đồng thời xâm nhập chừng một mét cái kia đại thương thì chỉ lộ ra gần nửa đoạn ở bên ngoài giống cái này một cái chớp mắt hai đầu ác long thân hình kịch liệt lắc lư đứng lên chúng nó phát ra kêu thê lương thảm thiết tới hai đầu ác long trong nháy mắt bay lên không trung sau đó lảo đảo đào tẩu trời ạ à, tiểu hoàng đế không khỏi chừng lớn mắt quả thực không thể tin được trước mắt đây hết thảy mà cái kia hai cây mang tính then chốt đại thương cũng là La Quân cùng Trần Gia Hồng bắn ra. La Quân cùng Trần Gia Hồng đã đi tới, cái kia tiểu hoàng đế lập tức nhảy xuống đài cao, hắn đón lấy La Quân cùng Trần Gia Hồng, vô cùng kích động nói ra, tiên sinh, cái này. Quả thực là để chấm mở rộng tầm mắt a. La Quân mỉm cười. Tiểu hoàng đế lại hơi hơi uể oải, nói ra, đáng tiếc để cái này hai đầu ác long vẫn là đào tẩu. La Quân liền nói ra, trốn không xa, ta cùng gia hồng dùng súng chính là ngưng tụ độc dược, còn có chúng ta tinh khí huyết ở bên trong. Cái này ác long dù cho có thể chịu đựng lấy đại thương thương tổn, cũng không chịu nổi chúng độc làm thương tổn. Chúng ta bây giờ phải đi truy. Tiểu hoàng đế gật đầu. Là quân cùng Trần Gia Hồng, còn có kiều ngưng, lâm triệu nam liền đuổi theo ra qua. Nghĩ không ra, già lam vương người thật thành công, lâm triệu nam nói ra. Bây giờ nói thành công còn vì lúc quá sớm, dù sao, còn có mặt khác tám đầu ác long tồn tại. Nếu như cái kia tám đầu ác long tới, nhất định là có cảnh giác. Chúng ta còn muốn lập lại chiêu cố thì khó. La Quân nói như vậy. Lâm Triệu Nam nói ra, cái kia chắc hẳn trong lòng ngươi nhất định đã có ứng đối chi pháp A. Không có, La Quân nói ra, bất quá, có thể từ cái kia hai đầu trên thân rồng đến nghĩ biện pháp, ta cũng là cưỡi lừa tìm lừa, đi một bước là một bước. Đây là một loại mãnh liệt phong cách cá nhân. La là Quân làm việc luôn luôn cũng là trước làm lại nói, một bên làm, một bên lại nghĩ biện pháp. Chỉ ngồi trong nhà nghĩ, cái kia rất nhiều chuyện đều chỉ có thể tưởng tượng. La Quân bốn người rất nhanh liền tại chỗ ngoại ô tìm tới hai đầu ác long. Cái kia phụ cận đã vây đầy dân chúng. Hai đầu ác long cũng chưa chết, mà chính là bản thân bị trọng thương, suy yếu không thôi. Tiểu hoàng đế rất nhanh liền phái người đem hai đầu ác long trở về hoàng cung. Cái kia ác long muốn trở về hoàng cung cũng không dễ dàng, tìm mấy chiếc xe ba gác đi song song, cẩn thận từng ly từng tí, phế đủ công phu mới đưa trở về. Hoàng đế chu sát hai đầu ác long, cái này sau khi tin tức truyền ra, tiểu hoàng đế uy danh đến cao nhất. Đoạn thời gian này đến nay, tiểu hoàng đế diệt nhiếp chính vương, thu phục thánh long môn, tự mình chấp chính, giết ác long. Tiểu hoàng đế nghiễm nhưng đã sắp được vinh dự thiên cổ nhất đế. Cùng lúc đó, là quân cùng kiều ngưng, còn có lâm triệu nam trần gia hồng cùng tiểu hoàng đế là ẩn đối hai đầu ác long tiến hành thẩm vấn tại phụng tiên trong đại điện bên ngoài đã bị ngữ lâm quân chấn giữ người không có phận sự hết thảy không được đi vào ta dựa vào thế này sao lại là cái gì long ngữ cái này mẹ nó cũng là tiếng anh a đang nghe ác long nói chuyện về sau là quân cùng trần gia hồng nhịn không được dựa vào một tiếng tiên sinh cùng gia hồng tiên sinh đều hiểu long ngữ tiểu hoàng đế ngạc nhiên không thôi la quân bất đắc dĩ nói ra tốt a à, nếu như ngươi cảm thấy loại ngôn ngữ này cũng là long ngữ vậy chúng ta thật là hội long ngữ sau đó la quân trước hết hỏi bên trong một đầu tinh thần tốt hơn một chút ác long ngươi tên là gì la quân nói là tiếng anh cái kia ác long mặt ủ mày trao nhìn la quân liếc một chút sau cùng lại là nhắm mắt lại căn bản là không thèm để ý la quân la quân cũng không khách khí một phát bắt được đâm vào đến ác long trong thân thể đại thương chui thương Hắn nhẹ nhàng khẽ động, cái kia ác long lập tức gào thét hét thảm lên. Đây là thật đau tận xương cốt a. Ác long nước mắt đều đau đi ra, mặt khác một đầu ác long cũng bị bừng tỉnh. Nói hay không, La Quân nói ra, tuy nhiên các người đều là chết chắc, nhưng là các ngươi sinh mệnh lực cường đại, nếu như không nói, cái kia tại các ngươi trước khi chết, ta không ngại đem bọn ngươi thịt từng mảnh từng mảnh cắt đi, sau đó đút tới các ngươi miệng bên trong qua. La Quân tiếp lấy cười ha ha, nói ra các ngươi làm nhiều việc ác, nếu là sau khi chết bị này báo ứng, vậy cũng đúng báo ứng xác đáng. Ác Long hoảng sợ nhìn về phía La Quân, luôn luôn đến nay, nhân loại trong mắt bọn hắn đều là con kiến hôi. Nhưng hôm nay, cái này con kiến hôi lộ ra giữ tận lúc, thủ đoạn lại là để nó cảm thấy khủng bố. Không nói lời nào đúng không, La Quân liền muốn động thủ lần nữa. Không, Ác Long rốt cục mở miệng. La Quân mỉm cười, nói ra, người nhìn, dạng này không phải liền là rất tốt sao? Kiều Ngưng ở một bên phiền muộn nói ra, là quân, người cùng hắn tại huyên thuyên nói cái gì? Trần Gia Hồng liền lập tức ở một bên sung làm phiên dịch. Là quân liền chuyên tâm thẩm hỏi tới, người tên là gì? Ác Long do dự một cái chớp mắt rồi nói ra, khuê tư. Quest, là quân nói ra, người đồng bạn kêu cái gì? Quen tin, Quest nói ra. Là quân nói ra, lần này làm sao chỉ có ngươi nhóm hai đầu long đến còn lại rồng thì sao quest ánh mắt phức tạp nhìn lấy la quân nó nói ra nhân loại người mạo phạm vĩ đại thần long người biết ngươi sẽ đối mặt với hậu quả gì sao la quân nói ra ta phải đối mặt hậu quả gì không cần ngươi quan tâm nhưng nếu như ngươi còn dám lắm miệng người hậu quả mới là khiến người ta lo lắng biết không quest trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ nó trầm mặc nửa ngày về sau còn nói thêm Ngươi phải cứu sống chúng ta, ta mới có thể nói cho ngươi càng nhiều đồ vật. La Quân nói ra, nếu như ngươi cùng ta câu câu đều nói thật, ta sẽ cân nhắc đang thẩm vấn hỏi ngươi về sau, đối với các ngươi thực hành cứu chữa. Có điều coi như cứu chữa tốt các ngươi về sau, các ngươi đều muốn hướng hoàng thất hiệu chung. Quest trong mắt thiêu đốt ra hy vọng, nói ra, ngươi sẽ không gạt ta a? À. La Quân nói ra, tuyệt không lừa ngươi. Nhưng thực, La Quân tâm lý rất rõ ràng cái này hai đầu long là tuyệt bức không cứu sống. Loại này thương tổn, liền xem như thế giới bao la hiện đại y thuật đều không cứu sống. Cái kia đại thương mũi thương là ngã tam giác nhọn, một khi lôi kéo đi ra, không có bất kỳ cái gì cầm máu thủ đoạn có thể ngừng. Là quân thân thể đủ cường đại, nhưng hắn đều biết mình không chịu nổi loại này thương tổn. Hắn không chịu nổi, cái này hai đầu ác long cũng là quá sức. Có điều mặc kệ như thế nào, đã cái này hai đầu ác long muốn một số hy vọng, vậy hắn liền thì cho hy vọng rồi. Rất lợi hại hiển nhiên, những thứ này ác long là có người linh tuệ. Chúng nó hung hăng càn quấy, tàn nhẫn, cũng sợ chết. Nhưng là, chúng nó là không có quá nhiều tâm nhãn, cũng tuyệt đối không đủ giảo hoạt. Bởi vì vì chúng nó vẫn luôn là cường đại tồn tại, căn bản không cần bất luận cái gì lục đục với nhau. Cho nên, chúng nó gạt người cũng không quá hội gạt người. Cũng không biết rõ lắm là quân có phải hay không tại theo chân chúng nó chơi tâm nhãn. Quest đáp ứng. La Quân liền nói ra, tốt, hiện tại có thể trả lời ta vấn đề A. Tại sao tới chỉ có ngươi nhóm cái này hai đầu ác long? Là thần long, Quest uốn nắn La Quân. La Quân không khỏi im lặng, hắn nói ra, tốt, tại sao tới chỉ có ngươi nhóm hai đầu thần long? Bởi vì Long Vương đại nhân sắp thức tỉnh, chúng ta dư huynh đệ đều đang thủ hộ Long Vương. Quest nói ra, Long Vương sắp thức tỉnh, La Quân không khỏi thất sắc, hắn nói tiếp, long vương không phải đã chết sao quest nói ra chúng ta lúc đầu coi là long vương đại nhân đã chết nhưng là gần đây long vương dần có dần dần thức tỉnh dấu hiệu la quân nói ra nếu như long vương đều muốn thức tỉnh vậy các ngươi thì sợ gì đồ long thánh giả quest nói ra đồ long thánh giả chính là trong dự ngôn nhân vật chúng ta sợ cho dù là long vương đại nhân tỉnh cũng sẽ gặp phải đồ long thánh giả thương tổn bởi vậy đại ca của chúng ta so sửa chữa phái hai người chúng ta đến đây cái này thật đúng là mệnh là quân âm thầm nói ra nếu là so sửa chữa không nhiều chuyện phái hai người này đến cái kia phía bên mình thật đúng là hoàn toàn không biết gì cả chờ cái kia long vương thành công thức tỉnh về sau lấy long vương bản sự chính mình đám người này thật sự là liền cho nó lao dài đều không đủ tư cách lúc đầu là quân ngay từ đầu thật là dự đoán đến ác long đến đây hắn là nghĩ đến cùng kiều ngưng cùng một chỗ xử lý trước một đầu xử lý một đầu về sau lại từ đầu này ác trên thân rồng nghĩ biện pháp. Mà lại, là quân còn muốn hắn đường lui, tỉ như giết một đầu ác long về sau, vì lắng lại ác long lửa giận. liền để tiểu hoàng đế đem chính mình giao ra, đến lúc đó, tự nghĩ biện pháp bắt một đầu ác long, cưỡi đến ác trên thân rồng, khống chế đầu này ác long các loại. Những thứ này đều không có cụ thể biện pháp, chỉ là sơ bộ nghĩ. Vẫn là muốn đi một bước nhìn một bước. Thế nhưng là hiển nhiên, la quân không có nghĩ đến cái này sự tình tiến triển lại là như thế thuận lợi đầu tiên đến chỉ là hai đầu ác long sau đó la quân cùng trần gia hồng vừa vặn xử lý cái này hai đầu mà đổi thành bên ngoài tám đầu lại là đang thủ hộ thức tỉnh long vương đã long vương còn không có thức tỉnh đây chính là một cái cơ hội la quân cảm thấy mình bên này vô luận như thế nào cũng không thể để long vương thức tỉnh đồ long thánh giả long vương sắp thức tỉnh Quả nhiên là từ nơi sâu xa hết thảy đều từ có sắp xếp. La Quân âm thầm nói ra. Tiếp theo, La Quân thì hỏi, Long Vương hiện ở nơi nào? Quest nói ra, Long Vương an nghỉ địa phương rất lợi hại thần bí, ta không có cách nào hướng người miêu tả đi ra. Nhưng là Long Vương bảo tàng đồ đã đem địa chỉ tiêu suất tới. Người cũng biết Long Vương tàng bảo đồ, La Quân không khỏi kỳ quái. Quest nói ra, Long Vương tàng bảo đồ là huyền không thần tôn còn sót lại đến nhân gian chúng ta vẫn luôn đang tìm kiếm long vương tàng bảo đồ đáng tiếc đều không tìm được cái kia long vương tàng bảo đồ bên trong đến có những thứ gì la quân hỏi có thật nhiều đếm mãi không hết kim ngân châu báu quest nói ra thì cái này la quân lộ ra chẳng thèm ngó tới quest lập tức nói cụ thể ta cũng không rõ ràng bởi vì long vương an nghỉ địa phương cùng huyền không thần tôn là cùng một chỗ long vương trên thân một mực tản mát ra năng lượng cái này để cho chúng ta đều không thể tới gần chỗ trong vòng cụ thể có cái gì chúng ta là không có cách nào biết là quân nói ra thì ra là thế hắn tiếp lấy thì cùng trần gia hồng bọn họ bắt đầu thương lượng thương lượng lại là dùng tiếng hoa tới nói tiểu hoàng đế sau khi nghe cho mày hắn mới phát giác chính mình lên làm tránh thức hoàng đế nhưng cái này cũng không hề là một cái mỹ hảo bắt đầu nếu như xử lý không tốt long vương chuyện này hắn chính quyền bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ tiểu hoàng đế duy nhất hy vọng cũng là La Quân. La Quân nói ra, Long Vương cùng huyền không thần tôn thế mà an nghỉ tại một khối, chúng ta bây giờ nhất định phải đi nơi nào một chuyến. Đã ta cùng Kiều Ngưng là đồ Long Thánh giả, mà lại cái này Long Vương tàng bảo đồ cũng tại chúng ta trên tay. Ta muốn đây hết thảy đại khái đều là vận mệnh an bài. Tiểu Hoàng đế nhãn tình sáng lên. Tiên sinh, người tính lúc nào xuất phát, Tiểu Hoàng đế nhưng cũng rất là cấp bách, Sáng mai đi, La Quân nói ra. Tiểu Hoàng Đế liền nói ra, Tiên Sinh cần chuẩn bị những thứ gì? Một mực cùng chấm nói đến, chấm lập tức lấy người tiến đến an bài. La Quân cười một tiếng, ngay sau đó liền nói, tốt, đa tạ Hoàng Thượng. Tiểu Hoàng Đế mà trịnh trọng nói ra, việc này chính là việc quan hệ thiên hạ trị an nguy, hết thảy đều làm phiền Tiên Sinh cùng chư vị anh hùng. La Quân nói ra, Hoàng Thượng yên tâm, ta hội đem hết toàn lực đến xử lý việc này. Mạt, là quân lại hỏi Quest, hắn nói ra, các ngươi đến là đến từ nơi nào? Vì cái gì 500 năm trước, các ngươi lại đột nhiên xuất hiện tại cái này mãng hoang cảnh? Quest nao nao, nó liền nói ra, ta đây cũng không rõ lắm, chúng ta phụ mẫu, tổ tiên đều tại 500 năm trước trận đại chiến kia bên trong tử vong, chúng ta là may mắn còn sống sót 10 viên trứng rồng, về sau chúng ta tại long đản bên trong thai ngén 350 năm, sau đó mới phá xác mà ra. Lại 50 năm về sau, chúng ta lớn lên, sau đó mới bắt đầu rời đi ác long cốc. La quân nói ra, sau đó liền bắt đầu làm ác. Quest cúi đầu, cái kia cũng không đúng. La quân nói ra, các ngươi lòng ngữ là ai dạy? Hắn kém chút liền nói thành là các ngươi tiếng Anh là ai dạy? Quest nói ra, chúng ta tại Long đản bên trong thời điểm thì theo phụ mẫu học hội lời nói. Tốt a, à, La quân cũng là không lời nào để nói. Dù sao Long thay ngén cùng người kết cấu vẫn rất có khác biệt. Quest tiếp lấy còn nói thêm, bất quá, chúng ta tại Long Đản bên trong thời điểm, cũng từng nghe qua phụ mẫu nói chuyện phiếm. Giống như bọn họ vốn là thuộc về phía Tây Vương Giới. Nhưng là có một ngày, một đầu Đông Phương Thần Long, liền cũng chính là Long Vương đánh tan Vương Giới kết giới. Về sau, Long Vương thì thống lĩnh chúng ta Long Tộc, sau đó liền mang theo mọi người đến mãng hoang cảnh bên trong. Còn có Đông Phương Thần Long sự tình, Long Vương là thuộc về Đông Phương. La Quân cảm thấy việc này thật sự là càng ngày càng thú vị cùng quỷ dị. Tại quest nơi này, cũng liền không có cách nào lần nữa đến càng nhiều tình báo. Về sau, La Quân từ tiểu hoàng đế trong tay thu hồi Long Vương Tàng Bảo Đồ. La Quân đem Long Vương Tàng Bảo Đồ phóng tới dầu bên trong ngâm, sau đó lại hái lấy hỏa thiêu, hỏa thiêu thế mà không đến. Tiếp theo, La Quân chính mình máu đi lên. Dù sao hắn tầm bảo tri thức rất rộng, các loại phương pháp đều thử một lần sau cùng máu đi lên vẫn thật là tìm tới tàng bảo đồ bí mật cái kia máu đến tàng bảo đồ lên về sau bên trong đường vân hiển hiện ra lại chính là long vương tàng bảo đồ bản đồ thông qua phân biệt long vương tàng bảo khố chính là tại bắc hải bên trên trên một hòn đảo lại là bắc hải la quân nói thầm kiều ngưng cũng là run lên cái này bên trong thật có nói không nên lời cổ quái bởi vì la quân cùng kiều ngưng đang tìm địa sát chi tinh thời điểm cũng là qua bắc hải trong này đến dấu huyền cơ gì đâu. Có điều bất kể như thế nào, hai người đoán là không đoán ra được. Sau đó dứt khoát cũng thì không nghĩ nhiều nữa, dù sao lập tức liền muốn động thân thể. Tại ngày thứ hai, là quân một đoàn người liền cưỡi ngựa ra biện kinh. Đám mây tự nhiên là lưu trong hoàng cung, cũng liền cùng chác mã cùng một chỗ, xem như lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lâm Triệu Nam, là ẩn đi theo La Quân, hai người này là hưng phấn bởi vì bọn hắn tại tiếp xúc mặt khác thế giới, cảm thụ khác ngoại thiên địa. Cưới ngựa bước đi ước chừng 10 ngày, sau 10 ngày đến Bắc Hải cầu tàu. Đoạn đường này đến, Thánh Long môn phát huy tác dụng rất lớn, đúng hạn thay ngựa, an bài ăn ngủ. Ngay cả Bắc Hải cầu tàu thuyền cũng đã sớm an bài tốt. Là quân bọn người đến Bắc Hải cầu tàu về sau, trực tiếp lên thuyền. Thuyền tại sau 10 phút liền xuất phát. Hết thảy đều là hỏa tốc tiến hành. Tới lúc này, là quân bọn người rốt cục có thể hơi khẽ thở phào một cái. Đoạn đường này hành quân gấp tới, cũng may mắn là quân bọn người thể chất cường đại, không phải vậy đổi thường nhân, đã sớm thụ không. Ác long chỗ lợi hại, ở chỗ thân thể cứng rắn, khó mà đột phá. Mà lại phun lửa phun băng uy lực rất lớn, nhưng nếu như chúng nó là trong sơn động, như vậy chúng ta liền có thể thừa cơ cưỡi đến nó trên người chúng đưa chúng nó giết. Là quân nói như vậy, mấy người kia đều là đương thời cao thủ, kẻ tài cao gan cũng lớn, cho nên vừa nhắc tới đồ long, từng cái đều không sợ, ngược lại hưng phấn. đương nhiên, kiều ngưng cũng không thế nào hưng phấn, nàng hiện tại là thành yếu nhất một cái. bất quá, kiều ngưng trong lòng cũng có chờ đợi, nàng hy vọng có thể thông qua một chuyến này tìm tới về nhà đường. cảnh ban đêm sâu chìm xuống, một vầng minh nguyệt treo ở hải thiên đụng vào nhau địa phương. trong khoảng thời gian này đến nay, là quân trong lòng mọi người đã là nhân vật lãnh tụ tất cả mọi người đối với hắn vui lòng phục tùng. Liền xem như Trần Gia Hồng, cũng cùng La Quân ở chung rất không tệ. Mà lại hiện tại Trần Gia Hồng cải biến quá nhiều, hắn có loại đặc biệt rộng rãi hung hoài, đối chuyện gì vật đều nhìn rất nhạt, cũng không đi chủ động tranh cái gì. Audio điện tử võ tấn bền La Quân thỉnh thoảng sẽ cùng Trần Gia Hồng nói chuyện phiếm, Trần Gia Hồng cũng không tị hiểm trước kia. Hắn nói đến trước kia, cũng thẳng thắn chính mình có vấn đề rất lớn, trước kia, mẫu thân của ta đối với ta rất lợi hại yêu chiều, ta từ nhỏ muốn cái gì, mẫu thân đều sẽ thỏa mãn ta. Tại Tây Côn Lôn, trưởng giáo cũng rất sủng ái ta. Ta là Tây Côn Lôn Vương, trời ban cũng cái gì đều bị lấy ta. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, ta thật sự là một cái rất không xứng trước ca ca. Ta lớn nhất có lỗi với cũng là sông thơ giao, nhưng là, ta không biết ta như thế nào mới có thể qua đền bù tổn thất nàng. Đại khái, ta đối nàng tốt nhất đền bù tổn thất, cũng là từ đó không còn xuất hiện tại trước mắt nàng đi. Người sống một đời, ai có thể không qua, La quân nói ra, ra hồng, người cũng không cần quá khó xử chính mình. Có đôi khi, người chính là như vậy, một khi lâm vào một cái cử chỉ điên rồ bên trong, làm sao đều không thể nhổ đi ra. Liền xem như ma đế, hắn cũng có hắn cử chỉ điên rồ. Trần Gia Hồng không khỏi nhìn nhiều la quân liếc một chút, hắn nói ra, vậy ngươi hận ma đế sao? Ta đương nhiên hận, là quân nói ra, ta là con của hắn, hắn đối với ta như thế nào, ta đều có thể nhận. Nhưng là hắn giết mẫu thân của ta, chuyện này thì tuyệt đối không thể tính như vậy. Ta nếu không phế hắn tu vi, để hắn tại mẫu thân của ta trước một phần nhận lầm, ta chính là uổng làm người tử. Trần Gia Hồng nói ra, nhưng là người con đường này sẽ rất khó đi. Phụ thân ta cùng ma đế bọn họ có thể đi đến cái địa vị này, bọn họ là kinh lịch quá nhiều khó khăn cùng cơ duyên. Bây giờ, liền xem như phụ thân ta cũng không có cách nào qua bắt giữ ma đế. Thần đế đều có chút khó, người muốn làm đến bước này, nói nghe thì dễ. Là quân nói ra, không sai, là rất khó, nhưng người cũng nên có cái mục tiêu. Trần Gia Hồng nói ra, ta kính nể ngươi. Là quân cười một tiếng. Trần Gia Hồng còn nói thêm, là thật kính nể, ngươi có thể đi cho tới hôm nay một bước này, Sao ta khó quá nhiều. Ta cùng Trần Diệp Hàn từ nhỏ có thể được đến tư nguyên nhiều hơn ngươi quá nhiều, mà ngươi lại là sinh ra ở bãi cỏ hoang, dựa vào bản sự của mình từng bước một đi cho tới hôm nay tình trạng này. Quá khó khăn." La Quân nói ra, "Không thể nói như vậy, thực lão thiên còn là công bằng. Cho các ngươi một ít gì đó, cũng cho ta một số kỳ ngộ. Mà Lăng Tiền Bối, còn có thần đế bọn họ lúc trước, còn không phải xuất sinh bãi cỏ hoang." Trần Gia Hồng nói ra, người kiểu nói này cũng có chút đạo lý hắn đón đến nói bất quá những thứ này với ta mà nói cũng không đáng kể la quân hơi hơi thở dài trần gia hồng nghĩ đến cái gì hắn bỗng nhiên nói ra nếu có cơ hội ngươi trở lại thế giới bao la la quân ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một chuyện la quân lập tức nói ngươi nói chỉ cần ta có thể làm được nhất định thay ngươi làm được trần gia hồng nói ra người giúp ta qua gặp một lần Tây Côn Lôn trưởng giáo, còn có mẫu thân của ta, cùng trời ban cùng sông thơ giao. Ta viết bốn phong thư, hắn nói xong đem tin lấy ra, ta là tại vài ngày trước viết, một mực đang do dự muốn hay không giao cho bọn hắn, nhưng là ngẫm lại vẫn là quyết định giao cho bọn hắn. La Quân nhận lấy tin, hắn nói ra, ta nhất định đưa đến. Trần Gia Hồng chân thành nói ra, cảm ơn. Sau đó Trần Gia Hồng thì trở về phòng đi nghỉ ngơi. La Quân còn tại bong tàu đợi. Chỉ chốc lát về sau, Kiều Ngưng đi vào bên cạnh hắn. Ban đêm gió biển thổi lướt nhẹ qua mà đến, rất là hài lòng. Kiều Ngưng sợi tóc bị gió thổi mê mắt, La Quân bản năng muốn đưa tay, nhưng vừa duỗi ra thì phát giác hành động này quá mức mập mờ một số. Sau đó hắn lại thu tay lại. Kiều Ngưng tâm tư tỉ mỉ, đương nhiên minh bạch La Quân cái này khẽ vươn tay lại co rụt lại tay là chuyện gì xảy ra. Khuôn mặt nàng hơi đỏ lên, lập tức liền chỉ trích ra tia đến bên tai đằng sau nàng nhìn về phía mặt biển nói ra người nói ta pháp lực bị phong ta hiện tại xuống biển còn có thể hô hấp a à. la quân nói ra vậy ta cũng không biết đến chính người dưới đi thử xem kiều ngưng cười một tiếng nói ra ta sớm đã thử qua căn bản cũng không có thể hô hấp la quân nói ra như thế mơ hồ kiều ngưng nói ra ta hiện tại thì là nhân loại người khác tổng đem ta tưởng tượng thành bạc cá mập ta pháp lực bị hạn chế ở cái kia chính là không thuộc về hải dương la quân nhớ tới cái gì hắn nói ra đúng giống như cái kia tị thủy châu ta là không có cách nào trả lại cho ngươi kiều ngưng khuôn mặt lần nữa đỏ lên nàng nói ra cái này đừng nói là la quân rất muốn nói cái kia ngươi có phải hay không thì muốn lấy thân báo đáp nhưng là lời đến khóe miệng vẫn là nhịn xuống qua luôn cảm thấy chính hắn là không có tư cách đến trêu chọc Kiều Ngưng. Đối Kiều Ngưng, là Quân là vô cùng nghiêm túc cùng chân quý. Cho nên, hắn trong lời nói cũng không dám lỗ mãng. Mà hắn đối Thái hậu lại có thể trực tiếp ra tay ôm đến trên giường, biên loan đảo phượng. Cái này chỉ có thể nói rõ, nội tâm của hắn bên trong không có chân quý vị kia Thái hậu. Ngươi nhìn cái này Đại Hải, có phải hay không cùng Thiên Châu Bắc Hải giống như đúc? Kiều Ngưng bỗng nhiên nói ra, la quân hơi hơi ngẩn ngơ kiều ngưng nói ra chúng ta là tại bắc hải núi lửa bạo phát bên trong đi vào mãng hoang cảnh mà bây giờ long vương tàng bảo đồ lại là tại bắc trong biển trong này kinh độ và vĩ độ chờ một chút địa vực lên nhất định là có một ít kỳ diệu liên hệ có lẽ mãng hoang cảnh cùng thiên châu điểm kết nối cũng là đại hải la quân nói ra có thể hay không sở hữu vị diện không gian điểm kết nối đều là đại hải đâu kiều ngưng hơi hơi ngẩn ngơ sau đó liền nói ra Vậy nhưng liền khó nói chắc. Trần Gia Hồng về đến phòng bên trong lúc, hắn nhìn thấy trong phòng thêm một người. Người kia một thân quần áo màu đen, hắn đưa lưng về phía Trần Gia Hồng. Trần Gia Hồng tuyệt không cảm thấy kỳ quái, hắn nói ra, người chắc hẳn chính là ta phụ thân phái tới bảo hộ ta người a. Người kia xoay người lại. Người này nhìn khoảng 40 tuổi, là cái phổ thông trung niên nam tử. Hắn gật gật đầu, nhạt vừa nói nói, ta gọi Trần Sát là sư huynh của ngươi sư huynh trần gia hồng hơi hơi nghi hoặc trần sát nói ra phụ thân ngươi chính là sư phụ ta ta sao chưa từng nghe nói qua phụ thân ta còn có ngươi dạng này một vị đệ tử trần sát nói ra ngươi không biết sự tình còn rất nhiều hắn đón đến nói ra tựa như ngươi không biết phụ thân ngươi những năm gần đây một mực đang đối mặt thứ gì một dạng trần gia hồng ngơ ngẩn trần sát nói ra Sư phụ những năm này ở trong hư không không phải là không muốn về tới chiếu cố các ngươi, mà chính là hắn không thể. Hắn thân thể còn một mực bị vây ở loạn thạch chảy bên trong. Thánh hoàng Đông Phương tiểu thư vẫn luôn đang nghĩ biện pháp đến giúp hắn chống cự loạn thạch chảy. Cái kia hư giữa không trung, càng là quần ma loạn vũ, sư phụ mỗi một bước đều rất lợi hại gian nan. Trần Gia Hồng không khỏi thất sắc. Hắn vẫn luôn cảm thấy phụ thân là Trung Hoa đại đế, chính là thiên hạ chi gian vĩ đại thần thông giả nhưng lại không biết hắn cũng gặp được phiền phức vậy ta nên như thế nào đi giúp hắn trần gia hồng hỏi trần sát nói ra người nếu có thể thật tốt không cho sư phụ lo lắng đó chính là đối sư phụ lớn nhất trợ giúp lớn hắn sau đó có nói nói người cũng không cần lo lắng quá mức sư phụ không có nguy hiểm tính mạng hắn tự sẽ có thoát thân biện pháp chẳng qua là cần chút thời gian a trần gia hồng hơi hơi thở phào hắn đồng thời lại hiếu kỳ hỏi vì cái gì hôm nay người hội hiện thân trần sát nói ra làm ngươi đem phòng bị tu di giao cho la quân thời điểm cái này đại biểu ta sứ mệnh đã kết thúc hiện tại người đã hoàn toàn tỉnh ngộ ta nghĩ ta có thể mang ngươi về thế giới bao la mẫu thân người vẫn luôn rất tưởng niệm ngươi trần gia hồng lập tức lắc đầu hắn nói ra ta hiện tại còn không muốn trở về trần sát nói ra vì cái gì trần gia hồng nói ra ta nghĩ tới một chút chính mình nghĩ tới sinh hoạt ngay ở chỗ này rời xa thế giới bao la dạng này rất tốt ta hy vọng sư huynh ngươi có thể thành toàn ta trần sát khe khẽ thở dài nói ra vậy được rồi trần gia hồng nói tiếp sư huynh ngươi tu vi đến mức nào trần sát nói ra thái hư cửu trọng thiên trần gia hồng không khỏi hút miệng hơi lạnh hắn nói ra sư huynh tu vi tiểu đệ bội phục trần sát nói ra cái này không có gì tốt bội phục các ngươi lần này theo tới bạn gái sửa chữa vì còn ở trên ta. Trần Gia Hồng bị kinh ngạc, nói ra, người nói là kiều ngưng cô nương. Trần Sát nói ra, không sai. Trần Gia Hồng cảm thấy không thể tin tới cực điểm, hắn nói ra, nhưng ta nhìn nàng giống như cũng dùng không ra pháp lực. Trần Sát nói ra, nàng tự nhiên dùng không ra, huyền không thần tôn quy tắc có thể hạn chế lại sở hữu tầng 10 trong vòng cao thủ. Trần Gia Hồng nói ra, kinh khủng như vậy vậy cái này huyền không thần tôn đến lợi hại tới trình độ nào trần sát nói ra huyền không thần tôn là hư không chi hiệp hung hoài nhân nghĩa hắn tu vi so tứ đế kém một chút nhưng cũng kém không nhiều lắm trần gia hồng nói ra vậy hắn hiện tại đến còn sống không trần sát nói ra ta đây cũng không biết ta biết rõ đều là sư phụ đề cập với ta trần gia hồng nói ra đúng sư huynh ngươi nói ngươi là cửu trọng thiên tu vi nhưng ta nhìn sư huynh ngươi là sao còn có thể thi triển pháp lực?" Trần Sát mỉm cười, nói ra, "Đây là bởi vì sư phụ dạy ta khám phá huyền không thần tôn chỗ ký kết quy tắc pháp môn." Trần Gia Hồng nói ra, "Người sư huynh kia ngươi có thể hay không cũng dạy La Quân bọn họ khám phá cái này quy tắc pháp môn." Trần Sát nao nao, hắn nói ra, "Là sao ngươi không cho ta dạy cho ngươi khám phá quy tắc pháp môn, mà chính là dạy La Quân bọn họ?" Trần Gia Hồng ánh mắt nhất ảm, nói ra, "Ta nghiệp chướng nặng nề, không dám yêu cầu xa vời. Trần sát nói ra, người đừng như vậy nghĩ, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Người bây giờ đã rất tốt. Trần Gia Hồng lắc đầu, nói ra, sư huynh, người không dùng trấn an ta. Trần sát cũng sẽ không nhắc lại nữa cái này một gốc dạ, hắn nói ra, ta cũng không có thể dạy bọn hắn khám phá quy tắc pháp môn, bởi vì sư phụ là tại trong thân thể ta gieo xuống một tia pháp lực hạt giống. Ta thông qua viên này hạt giống mới có thể khám phá quy tắc. Mà ta không có dạng này hạt giống cho bọn hắn." Trần Gia Hồng không khỏi thất vọng, hắn nghĩ đến cái gì, lập tức còn nói thêm, "Vậy lần này Long Vương Bảo Tàng chuyến đi, sư huynh ngươi liền theo chúng ta cùng một chỗ đi. Nếu có ngươi trợ giúp, những ác long đó không đủ gây sợ." Trần sát lắc đầu, nói ra, "Ta hiện tại liền muốn rời khỏi nơi này, đi làm sư phụ bàn giao hắn sự tình. Còn Long Vương Bảo Tàng chuyến đi, ngươi không dùng lo lắng quá mức. Trong này có la quân nhân quả." Muốn mở ra nan đề, đều muốn dựa vào chính hắn. Trần Gia Hồng nói ra, hắn nhân quả. Trần Sát nói ra, tốt, Gia Hồng, ta muốn đi. Trần Gia Hồng gặp Lưu Không được Trần Sát, liền nói ra, sư huynh đi thong thả. Trần Sát gật gật đầu. Rất nhanh, Trần Sát thì thần không biết, quỷ không hay rời đi chiếc này thương thuyền. Tìm kiếm Long Vương bảo tàng rất là thuận lợi, 6 ngày sau đó, thương thuyền liền nhìn thấy phía trước có một tòa khá lớn hòn đảo hòn đảo phía trên, dãy núi liên miên. Nơi đó cũng không phải là ác long đảo, ác long đảo tại mặt khác địa phương. Có điều hòn đảo này bên trên, những ác long đó đều đã tụ tập. Là quân bọn người rất nhanh liền cập bờ, lên bờ về sau, mọi người thì căn cứ long vương tàng bảo đồ sơ đồ tìm kiếm. Lúc này chính là 10 giờ sáng, ánh nắng tươi sáng. Trong núi lớn, gió núi cùng gió biển hỗn hợp, thổi đến người tâm thần thanh thản, hài lòng vô cùng phóng tầm mắt nhìn tới, cũng là đầy mắt xanh tươi. Lúc này, mọi người cũng hơi hơi khẩn trương lên, bởi vì bọn hắn lập tức liền muốn đối mặt ác long. Không chỉ là ác long, còn có long vương, mà lại cũng còn có huyền không thần tôn truyền thuyết. Hòn đảo này ẩn tàng quá nhiều thần bí. Đoạn đường này tiến lên, vẫn là thuận sắc vô cùng. Hải đảo vị trí chỗ ở là tại Bắc Hải rất nhiều hải đảo bên trong một cái. Mà Long Vương bảo tàng lại tại hải đảo này bên trong trong một cái sơn động. Cái sơn động này giấu ở trong núi lớn, thực là 10 phần khó mà tìm kiếm. Nếu là không có tàng bảo đồ, là quân một đoàn người muốn tìm được, căn bản cũng không khả năng. Mà cái kia cửa sơn động vị trí 10 phần ẩn nấp. Hang động này là hướng xuống, từ phía trên xuống đến bên trong địa động bên trong. Cái kia trong địa động đen kịt một màu, liền ánh sáng mặt trời đều chiếu không đi vào la quân bên này ngược lại là mang cây châm lửa chỉ bất quá la quân lúc này cũng sẽ không nhóm lửa cây châm lửa cái này quá đả thảo kinh xa la quân ngưng thần một cái chớp mắt liền cảm giác được bên trong thật có tám cái cường đại tiếng hít thở muốn đến đây cũng là cái kia tám đầu ác long cũng không chỉ là la quân cảm giác được lâm triệu nam la ẩn trần gia hồng kiều ngưng cũng đều cảm giác được đi la quân không có quá nhiều do dự hắn nhẹ nói một tiếng sau đó dẫn đầu thì nhảy xuống địa động. Hắn thân pháp nhẹ nhàng, rơi xuống đất im ắng, cơ hồ không có phát ra cái gì tiếng vang tới. Kiều Ngưng là cái thứ hai nhảy xuống, Kiều Ngưng thân pháp cũng không có lợi hại như vậy. Sau đó là Quân rất lợi hại ăn ý tiếp được Kiều Ngưng. Sau đó cũng là Lâm Triệu Nam, Trần Gia Hồng, còn có La Ẩn cũng nhảy xuống. Một đoàn người thần không biết quỷ không hay đến trong địa động. Bọn họ lúc này cũng không dám phát ra âm thanh có điều lẫn nhau trong tay đã đều lấy được trường thương. Những thứ này trường thương chính là vì tới giết ác long. Địa động phía trước 10 phần rộng lớn, giống như là một cái địa cung. Có điều trong này cũng không có cái gì kiến trúc, liền đều là nham thạch đá lởm chởm Mà chung quanh lại thật nhiều bảo thạch, châu báu, kim ngân tài bảo các loại. Những bảo thạch đó phát ra lập lòe ánh sáng tới. Mặt đất cũng là trải rất nhiều kim ngân châu báu. Nói nơi này là bảo tàng, cái kia ngược lại là tuyệt không quá đáng. Chỉ bất quá nha, là quân bọn người đối với mấy cái này vàng bạc chi vật lại là một chút hứng thú đều không có. Trong cung điện dưới lòng đất rất là yên tĩnh. Là quân bọn người lập tức liền trông thấy cái kia phía trước phân biệt thì phủ phục tám đầu ác long, những thứ này ác long nhắm mắt lại, đang ngủ. Chính là cơ hội, là quân trong lòng thầm nghĩ. Mọi người cũng là như thế nghĩ, bọn họ lẫn nhau nhìn nhau, sau đó thì gión rén hướng những thứ này ác long đi đến. Kiều Ngưng trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh. Tại cái kia thời điểm mấu chốt nhất, là quân vẫn luôn canh giữ ở Kiều Ngưng bên người. Hắn không nói gì, nhưng đối Kiều Ngưng quan tâm lại là yên lặng. Điểm này, Kiều Ngưng là nhìn ra được, nhưng nàng cũng không có tỏ vẻ ra là cái gì tới. Kiều Ngưng người đầu tiên động thủ, nàng thân hình lóe lên, thiểm điện nhảy đến cái kia ác long trên đầu, sau đó dùng chỉ lực lượng toàn thân, trực tiếp đem thanh trường thương kia đâm vào đến ác long trong đầu trực tiếp liền đem cái này ác long cho đinh trên mặt đất. Liền cũng tại lúc này, là quân mấy người cũng đồng thời xuất thủ. Là quân mỗi người bọn họ tìm đúng một đầu ác long, lợi dụng xét đánh không kịp bưng tay chi thế nhảy tới, nhất thương đem mất mạng. Đương nhiên, ác long sinh mệnh lực cường đại, nhất thương là đem giết không chết. Dù là dạng này thương thế đúng là chí mạng, nhưng chúng nó y nguyên phát ra thê lương tiếng gầm gừ. Kiều ngưng tại đâm chúng cái kia ác long thời điểm, cái kia ác long thảm liệt gào thét, sau đó thân thể mãnh liệt co rúm. Kiều ngưng dù sao cũng là trải qua chiến trận người, nàng bình tĩnh đứng lên, nắm chắc trường thương, mặc cho cái kia ác long như thế nào bầy nhích người, nàng y nguyên cầm chặt trường thương. Nhưng là lúc này, còn có tam điều ác long là không có bị giết chết. Chúng nó lập tức liền bị giật mình tỉnh lại. Kiều ngưng ngẩng đầu một cái, liền gặp bên trái một đầu ác long bỗng nhiên mà lên. Cái kia ác long mở ra bát trong mắt, trong ánh mắt kia mang theo kinh ngạc cùng phẫn nộ. Sau đó, cái kia ác long hung mãnh hướng phía Kiều Ngưng thì phun ra một ngụm liệt diễm tới. Cái kia liệt diễm đốt cháy diện tích rất lớn, Kiều Ngưng bất đắc dĩ, cấp tốc nhảy đi xuống, sau đó lăn khỏi chỗ. Phía sau nàng lập tức liền hình thành một phiến đất hoang vu. Mà lại toàn bộ địa động nhiệt độ cũng bỗng nhiên tăng lên. Cái kia bị Kiều Ngưng dùng trường thương đinh trụ ác long là không động đậy, nhưng này phun lửa ác long lại là theo đuổi không bỏ thân thể nhảy lên, lập tức bay lên. Đại cánh bay nhảy, kinh phong bạo liệt. Cái kia ác long lại hướng phía Kiều Ngưng phun ra một ngụm liệt diễm thần kiếm. Kiều Ngưng đem thân pháp dương đến cực hạn, cấp tốc thoát ra 10 mét có hơn. Cái kia ác long một hồi cuồng phún, thì chầm chầm chính xác Kiều Ngưng. Cũng là tại lúc này, là quần đem trường thương rút ra, nhắm ngay công kích kia Kiều Ngưng ác long nhất thương bắn ra la quân ánh mắt từ đầu đến cuối đều vẫn là tại kiều ngưng trên thân hắn một thương này quán bắn mà ra lực lượng mãnh liệt tới cực điểm liền như hỏa tiễn đánh nổ bắn ra mà ra đem không khí đều xé rách một thương này la quân đồng dạng là bắn về phía cái này ác long dưới nách cái kia ác long nhạy bén cực kỳ thân thể nhất chuyển liền dùng đại cánh đem la quân trường thương đập bay ra ngoài la quân động tác càng nhanh chân hắn trên mặt đất đập một cái không đợi ác long trở lại lập tức đập ra qua. Hắn một thanh liền tóm lấy ác móng vuốt rồng, tiếp lấy thân thể rung động, liền trực tiếp nhảy đến cái kia ác long trên lưng. Ác long kinh hãi, cấp tốc bầy nhích người, muốn đem la quân vãi ra. La quân má bộ vững như bàn thạch, mấy bước đạp mạnh, liền thì cưỡi đến cái kia ác long trên đầu. Đây hết thảy biến hóa đều tại điện quang thạch hỏa trong nháy mắt. Trần Gia Hồng cùng Lâm Triệu Nam còn có la ẩn cũng muốn đối phó cái kia mặt khác hai đầu còn sống ác long địa động này bên trong, ưu thế ngay tại ở không lớn. Dễ dàng cho đánh lén. Mà thế yếu cũng là những thứ này ác long thức tỉnh về sau, một khi công giết, là quân người đi đường này đều rất khó tìm đến tránh né địa phương. Tuy nhiên chỉ có tam điều ác long còn sống, nhưng tình huống cũng rất là nguy hiểm. Cái kia mặt khác năm đầu ác long đã đong đưa mấy lần, sau cùng trực tiếp chết. Lâm Triệu Nam cũng một chút nhảy lên, giống như la quân như vậy, sau cùng cũng đến một đầu ác trên đỉnh đầu rồng. Trần Gia Hồng cùng La Ẩn hợp lực đâm ra trường thương trong tay. La Ẩn nhất thương bắn khoảng không, Trần Gia Hồng chuyển xác chúng đích cái kia ác long dưới nách. Sau đó thì như vậy, hai người lại giải quyết một đầu ác long. Trần Gia Hồng cùng La Ẩn vội vàng chấp động thân hình, lại qua nhặt lên còn thừa trường thương. La Quân bắt lấy cái kia ác long, cái kia ác long gặp không có cách nào đánh bay La Quân, liền trực tiếp bay về phía trước, hướng phía kiều ngưng lại phải phun lửa la quân hai tay nhanh vô cùng đem ác long long lân nhổ qua hai mảnh sau đó hai tay mãnh liệt đào vào ác long xương sọ bên trong hai tay của hắn bắt lấy xương sọ cứ thế mà đem ác long đầu hướng lên trên đưa đi cái kia ác long một ngụm hỏa thì phun ở trên vách tường mặt ác long phát ra kêu thê lương thảm thiết tới đồng thời ác long nhưng cũng không ngốc thế mà hướng lên trên phóng đi chính là muốn đem la quân đụng chết ở phía trên đỉnh động bên trên cái kia đỉnh động quái thạch đá lởm chởm một chút đụng chúng lấy ác long lực lượng đây tuyệt đối là chết thành thịt vụn là quân hai chân cấp tốc hướng lên trên đợi đụng chúng lúc hắn mạnh mẽ đạp oanh một chút hai tay của hắn mượn lực liền trực tiếp toàn bộ cắm vào ác long trong đầu một chút thâm nhập vào qua ở trong đó lại là sền sệt não tủy đồng thời là quân còn bắt được một cái lăn nóng đồ vật là ác long nội đan hỏa đan là quân lập tức liền minh bạch ác đầu rồng bị nặng như vậy thương tổn, lập tức liền té xuống, động mấy lần, liền là chết thảm. Lâm Triệu Nam bên kia cũng là chiến đấu đến gai cấn, Lâm Triệu Nam cùng Trần Gia Hồng, là ẩn phối hợp, liền cũng đem cái kia một đầu cuối cùng ác long giết chết. Đồ long thánh giả, cái này tiên đoán vẫn thật là là chính xác, 10 đầu ác long tuy nhiên không phải toàn bộ bị la quân cùng kiều ngưng giết chết. Nhưng tuyệt đối là bởi vì bọn hắn hai người mới chết. Đến giờ này khắc này, mọi người mới hơi hơi thở phào. La ẩn nói ra, những thứ này ác long nội đan có lẽ là cái thứ tốt đây. La quân đối với mấy cái này hứng thú không lớn, hắn nói ra, chúng ta trước đi xem một chút long vương lại nói. La ẩn nghe vậy, cũng liền không tốt nói thêm gì nữa. Tại trong địa động, còn có mặt khác động phủ. La quân biết ở trong đó hẳn là long vương cùng huyền không thần tôn bí mật vị trí. Những thứ này ác long nội đan, bất quá là chút tiểu đông tây, La quân ánh mắt sẽ không như thế thiển cận, mà lại La quân cũng rất sợ hãi Long Vương hội thật tỉnh lại. Đoạn đường này hành quân gấp chạy tới, vì cũng là ngăn cản Long Vương thức tỉnh. Cái kia Long Vương chính là là có thể cùng Huyền Không Thần Tôn chiến cái tương xứng đại thần thông giả, một khi nó thành công thức tỉnh, đây tuyệt đối là La quân bọn họ tai nạn. La quân cảm thấy, đã chính mình là đồ Long Thánh giả, vậy thì có chính mình sứ mệnh. Sau đó, La Quân liền dẫn mọi người hướng bên trong đi đến. Sau khi đi vào, ngoài ý muốn lại là nhìn thấy vách núi. Bên dưới vách núi mặt, sâu không thấy. Cái kia vụ trướng lâu dài vần quanh, thật lâu không rời, cho nên phía dưới đến có đồ vật gì, căn bản là không nhìn thấy. Tại vách núi đối diện, đồng dạng là núi đá đá lởm chởm. Nhưng nơi đây cùng đối diện có hơn 300 mét, là quân bọn người căn bản không có khả năng hoành nhảy tới. Đối mặt tình hình như vậy, là quân bọn người là ngốc ngẩn ngơ. Bọn họ cũng không nghĩ tới, bên trong hang núi này thế mà lại có vách núi. Là quân trước nhắm mắt lại ngưng thần cảm ứng, hắn mặc dù không có pháp lực, nhưng lại có võ đạo người siêu cường cảm ứng lực. Phía dưới không có tim có đập âm thanh, là quân sau một hồi khá lâu, nghi hoặc mở to mắt. Trần Gia Hồng làm theo nói ra, cũng không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Là ẩn cùng Lâm Triệu Nam cũng nói, chúng ta cũng không có cảm giác được thứ gì. Kiều Ngưng không có có pháp lực, chính là mất đi mẫn cảm. Cho nên nàng càng là cái gì đều cảm giác không thấy. Vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Trần Gia Hồng hỏi La Quân. La Quân nhìn về phía mọi người, hắn trao mày, nói ra, các người cảm thấy thế nào? Lâm Triệu Nam nói ra, chúng ta đều đi đến một bước này, cũng không thể cứ như vậy rời đi a. À. Mà lại, chúng ta hiện tại giết 10 đầu ác long thì có ích lợi gì? Nếu là Long Vương thật thức tỉnh, như vậy chúng ta đều là một con đường chết la ẩn nói ra ta cho là chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp đến bên dưới vách núi mặt đi xem một chút ngay cả la ẩn cùng lâm triệu nam đều cho rằng ở chỗ này không thể bỏ dở nửa chừng như vậy la quân lại càng không có lùi bước đạo lý phía dưới cũng là một cái pandora hộp ma có thể khẳng định bên trong nhất định có huyền diệu thần kỳ nhưng xuống dưới về sau đến sẽ phát sinh cái gì lại là không có người biết la quân mắt nhìn kiều ngưng nói ra nếu không người thì ở phía trên chờ chúng ta kiều ngưng cười một tiếng nói ra người cảm thấy khả năng sao la quân khác coi ta là thành một cái nhược nữ tử có thể sao la quân liền biết nói cái gì đều vô dụng hắn liền lại đối la ẩn lâm triệu nam còn có trần gia hồng nói ra ta cũng không đề nghị các người xuống dưới phía dưới này có nguy hiểm gì không ai nói rõ được nếu như nhất định muốn có hạ nhân qua ta xuống dưới liền tốt đây là ta sứ mệnh, chết cũng tốt, sống cũng tốt, ta đều nhận mệnh. Ta không đi xuống, Trần Gia Hồng mở miệng nói ra. Mọi người hơi hơi kinh ngạc. Là quân lại là mắt lộ ra vẻ cảm kích, hắn nói ra, Gia Hồng đại ca, chắc mã ta cũng liền nhờ ngươi thay chiếu cố. Trần Gia Hồng không đi xuống tự nhiên không phải sợ chết, sợ chết cũng sẽ không đến đi cái này một lần. Chỉ là, trong lòng của hắn có lo lắng, tại dạng này một cái lựa chọn thời khắc, thêm hắn một người không nhiều, cho nên hắn lựa chọn lùi bước ở phía sau, bởi vì hắn còn muốn chiếu cố đám mây. Trần Gia Hồng gật gật đầu, nói ra, người yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, ta nhất định không khiến người ta khi dễ đến nàng. La Quân trầm giọng nói ra, cảm ơn. La ẩn cùng Lâm Triệu Nam là lựa chọn xuống dưới, hai người này không có cảm nhận được pháp lực chi huyền diệu. Mà lại lại tại thân thể đỉnh phong dừng lại đã lâu, cho nên bọn họ đối với bước kế tiếp đi như thế nào là tràn ngập chờ mong coi như vì thế nỗ lực tánh mạng nhưng cũng là sẽ không tiếc. Đã sớm sáng tỏ, tịch có thể chết. Trước đó Lâm Triệu Nam sở dĩ đọa lạc là bởi vì phía trước không đường có thể đi. Bây giờ có đường đi, đâu có lùi bước đạo lý. Mà những giang hồ đó quyền thế, tài phú dưới mắt trong mắt hắn, cái kia chính là không bằng chó má. Có điều đã quyết định muốn xuống dưới, làm sao xuống dưới cũng là vấn đề. Nơi này có thụ đằng, la ẩn bỗng nhiên kinh hỉ nói ra. Mọi người liền là nhìn lại, chỉ gặp cái kia bên dưới vách núi có vô số thụ đằng, thụ đằng xanh tươi, như ba sơn hổ đồng dạng đem vách đá bao trùm. Giống như là cho chúng ta chuẩn bị kỹ càng, Kiều Ngưng nói ra, cứ như vậy, thì càng thú vị. Đi thôi, La Quân nói ra. Dù cho phía dưới cũng là cái bảy dập, bọn họ cũng chỉ có thể nghĩa vô phản cố xuống dưới. La Quân dẫn đầu mà đi. Kiều Ngưng theo ở phía sau. La ẩn cùng Lâm Triệu Nam cũng lựa chọn hắn thụ đằng hướng xuống mặt bò đi. La quân, các người phải cẩn thận, Trần Gia Hồng ở phía trên nhịn không được căn dặn. Ta hội, La quân hướng Trần Gia Hồng cất giọng nói. Sau đó, La quân cùng Kiều Ngưng song song xuống, hai người phân biệt bắt một cái thụ đằng. Tại hạ đi thời điểm, La quân cùng Kiều Ngưng nhìn nhau. Nhưng hai người cũng không nói gì, lẫn nhau cùng một chỗ, kinh lịch sinh tử vô số, nhưng lần này là lớn nhất không có nắm chắc lớn nhất thân bất do kỳ một lần thiên ngôn vạn ngữ sau cùng cũng chỉ có thể im lặng la quân cùng kiều ngưng ở giữa lẫn nhau thực đều đã biết lẫn nhau tâm ý nhưng bọn hắn mãi mãi cũng sẽ không đi nói ra bởi vì lẫn nhau không thể yêu rất nhanh bọn họ liền tiến vào đến vụ trướng bên trong bốn phía tựa như một mảnh tiên cảnh vân hải la quân vốn đang lo lắng những thứ này vụ trướng năm rộng tháng dài hội tích lũy ra độc tố. Nhưng hắn bây giờ lại là yên tâm, bởi vì những thứ này vụ trướng cũng là hơi nước ngưng tụ ra, căn bản không có độc. Chỉ một lúc sau, là quân bọn người rốt cục đến bên dưới vách núi mặt. Từ bên dưới vách núi mặt lại nhìn phía trên, liền cũng chỉ có thể nhìn thấy cái kia thật dày một tầng vụ trướng. Là quân sau khi rơi xuống đất, kiều ngưng mấy người cũng đi theo rơi xuống đất. Lọt vào trong tầm mắt thấy chính là một mảnh trống trải địa phương, cái này chống trải địa phương có hơn 3.000 mét vuông, bốn phía đều bị vách núi vây quanh, muốn rời đi nơi này cũng chỉ có trèo thụ đằng mà lên. Trong không khí độ ẩm rất lớn, mặt đất ẩm ướt xinh dính, toàn bộ đều là hư thối lá cây. Một loại nói không nên lời một ngạt khí tức truyền tới, khiến người ta muốn hô hấp ngắn ngủi. Nơi này, thật không thích hợp người đợi. Cũng là vào lúc này, Kiều Ngưng trong mắt lóe lên vui mừng, pháp lực khôi phục. Nàng kinh hỉ vô cùng, đồng thời tế ra thượng cổ lôi phù. La Quân cũng lập tức cảm giác được trong não vực sinh ra biến hóa, những lao nhanh đó pháp lực, còn có địa sát chi tinh đều có thể vận chuyển tự nhiên. La ẩn cùng Lâm Triệu Nam lập tức một mặt mộng bức nhìn lấy La Quân cùng Kiều Ngưng. Cái kia thượng cổ lôi phù trên không trung phát ra lập lòe quang mang, điện quang lấp lóe. La ẩn cùng Lâm Triệu Nam có thể cảm giác được thượng cổ lôi phù bên trong ẩn chứa năng lượng thật lớn. Kiều Ngưng vui vô cùng, nàng lập tức lại thu thượng cổ lôi phù. La Quân cũng tế ra địa sát chi tinh, hắn địa sát chi tinh hùng hậu gấp hai sau khi một mực điểm ra, cái kia địa sát chi tinh lập tức ngưng tụ thành một ngụm cự đại mà sát kiếm. La ẩn cùng Lâm Triệu Nam trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, đây chính là pháp lực. Lâm Triệu Nam nhịn không được nói ra, không sai, đây chính là pháp lực. La Quân cười một tiếng. Lúc này, La Quân cùng Kiều Ngưng khí đủ rất nhiều giống, ngay vào lúc này, rít lên một tiếng truyền tới. Một tiếng này giống, toàn bộ mặt đất đều đi theo chấn động, chấn người màng nhĩ vang vọng không ngừng. Sau đó, tiếng bước chân truyền đến, còn không nhìn thấy đến là cái gì, nhưng đã cảm giác được cái này đến đồ, và to lớn vô cùng, mỗi đi một bước, mặt đất đều sẽ phát sinh chấn động. Là quân bọn người hướng truyền đến tiếng bước chân phương hướng nhìn lại, lập tức liền nhìn thấy một cái thế lực bá chủ đó là một đầu toàn thân đều là vải giáp màu đen cự thú. Lục ngô, kiều ngưng hơi biến sắc. Cái gì lục ngô, là quân chẳng gì khẩn trương, bởi vì dưới mắt pháp lực đã khôi phục. Là trong hồng hoang một loại cự thú, tên tựu lục ngô cũng gọi khai minh thú, tương truyền nó thông biến hóa, hóa thành mãnh hổ thì có mãnh ngổ năng lực. Hóa thành thần long, thì có long năng lực, kiều ngưng nói ra. Là ẩn cùng lâm triệu nam cảm nhận được cái này lục ngô uy nghiêm, sắc mặt hai người đều là trắng bệch dạng này yêu thú, thực sự không phải bọn họ có thể tới. Trên thực tế, là quân cùng kiều ngưng nếu không khôi phục pháp lực, dưới mắt cũng là đường chết một đầu. Nói trở lại, nếu như pháp lực y nguyên bị hạn chế ở, như vậy cái này lục ngô cũng không có biến hóa năng lực. Là quân nói ra, kỳ chân dị bảo bên cạnh, đều sẽ có những thứ này thú loại bảo hộ. Xem ra bên trong tất có huyền cơ. Cái kia lục ngô trên đầu có kim quan cánh, nó chiều dài 10 mét chiều rộng 3 mét, chính là là chân chính quái vật khổng lồ. Cũng là tại lúc này, lục ngô gào thét một tiếng, toàn thân nó phải giáp màu đen đột nhiên dựng thẳng bắt đầu, tựa như là cái kia con nhím đâm một dạng, liền trên đầu đều là. Tiếp theo, lục ngô thì hướng là quân bên này chém giết tới. Cái này xông lên giết đến tận trước, lập tức địa động núi giao động. Dạng này uy thế, thật sự là khiến người ta sợ hãi. Đông lạnh, là quân một chỉ điểm ra, cái kia địa sát chi tinh lập tức hình thành một đạo băng tường. Oanh, Lục Ngô đầu đụng vào trên tường băng, toàn bộ băng tường lập tức nhanh chóng rạn nứt. Bất quá, băng tường vẫn còn tiếp tục ngưng tụ, càng tụ càng dày. Cái kia Lục Ngô mắt thấy đụng không vỡ băng tường, đột nhiên hướng lên trời lại vừa hô, tiếp theo, nó thân thể bắt đầu vặn vẹo, theo rắn lột ra một dạng. Chỉ chốc lát về sau, thế mà liền thành một đầu to lớn hắc long. Cái kia hắc long hai mắt tản mát ra bạo lệ khí tức tiếp lấy thì hướng là quân băng tường phun ra ra lam sắc liệt diễm tới. Nhiệt xúc, muốn chết, kiều ngưng lại là không kiên nhẫn, nàng cấp tốc tế ra thượng cổ lôi phù, cái kia thượng cổ lôi phù bổ ra một đạo thiểm điện. Thiểm điện lập tức đánh giết tại hắc long đầu. Oanh, trong nháy mắt, cái này lục ngô liền bị đánh giết thành than cốc. Dạng này quái vật khổng lồ, tại kiều ngưng trước mắt, thì theo con kiến giống như. Là ẩn cùng lâm triệu nam nhìn, hai người đần độn một bên bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới nguyên lai like cái này nhìn không đáng chú ý mỹ nữ thế mà lợi hại như vậy đi kiều ngưng vung tay lên nói ra la quân sờ mũi một cái hắn nhịn không được nói ra không dùng ngươi xuất thủ ta cũng có thể làm được ta chính là thử một chút địa sát chi tinh kiều ngưng cười khúc khích nói ra ngươi làm sao còn theo cái tiểu hài tử giống như một khi khôi phục pháp lực về sau la quân loại kia không rõ thiên địa khí thế thì biến mất tại pháp lực thế giới bên trong hắn muốn đi đường còn rất dài a à. mà kiều ngưng một khi khôi phục pháp lực lập tức liền là hăng hái kiều ngưng dẫn đầu mà đi là quần theo ở phía sau là ẩn cùng lâm triệu nam đối với huynh đệ khó khăn cũng liền lập tức theo ở phía sau cái kia lục ngô là từ trong một cái sơn động đi ra kiều ngưng bọn người liền vào hang núi kia trong sơn động lại là một đầu cự đại hồ bạc bốn phía cũng không có cái gì dị dạng ở trong hồ cũng rất bình tĩnh. Cũng là tại lúc này, hồ nước bắt đầu có biến hóa. Nước là màu đậm, mặt hồ vốn là một điểm gợn sóng đều không có, tựa như là một đầu chết hồ. Nhưng là rất nhanh, mặt hồ bắt đầu có rất nhỏ gợn sóng. Tiếp theo, mặt hồ thế mà bắt đầu tản mát ra bừng bừng nhiệt khí. Lại nói tiếp, cái kia mặt hồ sôi trào, là nhiệt độ quá cao, tránh thức đang sôi trào, càng nhanh, mặt hồ bắt đầu bốc hơi to như vậy trong sơn động, nhiệt độ đột nhiên cao đến hù chết người. Thủy vị cấp tốc hạ xuống. Oanh một tiếng. Đột nhiên, cái kia hồ nước đột nhiên bốc cháy lên. Tựa như bên trong toàn bộ đều là dầu mỏ một dạng. Kịch liệt nhiệt độ cao khiến người ta căn bản thụ không, là quân cấp tốc tại trước mặt thi triển ra một đạo băng tường, như thế mới đưa nhiệt độ cao cách trở. Cái kia mặt hồ nước bị toàn bộ bốc hơi, sau đó liền cũng chỉ còn lại có một cái cự đại hầm động. Tại trong cái hố kia mặt, một đầu liệt diễm thần long xuất hiện. Cái kia liệt diễm thần long cao có 30m, chiều rộng 6m. Toàn thân nó đều tắm rửa tại trong ngọn lửa, cái này liệt hỏa thần long uy nghiêm làm người ta kinh ngạc run sợ. Long Vương thức tỉnh, La Quân cùng Kiều Ngưng trong lòng nghi hoặc. "La huynh, Lâm huynh, các ngươi lập tức ra ngoài." La Quân trước khi nói ra. Dạng này chiến đấu, căn bản không phải La ẩn cùng Lâm Triệu Nam có thể thừa nhận được hai người cũng là biết điểm này ngay sau đó không nói nhiều nói xoay người rời đi một cái đều đi không ngay vào lúc này cái kia liệt diễm thần long mở miệng cái thanh âm này tràn ngập tang thương còn có một loại lạnh lẽo ngay tại la ẩn cùng lâm triệu nam quay người khi đi liệt diễm thần long đột nhiên phun ra một ngụm lôi điện lôi điện thần hỏa la quân cùng kiều ngưng thấy thế không khỏi thất sắc cái kia một ngụm lôi điện thần hỏa chính là tiểu long đắc ý tuyệt chiêu mà lại cái này một ngụm lôi điện thần hỏa phun ra mà ra, uy lực so trước kia tiểu long thi triển lúc lại là mạnh gấp trăm lần. Trước kia tiểu long lôi điện thần hỏa liền đã uy lực vô cùng, mà bây giờ, cái này lôi điện thần hỏa chi lợi hại, càng là không dám tưởng tượng. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Là quần cấp tốc thi triển ra đóng băng chi thuật để ngăn cản lôi điện thần hỏa. Cái này lôi điện thần hỏa là công kích hướng là ẩn cùng Lâm Triệu Nam, là quân đem bọn hắn mang xuống đến, tự nhiên không thể nhìn bọn họ chết. Đóng băng, là quần địa sát chi tinh cấp tốc ngưng tụ ra băng tường tới. Oanh, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì dừng lại, cái kia lôi điện thần hỏa liền đem băng tường vỡ nát. Là tuyệt đối vỡ nát. Tiếp theo, là ẩn cùng lâm triệu nam liền bị đốt cháy thành cho bụi. Là ẩn cùng lâm triệu nam liền dên thảm đều không hừ ra đến, trực tiếp thì cái xác không hồn. Là quân trong lòng nhất thời phát lạnh, hắn nhìn về phía cái kia liệt diễm thần long, đồng thời trong mắt còn có nghi hoặc. Tiểu long, là ngươi, kiều ngưng sắc mặt đại biến, nàng thần sắc phức tạp tới cực điểm. Cũng chính là vào lúc này, cái kia liệt diễm thần trên thân rồng liệt diễm biến mất. Tiếp theo, nó thân hình bắt đầu thu nhỏ, từng chút từng chút thu nhỏ. Sau cùng thì thật thành tiểu long trước kia bộ dáng, một thân kim sắc long văn khải giáp. Duy biến hóa cũng là tiểu long ánh mắt. Ánh mắt nó bên trong tràn ngập lạnh lùng thật là ngươi, tiểu long, kiều ngưng kinh hỉ nói ra. Là quần ánh mắt làm theo là phức tạp tới cực điểm. Ngươi không chết, kiều ngưng nói ra, quá tốt. Tiểu long nhìn về phía kiều ngưng, nó đột nhiên cười cười, nói ra, mẹ nuôi, ngươi trông thấy ta thật vui vẻ. Kiều ngưng giật mình khẽ giật mình, nàng nói tiếp, ngươi cái này nói cái gì lời nói, ta nhìn thấy ngươi như thế nào không vui. Tiểu Long liền vừa nhìn về phía La Quân, nói ra, cái kia ba ba ngươi thì sao? la quân cảm thấy có chút đau đầu hắn nói ra ngày đó ta không có chú ý đến ngươi trong lòng ngươi chắc hẳn đã đem ta hận thấu đi ha 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 tiểu long chợt cười to bắt đầu nó cười đến chảy ra nước mắt nó nước mắt cũng là trong suốt lôi điện cái kia lôi điện rơi xuống đất tư dậy khói xanh vô số như vậy ngươi cho rằng ta có nên hay không hận đâu thật xin lỗi la quân trầm giọng nói ra một tiếng xin lỗi thì có thể coi như cái gì cũng không có xảy ra sao Tiểu Long nổi giận. Vậy ngươi muốn muốn như thế nào? La Quần nói ra, muốn giết ta sao? Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Tiểu Long cười lạnh một tiếng. Muốn giết thì động thủ. Nói nhảm cái gì? La Quần nổi nóng vô cùng. Hắn là cái tiếc sai người, nhưng là Tiểu Long chẳng khác nào là con của hắn, cho nên hắn lửa giận liền đến mau một chút. Đối với lúc trước không có cứu Tiểu Long chuyện này, ngẫm lại là có chút áy náy. Có thể dù cho lại trải qua một lần hắn cũng sẽ không lựa chọn đi cứu Tiểu Long. Nói đến, Tiểu Long là hắn dùng tế bào não chế tạo. Trong lòng của hắn càng chân quý quan tâm Kiều Ngưng, mà lại, khi đó Tiểu Long thân thể to lớn, hắn địa sát chi tinh căn bản là kiện hàng không được Tiểu Long. Tiểu Long nghiêm nghị nói ra, tốt, đây là chính người muốn chết. Nó sau khi nói xong, liền hướng phía La Quân phun ra ra lôi điện thần hỏa tới. La Quân thấy thế không khỏi hãi nhiên, hắn cũng sẽ không nguyên địa chờ chết. Mà lại, La Quân cũng biết bây giờ Tiểu Long đã xưa đâu bằng nay, chính mình căn bản chống lại không nó. La Quân liền tránh suy nghĩ cũng còn không có thăng đi ra. Liền cũng tại lúc này, Kiều Ngưng xuất thủ. Kiều Ngưng cấp tốc chuyển qua La Quân trước mặt, tiếp theo, thượng cổ lôi phù tế ra. Cái kia đạo lôi điện thần hỏa trực tiếp bị Kiều Ngưng dùng lôi chỉ tiếp được. Tiểu Long ánh mắt trong nháy mắt khôi phục thư thái, nó cũng liền thu lôi điện thần hỏa mà Kiều Ngưng lập tức cảm giác được thượng cổ lôi phù bên trong lôi trì phẩm chất tăng lên một cái cấp bậc. Tiểu Long lôi điện thần hỏa quá lợi hại, trực tiếp đem lôi trì cho thối luyện. Bất quá, Tiểu Long nếu như chế thu tay lại, cái kia lôi trì liền sẽ bị hủy diệt. Là quân cùng Kiều Ngưng cũng mới chính thức ý thức được, trước mắt Tiểu Long, Tu Vi là có thể cùng huyền không thần tôn cao như vậy tay đánh nhau chết sống tồn tại. Bọn họ đã không bằng Tiểu Long quá nhiều. Tiểu Long, người thanh tỉnh một điểm. Kiều Ngưng nghiêm nghị nói ra, lúc ấy, là quân căn bản là cứu không ngươi. Hắn địa sát chi tinh không có cách nào bảo vệ được ngươi. Mà lại, người thể chất đặc thù, tại loại này lựa chọn dưới, cho dù là ta, cho ta đến 100 lần, ta cũng chọn hy sinh ngươi. Bởi vì không bảo vệ ngươi, ngươi cũng có sống cơ hội. Mà chúng ta dù cho thụ bảo hộ, thực cũng rất khó sống sót. Tiểu Long nói ra, ngươi không cần phải nói nhiều như vậy đạo lý, cho dù là hắn địa sát chi tinh năng đầy đủ bảo vệ được ta tại dưới tình huống đó các ngươi chả là hội hy sinh ta bởi vì ta bất quá là các ngươi phụ thuộc phẩm các ngươi mới là hữu tình người đúng hay không câu nói này nói sau khi đi ra là quân cùng kiều ngưng lại là không nói gì phản bác tiểu long nói ra các ngươi biết cái gì các ngươi chỉ nói ta là nhất tôn nguyên thần nói ta là ngu ngốc không có tình cảm mình có thể các ngươi không biết là khi đó trong lòng ta các ngươi chính là ta hết thảy. Ta tình nguyện chính mình chết mất, cũng muốn bảo vệ các ngươi. Nhưng ta không nghĩ tới, tại các ngươi gặp được nguy hiểm thời điểm, trong mắt các ngươi căn bản cũng không có ta." La Quân nói ra, hiện tại nói cái gì đều đã vô sự vô bổ, ngươi nếu là thật sự muốn cảm thấy như vậy, ta cũng không thể nói gì hơn. "La Quân, ngươi làm gì muốn nói như vậy?" Kiều Ngưng nói ra, ngươi rõ ràng tâm lý không phải như vậy nghĩ, đừng nói tiểu Long là con của ngươi coi như nó là người bình thường, người cũng sẽ không đưa nó tại không để ý. Nàng đón đến, vừa nhìn về phía Tiểu Long, nói ra, "Tiểu Long, chẳng lẽ ngươi thì thật như vậy không hiểu ba ba của ngươi? Cái kia ngày nếu không phải bất đắc dĩ, làm sao có thể đầy đủ bỏ qua ngươi? Loại kia thời điểm, căn bản là không kịp nghĩ nhiều như vậy. Nếu là ở có lựa chọn tình huống dưới, hắn đều có thể dùng mạng hắn đến đổi lấy ngươi mệnh." Bản năng dưới phản ứng, mới là nội tâm chân thật nhất phản ứng. Tiểu Long nhạt lạnh nói ra. La Quân liền nói ra, "Tiểu Long, trước ngươi giúp ta rất nhiều. Ta rất lợi hại cảm kích ngươi, cảm kích ngươi một đường đi theo, chung hộ chủ. Nhưng mạng ngươi, ngươi hết thảy cũng đều là ta cho. Chúng ta đến bây giờ, coi như không ai nợ ai, ngươi thấy có được không?" "Không ai nợ ai?" Tiểu Long thân thể kịch chấn, nó đột nhiên gào thét một tiếng, nói ra, "Tốt, không ai nợ ai, vậy liền không ai nợ ai." "Về sau ngươi ta liền không có thù không có hận không có yêu không có bất cứ quan hệ nào ngươi không còn là cha ta la quân trầm mặc hắn lúc này thực là nản lòng thoái chí. tại tiểu trên thân rồng hắn thế mà nhìn thấy phụ thân trần thiên nhai bóng dáng cũng có lẽ là thật bời vì mạch này trên thân thì có dạng này gen chỉ bất quá trần thiên nhai gen là bị phóng tới sử dụng tốt nhất nếu có một ngày hắn la quân bị buộc tới cực điểm hắn cũng sẽ là cái thứ hai trần thiên nhai đi giờ này khác này, muốn là quân qua thấp kém khẩn cầu tiểu long tha thứ, vậy hắn là tuyệt đối làm không được. Hắn đồng dạng có hắn ngạo cốt tại thân. Là quân, kiều ngưng lại là gấp, nàng nói với tiểu long, tiểu long, hết thảy đều đã đi qua. Chúng ta trở lại trước kia, coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra, có thể sao? Ngươi vẫn là ta tiểu long, ta vĩnh viễn là người mẹ nuôi. Trở lại quá khứ, tiểu long nói ra, làm sao trở về? Mẹ nuôi, người lại nhưng biết ta về sau kinh lịch cái gì la quân không nói một lời tiểu long giống là cố ý muốn nói cho la quân nghe một dạng nó nói ra trận kia núi lửa đại bạo phát đem thân thể ta toàn bộ nổ bể ra đến ta ở bên trong liệt hỏa bị thối luyện đau nhức các ngươi vĩnh viễn cũng không tưởng tượng nổi nếu không phải ta không cam tâm chính là chịu đựng ngàn đau bầm thây giữ lại sau cùng một tia lý trí ta sớm đã chết ta ở bên trong liệt hỏa sau cùng có thể sinh tồn đồng thời còn hấp thu vô cùng vô tận hỏa sát chi tinh. Về sau, ta thì đã hôn mê, chờ ta khi tỉnh dậy, ta bị giam tại một cái phương pháp trong trận. Về sau ta mới biết được, nơi đó là một cái tên là vương giới địa phương. Vương giới tức là phía tây vương giới. Tại vương giới bên trong, ta bị vương giới thần Long Vương bắt lấy, cái kia thần Long Vương mỗi ngày đều muốn tới cùng thủ hạ 12 liệt diễm sử giả đến rút ra trên người của ta hỏa sát chi tinh. Hỏa sát chi tinh chính là ta huyết nhục, các người có thể tưởng tượng, mỗi ngày bị người rút gân lột ra cảm giác sao. Tiểu Long cười lạnh nói, hắn ánh mắt cuối cùng lại là dừng lại tại La Quân trên thân. La Quân thân thể chấn động, hắn lại không nghĩ rằng Tiểu Long kinh lịch lớn như vậy khổ sở. Hắn muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là không nói gì đi ra. Ta tại vương giới cái kia trong pháp trận bị giam 3 năm, 3 năm về sau, ta học hội bọn họ rút ra hỏa sát liệt diễm chân kinh. Sau đó, Ta ngược lại đem bọn hắn hỏa sát chi lực toàn bộ hút tới trên người của ta. Ta đem Thần Long Vương giết, sau đó ta liền thành Tân Thần Long Vương. Sau đó, ta xuất lĩnh sở hữu ác long, đem vương giới đụng một cái đại lỗ thủng đi ra. Sát Thần Long Vương là ta đệ nhất bước báo thù, nhưng ta vĩnh viễn quên không, ba ba mụ mụ của ta tại sao muốn đem ta vứt bỏ. Ta vẫn luôn đang chờ một ngày này, ta muốn hỏi hỏi các ngươi, vì cái gì, ta chính là như vậy không quan trọng gì ta đâm vào vương giới về sau, phiêu dương quá hải lại không trở về được thiên châu. Sau cùng lại là đến mãng hoang cảnh, ta tìm không thấy lối ra. Sau đó, ta đem lửa giận phát tiết đến mãng hoang cảnh. Tiểu Long cười lạnh nói, là quân, ngươi không phải lòng giả từ bi a, à, những toàn bộ sinh linh đó chết, đều là ngươi nghiệp chướng, ha 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 ha. Là quân nói ra, ngươi là nhi tử ta, ngươi nghiệt, ta thừa nhận. Hắn hít sâu một hơi, nói ra, Tiểu Long, bỏ xuống trong lòng hận đi, dạng này ngươi thủy chung là tại cha tấn chính ngươi. Tiểu Long lạnh lùng nói ra, ngươi đại khái quên, ngay tại vừa rồi, ta và ngươi đã không có chút quan hệ nào. Cho nên cũng không cần đến ngươi đến giả mù sa mưa giả từ bi. Tiểu Long, Kiều Ngưng nói ra, vậy ngươi còn nhận ta cái này mẹ nuôi sao? Tiểu Long nhìn về phía Kiều Ngưng, hắn bỗng nhiên lắc đầu, nói ra, từ nay về sau, ta Tiểu Long tại cái này bên trong thiên địa, chính là ta chính mình ta không cha không mẹ, không ràng buộc. Sau đó, tiểu long thân thể dâng lên, nó bay lên, nói ra, huyền không lão tặc ngốc kia liền tại bên trong, là quân, người mấy cái huynh đệ cũng ở bên trong. Hôm nay, ta không giết những người này, cũng coi là trả lại người sáng tạo tri ân. Từ sau ngày hôm nay, người ta tránh thức lại không cái gì liên quan. Là quân thân thể chấn động, đồng thời không khỏi hoan hỉ. Nguyên lai like đại ca bọn họ ở chỗ này, hắn lập tức còn nói thêm, đợi một chút, tiểu long lạnh lùng nói ra mặc kệ ngươi nói cái gì ta cũng sẽ không nghe ngươi bởi vì ngươi không có tư cách này la quân lại hít sâu một hơi hắn nói ra tiểu long mặc kệ ngươi nói thế nào đều cải biến không ngươi cùng ta ở giữa tầng kia hút mắc ngươi muốn đi ta không ngăn cản ngươi cũng cản không ngươi nhưng là ta hy vọng ngươi từ nay về sau không cần lạm sát kẻ vô tội không phải vậy lời nói tương lai ta tất nhiên sẽ thân thủ giết ngươi Ngươi nhớ kỹ ta câu nói này, đây không phải uy mà chính là khuyên bảo. Ta hy vọng người không phải ta một sai lầm mà là ta kiêu ngạo. Tiểu Long nghe vậy trầm mặc một trận, sau đó, nó cười lạnh một tiếng, tiếp lấy thì bay ra sơn động. Đến Tiểu Long có thể hay không nghe La Quân lời nói, việc này La Quân trong lòng là một điểm không có. Kiều Ngưng nhìn về phía La Quân, nàng trấn an nói nói, ta tin tưởng Tiểu Long sẽ không để cho chúng ta thất vọng. La là Quân làm theo nói ra, chỉ hận ta không có lăng tiền bối bản sự, không phải vậy lời nói. Ta hôm nay làm sao cũng phải đưa nó cầm xuống, làm sao cũng phải nó về đến chính đạo lên. Kiều Ngưng nói ra, không thể nói như vậy. La Quân, trong chuyện này chúng ta thật là có dựa vào Tiểu Long. Tiểu Long khi đó còn nhỏ, nó trong mắt không có bao nhiêu thị phi đạo lý, nó tâm lý chỉ có chúng ta hai, có thể sự thực là chúng ta tại thời khắc mấu chốt nhất, cứ như vậy vứt bỏ nó. La Quân nghe vậy ngơ ngẩn, hắn lần nữa trầm mặc xuống dưới. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng điểm này, nhưng là đối mặt Tiểu Long lúc, hắn cũng là không có cách nào mềm xuống dưới. Đó là một loại phụ thân tại nhi tử trước mặt tôn nghiêm. Kiều Ngưng gặp La Quân như vậy thần sắc, liền cũng đã biết hắn là chuyện gì xảy ra. Sau đó nói ra, mặc kệ như thế nào, ta đều đối Tiểu Long có lòng tin. La Quân nói ra, "Hy vọng đi." Sau đó là quân cùng kiều ngưng tìm huyền không thần tôn chỗ. Bên trong hang núi này, nguyên lai còn có động thiên khác. Chỉ bất quá, cái kia cửa vào là bị hồ nước che giấu, mà bây giờ hồ nước nước bị tiểu long toàn bộ bốc hơi, sau đó cái kia lối vào thì lộ ra. Là quân không khỏi vui vẻ, tâm đạo, chẳng lẽ đây là tiểu long cố ý vi chi? Ý nghĩ này đương nhiên thì sẽ không có người đưa cho hắn đáp án. Sau đó, là quân cùng kiều ngưng từ cửa vào đi vào cái này đi vào chính là một cái u ám động phủ động phủ này bên trong ngăn cách hết thảy ánh sáng mặt trời động phủ ước chừng có chừng trăm mét vuông tại vị trí cao nhất một tên đạo sĩ ngồi xếp bằng la quân trước không nhìn đạo sĩ hắn lại là nhìn thấy bên cạnh ba người ba người kia chính là đã lâu lâm phong tần lâm còn có trình kiến hoa la quân lập tức ức chế không nổi tâm tình kích động hô đại ca nhị ca hắn bước nhanh về phía trước kiều ngưng liền yên lặng đứng ở một bên lâm phong tần lâm trình kiến hoa ba người đều tại nhập định la quân thanh âm đem bọn hắn bừng tỉnh lâm phong cùng tần lâm nhìn thấy la quân cũng là kinh hỷ tam đệ ngươi làm sao đến nơi đây trình kiến hoa ngược lại là bình tĩnh nhiều hắn nhìn một chút la quân lại là không nói gì tựa hồ cũng không có hắn nói chuyện phần ta còn muốn hỏi các ngươi đâu các ngươi làm sao cũng lại ở chỗ này la quân nói ra lúc này cái kia thượng thủ đạo sĩ cũng mở to mắt. Chỉ gặp đạo sĩ kia, mặt mũi hiền lành, mái đầu bạc trắng, nhìn quả thực là tiên phong đạo cốt. Người này chắc hẳn chính là huyền không thần tôn. Vô lượng thọ Phật, cái kia huyền không thần tôn ngâm khẽ một tiếng. Là quân mấy người cũng thì nhìn về phía huyền không thần tôn. Là quân nói ra, ngài cũng là huyền không thần tôn. Huyền không thần tôn gật gật đầu, nói ra, bần đạo huyền không. Là quân nói ra, hôm đó ta cùng bằng hiếu của ta tại núi lửa bộ phát sinh đại bạo tạc lúc sắp chết lại lại đột nhiên đến cái này mãng hoang cảnh nội cái này bên trong có phải hay không có ngài xuất thủ huyền không thần tôn nói ra không sai chính là bần đạo đem bọn ngươi kéo kéo vào la quân cùng kiều ngưng nhìn nhau tâm đạo quả là thế la quân còn nói thêm đây hết thảy đến là chuyện gì xảy ra còn có ta đại ca nhị ca là sao cũng sẽ ở nơi đây huyền không thần tôn mỉm cười nói ra thiên mệnh vương ngươi lại không tất nóng vội hết thảy đều nghe bần đạo vì ngươi nói tới la quân gật gật đầu huyền không thần tôn nói ra đây hết thảy đều là kỳ diệu vị trí cái kia long vương vốn là thiên mệnh vương ngươi luyện tạo nguyên thần nhưng là tại lúc núi lửa bộc phát đợi nó bị tạc nứt sau đó lại ở bên trong liệt hỏa niết bàn trọng sinh mà lại nó tại trong lúc vô tình xuyên toa vô số hư không thời không Thế mà liền đến hơn 500 năm trước phía Tây Vương giới bên trong, mà tại phía Tây Vương giới bên trong, nó nhận hết khó khăn, sau cùng, cái này Long Vương xông phá phía Tây Vương giới, chỉ huy một đám Ác Long phiêu dương quá hải đến Mãng Hoang Cảnh. Nó vốn là muốn về Thiên Châu, lại là đánh bậy đánh bạ đến Mãng Hoang Cảnh. Đơn giản là cái này Mãng Hoang Cảnh vị trí quá mức huyền diệu. Thiên Châu cùng Mãng Hoang Cảnh chính là giao thái chỗ, một khi tiến vào Mãng Hoang Cảnh, nó sẽ rất khó lại trở lại Thiên Châu. Cái này Long Vương trong lòng bạo lệ, giết hại vô số. La Quân cùng Kiều Ngưng trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái này bên trong thật đã Hoành Thương Hải Tang Điền. Lâm Phong cùng Tần Lâm cũng nghe nghiêm túc. Huyền Không Thần Tôn nói ra, lúc đầu, bất luận cái gì sinh linh đều không cách nào tại sai lầm thời không thời gian dài tồn tại, cái này Long Vương xuất hiện tại 500 năm trước cũng là một cái to lớn sai lầm. Có thể cái này Long Vương lại không giống bình thường, nó lại là không ở trong ngũ hành nhảy ra tam giới bên ngoài tồn tại nó không có mệnh cách thậm chí ngay cả tránh thức thân thể đều không có nó tại liệt diễm bên trong đều có thể còn sống cái thiên kiếp này lôi điện tránh bổ trùng điệp kiếp số lại đều không làm gì được nó mà lại nó còn nắm giữ hỗn độn chi khí có thể tan vạn vật cho nên nó thì như vậy kỳ tích sống sót la quân cùng kiều ngưng nghe vậy không khỏi cảm khái huyền không thần tôn nói ra bần đạo năm đó cũng không làm gì được cái này long vương cùng rất nhiều ác long, rơi vào đường cùng, lại cơ duyên xảo hợp mới tại mãng hoang cảnh nội một lần nữa chế định quy tắc. Đáng tiếc, long vương y nguyên không bị hạn chế, bần đạo cùng nó ác đấu thật lâu, cái này long vương lực lượng thực sự quá quỷ dị cùng cường đại. Sau cùng rơi vào đường cùng, bần đạo liều chết bố trí xuống trận pháp, sau cùng mới đưa nó vây chết tại cái này phương trượng sơn bên trong. Huyền không thần tôn tiếp tục nói, bần đạo sau cùng truy bản tố nguyên, cái này mới tìm được cái này long vương tồn tại cũng là tại dưới tình huống như vậy ở lúc mấu chốt đem bọn ngươi cứu được mãng hoang cảnh nội nói cách khác bần đạo cùng long vương ác đấu thời điểm thế gian này còn không có các ngươi hai vị bần đạo chờ các ngươi xuất thế cuối cùng đi đến trong núi lửa mới có thể xuất thủ cái kia long vương trong thiên hạ này chỉ sợ không ai có thể giết đến nó càng nghĩ chỉ sợ cũng chỉ có các ngươi mới có thể khuyên nó hướng thiện bởi vậy mới có hôm nay đây hết thảy nhân quả tuần hoàn, nhân quả nhân quả, quả nhiên huyền diệu. Là quân nhịn không được nói ra. Huyền không thần tôn còn nói thêm, tại các ngươi qua biển thời điểm, bần đạo liền đã sớm thức tỉnh. Vừa vặn, mấy vị này tiểu hữu cũng đến Bắc Hải chi thượng. Bọn họ thế mà một đường tìm được cái này phương trượng sơn bên trong, vừa vặn bọn họ lại đụng phải Long Vương thức tỉnh, mắt thấy mấy vị này tiểu hữu muốn chết bởi Long Vương chi thủ, bần đạo liền nói cho cái này Long Vương, thiên mệnh vương các ngươi sắp đến mà lại, mấy vị này tiểu hữu đều là thiên mệnh vương ngươi đến thân huynh đệ. Kể từ đó, Long Vương mới thu sát nghiệp, bất quá, kể từ đó, mấy vị này tiểu hữu cũng là không thể rời bỏ nơi này. Sau đó, đây hết thảy chân tướng liền cũng coi là nói rõ ràng. Là quân cùng Kiều Ngưng có chút cảm khái, mặc kệ như thế nào, hắn đều chứng minh một việc. Cái kia chính là tại tiểu Long tâm lý, hắn cùng Kiều Ngưng tuyệt đối là có đặc thù vị trí. Không phải vậy lời nói, nó không lại bởi vì lâm phong bọn họ là huynh đệ mình như thế liền thu sát niệm bần đạo những năm này đã hao hết ngọn đèn sắp không còn sống lâu trên đời huyền không thần tôn bỗng nhiên nói ra trước khi chết liền muốn tìm một truyền nhân y bát đạo trưởng ngài mọi người không khỏi thất sắc huyền không thần tôn nói ra bần đạo cả đời phụng nói mà không nhập đạo cũng lấy tế thế thương sinh làm nhiệm vụ của mình cho nên bần đạo muốn tìm đệ tử cũng là cần lòng có đại từ bi người Tần Tiểu Hữu người nguyện ý làm bần đạo đệ tử sao? Tần Lâm không khỏi ngẩn ngơ, hắn lại không nghĩ rằng huyền không thần tôn lại chọn chính mình, đạo trưởng, ta. Ta đã có sư phụ. Huyền không thần tôn mỉm cười, nói ra, ngươi ngược lại thật sự là trách tâm nhân hậu, chẳng lẽ bần đạo lại không biết ngươi có sư phụ sao? Có thể chưa nói qua, không cho ngươi có hai cái sư phụ mà. Tần Lâm nói ra, có thể, vô luận là đại ca vẫn là tam đệ, bọn họ đều so ta ưu tú, ta chỉ sợ không phải ngài tối lý tưởng nhân tuyển. Huyền không thần tôn cười ha ha một tiếng, hắn nói ra, người cái này tam đệ, tự có hắn cơ duyên, bần đạo không phải là sư phụ hắn. Mà đại ca ngươi, một thân giết hại, tuy nhiên không tính người xấu, lại cũng không thể coi là người tốt. Tự nhiên cũng không phải bần đạo đệ tử, còn vị này trình tiểu hiếu, đầy bụng xảo trá, càng không phải là bần đạo trong lòng nhân tuyển. Ở chỗ này, bần đạo cũng xin khuyên trình tiểu hữu một câu, vì người vẫn là thiếu chút xảo trá tương đối tốt không phải vậy ngày khác nhân quả tới người người chưa hẳn chịu được trình kiến hoa sắc mặt bất biến hắn nói ra đa tạ đạo trưởng dạy bảo huyền không thần tôn nhìn về phía tần lâm nói ra tần tiểu hiếu người thật chẳng lẽ muốn nhìn lấy bẩn đạo thương tiếc mà chết sao tần lâm cắn răng một cái hắn nói ra đạo trưởng ngài là trách trời thương dân người tốt vãn bối có thể bái ngài làm thầy chính là đệ tử phúc khí hắn nói xong cũng quỳ đi xuống, phanh 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 dập đầu ba cái. Huyền không thần tôn gật gật đầu, hắn nói ra, tốt, tốt, tốt. Sau đó, hắn còn nói thêm, là tiểu hiếu, còn có thiên mệnh vương, hai người các ngươi đều là bần đạo đệ tử này hảo hiếu. Bần đạo nếu là các ngươi trưởng bối, cũng nên cùng các ngươi có chỗ biểu thị. Hắn đón đến, nói, cái này một vật, bần đạo đưa cho thiên mệnh vương ngươi. Hắn sau khi nói xong, trong tay nhiều một cái ngọc bội đó là một khối toàn thân màu đen ngọc bội ngọc bội kia la quân không khỏi nghi hoặc huyền không thần tôn nói ra bần đạo từ ký kết quy tắc về sau liền đã rõ ràng chuyện quá khứ vị lai nói ra càng nhiều bần đạo cách cái chết càng gần cái này một ngọc bội chính là âm dương ngọc bội nắm giữ nó ngươi liền có thể lẫn lộn âm dương lẫn lộn âm dương la quân càng thêm nghi hoặc huyền không thần tôn nói ra ngươi chẳng lẽ quên thê tử ngươi một mực đang trong hôn mê không người có thể cứu. Ngay cả thần đế cũng cứu không để cho, đó là bởi vì, có thể cứu người thê tử biện pháp, không tại hiện thế bên trong. Người muốn cứu người thê tử, phải đi vãng cổ thế giới. Cái gọi là cổ thế giới, liền là quá khứ thế giới. Mà người không cách nào tại quá khứ thế giới sinh tồn, trừ long vương loại sinh linh này. Như thế, cái này âm dương ngọc bội thì có thể trợ giúp đến ngươi. Nhưng nó cũng chỉ có thể trợ giúp ngươi tại cổ thế giới đợi 3 tháng. La Quân không khỏi đại hỷ, nói ra, cổ thế giới. Cổ thế giới, còn mời nói trưởng chỉ rõ, ta ứng làm như thế nào qua cổ thế giới, làm sao tìm được cứu linh nhi biện pháp. Huyền không thần tôn nói ra, ngày sau người tự sẽ biết được, nhưng dư thừa, bần đạo đã không thể nói, thiên cơ không thể tiết lộ quá nhiều, nếu không bần đạo nghiệt hội tái giá đến trên người ngươi qua. La Quân không khỏi ngẩn ngơ, có điều mặc kệ như thế nào, hắn đều là mừng rỡ bởi vì Linh Nhi có thể cứu, chỉ cần nàng có thể cứu, cho dù là thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, hắn cũng là sẽ không tiếc. Ngay vào lúc này, Kiều Ngưng bỗng nhiên mở miệng, đạo trưởng, ngài đã có thể đem chúng ta từ hỏa trong núi cầm ra tới. Vì cái gì lúc trước không đồng nhất cũng đem Long Vương cũng lôi kéo đi ra. Nếu như nó cùng chúng ta cùng một chỗ được cứu, chẳng phải là liền không có đằng sau những chuyện này. Là quân bọn người không khỏi một cái lộp bộp, thầm nghĩ, cũng không phải sao sau đó ánh mắt mọi người liền đều nhìn về huyền không thần tôn huyền không thần tôn mỉm cười nói ra tiểu cô nương người vấn đề này hỏi rất thú vị cái này bên trong có một cái bần đạo cũng giải thích không rõ ràng sự tình tựa như là gà cùng trứng cái kia trước tồn tại một dạng cái này nói không rõ ràng tại các ngươi tiến vào núi lửa thời điểm long vương chỗ tạo dưới nhiệt cũng chính là bởi vì đã hình thành nếu như bần đạo đem long vương lôi kéo đi ra như vậy trước đó tạo thành sự tình, liền sẽ biến mất. Tin tức này nhân quả, không ai có thể đầy đủ chịu được. Ai dám qua cải biến lịch sử, mà lại cũng cải biến không lịch sử. Và lại, Long Vương nhìn như cùng các ngươi cùng một chỗ, nhưng là trong trước mắt, các ngươi liền đã cách xa nhau 500 năm. Thời gian này khoảng cách, bần đạo là đem cầm không được, cũng lôi kéo không Long Vương. Còn có, Long Vương là tại núi lửa trong Nham Tương, đây cũng là bần đạo pháp lực khó mà viện thủ địa phương. Sở dĩ có thể cứu hai người các ngươi, đó là bởi vì các ngươi còn tại địa sát chi tinh bảo hộ bên trong. Bần đạo là thông qua hư không xuyên toa, trùng động khiêu dược thủ đoạn, cưỡng ép đến vòng bảo hộ bên trong đem bọn ngươi cầm ra. Có thể lúc núi lửa bộc phát đợi, chỗ có pháp lực, quy tắc, từ trường đều đã bị phá hư. Vì cái gì ngài có thể thi pháp đến?" Kiều Ngưng hỏi. "Vậy đại khái tựu, thế sự không có tuyệt đối đi." Huyền Không Thần Tôn nói ra, "Tiểu cô nương người làm không được sự tình cũng không có nghĩa là người khác cũng làm không được kiều ngưng nghiêm nghị nói ra vãn bối thụ giáo như thế về sau la quân cũng liền đem cái viên kia âm dương ngọc bội trân trọng cất kỹ huyền không thần tôn lại chuyển nói với lâm phong là tiểu hiếu bần đạo lại là không có thứ gì có thể đưa ngươi lâm phong nao nao bất quá hắn cũng không phải tham lam người liền nói ra mặc kệ như thế nào vãn bối đều đa tạ tiền bối nếu không phải tiền bối chúng ta sớm đáng chết. Huyền không thần tôn nói ra, người cơ duyên, thì trong ba tháng này liền sẽ đến. Có thể chân chính làm sư phụ người cái kia một người, so với bần đạo, chỉ mạnh không yếu. Bất quá, bần đạo vẫn là muốn khuyên ngươi một câu. Tiền bối mời nói, lâm phong cung kính nói ra. Huyền không thần tôn nói ra, buông xuống tức là từ bi, ngươi chỉ có buông xuống, mới có thể tránh thức được an bình. Hắn nói đến đây thở dài, lại nói, có điều muốn đến, nên chuyện phát sinh cuối cùng đều sẽ phát sinh đây là bần đạo bất lực lâm phong trầm mặc xuống dưới hắn không hiểu nhiều huyền không thần tôn ý tứ buông xuống buông xuống cái gì lâm phong ở trong lòng âm thầm hỏi buông xuống hai chữ nói nghe dễ dàng ai lại có thể buông xuống lâm phong không thể thả dưới là quân cũng không thể buông xuống bọn họ tiến lên đường cũng là bởi vì chấp niệm sau đó huyền không thần tôn liền nói ra tần lâm lưu lại các người chư vị thì tự rời đi đi. Mọi người nao nao, là quân nhớ tới cái gì, hắn từ phòng bị tu di bên trong lấy ra một bình xứ nhỏ, nói ra, nhị ca, đây là cho ngươi. Tần lâm hơi hơi nghi hoặc, nói. Là quân nói ra, chúng ta đi về sau, ngươi lại nhìn đi. Tần lâm gật gật đầu, hắn sở dĩ không trực tiếp cho thần đan, chủ yếu là sợ bị trình kiến hoa nhìn thấy. Bởi vì chính mình cho đại ca cùng nhị ca đều cho, duy chỉ có không có bất kỳ vật gì cho trình kiến hoa. Vạn nhất trình kiến hoa trong lòng sinh oán trách, cái kia luôn luôn không tốt. Sau đó, Kiều Ngưng hỏi huyền không thần tôn, tiền bối, nhưng chúng ta nên như thế nào trở lại thiên châu? Huyền không thần tôn mỉm cười, nói ra, hồi đến hải lý, khi các người cảm giác được pháp lực thời điểm, đã nói lên các người đã vượt qua mãng hoang cảnh kết giới. Kiều Ngưng nói ra, một vào trong biển, không thể thở nổi, vạn nhất thủy chung cảm giác không thấy pháp lực tồn tại, nên làm như thế nào? Vấn đề này cũng là chúng người quan tâm vấn đề. Huyền không thần tôn nói ra, các người cuối cùng hội trở lại nên trở về qua địa phương, dư thừa đồ, vật, không cần suy nghĩ nhiều. Kiều ngưng bọn người gặp huyền không thần tôn nói như thế, liền cũng thì không hỏi thêm nữa. Sau đó, là quân một đoàn người liền rời đi sơn động. Là quần đám người cũng không sợ huyền không thần tôn sẽ đối với tần lâm có âm mưu quỷ kế gì, đây là dựa vào đối huyền không thần tôn vĩ đại nhân cách một loại tín nhiệm. Rời núi động về sau, mọi người leo lên thụ đằng lên vách đá. Cái kia trên vách đá mặt, Trần Gia Hồng một mực đều đang đợi. Trần Gia Hồng nhìn thấy Lâm Phong lúc hơi hơi ngoài ý muốn, Lâm Phong trông thấy Trần Gia Hồng cũng có phần ngoài ý muốn. Lúc trước, Lâm Phong cùng Trần Gia Hồng thế nhưng là đi qua một phen khổ chiến cuối cùng vẫn là lâm phong lấy được thắng lợi la quân liền theo lâm phong giới thiệu trần gia hồng hai người này cũng không có thâm cửu đại hận cho nên cũng đều xem ở la quân trên mặt mũi rất nhanh liền bắt tay giảng hòa mạt la quân cả đám thì cáo biệt trần gia hồng tại đi thời điểm lâm phong tại một đầu ác long thể nội tìm tới long đản cái này cũng là bọn hắn nhiệm vụ lần này vị trí còn những nội đan đó nói thật thật đúng là không có tác dụng quá lớn cho nên không cần cũng được. Chui vào biển trong nước, cũng không lâu lắm, liền thật cảm giác được pháp lực. Sau đó hết thảy liền thì thuận lợi, Kiều Ngưng vận chuyển nguyên thần, mang mọi người bay ra mặt biển. Lâm Phong cùng Trình Kiến Hoa là không biết bay, chính là La Quân hiện tại cũng có thể thông qua địa sát chi tinh phi hành. Có điều như vậy phi hành quá hao tổn La Quân công lực, cho nên hắn cũng chỉ có ở một bên nghỉ cơm. Trở về trên đường, Kiều Ngưng là vui vẻ loại pháp lực này tại thân cảm giác để cho nàng rất cảm thấy thư sướng la quân lại là trầm ngâm suy nghĩ trong lòng của hắn có như vậy một cái chớp mắt rất nhớ thì đem trình kiến hoa cho giết trình kiến hoa thủy chung cho la quân rất lợi hại cảm giác không thoải mái cảm giác nhưng hắn không biết làm sao theo đại ca lâm phong mở miệng đại ca la quân bỗng nhiên thì dùng nguyên thần truyền ý pháp môn cứ như vậy hắn nói chuyện với lâm phong cũng chỉ có kia hai người này mới có thể nghe thấy bất quá trình kiến hoa cùng kiều ngưng tuy nhiên nghe không được hai người này đang nói cái gì nhưng cũng biết hai người này đang nói thì thầm lâm phong hơi hơi ngoài ý muốn hắn cũng dùng nguyên thần chuyển ý ân một tiếng la quân nói ra tiếp đó mặc kệ ta nói cái gì người đều không muốn kinh ngạc lâm phong trầm mặc một cái chớp mắt về sau nói ra tốt la quân nói ra người thật đánh tính toán vĩnh viễn đem trình kiến hoa giữ ở bên người sao Lâm Phong nói ra, thế nào, người cảm thấy không ổn. La Quân nói ra, ta cùng Trình Kiến Hoa liên hệ nhiều nhất, hắn người này, giáp tâm hại người. Lưu tại chúng ta bên người, tựa như một quả bom hẹn giờ, ta thực sự không yên lòng hắn. Lâm Phong lần nữa trầm mặc. Sau một hồi khá lâu, Lâm Phong nói ra, tam đệ, việc này ngươi không lại dùng nói. Ta tâm lý nắm chắc. Là quân nào nào, hắn không nghĩ tới Lâm Phong cự tuyệt đến như vậy dứt khoát. Tốt à. La Quân cũng biết đại ca tính cách, hắn quyết định sự tình cũng không phải mình có thể cải biến. Liên tục phi hành, lại nắm lên nhiều người như vậy. Cho dù là Kiều Ngưng cũng có chút không chịu đựng nổi. Đến tối, bọn họ liền tìm một đầu Lam Kình, sau đó khống chế Lam Kình, thông qua Lam Kình đi đường. Kiều Ngưng làm theo ăn Ngưng Tuyết Đan, sau đó bắt đầu chữa trị công lực. La Quân cùng Lâm Phong ở giữa thực có nhiều chuyện muốn nói, nhưng là bởi vì có Trình Kiến Hoa tại là quân liền cái gì cũng không muốn nói. ba ngày sau, một đoàn người thuận lợi trở lại bắc hải cầu tàu. đến bắc hải cầu tàu lúc đã là ban đêm, mọi người bôn ba mệt nhọc, liền trước tìm khách sạn nghỉ ngơi. tại khách sạn sau khi nghỉ ngơi, là quân cố ý qua tìm lâm phong. lâm phong cũng biết là quân lại sự tình muốn đơn độc trò chuyện, cũng không có kêu lên chỉnh kiến hoa. là quân hòa lâm phong ra khách sạn, bên ngoài khách sạn là một lối đi hai bên đường phố, cây xanh râm mát. Cái này lúc sau đã là tháng 11, khí trời cũng bắt đầu lạnh lạnh lên. Có điều bờ biển lại là một mực ấm áp. Cái này đêm hôm khuya khoát, trên đường phố đã không có cái gì người đi đường. Yên tĩnh, ánh trăng, bóng người, ba cái hỗn hợp lại cùng nhau. Đại ca, ta không hiểu, người vì cái gì nhất định muốn lưu trình kiến hoa ở bên người. Là quân vẫn là không nhìn được bạo phát, hắn nói ra, chẳng lẽ ngươi cho rằng, người thật liền có thể đem trình kiến hoa hoàn toàn trưởng khống lấy sao. Không nói hắn người này trí kế khủng bố, chỉ bằng phía sau hắn đứng thắng đế, đây chính là một cái không thể khống nhân tố. Lâm Phong nhìn La Quân liếc một chút, hắn nói ra, tam đệ, người có người nhân sinh cùng sự nghiệp. Đại ca có thể tương đối người nhân sinh khoa tay múa chân qua. La Quân ngây người. Đại ca ý tứ rất rõ ràng minh bạch, cái kia chính là, người mặc dù là huynh đệ của ta, nhưng ngươi cũng không thể đến đối với ta cách đối nhân xử thế khoa tay múa chân. Tốt, đại ca, việc này ta nếu không nói, là quân hít sâu một hơi, nói ra. Lâm Phong thanh âm nhu hòa xuống dưới, hắn nói ra, tốt, tam đệ, ngươi lo lắng, ta đều hiểu. Đại ca tuyệt sẽ không mù quáng tự đại, chỉ bất quá ngươi không quá giải trình kiến hoa. Trung thực tới nói, hắn cùng ta thực là cùng một loại người. Không phải, là quân nói ra, đại ca ngươi là chân quân tử, mà hắn là thật tiểu nhân lâm phong cười một tiếng nói ra hắn đã từng làm qua rất nhiều không từ thủ đoạn sự tình có thể những chuyện này ta cũng không phải chưa làm qua la là quân không khỏi nghẹn lời lâm phong còn nói thêm tốt không nói những thứ này người bây giờ đến là chuyện gì xảy ra vị kia kiều ngưng cô nương bản sự phi phàm người thật giống như cùng hắn quan hệ rất không tệ la quân đang muốn nói việc của mình nhưng đột nhiên lại nghĩ tới cái gì liền hỏi các ngươi tiên hạc đâu? Lâm Phong ánh mắt hơi hơi nhất ảm, nói ra, tiên hạc đều bị cái kia Long Vương giết. Cái này, là quân tâm tình trong nháy mắt này nhất thời phức tạp tới cực điểm. Sau đó, là quân liền đem mình tại trời cao tông tất cả mọi chuyện nói ra. Một đường cửu tử nhất sinh sông tới chờ một chút, kể rõ. Khi hắn nói ra Lạc Ninh bị người giết chết thời điểm, hốc mắt vẫn là kìm lòng không được đỏ. Lâm Phong cũng là thân thể kịch chấn, hắn không nghĩ tới mới ngắn ngủi mấy tháng, tam đệ lại kinh lịch khổng lồ như vậy biến cố. Trời cao tông những lão cẩu đó dám dạng này hãm hại tam đệ ngươi, ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Lâm Phong trầm giọng nói ra, hắn sau đó lại nói, Lạc Ninh chính là ta đệ muội, nàng thù, không chỉ là ngươi thù. Cũng là ta cùng nhị đệ thù, ta sẽ dốc toàn lực đến hoạt động tra chuyện này. La Quân trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị, hắn nói ra, Lạc Ninh thù, ta tự mình tới báo liền tốt. Lâm Phong khe khẽ thở dài. Mạt, là quân hỏi Lâm Phong, đại ca, người tiếp xuống có tính toán gì? Lâm Phong nói ra, ta vẫn còn muốn về trước trời cao tông, dù sao, cái này thiên châu phong vân biến hóa, ta vẫn còn muốn có cái đặt chân chi địa. Là quân nói ra, đại ca nếu là nguyện ý, ta có thể đem người dẫn tiến cho đương kim thánh thượng. Lâm Phong lắc đầu, nói ra, không dùng. Là quân gặp Lâm Phong kiên quyết, liền cũng thì không nói thêm lời. Sau đó, La Quân lại lấy ra hai cái thần đan, "Đại ca, ta cho Nhị ca hai cái, cũng cho ngươi lưu hai cái thần đan, ngươi thu cất đi." Lâm Phong hơi kinh hãi, hắn cũng không có đi tiếp, mà chính là nói ra, cái này thần đan chính là ngươi thật vất vả được đến, đại ca không thể nhận. La Quân nói ra, "Lúc đầu, ta dự định là huynh đệ chúng ta một người hai cái, ta cho Lạc Ninh cũng lưu hai cái. Bây giờ lại là vật là người không phải, đại ca, ta đã ăn hai cái." cái này hai cái trước kia cũng là ngươi lâm phong nói ra thần đan không thể coi thường ngươi không cần thiết làm như vậy la quân nói ra cái kia huyền hoàng thần cốc hạt giống đâu vậy trước kia rất nhiều đan dược đâu cái kia đối với khi đó đại ca tới nói thì không quý giá sao ta mặc dù là đệ đệ ngươi nhưng cái này không có nghĩa là ta chỉ biết là đòi lấy ta có đồ tốt ta chỉ muốn cùng đại ca nhị ca các ngươi chia sẻ Lâm Phong gặp La Quân đều có chút kích động, hắn liền liền đem thần đan nhận lấy. Tiếp theo, hắn cười một tiếng, nói ra, vậy ta thì không nói cho ngươi tạ tạ. La Quân cũng cười một tiếng, nói ra, giữa chúng ta, chưa từng có qua tạ chữ. Hai người tiếp lấy thì lại trò chuyện chút khác đồ, vật. Lâm Phong bỗng nhiên nói ra, tam đệ, trong lòng ngươi có phải hay không lo lắng qua một sự kiện. La Quân nao nao, nói, đại ca chỉ là chuyện gì. Lâm Phong nói ra, trong giang hồ luôn luôn đều có nghe đồn, cái này vô lượng sát kiếp, cuối cùng sống sót chỉ có một cái thiên mệnh người. Cũng không nhất định chính là người thiên mệnh vương sống sót, mà lại, thiên mệnh vương hảo giống cũng không ngừng ngươi một cái. La Quân nói ra, đại ca nói là, tương lai sẽ biết sợ chúng ta hội tự giết lẫn nhau. Lâm Phong nói ra, trong lòng ngươi chưa từng có dạng này lo lắng sao? La Quân trầm giọng nói ra, nói thực ra, ta thật có qua dạng này lo lắng. Tuy nhiên ta biết, giữa chúng ta vô luận như thế nào cũng sẽ không dậy giết hại. Nhưng là mấy năm qua này, ta nhìn cái này vô lượng sát kiếp uy lực, ta nhìn những thân bất do kỳ đó sự tình phát sinh. Này thiên đạo, xác thực để ta cảm thấy sợ hãi. Chúng ta chỉ là bên trong lục bình, căn bản bất lực kháng cự. Lâm Phong nói ra, nếu quả thật có người ta muốn đào binh tương hướng thời điểm, đại ca liền nghỉnh cổ từ lục, nói cái gì cũng phải thành toàn huynh đệ chúng ta một đoạn này tình hắn đón đến nói ra ta biết tam đệ ngươi quyết không thể chết bởi vì ngươi còn có quá nhiều cừu hận cùng việc cần hoàn thành tương lai nếu có muôn vàn khó khăn sự tình hết thảy đều giao cho đại ca la quân không khỏi động dung hắn hốc mắt hơi hơi đỏ hắn nói ra dựa vào cái gì thì mỗi lần đều muốn đem muôn vàn khó khăn sự tình giao cho đại ca ngươi tới làm lúc trước chúng ta thân phụ huyết tộc huyết mạch muốn tự thiêu mà khi chết người cũng đều là ngươi giết người gánh vác giết hại thì vì trở thành toàn ta cùng nhị ca tại đại ca ngươi trước mặt ta cùng nhị ca đều là kẻ hèn nhát lâm phong cười ha ha một tiếng hắn nói ra tam đệ ngươi cùng nhị đệ đều là cái thế anh hùng có thể đại ca ta thủy chung là cái đại ma đầu cái này chuyện xấu ta không làm người nào làm la là quân nói ra đại ca ngươi trong lòng ta mãi mãi cũng là anh hùng lâm phong nói ra Lâm Phong cả đời, có thể có các người mấy cái này huynh đệ, đã không tiếc. Tương lai sự tình, tương lai lại nói, nếu có thể quấy cái long trời lỡ đất, chính là tạo hóa. Nếu là nhất định phải chết, đại ca cũng cũng không sợ. Chỉ bất quá, nếu là có một ngày, đại ca thật không ở trên đời này, đại ca hy vọng người khả năng giúp đỡ đại ca đưa người đại tàu cực kỳ chăm sóc. La Quân nói ra, đại ca nhất định không có việc gì. Lâm Phong cười ha ha. Ngày thứ hai, Lâm Phong cùng Trình Kiến Hoa tự động rời đi. Bọn họ có bọn họ đường muốn đi. La Quân cùng Kiều Ngưng liền về Hoàng Thành. Một ngày, liền bay trở về Hoàng Thành. Trở lại Thiếu Uy phủ thời điểm, đã là vào đêm. Thiếu Uy trong phủ hoàn toàn yên tĩnh. Kiều Ngưng cùng La Quân sau khi trở về, trong phủ mới dậy gợn sóng. Nhiếp Mị Nương bên này ra nghênh tiếp. La Quân nhìn thấy ba đồ thời điểm có chút kinh ngạc, bởi vì lúc này mới hơn một tháng không thấy, ba đồ liền lớn lên số 2. Không quá tải người vẫn còn có chút khó khăn. Ba đồ nhìn thấy La quân cùng kiều ngưng, càng là hưng phấn, liền trong sân bay tới bay lui, cả cả cả, cả quái khiếu. La quân nhìn thấy ba đồ, thì không tự kìm hãm được nhớ tới tiểu long. Trong lòng của hắn nhịn không được tinh thần chán nản, nếu là tiểu long còn lúc trước tiểu long, thật là tốt biết bao. Đêm nay, La quân cùng kiều ngưng cũng là tàu xe mệt mỏi, liền trước tắm rửa thay quần áo về sau, nhiếp mị nương chuẩn bị kỹ càng một bàn giả tiệc. La quân cùng kiều ngưng còn có nhiếp mị nương cùng đi ăn, ba đồ cũng ở một bên chơi đùa, nhưng là trên bàn cơm canh nó là không thể ăn. Kiều ngưng theo nhiếp mị nương thô sơ giản lược giảng lần này trải qua nguy hiểm, làm nhiếp mị nương nghe được la quân bọn họ còn qua một thế giới khác lúc không khỏi kinh ngạc vô cùng. Có lẽ, đối với la quân nhân sinh tới nói, mãi mãi cũng là tràn ngập mạo hiểm. Dạng này mạo hiểm, hắn đã không cảm thấy kinh ngạc đêm nay đối với là quân tới nói vẫn không thể bình tĩnh bởi vì bữa cơm này còn không ăn xong thiên chỉ các bên kia tội yên nhiên thì phái người đến xin kiều ngưng không khỏi cười một tiếng nói ra lần trước hoàng thành phát sinh như vậy chuyện lớn có thể ngày thứ hai chúng ta liền đi cái này một mực không có trở về đoán chừng tội yên nhiên đều muốn gấp chết là quân không khỏi khẽ giật mình hắn nói ra lấy thiên chỉ các bản sự không khó lắm tra được ngày đó chuyện phát sinh a à. Kiều Ngưng nói ra, đó là trong Hoàng Cung sự tình, thiên trì các thế lực còn không có thẩm thấu đến Hoàng Cung. Đối với dạng này sự tình, đoán chừng hắn quan viên cũng đều là ba im miệng. La Quân nói ra, đã như vậy, ta nhìn ta cũng không thể cùng với nàng nhiều lời. Kiều Ngưng nói ra, cái kia lại thế nào được đâu, người thế nhưng là bắt bọn hắn thần đan. La Quân nói ra, nhưng ta cũng sợ phạm hoàng thượng kiêng kỵ. Kiều Ngưng nói ra, đây không đáng gì kiêng kỵ, ngày mai ngươi đi gặp một chuyến hoàng thượng, bẩm báo một phen là được rồi. La quân nói ra, thật không tính phạm vào kỵ húy. Kiều ngưng nói ra, tin tưởng ta. Vừa đến ngày này châu, La quân thì biến thành kiều ngưng tiểu đệ. Mà kiều ngưng cũng là cái kia đã tính trước người. Đây chính là thế kỷ diệu biến hóa. La quân sau đó phải đi thiên chỉ các gặp tội yên nhiên. La quân là thừa ngồi xe ngựa tiến đến, tại hoàng thành có lệnh cấm bay, người nào cũng không thể tại trong hoàng thành phi hành. Người vi phạm tất nhiên trùng điệp truy trách. Thiên trì các tự nhiên vẫn là như cũ, tội yên nhiên cũng là như cũ. Trong thư phòng, La Quân nhìn thấy đã lâu tô yên nhiên. Tội yên nhiên một thân quần màu đen, yêu nhã bên trong không mất vũ nghị. Bây giờ tội yên nhiên, đã là cửu trọng thiên cao thủ. Nàng sở dĩ có thể đạt tới cửu trọng thiên, vẫn là nhờ có La Quân đưa tặng cái viên kia thần đan. Cho nên Tô Yên Nhiên đối La Quân là một mực trong lòng còn có cảm kích. Bất quá, đây đều là quan hệ cá nhân. Tô Yên Nhiên mỉm cười, nói ra, ngươi lên lần chạy thật đúng là nhanh, xoay tay một cái, ta phái người qua tìm ngươi. Kết quả ngươi cùng Kiều Ngưng đã rời đi hoàng thành. La Quân cũng cười một tiếng, nói ra, đi làm việc. Việc tư. Tô Yên Nhiên gặp La Quân nói là việc tư, tự nhiên cũng liền thức thời không hỏi thêm nữa, chỉ là nói, hết thảy đều vẫn thuận lợi chứ? coi như thuận lợi, La Quân nói ra. Tô Yên Nhiên theo rồi nói ra, tốt ha, à, chúng ta trở lại chuyện chính. Ngày đó trong Hoàng Cung, chúng ta đều biết phát sinh đại sự kiện. Nhưng là chúng ta biết một số nội dung, đều không đủ tường tận. Người lúc đó cũng tại hiện trường, có thể cùng ta nói rõ chi tiết nói chuyện sao. La Quân nói ra, có thể nói. Hắn ngay sau đó liền đem hôm đó thần đế buông xuống, lực chiến tứ đại trí tôn sự tình nói hết ra. Tô Yên Nhiên sau khi nghe xong không khỏi thất sắc, nói, ngươi không có nói đùa chứ. Là Quân nói ra, loại chuyện này, làm sao có thể lấy ra nói đùa. Tô Yên Nhiên sắc mặt biến rất khó coi, nàng nói ra, cho tới nay, chúng ta mặc dù biết Hoàng đế cùng mới tứ đế có liên quan. Nhưng là, chúng ta cho tới bây giờ không nghĩ tới, một cái thần đế tu vi đã đến đáng sợ như vậy tình trạng. Cái kia vân hóa ảnh, tiêu giật, cửu u thần quân, lạc thiên tâm đều là đương thời công tham tạo hóa người. Mỗi người tu vi cũng có thể nói tuyệt thế, có thể bốn người này liên thủ đều bị thần đế đánh hoa rơi nước chảy. Thần đế tu vi, còn là một người sao? La Quân nói ra, thần đế sớm đã không là một người, mà là chân chính thần. Tô Yên Nhiên nói ra, chuyện này, ta nhất định phải lập tức qua hướng lên phía trên bẩm báo. La Quân gật gật đầu. Tô Yên Nhiên còn nói thêm, cái này bên trong còn có hắn Tam đế bóng dáng sao? La Quân nói ra Vậy ta thì không biết rõ lắm." Tô Yên Nhiên nói ra, "Tốt, La Quân, ngươi lần này tình báo đối với chúng ta rất hữu dụng." La Quân cười một tiếng, nói ra, "Nếu như không có việc khác tình, ta liền đi về trước." Tô Yên Nhiên cũng liền không lưu La Quân, nàng nói ra, "Chờ ta phải khoảng không, lại tư người cùng ngươi tụ họp một chút." La Quân nói ra, "Tốt." Sau đó, La Quân thì trở lại thiếu uy trong phủ lúc này nhiếp nghị nương cùng kiều ngưng đều đã trở về phòng của mình nghỉ ngơi la quân cũng liền về phòng của mình bên trong cũng là lúc này la quân mới chính thức ổn định lại tâm thần hắn muốn bắt đầu thật tốt trải vuốt một chút chính mình đoạt được mãng hoang cảnh chuyến này cũng không phải đi không la quân trên giường ngồi xếp bằng hắn nhắm mắt lại về sau thì có thể cảm giác được địa sát chi tinh trong thân thể chảy xuôi đất này sát chi tinh cũng là một cỗ khí nhưng lại có thể cùng huyết dịch dung hợp lại cùng nhau cỗ này địa sát chi tinh tại thể nội có thể tự do chảy xuôi. Tùy tâm sở dục, chỉ cái kia đánh cái kia. Mà địa sát chi tinh kết hợp pháp lực về sau, liền có thể cấp tốc ngưng tụ bốn phía hàn băng hơi nước. Đây chính là động cơ tại cùng xăng kết hợp về sau thể hiện ra động lực cùng uy lực. Là quân tâm niệm nhất động, cái kia địa sát chi tinh lập tức liền xuất hiện tại hắn trước mắt. Theo là quân tâm ý biến hóa, đất này sát chi tinh sau cùng hình thành xương mù màu đen sương mù màu đen mênh mông mịt mờ trong nháy mắt đem cả phòng bao phủ la quân trong mắt hàn quang lóe lên răng rắc một tiếng cả phòng thì trong nháy mắt bị đóng băng bắt đầu cái này nhiệt độ trong phòng trực tiếp bị rơi xuống đến dưới không hết thảy sinh vật trực tiếp đều bị đông cứng chết la quân rất là thỏa mãn sát chi tinh biểu hiện hắn tiếp lấy thì thu địa sát chi tinh sau đó trong mắt của hắn lại lóe lên ra tinh quang tới huyền âm chỉ Hắn trực tiếp bắn ra một đạo địa sát tinh lạnh chi khí. Nhất thời, một đạo kiếm khí màu đen tiềm điện phát ra. Nhanh đến cực hạn, đây là La Quân đem địa sát chi tinh ngưng tụ thành một điểm phát ra. Xoẹt, kiếm khí màu đen bắn vào đến trong vách tường, tường kia vách tường bề ngoài không nhìn thấy một điểm vết thương, nhưng là rất nhanh, địa sát chi tinh tại nội bộ tản mát ra uy lực tới. Toàn bộ vách tường bắt đầu rạn nứt, trực tiếp hiện ra một tầng thật dày màu trắng xương mù xương. La Quân mỉm cười, cái này Huyền Âm chỉ uy lực cũng không tệ lắm. Sau đó, La Quân xuất ra sau cùng một cái thần đan, hắn không chút do dự đem nuốt vào. La Quân tại mãng hoang cảnh lớn nhất tài phú cũng là kinh lịch, hắn đạt tới thiên địa không rõ, chẳng sợ hãi cảnh giới. Tại loại cảnh giới đó dưới, hắn thẳng tiến không lùi, mộ thần sát thần, gặp Phật giết Phật, uy nghiêm khí thế. Một người nếu như lập nghiệp thành công, đạt tới lương một năm trăm vạn hắn khí chất, tâm tính ngội tự nhiên mà vậy sinh ra biến hóa. Bước đi cuộc sống cũng sẽ thẳng tắp, đồng thời, kiến thức, nhãn giới cũng sẽ nhận được đề bạt. Một cái tướng quân, đánh thắng thắng một trận, khí thế của hắn, uy nghiêm cũng sẽ tăng lên. Một cái quốc vương, hắn tại không có công tích trước cùng có công tích sau uy nghiêm cũng là tuyệt không giống nhau. Loại tâm tính này biến hóa, lại là đối nhân thể tế bào cũng có thay đổi một cách vô tri vô giác tác dụng tựa như là đồng dạng hai người, đồng dạng mắc bệnh ung thư. Một cái biết mình mắc bệnh ung thư, không còn sống lâu nữa. Một cái khác không biết, cho là mình chỉ là cảm vặt. Như vậy hai người này tại một tháng sau tinh thần trạng thái lại là hoàn toàn khác biệt. Đây cũng là giờ này khác này, vì cái gì La Quân thì dám trực tiếp nuốt vào thần đan nguyên nhân. Lúc trước hắn hai cái thần đan có thể cũng không dám nuốt, cũng không dám trùng kích bát trọng thiên trung kỳ. Mà dưới mắt, La quân chỉ bằng lấy cái này một cái thần đan, chính là muốn xung kích thái hư bát trọng thiên đỉnh phong chi cảnh. Cái kia thần đan bị La quân ăn về sau, lập tức hóa thành vô cùng dinh dưỡng tại La quân trong thân thể xuyên toa chìm nổi. La quân thân thể chính là viên mãn thái độ, tế bào thân thể không cách nào hấp thu những thứ này dinh dưỡng. Sau đó dinh dưỡng có thể liền bay thẳng não vực, não vực bên trong tế bào rực rỡ như tinh hà. La quân đem tự thân cảm ngộ tinh thần còn có dinh dưỡng toàn bộ hướng chút chưa khai phát tế bào bên trong túi tiêu cái kia đã khai phát tế bào cũng bắt đầu vận chuyển lại tại la quân trong não vực giờ phút này tựa như là vũ trụ minh mông tại một chỗ nào đó chấm nhỏ bắt đầu xoay tròn mà nhiên liệu cũng là la quân tinh thần cảm động còn có thần đan dinh dưỡng sau đó càng ngày càng nhiều tế bào bị lây bệnh sau đó khai phát từng cái tế bào tại điên cuồng khai phát tình huống này một mực tiếp tục vận chuyển loại cảm giác này tựa như là nhìn lấy cổ phiếu một mực đang tăng cảm giác. Sau cùng, tế bào não khai phát lượng dừng lại tại 50 triệu mai. Là quân tu vi lần nữa trèo lên mới bậc thang, lúc trước hắn là 2.000 vạn mai tế bào não, dưới mắt đã đạt tới 50 triệu mai. Tư sản tăng dài hơn một lần nữa. Bát trọng thiên đỉnh phong thì đạt tới 50 triệu mai, đây là một cái rất khủng bố điểm. Bởi vì cửu trọng thiên sơ kỳ điểm là 74 triệu mai. Mà la quân một khi đã tới cửu trọng thiên sơ kỳ, hắn tế bào não khai phát ít nhất là 100 triệu. Cái này một cái chớp mắt, la quân tâm tình lại là bình tĩnh. Hắn cảm giác được não vực cường đại. Cái này một cái chớp mắt, hắn đã có ở cái này thiên châu đặt chân bản sự. 50 triệu mai tế bào não, tăng thêm cường đại mà sát chi tinh, hắn tuyệt đối là có thể khiêu chiến cửu trọng thiên sơ kỳ tồn tại. Mà lại đối mặt càng thật cao hơn tay, coi như đánh không thắng, muốn chạy trốn cũng là có năng lực như thế. Là Quân trước đó có thể lấy địa sát ngay vàng phi hành một vạn cây số, nhưng một vạn cây số về sau, công lực hao hết. Dưới mắt lại là có thể toàn lực bay ra ba vạn cây số. Đương nhiên, ba vạn cây số về sau, công lực cũng sẽ hao hết. Nhưng dưới mắt lại bay cái một vạn cây số, vấn đề là không lớn. Như thế về sau, là Quân mới nằm xuống ngủ. Cái này một giấc, là Quân ngủ an ổn, thơm ngọt có lẽ, đối có vài nữ nhân tới nói, là quân là hoa tâm lãng tử. Nhưng là, hắn nhưng vẫn là cái đối cảm tình rất nghiêm túc người. Lúc trước đối con trai hàm, hắn là cự tuyệt rất nhiều lần. Không phải là bởi vì không thích con trai hàm, mà là bởi vì trách nhiệm. Đối đãi Linh Nhi, Linh Nhi là hắn cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Nhưng Linh Nhi đến nay vẫn là xử nữ, không phải hắn không thích Linh Nhi, mà chính là hắn yêu đến thực chất bên trong, không nguyện ý đối nàng có một tia miễn cưỡng cùng thương tổn. Đối với Tần Mặc Giao, hắn Thủy chung chưa từng vượt qua lôi trì. Đối với Kiều Ngưng, hắn chỉ là tại lúc sắp chết, mới chân tình bộc lộ một lần. Đây là hắn đối cảm tình nghiêm túc. Mà hắn hoang đường lại tại tại, hắn có thể cùng Lam Cầu Vồng rất nhanh phát sinh quan hệ. Cũng có thể rất nhanh cùng mãng hoang cảnh bên trong quá sau đó phát sinh quan hệ. Đây là bởi vì, hắn vẻn vẹn đem cái kia xem như một loại tính phóng túng cùng phát tiết nam nhân dù sao đều là có sao sao mà trùng hợp là quân vẫn là cái rất lợi hại phong lưu người lại nói ngày thứ hai kiều ngưng nhìn thấy la quân lúc nàng liếc mắt liền nhìn ra la quân đã đạt tới bát trọng thiên đỉnh phong kiều ngưng trong mắt lóe lên vẻ kinh dị nói cho đúng kiều ngưng là vừa mừng vừa sợ có lầm hay không một đêm này phát sinh cái gì Ngươi thế mà liền đạt tới bát trọng thiên đỉnh phong?" Kiều Ngưng nói ra. La Quân cười một tiếng, nói ra, "Đây là ta tại mãng hoang cảnh thu hoạch." Kiều Ngưng nao nao, có điều nàng cũng là người thông tuệ, cho nên lập tức cũng liền minh bạch. Nàng cười cười, nói ra, "Xem ra ngươi còn quả thật là nhân vật chính, Thiên Mệnh Vương a. Ta theo ngươi biết mấy tháng nay, ta dậm chân tại chỗ, mà ngươi cũng đã liền vượt hai bước, lại tiếp tục như thế, ta sớm muộn cũng phải bị ngươi siêu việt." là quân trong mắt lóe lên tinh quang, hắn nói ra, như thế vẫn chưa đủ, chỉ có ta tránh thức đến cửu trọng thiên sơ kỳ về sau, mới chính thức có tư cách cùng những đại đó kiêu khiêu chiến. Kiều ngưng nói ra, từ từ sẽ đến đi, người tiến triển đã coi như là rất nhanh. Dù sao, dục tốc bất đạt. Là quân gật đầu, nói ra, đạo lý này ta hiểu. Về sau, là quân liền đi một chuyến hoàng cung. Là quân là có thể qua vào chiều, có điều hoàng thượng đối với hắn và Lan Đình Ngọc loại này nhàn chức phải chăng vào chiều, lại không làm cưỡng chế quy định. Hai người bọn họ dẫn triều đình bổng lộc, mà lại địa vị nổi bật, hoàng thượng lại không cho bọn hắn phái việc phải làm, hai người này đãi ngộ, tiện sát không ít người bên ngoài đây. Là quân vào cung về sau, liền theo bên người hoàng thượng lão thái giám thỉnh cầu gặp hoàng thượng. Lão thái giám trong hoàng cung bất hiện sơn bất lộ thủy, hoàng thượng gọi là lão thường mà rất nhiều đại nhân trong âm thầm lại muốn hô một tiếng thường lão thường lão tu vi cũng là thâm bất khả chắc cái kia thường lão ý vị thâm trường nhìn một chút la quân sau đó vừa cười vừa nói trần tướng quân chờ một lát lão nô cái này qua thông báo hắn đón đến còn nói thêm trần tướng quân tiến bộ rất nhanh nha la quân tại cái này thường lão trước mặt không dám có nửa điểm kiêu căng hắn thân thể hơi hơi một thiếu nói ra ngài quá khen sau đó Thường lão cũng thì không nói thêm lời, xoay người đi. Sau một hồi khá lâu, Thường lão trở về, nói ra, "Trần tiểu tướng quân, hoàng thượng tại trong thượng thư phòng đợi ngài, ngài theo lão nô tới đi." "Tốt." La Quân nói ra. Một đường theo Thường lão đến thượng thư phòng trước, tiếp theo, Thường lão cũng không đi vào, mà chính là để La Quân đi vào. La Quân trước gõ cửa, tiếp lấy liền nghe hoàng thượng ở bên trong nói ra, "Tiến đến." La Quân lúc này mới đẩy cửa vào tiến vào thượng thư phòng về sau la quân liền gặp hoàng thượng đang phê duyệt sổ gấp la quân lập tức nửa quỳ đi xuống nói ra phi thần tham kiến hoàng thượng miễn lễ hoàng thượng đem sổ gấp buông xuống hắn ngẩng đầu hướng la quân mỉm cười nói ra không biết vì cái gì cái này một cái chớp mắt là quân tâm bên trong phi thường cảm khái hắn có thể cảm nhận được dù cho hoàng thượng như thế hỏa ái nhưng hắn cũng có thể cảm giác được thuộc về hoàng thượng vô thượng trị uy nghiêm hắn tại trước mặt hoàng thượng nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí mà mình tại mãng hoang cảnh nội tại cái kia tiểu hoàng đế trước mặt lại là có thể gặp mà không bái lại là có thể khinh thường hết thảy như vậy tại ngày này châu bên trong có thể làm được điểm này đại khái cũng chỉ có tứ đế như thế nhân vật nhìn ngươi chuyến này ra ngoài thu hoạch không nhỏ a à. hoàng thượng vừa cười vừa nói ngươi ngồi cũng tốt tốt theo chấm nói một chút, người lần này chứng kiến hết thảy. Là quân nói ra, Hoàng thượng, vi thần có một việc muốn hướng ngài thỉnh tội. Hoàng thượng nói ra, chấm biết người muốn nói gì, người muốn nói thiên chỉ các đúng hay không. Là quân hơi kinh hãi, đồng thời thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên cái gì đều không thể gạt được Hoàng thượng. Hoàng thượng cười cười, nói ra, thiên chỉ các sự tình, người thì không cần nhiều lời. Chấm tin tưởng trong lòng người có cán thước đo, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, người tự nhiên sẽ rõ ràng. Tạ hoàng thượng, là quân hơi hơi thở phào. Sau đó tiếp đó, là quân liền giảng mãng hoang cảnh chi hành. Cùng chính mình nguyên thần tiểu long bây giờ không bị khống chế, mà lại tu vi tăng vọt sự tình. Hoàng thượng nghe xong cũng là bị kinh ngạc. Hắn nói ra, nghĩ không ra ngươi luyện chế một đầu nguyên thần thế mà liền có thể đạt tới như vậy cấp độ. Người cái này thiên mệnh chi vương, quả nhiên không thể tưởng tượng. La quân nghe vậy lại là cảm thấy xấu hổ. Sau đó, hoàng thượng còn nói thêm, người tới gặp chấm, cũng là bẩm báo việc này. La quân nói ra, đúng. Hoàng thượng nói ra, chấm dưới mắt vừa vặn có một chuyện muốn ngươi đi làm. La là quân lập tức nói ra, xin hoàng thượng phân phó. Hoàng thượng nói ra, bây giờ thế lực chia làm vũ hóa môn, trời cao tông, ma tộc, còn có chấm cái này đại khang triều đình. Nhưng là vẫn luôn còn có nhất phương thế lực không được coi trọng, cái kia chính là yêu tộc dưới mắt yêu tộc bên trong bích thúy chu vi hồ một bên lưu truyền nhân hoàng kiếm sắp đào được trẫm đã phái lan đình ngọc cùng vệ vô kỵ trước đến cướp đoạt nhân hoàng kiếm mà lại hắn thế lực cũng có thể đã phái người tới bây giờ lan đình ngọc cùng vệ vô kỵ còn không có tin tức truyền về ngươi liền cùng kiều ngưng cô nương cùng một chỗ tiến đến đi la quân nói ra vâng hoàng thượng hoàng thượng cười một tiếng nói ra ở đâu ngươi thì cùng Lan Đình Ngọc bọn họ liên hệ. Tình huống cụ thể, có thể cùng bọn hắn nghe ngóng. Này nhân hoàng kiếm không thể coi thường, chấm như lấy ra, đó là thiên tử phối nhân hoàng kiếm, chính là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ngươi nếu đem nhân hoàng kiếm có thể cho chấm thu hồi lại, chấm tất có trọng thường. La quân lập tức nói, phi thần ổn thỏa vì vạn tuế sông pha khói lửa, không chối từ. Hoàng thượng phất phất tay, liền nói ra, tốt, mau chóng lên đường thôi. Là quân ngay sau đó liền liền cáo từ ra hoàng cung về sau, là quân thì cùng Kiều Ngưng tụ hợp. Kiều Ngưng nghe nói về sau, không khỏi cười khổ nói ra: Ta là đời trước thiếu ngươi cùng người hoàng thượng này. Hai người các ngươi thay nhau sai xử ta à? Lúc này mới cùng ngươi làm xong việc, cái kia một bên lại tới. Là quân cười một tiếng, nhưng trong lòng của hắn thực lại có chút không thoải mái, liền nói ra: Ta hòa hoàng bên trên, tại trong lòng ngươi chẳng lẽ là một dạng a? Kiều ngưng nao nao, nàng là nhân tinh, đương nhiên lập tức liền nghe ra la quân không vui. Nàng tuy nhiên quan tuyệt thiên hạ, mà lại cũng tâm cao khí ngạo, khinh thường hướng người giải thích cái gì. Nhưng là dưới mắt, nàng lại nhịn không được giải thích nói, đó là đương nhiên khác biệt, hoàng thượng đợi ta chính là thần tử ơn chi ngộ. Ta thưởng thức hắn vị hoàng đế này, mà ngươi. Ta cái gì, la quân lập tức hỏi. Kiều ngưng khuôn mặt hơi đỏ lên, nàng trắng La Quân liếc một chút, nói ra, người còn cần hỏi a à? La Quân nói ra, nhưng ta lại muốn nghe xem. Kiều Ngưng liền nghiêm mặt nói ra, ta nếu nói, ta có thể vì ngươi đi chết, ngươi còn cần hỏi nhiều nữa cái gì không? La Quân thân thể chấn động mạnh một cái. Hắn có thể cảm giác ra Kiều Ngưng nội tâm xoắn suýt cùng dẫy dụa, thật xin lỗi. Hắn sau một lúc lâu, chỉ có thể nói ra ba chữ này. Kiều Ngưng trong lòng phức tạp tới cực điểm, nàng trung quy là cũng không nói gì. Nàng nghĩ, chính nàng lại có thể nói cái gì đâu. Có lẽ lúc này, chỉ có như thế một bài thơ mới có thể hình dung hai người này quan hệ. Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã già. Hận bất tương phùng vị giá thì, hoàn quân Minh Châu xong lệ thùy. Là quân cùng kiều ngưng sau đó thì lên đường tiến về yêu tộc. Những thứ này tiểu tiểu nhi nữ tình trường, hai người từ sẽ không tiếp tục đắm chìm trong bên trong. Trong lòng hai người đều rõ ràng, một ngày nào đó, bọn họ hội như vậy phân biệt. Làm tư đồ linh nhi khi tỉnh dậy, cũng là kiều ngưng lúc rời đi đợi. Nàng sẽ đi rất lợi hại tiêu sái, càng sẽ không mang đi một áng mây. Là quân cùng kiều ngưng trước ra hoàng thành, ra hoàng thành về sau, liền lấy kiều ngưng nguyên thần tiến về yêu tộc. Là quân đối yêu tộc vẫn luôn không tính quen thuộc, hắn nói ra, nói đến yêu tộc, kiều ngưng ngươi hẳn là cũng xem như yêu tộc một viên A. Kiều Ngưng gật gật đầu, nói ra, có thể nói như vậy. La Quân nói ra, vậy ngươi đối yêu tộc cần phải rất lợi hại giải a. À? Kiều Ngưng nói ra, ta xem như yêu tộc, nhưng ta đối yêu tộc thật đúng là không quá giải. La Quân không khỏi kinh ngạc, nói ra, không thể nào. Kiều Ngưng nói ra, cái này có cái gì không biết. Ta vốn là bạc cá mập tu luyện được nói, mà yêu tộc lại là tại Ma Nguyệt kết giới bên trong. Đối với Ma Nguyệt kết giới yêu tộc, bọn họ cùng ta cũng không phải là một mạch. Ma Nguyệt kết giới, là quân càng thêm kỳ quái. Kiều Ngưng nói ra, không sai, cũng là tại Ma Nguyệt trong kết giới, yêu tộc yêu luôn luôn đều không ra trêu chọc thị phi, cho nên ở trên trời châu bên trong, rất nhiều người đối yêu tộc đều không có cái gì khái niệm. La Quân nói ra, vậy ngươi đi qua Ma Nguyệt kết giới không có. Kiều Ngưng nói ra, ta đi qua một lần, năm đó yêu tộc Tam Vương Tử mời qua ta yêu tộc, thừa dịp cơ hội kia, ta đi một chuyến. Bất quá về sau, ta không có đáp ứng yêu tộc. Chủ yếu là yêu tộc quy củ quá nhiều, ta trời sinh là cái không thích bị ước thúc người. Là quân nói ra, cái kia theo ý người đến, yêu tộc thực lực như thế nào? Kiều Ngưng nói ra, thực cái này là có thể tưởng tượng, yêu tộc nhiều năm như vậy ngật đứng không ngã, lại không người quấy dày. Nếu là không có một số thực lực, làm sao có thể đầy đủ làm đến? Là quân nói ra, lần này nhân hoàng kiếm tại yêu tộc bên trong xuất hiện cái này ma nguyệt trong kết giới chính là yêu tộc đại bản doanh người khác muốn đoạt lấy nhân hoàng kiếm chỉ sợ không dễ dàng như vậy a à. kiều ngưng nói ra xác thực như thế mà lại mọi người tiến vào yêu tộc chỉ sợ sẽ gây yêu tộc người không vui có điều cụ thể là tình huống như thế nào ta cũng không biết còn là muốn chờ đến mới có thể công bố một đường phi hành là quân đang bay ra một khoảng cách về sau nói với kiều ngưng người thu nguyên thần, đổi ta đến bay đi. Kiều Ngưng cười một tiếng, nói ra, cũng tốt. Ngay sau đó, La Quân liền thi triển ra liên hoa ngai vàng. Hai người liền ngồi vào liên hoa trên bảo tọa, hoa sen kia ngai vàng 12 phiến liên biện cao tốc xoay tròn. Tại La Quân pháp lực khu động dưới, liên hoa ngai vàng thiểm điện bay ra ngoài. Cùng ngày ban đêm, La Quân cùng Kiều Ngưng rốt cục đi vào ma nguyệt kết giới trước mặt. Yêu tộc cùng vũ hóa môn cách xa nhau không xa, Ma Nguyệt kết giới tọa lạc tại trong dãy núi. Kết giới kia dùng pháp lực bố thành, giống như mộng như ảo, người bình thường căn bản tìm không thấy cửa vào. Kiều Ngưng ngược lại là xe nhẹ đường quen, trực tiếp mang theo La Quân đi vào kết giới cửa vào. Cái kia lối vào chính là một mảnh đá vách núi, nhìn theo tầm thường đá không có cái gì hai loại. Kiều Ngưng ngưng thần một cái trước mắt, theo rồi nói ra, thật là kỳ quái, kết giới lực lượng đã rất yếu, bên trong cũng không ai chấn giữ. Nếu là lúc trước, ngoại nhân là không thể nào xâm nhập Ma Nguyệt kết giới. Nàng nói thì khu pháp lực hóa ra một cánh cửa đến, tiếp theo, nàng và La Quân tiến vào trong môn. Bước vào trong môn, chính là có khoảng trời riêng. La Quân chỉ gặp trước mắt xuất hiện một mảnh thanh thúy tươi tốt rừng cây. Rừng cây bên trong, màu xám bạc ánh trăng vảy chiếu. Cánh rừng cây này không khí phá lệ tươi mát, bốn phía là một mảnh vắng vẻ. Nơi này liền có loại cùng loại phía tây bên trong các tinh linh đợi Mỹ lệ địa phương. Nơi này chính là ma nguyệt kết giới bên trong, là quân hỏi Kiều Ngưng. Kiều Ngưng gật đầu. Lúc này Kiều Ngưng một thân quần trắng, nàng tại xinh đẹp như vậy trong rừng cây xuất hiện, liền giống như là tiên nữ buông xuống. Nơi này không khí tựa hồ phá lệ khác biệt, phải nói linh khí rồi rào. La quân nói ra, Kiều Ngưng mỉm cười, nói ra, xem ra lỗ mũi của ngươi thật đúng là nhạy bén, không sai, Nơi này linh khí thật là rất lợi hại dồi dào. Rất nhiều năm trước, nơi này chính là mê tháng rừng rậm. Nơi này linh khí thanh thúy tươi tốt, nhưng là về sau theo thời đại biến hóa, ngoại giới linh khí bắt đầu mỏng manh. Sau đó, yêu tộc lão tổ tông huyền liền lợi dụng đại thần thông bố trí xuống ma nguyệt kết giới. Ma nguyệt trong kết giới linh khí liền phải lấy một mực như thế dồi dào, đây cũng là yêu tộc có thể một mực lớn mạnh nguyên nhân. Yêu tộc là không tranh quyền thế. Là quân gật gật đầu hắn nói ra vậy kế tiếp chúng ta muốn làm gì đi trước bích thúy hồ sao kiều ngưng nói ra vậy cũng không vội tại cái này nhất thời đi nàng đón đến nói ra như là đã đến nơi đây ta muốn đi gặp một vị cố nhân la quân nói ra người đến ma nguyệt trong kết giới cũng chỉ có một lần còn có cái gì cố nhân không kiều ngưng cười một tiếng nói ra chẳng lẽ ngươi không biết có ít người có thể gặp một lần như cũ sao la quân nói ra tốt a à? sau đó, kiều ngưng tế ra đại bằng kim xí sí nguyên thần. Hai người cấp tốc bay ra ngoài. Một đường bay ra ngoài, là quần trông thấy phía dưới lục hải liên miên, vô biên vô hạn. Vậy thì thật là xinh đẹp mà hùng vĩ, ở dưới ánh trăng, nơi này liền như mộng huyễn lộng lẫy thơ. Bay ra một đoạn về sau, kiều ngưng tìm đúng phương hướng rơi xuống. Rơi vào đến rừng cây về sau, liền thấy phía trước có một cây phòng. Cái kia nhà gỗ chính là kiến tạo trên tàng cây, xây rất là xinh đẹp, theo đồng thoại trong sách nhà gỗ một dạng. Kiều Ngưng tiến lên, còn chưa vào nhà liền hô, cá mực, ta tới rồi. Nhưng là, lại không có trả lời. La Quân nói ra, rõ ràng không có người mà. Kiều Ngưng sững sờ, nàng cũng đã nhìn thấy cái kia trên nhà gỗ cái khóa móc. Chuyện gì xảy ra, Kiều Ngưng ám đạo. La Quân nói ra, ngươi lên lần đến là lúc nào sự tình. Kiều Ngưng nói ra, ba năm trước đây la quân nói ra đều ba năm có lẽ người dọn nhà a à. kiều ngưng nói ra rất không có khả năng đi có cái gì không có khả năng la quân ngược lại là không để ý lắm cũng là tại lúc này một con chim nhỏ bay xuống nó ở trên không đột nhiên mở miệng nói chuyện các người tìm cá mực chuyện gì la quân giật mình hắn nhìn kỹ cái kia tiểu điều cái kia chim chóc vũ mau vô cùng tươi đẹp người nào đang nói chuyện hắn vẫn là có chút không dám tin tưởng cái kia tiểu điều nói ra, trừ ta, còn có khác chim sao? La quân nói ra, ngóa. Kiều ngưng nói với la quân, người có chút tiền đồ có được hay không, người phải biết nơi này là địa phương nào. Nơi này là yêu tộc, chim chóc hội nói ngôn ngữ nhân loại cũng không có gì vội vàng. Bởi vì vị yêu tộc là hướng nhân loại tiến hóa, bọn họ trí cao giả đều là nói ngôn ngữ nhân loại. Có thể cái này chim chóc dây thanh cấu tạo, làm sao có thể nói tiếng người sao? Là quân chăm bề không được giải đần độn đần độn cái kia tiểu điểu liên thanh kêu lên tiểu điều sau đó còn nói thêm ta là cá mực dưỡng nhắn lại chim hắn sử dụng pháp thuật cải biến ta dây thanh Là quân mới chợt hiểu ra hắn lại hỏi cá mực là nam hay là nữ kiều ngưng không khỏi im lặng nói ra người có thể xoắn suýt điểm hữu dụng vấn đề sao Là quân cười ha hả kiều ngưng liền đối với cái kia tiểu điểu nói ra ta là cá mực bằng hữu kiều ngưng bất quá ta là ba năm trước đây tới qua một lần một lần kia ta không nhìn thấy ngươi tiểu điều nói ra há ba năm trước đây ta còn chưa ra đời đây nó đón đến nói ra ngươi tìm cá mực có chuyện gì sao kiều ngưng nói ra chúng ta lần này là vì nhân hoàng kiếm mà đến ta phát hiện lần này yêu tộc bên trong giống như có rất lớn cải biến ta cùng cá mực là quen biết cũ sau đó muốn đến cởi xuống yêu tộc bên trong đến chuyện gì phát sinh tiểu điều liền nói ra, nhân hoàng kiếm thật là muốn tại yêu tộc bên trong suốt thế, yêu vương đại nhân đã hạ lệnh, sở hữu yêu tộc đều không được tham dự vào cướp đoạt nhân hoàng kiếm trong tranh đấu. Mà lại, mê tháng trong rừng rậm yêu tộc, cũng toàn bộ đều muốn rời xa. Từ mê tháng rừng rậm đến bích thúy hồ một đoạn này, toàn bộ đều cho nhân loại các ngươi để chống. Nhưng nhân loại cũng không thể tiếp tục tiến lên, nếu không giết chết bất luận tội. Là quân cùng kiều ngưng không khỏi ngẩn ngơ nhân hoàng kiếm chính là trí bảo yêu vương đại nhân nếu là xuất thủ ai có thể đoạt được kiều ngưng nói ra vì cái gì yêu vương đại nhân không cho phép yêu tộc chiếm lấy nhân hoàng kiếm tiểu điều nói ra ta cũng không rõ lắm bất quá ta nghe cá mực nói cá mực nói nhân hoàng kiếm vốn cũng không thuộc về yêu tộc như thế họa vật rơi vào yêu tộc sẽ cho yêu tộc mang đến kiếp nạn la quân không khỏi bội phục vị này yêu vương đại nhân đây mới thực là trí giả liền đang lúc nói chuyện, mặt phía nam bỗng nhiên quang hoa ngút trời. Đó là một cỗ cực trói lọi quang hoa. Khí trùng đấu phủ, là nhân hoàng kiếm xuất thế, tiểu điều thấy thế cả kinh nói. Là quân cùng kiều ngưng cũng là bị kinh ngạc. Hai người lập tức nói ra, đi. Cáo từ, tiểu gia hỏa, kiều ngưng trước khi đi thời khắc, ném thêm một viên tiếp theo ngưng tuyết đan cho tiểu điều. Cái kia tiểu điều vui sướng tiếp được. Mà kiều ngưng cũng đã tế ra nguyên thần, tiếp theo, hai người lấy nguyên thần hướng phương Nam bay đi. Cái kia quang hoa chỗ, khoảng cách là quân cùng kiều ngưng chỗ địa phương có hơn 50 dặm. Một đường bay đi, có điều 5 phút đồng hồ thời gian cũng đã đuổi tới. Phía trước chính là Bích Thúy Hồ. Cái kia quang hoa một mực chưa từng ngừng, bắt đầu từ cái kia trong hồ nước lao ra. Tại Bích Thúy bên hồ, bóng người con thoi động, không dùng nhìn kỹ, liền biết cái này bên trong đã mai phục rất nhiều cao thủ la quân cùng kiều ngưng giấu ở một bên yên lặng nhìn biến lúc này chính là súng bắn chim đầu đàn thời điểm cũng là tại lúc này cái kia trong quang hoa một đạo hàn quang lao ra nhất thời hoàng giả khí thế nồng đậm phát ra cái kia hàn quang chính là nhân hoàng kiếm nhân hoàng kiếm hình như có linh tính lao nhanh mà ra tiếp lấy thì hướng mặt phía bắc đào tẩu nhân hoàng kiếm tốc độ nhanh vô cùng lập tức toàn trường bóng người con thoi động cơ hồ có hơn 30 đạo bóng người đuổi theo ra qua. Lúc này, tất cả mọi người không có ra tay trước, cũng đều biết, một khi xuất thủ thì sẽ trở thành toàn trường biêng ngắm. Là quân cùng Kiều Ngưng không kịp nghĩ kỹ, hai người cũng đuổi theo. Cái kia nhân hoàng kiếm trên không trung phi nhanh, xung quanh bóng người chấp động. Nhân hoàng kiếm tản mát ra vô cùng hoàng giả chi khí, cũng mà còn có một cỗ nói không nên lời uy thế. Kiếm này, đã thành tinh. Trong bầu trời đêm, trăng sáng trong sáng, sơn lâm trên không, bóng người trên không trung xuyên toa, lại là tất cả đều vây quanh chiếc kia lóe ra quang hoa nhân hoàng kiếm. Một màn này nếu là bị đập thành phim truyền hình, đó là thỏa thỏa tiên hiệp mảng lớn. Có điều đáng tiếc, những người này tốc độ không phải camera có thể bắt được. Cái kia nhân hoàng kiếm tốc độ rất nhanh. Nhân hoàng kiếm tựa như là đang đào tẩu một dạng, nó phải thoát đi những người này bắt. Cũng là tại lúc này Rốt cục có người kìm nén không được xuất thủ bóng người kia bên trong đột nhiên một đạo đại thủ ấn cầm ra đại thủ ấn kia đột nhiên liền đem nhân hoàng kiếm nắm trong tay nhân hoàng kiếm tại đại thủ ấn bên trong kịch liệt giãy dụa nhưng lại giãy dụa không ra đại thủ ấn kia cấp tốc vừa thu lại trực tiếp liền đến một trong tay người người kia đến nhân hoàng kiếm quay người thì hướng ngược lại phương hướng đào tẩu người kia ăn mặc một thân màu đen áo choàng tóc rất dài đều muốn cùng người khác đồng dạng dài ngắn. Người này khuôn mặt mơ hồ có thể thấy được, lại là ước chừng 30 tuổi bộ dáng, gương mặt thon gầy, lại là trắng bạch. Nhìn lấy tựa như là hắc bạch vô thường, trong mắt của hắn mang theo huyết sắc, nhìn một chút liền cảm thấy sợ nổi da gà. La Quân cùng Kiều Ngưng một đường ở phía sau truy tung, hai người bọn họ lại không nóng nảy xuất thủ. Người kia là ai? La Quân không chịu được hỏi Kiều Ngưng bên cạnh những cao thủ toàn bộ đều tại nhanh như điện chớp truy sát, là quân bọn họ cũng là một đường phi nhanh. Kiều Ngưng nói ra, nếu như ta không có đoán sai lời nói, hắn cũng là bạch cốt thư sinh. Bạch cốt thư sinh, môn kia cái kia phái, là quân hỏi. Kiều Ngưng nói ra, không môn không phái, là cái tán tu. Cùng lúc đó, liền cũng liền có người hướng bạch cốt thư sinh xuất thủ. Mỗi lần xuất thủ lại là một tên lão giả tóc trắng, cái kia lão giả tóc trắng ngược lại là tiên phong đạo cốt. Lão giả lệ quát một tiếng, nói, thu tay. Đồng thời, hắn tay áo vung lên, lập tức vung ra một cỗ cường hãn vô cùng thiên cương chi lực đi ra. Cỗ này thiên cương chi lực trên không trung cấp tốc hình thành nhất tôn sơn hải kinh mãnh thú, cái này mãnh thú chi hồn liền gào thét một tiếng, hướng phía bạch cốt thư sinh phần lưng va đập tới. Bạch cốt thư sinh trở tay một trưởng vỗ ra, hắn một trường này đánh ra, lập tức hình thành một đạo kim sắc đại trưởng ấn. Oanh một tiếng, kim sắc trưởng ấn trong nháy mắt đem cái kia mãnh thú đập bay ra ngoài. Bạch cốt thư sinh trong mắt hàn quang lóe lên, bỗng nhiên tăng thêm tốc độ. Trong một chớp mắt, thân hình hắn gần thành một đạo huyết sắc ánh sáng, trong nháy mắt đem mọi người ném ở hậu phương. Không khỏi nhanh, thì lại có năm đạo nhân ảnh theo sau. Là quân cùng kiều ngưng lại là đuổi không kịp bọn họ mặc dù biết bay được nhưng là tại phi hành chi thuật bên trên cũng không có quá lớn chỗ xuất sắc cái này kiều ngưng nhất thời cũng có chút thúc thủ vô sách la quân nói ra tiếp theo ta ta dùng khí thức khóa chặt nhân hoàng kiếm đây không phải pháp lực mà chính là võ đạo một loại tu vi nhân hoàng kiếm cũng không phát hiện được kiều ngưng nghe vậy không khỏi đại hỷ sau đó hai người liền tiếp theo đuổi theo cái kia còn lại người cũng liền theo ở phía sau rất nhanh La Quân cũng cảm giác được phương hướng không đúng, hắn liền đổi phương hướng. Mà phía sau những người kia làm theo không có tiếp tục đuổi lên. Bởi vì bọn hắn mục tiêu cũng không phải La Quân cùng Kiều Ngưng. La Quân cùng Kiều Ngưng truy chừng 10 phút đồng hồ, rốt cuộc cảm giác được phía trước tranh đấu kịch liệt. Hai người lập tức tìm tiến lên, lập tức liền gặp cái kia chiến đấu đã từ trên trời đến dưới đất. Cái kia bạch cốt thư sinh chung quanh đã chết bốn người, mà phía trước nhất, lại là một tên thanh niên áo trắng ngăn trở bạch cốt thư sinh đường đi. La quân cùng kiều ngưng cũng không tùy tiện xuất thủ, hai người ở một bên nhìn lấy. Thanh niên áo trắng này ta biết, chính là vũ hóa môn môn chủ, tiêu giật quan môn đệ tử, gọi là tiêu tuấn tài. Tiêu tuấn tài rất được tiêu giật yêu thích đây, cũng có người đồn, nói tiêu tuấn tài chính là tiêu giật con riêng. La quân lại là thấy không rõ lắm tiêu tuấn tài tu vi, hắn thấp giọng hỏi, tiêu tuấn tài tu vi gì? Kiều Ngưng nói ra, đến cửu trọng thiên trở lên, đã nhìn không rõ ràng. Mà lại, dưới mắt Tu Vi cũng không thể quyết định hết thảy. Còn phải xem công pháp, pháp bảo cùng tinh thần. Là quân biết Kiều Ngưng nói có đạo lý, hắn nhìn khắp bốn phía, ngưng thần cảm ứng, thầm nghĩ, chung quanh còn có người tại mai phục. Kiều Ngưng nói ra, đương nhiên, ai cũng muốn làm sao cùng hoàng tước. Không nghĩ tới, này nhân hoàng kiếm thế mà quấy dậy lớn như vậy phong vân. Lúc này, giữa sân bạch cốt thư sinh lạnh lùng sông tiêu tuấn tài nói ra lăn đi tiêu tuấn tài cười lạnh một tiếng nói ra muốn ta lăn đi nhìn ngươi có bản lãnh này hay không bạch cốt thư sinh nói ra muốn chết hắn lại là không nhìn bất luận kẻ nào mặt mũi trực tiếp thì đối tiêu tuấn tài hạ tử thủ chỉ gặp bạch cốt thư sinh đột nhiên một trưởng vỗ ra kim sắc đại trưởng ấn trong nháy mắt hình thành đây là thần sơn ấn cái kia đại trưởng ấn bên trong ẩn chứa đồi núi chi lực lại tự có bạch cốt thư sinh tinh khí thần bảo vệ. Cỗ này hung mãnh bành trướng lực lượng tiềm điện đánh giết hướng tiêu giật tài. Tiêu giật tài không tránh không né, cấp tốc tế ra một bảo vật. Đả thần tiên. Cái kia đả thần tiên vừa ra, mang theo một đạo bạch sắc tinh quang. Màu trắng tinh quang bên trong ẩn dục như thái dương thần mang đồng dạng lực lượng, trực tiếp đem thần sơn ấn vỡ nát. Đồng thời, đả thần tiên hướng phía bạch cốt thư sinh đầu hung hăng đập tới. Bạch Cốt Thư sinh thân hình chấp liên tục, cái kia đả thần tiên hai lần đập nện thất bại. Bạch Cốt Thư sinh tiếp lấy một trường vỗ ra. Phanh một tiếng, Bạch Cốt Thư sinh nhất trường đem đả thần tiên đánh bay ra ngoài. Tiêu Tuấn Tài đưa tay vừa tiếp xúc với, liền đem cái kia đả thần tiên nắm trong tay. Hắn lại hét lớn một tiếng, lấy. Sau đó đả thần tiên lập tức lại lôi đình như tia chớp bay ra ngoài, cái kia màu trắng tinh quang hướng phía Bạch Cốt Thư sinh đỉnh đầu đập tới. Lần này đập trúng cũng không không cần biết ngươi là cái gì tu vi, đây tuyệt đối là chết không táng sinh chi địa. bạch cốt thư sinh tự nhiên nhận biết cái này đả thần tiên lợi hại, hắn liên tục lui ra phía sau, tiếp lấy lại nhất trưởng thần sơn ấn đánh ra. ngọn thần sơn kia ấn cấp tốc bị đả thần tiên vỡ nát. đồng thời, đả thần tiên tiếp tục hướng bạch cốt thư sinh từng đánh chết tới. bạch cốt thư sinh tiếp lấy lại một đường đại thủ ấn cầm ra, đại thủ ấn kia trực tiếp đem đả thần tiên nắm trong tay đả thần tiên tại đại thủ ấn kia bên trong kịch liệt rằng co, bạch cốt thư sinh chợt quát một tiếng, oanh một chút, đại thủ ấn kia bên trong quang hoa lóa mắt, tiếp theo, đả thần tiên liền bị vỡ nát. Tiêu tuấn tài thấy thế không khỏi giận tím mặt, bạch cốt thư sinh, con mẹ nó người muốn chết. Hắn vừa dứt lời âm, liền toàn lực phát động công lực. Trong một chớp mắt, tiêu tuấn tài toàn thân quần áo không gió từ trống, trên người hắn tản mát ra một cỗ dọa người nộ khí. Tuyệt giận trường tiêu tuấn tài thân hình lóe lên lăng không nhất trưởng hướng bạch cốt thư sinh đánh giết mà đi tuyệt giận trưởng chính là tự thân tản mát ra tức giận phối hợp pháp lực cùng trưởng pháp đang tức giận bên trong sinh ra chân ý oanh một tiếng cái kia tuyệt giận trưởng ấn phát xuất lập tức giống như rời núi lấp biển hung mãnh tuyệt luân lực lượng hướng phía bạch cốt thư sinh đụng giết mà đi bạch cốt thư sinh bị kinh ngạc hắn lập tức lần nữa phát ra thần sân ấn kim sắc đại trưởng ấn hung hăng va đập tới Oanh, hai cỗ trưởng lực đụng vào nhau. Tiếp theo, tuyệt giận trưởng ấn liền đem thần sơn ấn vỡ nát. Giận buồn quyền tiêu tuấn tài hét lớn một tiếng, hắn thân thể hướng phía trước đạp mạnh, tiếp lấy song quyền đều xuất hiện. Lập tức, cái kia cỗ tức giận cùng pháp lực bao phủ sở hữu từ trường lực lượng, tựa như hồng thủy bạo phát, thiểm điện hướng phía bạch cốt thư sinh đụng giết mà đi. Bạch cốt thư sinh vừa mới hóa giải xong tuyệt giận trưởng, cái này hung mãnh song quyền đánh giết mà đến hắn nhất thời chống đỡ không được. Trong nguy cơ, bạch cốt thư sinh thân hình chấp liên tục. Tiếp theo, hắn điểm ra một ngụm huyền kim sắc bảo kiếm tới. Cái kia bảo kiếm cấp tốc hướng phía giận buồn quyền quấn giết tới, nhưng là giận buồn quyền trực tiếp liền đem bảo kiếm xé rách thành phấn vụn, đồng thời quyền này ý hướng phía bạch cốt thư sinh bao phủ mà đến. Bạch cốt thư sinh đã khó nhiều tránh né, rơi vào đường cùng, liền hết sức chăm chú, đồng thời phát ra thần sơn đại quyền ấn. Oanh! Hai cố quyền ấn lập tức đụng giết cùng một chỗ. Nhưng lúc này, Tiêu Tuấn tài lại phát ra nhất quyền. Vẫn là giận buồn quyền. Bạch Cốt thư sinh lại cũng khó có thể ngăn cản, hắn bị giận buồn quyền kích bên trong, lập tức bay rất ra ngoài, tiếp lấy thì ngã trên mặt đất, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Bạch Cốt thư sinh vừa mới chết, cái kia trong rừng thì có bóng người hiện lên. Lại là hư không xuyên toa bản sự. Bóng người này đem cái kia nhân hoàng kiếm nắm trong tay, sau đó trực tiếp đào tẩu. Tiêu tuấn Tài nơi đó có thể khoan nhượng tới tay thịt mỡ bị người khác ngậm đi. Đại la tiên đằng, tiêu tuấn tài cấp tốc phát ra một tia ô quang. Ô quang kia chính là đại la tiên đằng, đại la tiên đằng liền đem cái kia đoạt kiếm người bao bọc vây quanh. Cái này đại la tiên đằng cấp tốc châm điểm mọc dễ, tiếp lấy đem người kia rắn rắn chắc chắc trói lại. Cái kia đoạt kiếm người cũng không phải dễ dàng, lập tức phát động pháp lực, muốn tránh thoát tiên đằng tiêu tuấn tài tiến lên đem cái kia nhân hoàng kiếm đoạt lấy hắn cười lạnh một tiếng nói ra cái này đại la tiên đằng chính là vô thượng thần khí bị khóa lại về sau mặc cho ngươi thần thông quảng đại cũng phải bị buồn ngủ bên trong hắn nói xong liền đem người kia một trưởng vỗ chết sau đó tiêu tuấn tài thu đại la tiên đằng đồng thời tiêu tuấn tài đem nhân hoàng kiếm lấy vô thượng pháp lực Trấn áp tiếp lấy để vào đến phòng bị tu di bên trong cái này cũng chưa hết hắn hướng bốn phía nhìn quanh sau đó cười lạnh nói, bọn chuột nhắt nhóm, đã đều đến, sao không đi ra hiện thân. Nhân hoàng kiếm bây giờ ngay tại trên tay của ta, có túi mật các ngươi liền đến đoạt. Là quân rõ ràng cảm giác được, chung quanh mấy người đều rút đi. Những người này ở đây kiến thức tiêu tuấn tài bản sự về sau, thế mà không dám động thủ. Ha ha ha, tiêu tuấn tài cười to vài tiếng, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Đứng lại, ngay vào lúc này, kiều ngưng trước nhảy ra ngoài la quân hơi hơi ngẩn ngơ hắn không khỏi cười khổ kiều ngưng cô nàng này đến thiên châu về sau cũng là không giống nhau gan tặc lớn mạnh đều không thương lượng với chính mình thì nhảy ra ngoài có điều quay đầu ngẫm lại tại mãng hoang cảnh thời điểm chính mình cũng xưa nay không thương lượng với kiều ngưng đây la quân cũng liền lập tức nhảy ra hắn liền đứng tại kiều ngưng bên người tiêu tuấn tài trở lại đã nhìn thấy kiều ngưng cùng la quân đối với la quân Tiêu Tuấn Tài hiển nhiên là không biết. Có điều Tiêu Tuấn Tài lại là nhận biết Kiều Ngưng. Ta tưởng là ai, nguyên lai là tứ đại yêu tiên bên trong Ngân Sa Vương a. Tiêu Tuấn Tài vừa cười vừa nói, bất quá, ngươi không phải đối thủ của ta. Ta xem ở ngươi là nữ lưu hạng người, hôm nay thì không giết ngươi, cút nhanh lên đi. Kiều Ngưng mỉm cười, nói ra, bạch cốt thư sinh để ngươi lăn, ngươi không phải cũng không có lăn sao? Mà lại hắn chả bị ngươi giết, cho nên, cái này lăn chứ? ta nhìn vẫn là không nên vì tiện nói tốt. Ngân Sa Vương, ngươi là đang gây hấn với ta. Tiêu Tuấn Tài sắc mặt lạnh xuống, hắn nói ra, ta đã cho ngươi sinh lộ, đáng tiếc, ngươi không trân quý. Hiện tại, ta y nguyên không sẽ giết ngươi, bất quá, ta vừa vặn thiếu cái tiểu thiếp, xem ra cũng là ngươi. Audio điện tử võ tấn bền Là quần nghe vậy nhất thời giận, hắn lệ quát một tiếng, nói, nói khoác mà không biết ngượng sau đó, hắn dẫn đầu liền xuất thủ. Là quân đầu tiên chính là tạo hóa kiếm quyết, hắn thái cực huyền thiên chảm những thứ này bởi vì không có lửa sát chi tinh, đã không thể sử dụng. Trong chớp mắt, đen nghịt kiếm quang liền hướng phía cái kia tiêu tuấn tài đánh giết mà đi. Tiêu tuấn tài thấy thế hơi kinh hãi, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, tiếp lấy vô số kiếm khi sắc bén tiêu sát mà đến. Đến được tốt, tiêu tuấn tài cười lạnh một tiếng, bước chân hắn một sai, trong nháy mắt lui ra phía sau đến 30 mét bên ngoài. Là quân tạo hóa kiếm quyết lập tức đánh giết mà lên. Tiêu Tuấn Tài lập tức quát, thương hải chi nộ. Lời còn chưa dứt, hắn nhất quyền đánh ra. Nhất thời, trước mặt hắn nộ khí dâng trào, pháp lực sôi trào mãnh liệt. Một cố cường hắn tuyệt luân lực lượng liền rời núi lấp biển đánh giết tới, trong nháy mắt liền đem la quân tạo hóa kiếm quang toàn bộ bao phủ. Vạn kiếm quy nhất, la quân biến chiêu càng nhanh, cấp tốc thu liệm ánh kiếm màu đen, sau cùng hình thành cự đại mà sát kiếm địa sát kiếm chạm phá thương hải hướng phía tiêu tuấn tài mặt đánh giết tới kiếm khí tung hoành vô cùng mang theo vô thượng kiếm huy chém giết mà đi mà lại bốn phía không khí bị cấp tốc đóng băng cái này cũng ảnh hưởng đối thủ đối từ trường vận dụng tiêu tuấn tài bị kinh ngạc hắn biến chiêu càng nhanh tiếp lấy lại một trường vỗ ra tuyệt giận trường tuyệt giận trường lực ùn ùn kéo đến mãnh liệt điên giết mà ra trong nháy mắt liền đem la quân địa sát kiếm kích nát. Tiếp theo, tuyệt giận trưởng lại hướng phía la quân chảm giết tới. Cái này tuyệt giận trưởng lực chịu uy, tuyệt không phải hời hợt, liền gặp không khí phun trào, kinh lực cuồng bạo, từng đạo cương phong nộ khí chảm thần sát Phật, không thể địch nổi. La quân cảm nhận được trước mắt mãnh liệt mà đến trưởng lực, dạng này lực lượng, căn bản không phải bất luận cái gì thân thể có thể chống lại. Đông lạnh, la quân cấp tốc thi triển địa sát chi tinh. Tại La Quân trước mặt, lập tức hình thành một đạo cường đại vô cùng băng tường. Oanh! Mãnh liệt trưởng lực trong nháy mắt liền đem băng tường vỡ vụn. La Quân thân thể nhất chuyển, lấy di hình hoán ảnh thân pháp liền đem đạo này tuyệt giận trưởng lực tránh đi. Trước đó là tuyệt giận trưởng lực tốc độ quá nhanh, không né tránh kịp nữa. Mà băng tường cho La Quân cơ hội này. Tiêu Tuấn Tài Tu Vi không sai biệt lắm là cửu trọng thiên đỉnh phong, cùng La Quân ở giữa cách xa quá lớn. Huyền âm chỉ, La Quân cấp tốc nhấn một ngón tay. Nhất thời, một đạo bén nhọn âm sát chỉ lực hướng phía Tiêu Tuấn Tài ngực bụng tập sát mà đi. Tiêu Tuấn Tài nao nao, hắn lập tức liền cảm nhận được đạo này chỉ lực lợi hại. Tiêu Tuấn Tài thân hình lóe lên, tránh đi La Quân huyền âm chỉ. La Quân xu thế chính xác Tiêu Tuấn Tài thân hình, bỗng nhiên một trưởng vỗ ra. Hàn băng trưởng, một cỗ cường hãn hàn băng tuyệt sát lực lượng ầm ầm đánh giết hướng Tiêu Tuấn Tài. Cái này hàn băng trưởng chính là địa sát chi tinh lực lược, đột nhiên thi triển mà ra, hung hãn tuyệt luân. Tiêu tuấn tài thân hình chưa định, đối phương trưởng lực đã đánh tới. Tiêu tuấn tài liên tục thụ nghẹn, không khỏi giận dữ. Đối thủ bất quá là cái bát trọng thiên đỉnh phong ra hỏa, thế mà như vậy khó mà giải quyết. Tiêu tuấn tài trở tay một trường vỗ ra. Tuyệt giận trưởng. Một trường này, tiêu tuấn tài tránh thức nén giận phát ra. Nộ khí một khi đi ra, Lực lượng liền càng thêm hung mãnh. Hàn Băng trưởng trong nháy mắt liền bị Tuyệt giận trưởng vỡ nát, sau đó, cỗ này Tuyệt giận trưởng lực tiếp tục thiểm điện đánh giết hướng La Quân. La Quân cấp tốc ngừng tụ băng tường. Oanh! Băng tường vỡ vụn. La Quân đạt được thở dốc cơ hội, cấp tốc lách mình tránh đi Tuyệt giận trưởng. Giận buồn quyền, Tiêu Tuấn Tài thừa dịp La Quân vừa chợt lách người, nhất quyền giận buồn quyền pháp lại đánh giết mà ra. Giận buồn quyền ngập trời quyền lực cùng tức giận dung hợp, như tuyệt thế hung thú cắn mà đến. La Quân bị kinh ngạc, hắn lực lượng chuyển đổi thủy chung vẫn là không bằng tiêu tuấn tài. Một quyền này đến quá nhanh, quá hung, La Quân còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác một cổ mãnh liệt sóng nhiệt đi đầu đánh giết mà đến. Trong nguy cơ, La Quân dựa vào tự thân mẫn cảm, cũng không ngẩng đầu lên, liền cầm trong tay địa sát kiếm mãnh địa chảm giết ra ngoài. Oanh! địa sát kiếm đem cái kia giận buồn quyền lực một chém làm hai, nhất thời, cỗ này phẫn nộ sóng nhiệt từ la quân hai bên đánh giết tới. Bát, tiêu tuấn tài trong nháy mắt thi triển ra thiên nộ đại thủ ấn. La quân liền gặp mắt tối sầm lại, một đạo đại thủ ấn từ trên đỉnh đầu lấy xuống. La quân hãi nhiên, hắn lúc này thủ đoạn thi triển chỉ, nhưng đều là không phòng được tiêu tuấn tài một chảo này. Kiều ngưng, cứu ta, lúc này, La quân rốt cục không có tiền đồ kêu ra tiếng kiều ngưng cười ha ha một tiếng nàng một mực đang bên cạnh thủ hộ la quân lúc này la quân không có mở miệng nàng liền đã xuất thủ trước lời nói thật tới nói kiều ngưng cảm thấy la quân đã rất không tệ la quân bát trọng thiên đỉnh phong thực lực có thể cùng tiêu tuấn tài chống lại lâu như vậy cái này rất lợi hại không dễ dàng đổi lại hắn bát trọng thiên cao thủ đến tiêu tuấn tài có thể trong nháy mắt miểu sát ba cái tiêu tuấn tài thực cũng một mực đang phòng bị kiều ngưng hắn đại la tiên đằng một mực chưa từng sử dụng, chính là hắn chuẩn bị ở sau. Bất quá, hắn đối phó la quân như thế một cái lâu la liền dùng ra đại la tiên đằng, đó cũng là một kiện thật mất mặt sự tình. Ngày đó giận đại thủ ấn mắt thấy là phải đem la quân bắt chúng, kiều ngưng lập tức tế ra thượng cổ lôi phù. Sau đó, lôi phù bên trong thoát ra một tia chấp thiểm điện. Cái kia lôi đình thiểm điện trong nháy mắt đánh chúng thiên nộ đại thủ ấn, trực tiếp liền đem thiên nộ đại thủ ấn tan giã. La quân được từ từ, cấp tốc vọt đến Kiều Ngưng bên người. Đại La Tiên Đằng, Tiêu Tuấn Tài gặp La quân cùng Kiều Ngưng đứng chung một chỗ, hắn trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức tế ra Đại La Tiên Đằng. Cái kia Đại La Tiên Đằng bay ra ngoài thời điểm, chính là một điểm lục quang. Lục quang trong nháy mắt rơi vào đến Kiều Ngưng cùng La quân dưới chân. Cái này lục quang cũng là một hạt giống, hạt giống cấp tốc mọc ra vô số lục sắc tiên đằng tiên đằng trong chốc lát đem la quân cùng kiều ngưng khoảng chừng lít nha lít nhít quấn chặt lấy. La quân cùng kiều ngưng thì như vậy bị đại la tiên đằng chói gô ở. Mà lại cái kia tiên đằng vẫn còn tiếp tục sinh trưởng chỉ bất quá trong một nhịp hít thở, liền lại đem la quân cùng kiều ngưng nhiều bó tầng ba. Hừ, tiêu tuấn tài lạnh hừ một tiếng, hắn trong nháy mắt vồ giết tới, hướng phía la quân chán cũng là nhất trưởng. Thái cổ long bi, kiều ngưng nhanh chóng thi pháp. Tiêu Tuấn Tài nhất trưởng liền đánh vào vẩy quá cổ long trên tấm bia. Đại La Tiên Đằng lợi hại vượt qua La Quân cùng Kiều ngưng tưởng tượng, tình huống trong nháy mắt nguy cơ sớm tối. Hai người bị nhốt Đại La Tiên Đằng bên trong, căn bản bất lực dẫy dụa. La Quân tâm thần nhất động, hắn lập tức liền đem điện sát chi tinh hút vào đến trong thân thể. Sau đó, thân thể của hắn đột nhiên biến đến vô cùng băng hàn. Xoẹt, ngay vào lúc này, cái kia Đại La Tiên Đằng tựa như là có linh tính quả thật là chịu không nổi loại này băng hàn. Đại La Tiên Đằng bắt đầu héo rút, Kiều Ngưng cùng La Quân lập tức liền thoát đi Đại La Tiên Đằng khống chế. Đồng thời, Kiều Ngưng thái cổ long bị oanh một tiếng, liền đem cái kia Đại La Tiên Đằng cho trấn áp lại. Lôi nghịch chín tầng, Kiều Ngưng cấp tốc thi pháp, thượng cổ lôi phù bay trên không trung. tiếp theo, chín tầng lôi điện hướng phía Tiêu Tuấn Tài đánh giết tới. Tiêu Tuấn Tài bị kinh ngạc, thân hình hắn chấp liên tục, cấp tốc đem tránh đi bát trọng lôi điện tiếp lấy lại đánh giết ra một chiêu thương hải chi nộ. Ầm ầm, thương hải giận quyền, rời núi lấp biển oanh sát mà ra, chỉ gặp một đoàn giống như giận vân quyền ý đem cái kia thiểm điện nuốt hết. Để cửu trọng lôi điện thì như vậy bị thương hải giận quyền chém vỡ, đồng thời, cái này thương hải chi nộ quyền ấn hướng phía thượng cổ lôi phù chém giết tới. Hừ, kiều ngưng lạnh hừ một tiếng, cái kia thượng cổ lôi phù bên trong lập tức xuất hiện bàng đại lôi trì cái kia thương hải chi nộ lực lượng chém vào đến trong lôi trì nhất thời nhấc lên thao thiên cự lãng vô số lôi điện lực lượng rơi xuống nước đi ra xuống đất bên trên mặt đất kia bữa nay lúc xanh khói bừng bừng bốc lên huyền âm chỉ la quân ở một bên có thể không ăn chay lập tức thi triển ra huyền âm chỉ tiêu tuấn tài lại phải tránh né huyền âm chỉ người đi chết đi la quân thân hình chớp liên tục cấp tốc đến tiêu tuấn tài sau lưng tay hắn cầm địa sát kiếm cũng là hướng phía tiêu tuấn tài phần lưng một kiếm đâm tới. Tiêu tuấn tài không khỏi vãi cả linh hồn, hắn lập tức hướng phía trước lóe ra ngoài trăm thước. Là quần như bóng với hình theo ở phía sau, bất quá vẫn là chậm tiêu tuấn tài vỗ. Hắn lập tức liền nhất trưởng hàn băng trưởng hướng tiêu tuấn tài phía sau lưng vỗ tới. Kiều ngưng càng nhanh, nàng thân hình lóe lên, liền ngăn ở tiêu tuấn tài trước mặt. Đồng thời, kiều ngưng trong tay ngưng tụ ra một tia chấp kiếm đến lôi điện kiếm thiểm điện bay ra, điểm thẳng hướng tiêu tuấn tài vị trí hiểm yếu. Tiêu tuấn tài hai mặt thụ địch, tránh né không được. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn lệ hống một tiếng, tay trái nhất trưởng tuyệt giận trưởng hướng phía la quân hàn băng trưởng đánh giết tới. Phải tay khẽ vẫy thiên nộ đại thủ ấn nắm bắt lấy lôi điện kiếm. Cũng là tại lúc này, la quân xuất hiện tại tiêu tuấn tài phía bên phải. La quân một kiếm chém tới, trong nháy mắt liền đem tiêu tuấn tải đầu lâu chảm bay ra ngoài. Cái này vũ hóa môn môn chủ tiêu giật quan môn đệ tử thì như vậy bị la quân chém giết. Tiêu tuấn tải chết thảm tại chỗ. La quân cùng kiều ngưng hơi hơi thở phào, đồng thời, la quân ánh mắt đến tiêu tuấn tải trong tay phòng bị tu di bên trên. Cái kia phòng bị tu di bên trong coi như để đó lần này mục tiêu, nhân hoàng kiếm đây. La quân thi triển pháp lực, nắm vào trong hư không một cái, liền đem cái kia phòng bị tu di bắt vào tay. Nhưng vào lúc này, một cái lãnh đạm thanh âm truyền đến, ta khuyên ngươi, vẫn là đem nhân hoàng kiếm giao ra tốt. La Quân bị kinh ngạc, hắn đối cái này lãnh đạm thanh âm vô cùng quen thuộc. Phải nói, khác trong tâm khảm. Bởi vì cái này thanh âm chính là Hoa Thiên Anh. Hoa Thiên Anh lúc trước đem Hạc Vương tiền bối chu sát, khoản này thù, La Quân thế nhưng là một mực ghi ở trong lòng. Mà lại là quân cùng Hoa Thiên Anh ở giữa còn có ước hẹn 3 năm. Vừa dứt lời âm về sau, Hoa Thiên Anh liền từ một bên lóe ra tới. Theo Hoa Thiên Anh cùng một chỗ còn có một người, lại là Lăng Vân Phong. Là quân nhìn thấy Lăng Vân Phong một cái chớp mắt, tâm tư lại là vô cùng phức tạp. Là quân, người tiến bộ nhanh đến mức thật là làm cho ta ngoài ý muốn bên ngoài A. Hoa Thiên Anh lãnh đạm nói ra, tốt, rất không tệ, nhìn, ba năm về sau nhất chiến, xác thực là có chút ý tứ. Người đem nhân hoàng kiếm giao ra, hôm nay ta y nguyên không giết ngươi. Có ngươi đến khích lệ ta, ba năm về sau, đại khái ta tu vi có thể lại đến tầng lầu. Kiều Ngưng nao nao, nàng cũng liền nhìn ra La Quân cùng cái này Hoa Thiên Anh nhận biết. Có điều Kiều Ngưng cũng không nhận ra Hoa Thiên Anh, nàng vô ý thức hỏi La Quân, nói, bọn họ là ai? Vân Thiên Tông cao thủ, người này gọi là Hoa Thiên Anh, lúc trước thì cùng ta có thù ta cùng hắn có ước hẹn ba năm, ba năm về sau. Ta lại ở thiên hình thai bên trên khiêu chiến hắn. La Quân nói ra, một cái khác là Lăng Vân Phong, cùng ta có ân. Kiều Ngưng biết La Quân một số cố sự, cho nên lập tức cũng liền không sai tại tâm. Nàng sắc mặt nghiêm túc, bởi vì nàng biết, trước mắt hai người này đều là bất thế gia cao thủ. Đối cái trước, Kiều Ngưng còn có nắm chắc, nhưng đối với lên hai người này, nàng lại là không có nắm chắc. Mà lại tại vừa rồi cùng Tiêu Tuấn tải đối chiến bên trong. Nàng và La Quân công lực đều hao tổn không ít đây. Dưới mắt tình huống đối La Quân cùng Kiều Ngưng tới nói, hiển nhiên là rất bất lợi. La Quân nhìn về phía Lăng Vân Phong, hắn tiên triều Lăng Vân Phong làm vái chào, sau đó nói, ta không nghĩ tới, ngươi sẽ cùng Hoa Thiên Anh cùng một chỗ hợp tác. Lăng Vân Phong từ tốn nói, đây là trong tông phân công xuống tới nhiệm vụ. Hắn theo rồi nói ra, La Quân, đem Nhân Hoàng kiếm giao ra đi. Tốt, La Quân nói ra. Lăng Vân Phong sướng sờ sướng sờ, hắn lại là không nghĩ tới là quân hội sảng khoái như vậy. Hoa Thiên Anh cũng hơi hơi ngoài ý muốn. Mà Kiều Ngưng càng là ngây người, nàng tâm đạo, làm cái quỷ gì. Là quân cũng không nhìn cái kia phòng bị tu di, bay thẳng đến Lăng Vân Phong ném qua, nói ra, cho ngươi. Lăng Vân Phong đưa tay tiếp được, sau đó rất nhanh liền từ bên trong cầm ra nhân hoàng kiếm. Xác định không sai về sau, hắn đem nhân hoàng kiếm lại để vào đến cái kia phòng bị tu di bên trong. Ta không nghĩ tới, người hội thật đem nhân hoàng kiếm giao ra. Lăng Vân Phong nhạt vừa nói nói. Là quân cười một tiếng, nói ra, cái này gọi kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Lăng Vân Phong gật gật đầu, hắn cũng thì không nói thêm lời, chỉ là nói, người tiến bộ rất nhanh, tiếp tục cố gắng đi. Sau đó, hắn xoay người rời đi. Hoa Thiên Anh cũng hướng La Quân nói ra, ước hẹn ba năm, Ta hội chờ ngươi, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng." La Quân nói ra, "Ngươi yên tâm, ta sẽ." Hoa Thiên Anh cùng Lăng Vân Phong rất nhanh liền rời đi. Bọn họ vừa đi, Kiều Ngưng liền nói, "Ngươi làm sao đem Nhân Hoàng kiếm cho bọn hắn?" La Quân buông tay, nói ra, "Không phải vậy có thể làm sao?" Hai chúng ta cũng làm bất quá bọn hắn." Kiều Ngưng không khỏi nghẹn lời. La Quân tiếp lấy cười một tiếng, nói ra, "Ngươi ngốc a." À bọn họ sẽ không như thế dễ dàng mang đi nhân hoàng kiếm còn sẽ có hắn cao thủ qua tìm bọn họ để gây sự trên thực tế ta vốn là không chuẩn bị xuất thủ theo tiêu tuấn tài động thủ là ngươi gấp nhảy ra kiều ngưng nói ra ta lúc đầu cũng không chuẩn bị đi ra có thể cái này tiêu tuấn tài ngoài miệng quá cuồng vọng cô nãi nãi ta chính là không vừa mắt la quần nói ra chúng ta cũng không phải là không có thu hoạch a à. cái này đại la tiên đằng thật không đơn giản người biết ta tại sao muốn giao ra nhân hoàng kiếm sao? Kiều ngưng nhãn tình sáng lên, nói ra, ta kém chút quên cái này gốc dạ. Nàng lập tức đem vậy quá cổ long bia thu vào phòng bị tu di bên trong. Mà cái kia đại la tiên đằng mất đi tiêu tuấn tài chỉ huy, đã biến thành một quả lục sắc hạt giống. Kiều ngưng khẽ vươn tay, liền đem hạt giống bắt trên tay. Cái này lục sắc hạt giống nhìn cũng chỉ có to như đậu nành tiểu. Cho người tốt, kiều ngưng đem hạt giống cho la quân la quân nào nào hắn nói ra đây là người giành lại đến chính ngươi cầm đi kiều ngưng cười khúc khích nói ra người chứa cùng ta giả mù sa mưa chính mình cầm đi ta hiện tại pháp bảo cũng không ít người cũng là nên có kiện ra dáng pháp bảo la quân nhưng vẫn là không tiếp hắn nói ra cái này đại la tiên đằng không thể coi thường vẫn là chính ngươi cầm đi kiều ngưng lập tức liền có chút tức giận nói ra người muốn cùng ta như thế xa lạ sao mình hai người nào cầm không phải một dạng ta chỉ là hy vọng ngươi tại gặp địch thời điểm nhiều một ít phần thắng la quân gặp nàng tựa hồ là thật tức giận ngay sau đó liền không lại từ chối nói ra tốt ha làm đến giống như ta ép buộc ngươi người rất lợi hại ủy khuất giống như kiều ngưng lúc này mới cười một tiếng nói ra người nha đây mới thực sự là chiếm tiện nghi còn khoe mẽ la quân cười ha ha một tiếng hắn đem cái kia lục sắc hạt giống cầm trên tay, sau đó lợi dụng pháp lực đến nghiên cứu. Pháp lực xuyên vào đến lục sắc hạt giống bên trong, là quần lập tức cảm nhận được bên trong cuồn cuộn sinh cơ. Ở trong đó tựa như là ẩn dục một cái tiểu thế giới, vô cùng vô tận thanh sắc vũ khí tràn ngập. Những thứ này thanh sắc vũ khí chính là sinh cơ. Trong này còn giống như có một cỗ rất mạnh dấu ấn tinh thần, khó mà hủy diệt. La Quân nói với Kiều Ngưng. Thật sao, Kiều Ngưng nói ra, ta xem một chút. Đúng lúc này, cái kia lục sắc hạt giống bỗng nhiên sinh trưởng. Lục sắc đằng mạn trong nháy mắt đem la quân cánh tay quấn chặt lấy, tiếp lấy quấn quanh hướng la quân thân thể. Có điều một hơi ở giữa, la quân liền bị dây leo trói gô bắt đầu. Muốn chạy trốn, la quân lập tức phát giác được đại la tiên đằng ý đồ. Hắn đem cái kia lục sắc hạt giống nắm chặt trên tay, đồng thời đem địa sát chi tinh băng hàn chi lực hướng tiên đằng lên bước tới cái kia đại la tiên đằng lập tức liền chịu không nổi cái này đại la tiên đằng vốn là thủy hỏa bất xâm nhưng là làm sao bịa sát chi tinh băng hàn thực sự quá khủng bố mà lại trên nguyên tắc tới nói đại la tiên đằng đem người trói lại về sau đối phương dù cho có thủy hỏa chi lực đó cũng là từ ngoại đến nội không ai sẽ dùng hỏa đến đốt tiên đằng ha một khi đốt tiên đằng cái kia bị trói lấy chính mình cũng sẽ thụ khó nhưng hết lần này tới lần khác là quân địa sát chi tinh loại lực lượng này, lại là từ trong ra ngoài. Bất quá, Đại La Tiên Đằng nếu như gặp phải Lan Đình Ngọc cái loại người này, đó cũng là quá sức. Đại La Tiên Đằng cấp tốc héo rút, tiếp lấy lại thành lục sắc hạt giống. Kiều Ngưng khẩn trương nhìn lấy, là quân lấy pháp lực câu thông lục sắc hạt giống, bên trong dấu ấn tinh thần truyền đến thanh âm, người trẻ tuổi, ta chính là vũ hóa môn môn chủ tiêu giật, người nhanh chóng đem cái này Đại La Tiên Đằng trả lại, nếu không lời nói, bổn tỏa sẽ đích thân đến đây truy sát ngươi. La quân lạnh hừ một tiếng, nói ra, nguyên lai là tiêu trưởng giáo A, ngươi lên lần bị thần đế đánh cho chạy chối chết, thương tổn nhanh như vậy liền tốt. Ngươi, tiêu giật không khỏi nghẹn lời. La quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi không nghĩ tới sao, ngày đó ta ngay tại hiện trường. Ta chính là đại khang hoàng đế thủ hạ thần tử, ngươi có bản lĩnh liền đến đại khang tìm ta phiền phức đi. Tiêu giật nói ra, ngươi cho rằng, ta không dám đến Đại Khang tìm ngươi. La Quân nói ra, chúng ta đánh chút miệng trận chiến, thực sự không thú vị. Ngươi cũng là Đại Tông Sư nhân vật, mà lại, người đệ tử đã bị ta giết. Ta liền xem như đem Đại La Tiên đằng về trả lại cho ngươi, ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta. Tiêu giật nói ra, tốt, người trẻ tuổi, ta nhớ kỹ ngươi. Hắn đón đến, nói ra, bút chướng này, ta nhất định sẽ cùng ngươi tính toán rõ ràng. Bất quá, coi như ta giờ phút này không làm gì được ngươi, ngươi cho rằng ngươi có bản lĩnh biến mất ta tự mình bố trí xuống dấu ấn tinh thần sao. Giờ này khắc này, tiêu giật là tại vũ hóa môn thiên nữ phong bên trong bế quan. Hắn thông qua đại la tiên đằng bên trong dấu ấn tinh thần, cảm ứng được tại yêu tộc bên trong chuyện phát sinh, cũng biết tiêu tuấn tài chết thảm. Tiêu giật lúc này là nổi nóng vô cùng, làm sao thương thế hắn còn chưa khôi phục. Mà lại dưới mắt, bọn họ còn có quan trọng hơn đồ thần kế hoạch, cho nên căn bản không rảnh qua quản những chuyện này. Mà lại, hắn chả cảm ứng được Đại La Tiên Đằng cũng rơi vào địch nhân thủ. Cái này Đại La Tiên Đằng thế nhưng là vũ hóa môn trí bảo A. À. Hắn muốn đem Đại La Tiên Đằng thu hồi lại, nhưng La Quân bên kia không buông tay. Hắn lúc này vừa nói La Quân không có bản sự đem hắn dấu ấn tinh thần biến mất. Có thể câu nói này mới vừa nói, bên kia lập tức liền mất đi liên hệ. Dấu ấn tinh thần bị biến mất, tiêu giật không khỏi thất sắc làm sao có thể. Tiêu giật thế nhưng là thiên châu bên trong, nhân vật tuyệt đỉnh y hệt A. À. Hắn dấu ấn tinh thần, liền xem như tầng 10 cao thủ đều không có cách nào xóa đi A. À. Người tuổi trẻ kia bất quá là bát trọng thiên đỉnh phong, loại này tiểu lâu la làm sao có thể làm được chuyện này A. À. Hắn nghĩ không ra là, là quần còn có thần khí nơi tay, cái kia chính là huyền hoàng thần cốc hạt giống. Là quần cấp tốc dùng huyền hoàng thần cốc hạt giống hỗn độn chi khí đem cái kia dấu ấn tinh thần xóa đi giải quyết la quân đối Kiều ngưng cười một tiếng nói ra đoán chừng tiêu giật lão nhi hiện tại phiền muộn muốn chết kiều ngưng không khỏi cười khổ nói ra chúng ta có thể lại gây cái trước đại cường địch a à. la quân liền nói ra ta dựa vào cái này cũng không lại ta à là ngươi nhảy ra muốn làm tiêu tuấn tài kiều ngưng bạch la quân liếc một chút nói ra ta có nói muốn trách ngươi a à. la quân sờ mũi một cái nói ra nhưng tránh thức phiền muộn hẳn là ta bởi vì tiêu giật là muốn tìm ta phiền phức tìm làm phiền ngươi không phải tương đương với là tìm ta phiền phức sao kiều ngưng nói ra lời này kiều ngưng nói tự nhiên mà vậy la quân nghe lại là tâm lý ngòn ngọt, ngọt. la quân nói ra có điều tiêu giật dưới mắt hẳn là không khoảng không đến làm phiền chúng ta còn tốt chúng ta phía sau còn có hoàng thượng chống đỡ cũng không sợ hắn kiều ngưng nói ra những thứ này trước đều quản không người cảm giác nhân hoàng kiếm hiện tại đến địa phương nào là quân nói ra, nhân hoàng kiếm liền xem như rời đi ma nguyệt kết giới cũng không quan hệ, như chúng ta có thể truy. Dưới mắt, chúng ta ăn trước dưới ngưng tuyết đan, khôi phục công lực lại nói. Kiều ngưng gật gật đầu. Hai người liền riêng phần mình ăn ngưng tuyết đan, lại khoanh chân vận công nửa giờ. Như thế về sau, pháp lực hoàn toàn khôi phục. Tiếp theo, là quân nói ra, chúng ta truy. Hắn vẫn luôn tập trung vào nhân hoàng kiếm, loại này khóa chặt dựa vào là võ đạo chi khí cho nên cho dù là lăng vân phong bọn họ cũng không phát hiện được dị dạng la quân cùng kiều ngưng một đường bay nhanh rất nhanh hai người thì ra ma nguyệt kết giới phía trước chính là một mảnh hoang vu sa mạc mà trong sa mạc lạnh dưới ánh trăng hoa thiên anh cùng lăng vân phong cũng gặp phải cường địch la quân cùng kiều ngưng lúc này trốn ở xa xa một bên quan chiến mà giữa sân lục đạo nhân ảnh lấp lóe cát bụi lăn lộn bay múa đánh giết thật tốt không kịch liệt cùng Hoa Thiên Anh cùng Lăng Vân Phong đánh giết chính là tái ngoại tứ ma. Cái kia tái ngoại tứ ma chính là tứ bào thai huynh đệ, bọn họ mẫu thân sinh bọn họ thời điểm khó sinh mà chết. Là bọn họ phụ thân sau cùng xé ra mẹ cái bụng, đem cái này tứ huynh đệ mới cứu sống sót. Tứ huynh đệ tại thai bên trong nhận đẻ ép, từng cái dáng người thấp bé, xấu vô cùng. Nhưng là cái này tái ngoại tứ ma tâm ý tương thông, thì triển dậy pháp lực đến, lại là uy mãnh vô địch. Giữa sân quyền ảnh ngập trời, cái này Tứ huynh đệ phân biệt thi triển Minh Long Quyền, U Long Quyền, Ma Long Quyền, Đà Long Quyền. Bốn người quyền pháp bên trong ẩn chứa thần long chân ý. Liền gặp giữa sân, quyền ảnh gào thét, long hồn lăn lộn. Vô số quyền lực hướng phía giữa sân Hoa Thiên Anh cùng Lăng Vân Phong đánh giết mà đi. Lăng Vân Phong thi triển ra đế hoàng trảm, hắn đế hoàng thật kiếm lôi đình chém giết, liền đem từng đạo từng đạo quyền lực chém giết vỡ nát mà Hoa Thiên Anh cũng thi triển ra cửu U18 thần chém. Bên trên bầu trời, dưới dậy tuyết lông ngỗng, cái kia tuyết lông ngỗng tụ tập thành long quyển tuyết, vòi rồng tuyết che khuất bầu trời, to lớn vô cùng. Mà tại vòi rồng tuyết cuối cùng, lực lượng kia thì như lôi đình thiểm điện, không ngừng chém xuống, liền đem cái kia vô cùng long hình quyển ý xoắn nát. Hiện trường chém giết, kịch liệt vô cùng, diệt, Hoa Thiên Anh bỗng nhiên hét lớn một tiếng, hắn hàn băng nguyên thần bỗng nhiên đập ra qua cái kia hàn băng nguyên thần đem trước mắt quyền ảnh trong nháy mắt xoắn nát, tiếp lấy giống như một trận gió lốc thổi qua. Cái này gió lốc từ tái ngoại tứ ma trung trung hai trên ma thân thổi qua qua, cái kia hai ma trong nháy mắt bị băng thành phấn vụn. Mà đổi thành bên ngoài hai ma cũng bị lăng vân phong đế hoàng chảm cấp tốc chảm thành phấn vụn. Hoa thiên anh cùng lăng vân phong hai đại cao thủ đồng loạt ra tay, như thế nào dễ dàng như vậy bị đối phó. Cái này tái ngoại tứ ma cũng coi là hung danh hiển hách, nhưng là gặp được cái này thiên hạ đệ nhất tiên môn hai đại cao thủ, lập tức cũng liền bị chém giết đao hạ. Có điều lúc này lại như cũ là gió dục mây vần. Đến cướp đoạt nhân hoàng kiếm quá nhiều người, mà lại cả đám đều rất lợi hại khôn khéo, đều muốn làm sao cùng hoàng tước. Cho nên, những người này sẽ không tránh thức liên thủ, đều sẽ chỉ ở một bên xem kịch vui. Sau đó tại phù hợp thời điểm xuất thủ, mà thực lực hùng hậu, thường thường sẽ có không chịu nổi. Bởi vì sợ đối phương cầm nhân hoàng kiếm hoàn toàn đào tẩu, dù sao xuất thủ, vẫn là có một hồi chi lực. Nhưng là dưới mắt, là quân cùng kiều ngưng thì sẽ không dễ dàng xuất thủ, bởi vì xuất thủ phần thắng quá nhỏ. Vẫn kiên nhẫn chờ cơ hội cho thỏa đáng. Nhưng cũng là ở thời điểm này, trận bên trong bóng người biến hóa. Tiếp theo, đến hai người ngăn lại Hoa Thiên Anh cùng Lăng Vân phong đường đi. Là quân cùng kiều ngưng thấy rõ ràng hai người kia lúc, nhất thời hơi kinh hãi bởi vì người đến chính là vệ vô kỵ cùng lan đình ngọc vệ vô kỵ vẫn là như vậy lạnh lùng mà lan đình ngọc một thân hoa phục hắn khuôn mặt tuấn mỹ trên dưới quanh người toát ra không thể tự giác lộng lẫy chi khí dạng này người phóng tới trong tv cái kia là tuyệt đối nhân vật chính mà lại lan đình ngọc người này tuy nhiên lạnh lùng nhưng là làm người lại rất phúc hậu cũng không phải phía sau dở trò xấu tiểu nhân dạng này người phẩm chất là tuyệt đối không tệ nhưng không biết vì cái gì La Quân lại cảm thấy chính hắn Thủy chung cùng Lan Đình Ngọc hài hòa không nổi. Hắn bây giờ thấy Lan Đình Ngọc, đã cảm thấy trong lòng có cây gai. Trong đầu hắn Thủy chung sẽ muốn dạy Lạc Ninh trước khi chết nói chuyện, người kia là Tuấn Mỹ công tử. Công tử này, có phải hay không Lan Đình Ngọc đâu? Nếu như không phải Hoàng thượng lời nói, là quân hội một mực đang Lan Đình Ngọc thân lên cha. Nhưng bây giờ, hắn cơ bản đã bài trừ Lan Đình Ngọc. Lại nói lúc này, Lan Đình Ngọc cùng vệ vô kỵ ngăn lại Lăng Vân Phong cùng Hoa Thiên Anh đường đi. Lăng Vân Phong cùng Hoa Thiên Anh gặp hai người này, nao nao, nhưng hai người bọn họ lại là không sợ hãi chút nào. Hoa Thiên Anh lãnh đạm cười một tiếng, nói ra, vệ vô kỵ, người cũng không cảm thấy ngại đến đây. Vệ vô kỵ sắc mặt lạnh lẽo, hắn nói ra, ta vì cái gì không có ý tứ đến đây. Hoa Thiên Anh nói ra, vệ vô kỵ, người phản bội trưởng giáo trí tôn, bút chướng này, chúng ta Vân Thiên Tông còn không có tính với ngươi. Hôm nay ngươi thế mà còn dám chủ động đưa tới cửa. Vệ vô kỵ nhìn Hoa Thiên Anh liếc một chút, nói ra, người tu đạo, bởi vì lợi mà tụ, nhân thế mà phân. Nói chuyện gì phản bội, một chút tác dụng đều không có. Hoa Thiên Anh, ta biết ngươi bây giờ là Vân Thiên Tông bên trong Đại Hồng Nhân, bất quá, hôm nay ngươi như không đem người Hoàng Kiếm giao ra, ta chỉ sợ ngươi không có cách nào còn sống trở lại Vân Thiên Tông. Hoa Thiên Anh cười lạnh một tiếng, nói ra, vệ vô kỵ, nhân hoàng kiếm ngay tại chúng ta trên tay. Ngươi như có bản lĩnh, thì tới lấy đi. Vệ vô kỵ gật gật đầu, nói ra, tốt, tốt. Ta liền đến chiếu cố người vị này vân thiên tông cao thủ thanh niên. Hắn vừa dứt lời âm, người liền động. Phạm thiên đại quyền thuật, vệ vô kỵ ngưng tụ pháp lực, liền gặp trước mặt hắn khí lưu tuôn ra, tiếp theo, hắn nhất quyền giết ra. Phạm thiên kim tôn nảy sinh, cái kia phạm thiên kim tôn đột nhiên nhất quyền bạo kích ra ngoài. To lớn kim sắc quyền ấn trực tiếp nghiền ép hướng hoa thiên anh. Vệ vô kỵ tu luyện phạm thiên đại quyền thuật, tinh thần cuồn cuộn vô cùng, mà lại bản thân hắn phương pháp lực hùng hậu, một quyền này đánh ra, liền có loại hư không phá toái, xé rách nhân gian khí thế khủng bố. Đây tuyệt đối không phải bình thường pháp bảo chờ một chút có thể chống cự. Hoa thiên anh tuy nhiên tự phụ, lại cũng không dám xem thường vệ vô kỵ một quyền này. Trong nguy cơ, Hoa Thiên Anh cổ động lực lượng toàn thân, một trưởng vỗ ra. Hàn Băng Nguyên thần ấn. Hắn Hàn Băng Nguyên thần tuôn ra, trong nháy mắt tụ tập bốn phía không khí lạnh, đóng băng thừa số từ trường. Cái này Hàn Băng Nguyên thần hình thành một tòa Hàn Băng Đại Sơn, đột nhiên ngăn trở Phạm Thiên Đại Quyền thuật. Oanh. Phạm Thiên Đại Quyền thuật oanh sát tại Hàn Băng phía trên ngọn núi lớn, nhất thời, cả tòa núi lớn bắt đầu rạn nứt. Hoa Thiên Anh lại nhất quyền vung ra. Cái kia Hàn Băng Đại Sơn đột phá vỡ vụn, vỡ vụn bên trong, một đạo Hàn Băng tụ tập quyền ấn hướng phía Phạm Thiên Đại Quyền thuật oanh sát mà đi. Ầm ầm. Phạm Thiên Đại Quyền thuật lập tức bị đánh nát, đồng thời hướng phía vệ vô kỵ mặt đánh giết mà đến. Cái này Hoa Thiên anh thế mà có thể đem vệ vô kỵ loại cao thủ này công kích vỡ nát, đồng thời cấp tốc phản công. Bằng vào chiêu này, cũng đã có thể nói rõ vị này Vân Thiên Tông cao thủ thanh niên tuyệt đối là danh bất hư truyền. Kim Tôn hộ thân vệ vô kỳ tay nắm pháp ấn. Trước mặt hắn, Phạm Thiên Kim Tôn đột nhiên nảy sinh. Cái kia hàn băng quyền ấn đánh giết tại Phạm Thiên Kim Tôn trên thân, Phạm Thiên Kim Tôn trên thân nhiệt độ giống như núi lửa bạo phát sung nham, cấp tốc đem hàn băng quyền ấn tan giã. Cái kia hàn băng quyền ấn trực tiếp thì hóa thành nước sôi, sau đó tưới rơi vào trên sa mạc. Lúc này, Lan Đình Ngọc liền cũng liền cùng Lăng Vân Phong đưa trước tay. Lăng Vân Phong cũng không có quá đem Lan Đình Ngọc để vào mắt, hắn phải nhanh chóng giải quyết Lan Đình Ngọc, sau đó lại cùng Hoa Thiên Anh cùng một chỗ đánh giết vệ vô kỵ. Nhân hoàng kiếm bây giờ đã nơi tay, hắn sẽ không để cho phía bên mình mạo hiểm. Lan Đình Ngọc trong khoảng thời gian này tu vi lại cũng đã tăng vọt đến bát trọng thiên đỉnh phong, hắn cử viêm thần hỏa bá đạo vô cùng, liên tục cùng Lăng Vân Phong đụng nhau mấy cái tay, không chỉ có chưa rơi xuống hạ phong, ngược lại còn để Lăng Vân Phong có chút chật vật. Cái này khiến Lăng Vân Phong không khỏi hơi hơi thất sắc, hắn lập tức điều chỉnh tâm tính, toàn lực ứng đối Lan Đình Ngọc. Lúc này chiến đấu tuyệt đối đã là đến gay cấn giai đoạn. La Quân cùng Kiều Ngưng ở một bên bí ẩn quan chiến, cái này trong sa mạc cũng có tốt ẩn thân địa điểm, nói thí dụ như giấu ở đống cát đằng sau. Hai người khoảng cách chiến trường có chút khoảng cách, bất quá bọn hắn nhãn lực siêu quần, nhưng cũng là thấy rõ ràng giữa sân tình huống. Kiều Ngưng nói với La Quân, Lan Đình Ngọc cùng vệ vô kỵ cũng là hoàng thượng phái tới, chúng ta hiện đang xuất thủ, cái này Hoa Thiên Anh cùng Lăng Vân Phong tuyệt đối không phải là đối thủ. Là quân có chút do dự, hắn nói ra, chờ một chút. Kiều Ngưng nói, thế nào, người muốn tự mình đoạt được nhân hoàng kiếm, chiếm cứ công lao. Là quân nói ra, đó cũng không phải, chỉ là Lăng Vân Phong chính là ta ân nhân. Chúng ta lúc này xuất thủ, vạn nhất để hắn gặp bất chắc, trong nội tâm của ta thực sự bất an. Có thể chúng ta nếu là lưu thủ, vệ vô kỳ cùng Lan Đình Ngọc lại nhất định có thể nhìn ra kiều ngưng nao nao lại là không nghĩ tới la quân là tại cố kỵ tầng này lúc này giữa sân lan đình ngọc cử viêm thần kiếm thượng hạ tung bay hù dọa sóng lửa cuồn cuộn lăng vân phong lợi dụng đế hoàng trảm cùng hắn liên tục từng đôi chém giết cái kia cử viêm thần kiếm tự thân lực lượng quá mức hung mãnh lăng vân phong nếu không phải ỉ vào công lực thâm hậu lại là sớm muốn rơi xuống hạ phong kiều ngưng cũng liền không nóng nảy xuất thủ nàng nói với la quân Lan Đình Ngọc trước đó đem đồ văn nói cao như vậy tay đều cho làm biến mất, hắn hiện tại đối Lăng Vân Phong tuyệt đối không có suất toàn lực. Nếu như Lăng Vân Phong đem Lan Đình Ngọc bức gấp, chỉ sợ cũng sẽ rất nguy hiểm. La Quân nói ra, không biết Lan Đình trên Ngọc Thủ đến có pháp bảo gì, lại có thể chiến thắng tầng 10 cao thủ. Nhưng bây giờ mặc kệ như thế nào, chúng ta cũng không thể giúp đỡ Lăng Vân Phong tới đối phó Lan Đình Ngọc a. Cái kia chính là tại cùng Hoàng Thượng đối nghịch kiều ngưng nói ra trước yên lặng nhìn biến đi lan đình ngọc cũng không muốn trước mặt người khác thể hiện ra hắn pháp bảo đó là hắn bí mật vũ khí người này làm người là rất có lòng dạ nếu như lăng vân phong cùng hoa thiên anh có thể chiến thắng vậy cũng nhất định là nguyên khí hao tổn không ít chúng ta đến lúc đó làm tiếp chặn đường nếu là lan đình ngọc bọn họ không địch lại chúng ta lúc này lại ra tay cũng là chiếm cứ công lao la quân nhãn tỉnh sáng lên nói ra vẫn là người thông minh Kiều Ngưng mềm mại hừ một tiếng, nói ra, đó là đương nhiên. Dưới mắt chiến đấu mạo hiểm quỷ dị, mà vệ vô kỵ trong lòng là giật mình. Lúc đầu hắn cho là hắn cầm xuống Hoa Thiên Anh là 10 phần chắc chín. Dù sao Hoa Thiên Anh Thu Vi vừa mới đến cửu trọng thiên đỉnh phong. Hoa Thiên Anh tiến bộ rất nhanh, trước đó cùng La Quân định ra ước hẹn 3 năm lúc là cửu trọng thiên trung kỳ, dưới mắt thế mà đã vượt qua khoảng cách, đến đỉnh phong. Trên thực tế, đây cũng là Hoa Thiên Anh tại gặp được La Quân lúc, hắn tu vi cũng đã đến một cái điểm tới hạn tùy thời đều muốn đột phá so sánh dưới lăng vân phong bây giờ là phải kém hơn tại hoa thiên anh hoa thiên anh cửu u huyền minh chân kinh cực hung hung hãn đây cũng là vệ vô kỵ lâu bắt không được nguyên nhân thực lực đến nước này đã không phải là đơn giản tế bảo não số lượng nhiều quả liền có thể quyết phân thắng thua vệ vô kỵ kinh ngạc tại hoa thiên anh thực lực mà lăng vân phong thì càng mẹ hắn kinh ngạc lan đình ngọc khó chơi hắn thế mà bắt không được một cái bát trọng thiên đỉnh phong ra hỏa. Vệ vô kỵ phát động bàn nhược nguyên thần, mấy lần công kích Hoa Thiên Anh. Hoa Thiên Anh đều liệu trước tiên cơ, đi đầu né tránh, sau đó lấy huyền minh cướp chỉ phá hư bàn nhược nguyên thần từ trường, sau đó liền cũng liền phá loại kia pháp lực tuyệt đối cấm đoán. Bàn nhược nguyên thần đóng băng thời không là rất lợi hại, nhưng hắn lợi hại ở chỗ ra bất ngờ. Một khi đối phương đã sớm chuẩn bị, cái kia sẽ rất khó có tư cách. Lại nói lúc này, Lăng Vân Phong trong mắt thoáng hiện lệ quang, Lan Đình Ngọc nảy sinh, đối với hắn lòng tự tin đã kích quá lớn. Hắn sát tâm đã lên, quyết định muốn thi triển toàn lực đem Lan Đình Ngọc hoàn toàn đánh giết. Lúc này, hắn đem đế hoàng kiếm vận chuyển tới cực hạn, cái kia đạo cực kiếm đột nhiên chém ra. Lan Đình Ngọc lập khắc lấy cửu viêm thần kiếm đụng giết đi qua, hai cỗ lực lượng hung mãnh đụng giết, tia lửa trói lọi tới cực điểm. Lăng Vân Phong hít sâu một hơi, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cái này ngụm máu tươi chính là hắn huyết tinh chi khí, huyết tinh chi khí phun ra đến đế hoàng kiếm bên trên, cái này đế hoàng kiếm lên lóe ra huyết sắc quang mang tới. Oanh, đế hoàng kiếm trong nháy mắt liền đem cái kia cửu viêm thần kiếm đánh sơ xác. Đế hoàng kiếm sau đó thiểm điện bắn giết hướng Lan Đình Ngọc. Lan Đình Ngọc tay vồ một cái, cái kia cửu viêm thần hỏa cấp tốc hình thành cửu viêm thuẫn đến cường đại tinh cương cửu viêm thuẫn ngăn trở đế hoàng kiếm tiến công. Cái kia đế hoàng kiếm thân kiếm thiểm điện xoay tròn, mũi kiếm tại cửu viêm thuẫn trên tấm chắn ma sát ra trùng thiên tia lửa tới. Phá, lăng vân phong hét lớn một tiếng. Cái kia đế hoàng kiếm rốt cuộc đem cửu viêm thuẫn cũng chấn vỡ. Lăng vân phong phát động suốt đời lực lượng, đây là liều mạng già cũng muốn xử lý Lan Đình Ngọc. Đế hoàng kiếm phát ra sắc nhọn vù vù âm thanh, tiếp lấy lại lần nữa hung mãnh bắn giết Lan Đình Ngọc. Lan Đình Ngọc bị kinh ngạc, hắn mặc dù là bất thế gia thiên tài, mà lại cử viêm thần hỏa cũng là vô thượng công pháp. Nhưng là Lăng Vân Phong cũng không phải bình thường hạng người, cho nên lúc này, Lăng Vân Phong liều mạng, Lan Đình Ngọc cử viêm thần hỏa cũng phải bắt đầu ngăn cản không nổi. Trong nguy cơ, Lan Đình Ngọc cấp tốc vội vàng thối lui, cái kia cử viêm thần hỏa tự động hộ chủ, hình thành cử viêm thần khải mặc trên người hắn. Đế Hoàng Kiếm thiểm điện đâm trúng Lan Đình Ngọc cử viêm thần khải, phanh một tiếng, Lan Đình Ngọc cả người bay rất ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất. Sau đó, hắn mãnh liệt nôn một ngụm máu tươi đi ra. Đáng được ăn mừng là, đế hoàng kiếm cũng không có đem cửu viêm thần khải đâm xuyên, không phải vậy lời nói, Lan Đình Ngọc không phải chết ngay tại chỗ không thể. Một màn này, là quần cùng kiều ngưng nhìn có chút ngốc. Lan Đình Ngọc thế mà bị Lăng Vân Phong đánh bại, là quần cùng kiều ngưng đồng thời nói ra, chẳng lẽ đồ văn đạo chân là tổ hỏa nhập ma mới bị hắn đánh bại chẳng lẽ lan đình ngọc thật không có cái gì tuyệt thế pháp khí vẫn là nói lan đình ngọc biết bên cạnh còn có người ẩn giấu cũng trở ngại vệ vô kỳ tại liền dùng cái này khổ nhục ghế hắn cũng là không muốn triển lộ ra cái kia kiện tuyệt thế pháp khí lăng vân phong cũng không ngừng lại hắn lập tức dậm chân tiến lên chính là muốn kết lan đình ngọc lúc này thực là nghiệm chứng lan đình ngọc phải chăng có tuyệt thế pháp khí cơ hội tốt nhất lan đình ngọc nếu có tại lúc sắp chết đó là nhất định sẽ dùng thế nhưng là cái này cũng có cái nguy hiểm rất lớn cái kia chính là lan đình ngọc một khi không lúc này thì thực biết bị lăng vân phong giết chết la quân cùng kiều ngưng đều không do dự bọn họ đồng thời lóe ra qua không phải là bởi vì đừng cũng không phải cái gì cao thượng lý niệm mà chính là người lan đình ngọc tại kiều ngưng gặp được nguy hiểm thời điểm đây chính là đều không chút do dự xuất thủ hai người bọn họ làm người còn không đến mức như vậy không tử tế. Cho nên lúc này, hai người là nhất định muốn xuất thủ. Là quân người còn chưa tới, đầu tiên là huyền âm chỉ giết ra. Kiều Ngưng cũng bắn ra một đạo điện quang đánh giết tới. Lăng Vân Phong khẽ nhíu mày, thân hình hắn liền chuyển, lúc này mới tránh đi cái này hai đạo bén nhọn công kích. Đồng thời, là quân cùng Kiều Ngưng cũng liền nảy sinh tại Lăng Vân Phong trước mặt. Các ngươi thế mà cũng theo tới. Lăng Vân Phong hơi hơi kinh ngạc. La Quân trầm giọng nói ra, chúng ta cùng Lan Đình Ngọc bọn họ đều là hoàng thượng phái tới người. Lăng Vân Phong đại ca, nhân hoàng kiếm vốn là người từ trên tay của ta lấy đi. Hy vọng người hiện tại có thể về trả cho chúng ta. Lăng Vân Phong từ tốn nói, vậy phải xem ngươi bản sự. Tiêu Tuấn Tài đều bị ta cùng Kiều ngưng giết, người bây giờ nguyên khí tổn hao nhiều, làm sao có thể là đối thủ của chúng ta. La Quân nói ra, Lăng Vân Phong đại ca, ta thực sự không nguyện ý cùng người binh đao gặp nhau. Lăng Vân Phong trầm mặt nói ra, bớt nói nhiều lời, muốn nhân hoàng kiếm, vậy liền bằng bản sự đi. La Quân khẽ thở dài một tiếng, hắn đột nhiên trong nháy mắt mà ra. Một đạo lục quang lập tức lấp lóe mà ra. Đại La Tiên đẳng cấp tốc lan tràn mà ra, trong một chớp mắt liền đem Lăng Vân Phong quấn chặt lấy. Lăng Vân Phong nguyên khí tổn hao nhiều, hắn độ mẫn cảm giảm xuống rất nhiều mà đại la tiên đằng lại là tuyệt thế pháp bảo cho nên nhất thời không quan sát hắn liền thật sự bị đại la tiên đằng cho chế trụ là quần cấp tốc một thanh từ lăng vân phong trong tay bắt về cái kia đựng nhân hoàng kiếm phòng bị tu di tiếp theo hắn lập tức liền thu đại la tiên đằng đại la tiên đằng giải trừ càng trễ quấn quanh số vòng thì càng nhiều hơn nữa còn sẽ đem từ trường phần tử gạt ra khỏi qua nhận hạn chế người tới về sau căn bản là không có cơ hội thoát đi lăng vân phong tại cái này một cái chớp mắt sắc mặt khó coi tới cực điểm hắn dạng này không để ý hoa thiên anh rời đi tại đạo nghĩa lên cũng không còn gì để nói thế nhưng là hắn lại mới bị la quân thả cũng thực sự không có ý tứ lại ra tay dù sao hắn tuy nhiên đối la quân có ân nhưng cũng không thể hết lần này đến lần khác ỉ vào ân huệ khiến người ta khó làm a à. lăng vân phong cảnh ngộ là tiến thối lưỡng nan mà vệ vô kỵ bên kia cùng hoa thiên anh trong chiến đấu cũng rốt cục nảy sinh phân hóa thời gian dài chiến đấu phía dưới, vệ vô kỵ rốt cuộc chiếm thượng phong. Lúc này, Hoa Thiên Anh muốn chạy trốn cũng là không thể, một khi đào tẩu, đào tẩu một cái chớp mắt chính là lớn nhất sơ hở. Như vậy vệ vô kỵ liền sẽ đem Hoa Thiên Anh đánh giết. Cao thủ chiến đấu, trong gang tất sai lầm cũng là mấu chốt thắng bại. Nhìn, là quân bọn họ bên này đã lấy được tính áp đảo thắng lợi. Nhưng là lúc này, lại nổi sóng gió. Vân Phong, bần tăng đến giúp ngươi một thanh âm từ phía đông truyền đến, Hồ Vân Phong lúc còn tại ngoài 10 dặm, người chữ vừa rơi xuống âm, bóng người kia liền đã nảy sinh tại La Quân cùng Kiều Ngưng trước mặt hai người 10 mét chỗ. Lúc này, Lan Đình Ngọc ở một bên khoanh chân vận công liệu thương. Hắn lại là quản chẳng nhiều rất nhiều. Người đến lại là Vân Thiên Tông một vị chân thần, nói ma ha tĩnh diệp. Tại hoa hạ thần thoại bên trong, có một vị hồng quân lão tổ là đến thiên tạo hóa. Hắn mấy cái tên đệ tử, tam thanh đạo tôn, vậy cũng là không được đại nhân vật. Mà Hồng quân lão tổ trung quy là thần thoại truyền thuyết, nhưng là ở trên trời châu bên trong, cũng phải nói là viễn cổ đám chân thần bọn họ trong miệng, lại là chân chính có một vị chúng pháp chi thần. Cái kia chúng pháp chi thần tên là viên giác, viên giác nghe là pháp danh, nhưng cái này viên giác đến là đạo sĩ, vẫn là hòa thượng, hoặc là tục ra người chờ một chút, đây đều là ngoại nhân không biết. Thậm chí những chân thần đó nhóm cũng chưa thấy qua viên giác. Sở dĩ để người ta biết vị này chúng Pháp chi thần, đó là bởi vì tại viễn cổ thời đại, viên giác có ba tên đệ tử. Ba tên đệ tử, một cái là nhân hoàng. Nhân hoàng sớm đã qua đời, bây giờ lưu truyền nhân hoàng pháp khí, cái kia nhưng đều là không được thần khí. Cái thứ hai đệ tử, chính là phía tây chi thần, thần vương rớt. Cái thứ ba đệ tử, vì thần thủy hoàng doanh chính. Nhân hoàng, rớt, doanh chính tại viễn cổ thời đại, vậy cũng là tuyệt đối phong vân nhân vật, Bọn họ xưng hô chính mình sư phụ vì chúng pháp chi thần, chúng thần nhóm gặp cái này tam đệ tử đều đã thần thông như thế, liền cũng tôn viên giác vì chúng pháp chi thần. Mà cái này Ma Ha Tĩnh Diệp cùng cái kia chúng pháp chi thần viên giác thì có một loại huyền diệu liên hệ. Bởi vì hắn là doanh chính Đồ Tôn. Ma Ha Tĩnh Diệp ăn mặc đơn bạc màu trắng tăng bào, hắn để chân trần thì như vậy đứng ở trước mặt mọi người. Đầu hắn là để trần, nhưng trên đầu nhưng không có giới ba. Trên thực tế như ma ha tính diệp người kiểu này, tuy nói cũng là hòa thượng. Nhưng cũng chỉ là tính toán làm Phật môn nhất mạch, trong con mắt của bọn họ là không có cái gì thanh quy giới luật. Cái này Phật, chính là là một loại đạo lý, một loại sức mạnh. Cũng không phải là chúng sinh tín ngưỡng chi Phật, mà chính là bản nguyên chi Phật. Ma ha tính diệp nhìn đã già nua vô cùng, thân thể của hắn dị thường thon gầy, cả người tại tăng bào bên trong, giống như cây trúc. Lăng Vân phòng gặp Ma Ha Tĩnh Diệp, không khỏi lập tức ôm quyền không người, nói ra, đệ tử xin ra mắt tiền bối. Ma Hà Tĩnh Diệp chắp tay trước ngực, ngâm một tiếng A-di-đà Phật, sau đó nói, nhân hoàng kiếm đoạn không thể rơi vào vậy hoàng đế chi thủ, cho nên trưởng giáo trí tôn để bần tăng đến đây trợ các người một chút sức lực. Lăng Vân Phong lại là ánh mắt phức tạp, hắn lại là sợ Ma Hà Tĩnh Diệp hội giết la quân cùng Kiều Ngưng. Lại nói lúc này, vệ vô kỵ một chiêu phạm thiên ánh sáng thi triển đi ra. Nhất thời, kim quang đầy trời. Vệ vô kỵ đem kim quang kia một chảo, kim quang lập tức co lại thành một đạo kim sắc cự kiếm. Cự kiếm kêu anh một tiếng, bắn phá hoa thiên anh hàn băng nguyên thần, đồng thời liền muốn đem hoa thiên anh chém giết. Liền cũng tại lúc này, mà hà tĩnh diệp xuất thủ, hắn hư không đem tay vồ một cái. Nhất thời tại hoa thiên anh trước mặt, mặt đất kia hạt cát điên cuồng hội tụ vào một chỗ, trong nháy mắt hình thành nhất tôn Phật đà. Cái này xa Phật đà há miệng ra, liền đem cự kiếm kia hút vào đến trong bụng. Mọi người lập tức liền trông thấy sa Phật Đà trong bụng tràn đầy kim quang, nhưng này sa Phật Đà trong bụng, hạt cát tựa như vạn thiên viên đạn vừa đi vừa về kích xạ. Lốp ba lốp bốp, lực lượng cường hãn đến cực hạn. Chỉ một lúc sau, kim quang kia cự kiếm rốt cuộc bị hạt cát phá hủy. Sa Phật Đà cũng theo đó tán đi, biến thành một đống hạt cát. Lúc này, vệ vô kỳ cũng là bị kinh ngạc, bởi vì hắn đã ý thức được đến một tên tuyệt đỉnh cao thủ. Hoa Thiên Anh tuy nhiên rơi xuống hạ phong, lại chưa thụ thương. Hắn cấp tốc vọt đến ma ha tính diệp trước mặt, không người hô tiền bối. Vệ vô kỵ cũng cùng kiều ngưng, là quân tụ hợp. Ba người thủ hộ ở Lan Đình Ngọc, sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy ma ha tính diệp bên này. Vệ đại nhân, hòa thượng này quả thực là lợi hại, dưới mắt chúng ta nên làm cái gì? Kiều ngưng hỏi vệ vô kỵ. Vệ Vô Kỵ sắc mặt nghiêm túc, hắn nói ra, "Nhân hoàng kiếm nơi tay sao?" La Quân gật đầu, nói ra, "Không sai." Vệ Vô Kỵ nói ra, "Các ngươi mang Lan Đình ngọc rời đi, ta đến ứng trả cho bọn họ." La Quân cùng Kiều Ngưng bị kinh ngạc, La Quân nói ra, "Vệ đại nhân, như vậy sao được?" Vệ Vô Kỵ trầm giọng nói ra, "Đừng nói nhảm, theo kế hoạch hành sự." La Quân cùng Kiều Ngưng nhìn nhau, hai người lại làm không được cứ vậy rời đi để đồng bạn chịu chết, bọn họ làm không được, liều, còn có sức liều mạng, không liều cũng là nhất định thất bại. Bất quá dưới mắt, là quân còn có ý nghĩ khác. Hắn trầm giọng nói ra, vệ đại nhân, chúng ta hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, trước đêm này nhân hoàng kiếm cho bọn hắn. Sau đó lại nghĩ biện pháp, người xem coi thế nào. Vệ vô kỵ nao nao, hắn thực cũng là đau đầu vô cùng. La quân kiểu nói này, lại là cho hắn một cái hạ bậc thang hắn là người cầm đầu tự nhiên không có ý tứ trước tiên nói ra bực này ngôn ngữ dù sao là quân những người này cũng cùng hắn không phải một lòng vạn một sau khi trở về bọn họ vạch tội hắn một bản vậy hắn vệ vô kỵ thế nhưng là người cầm ăn hoàng liên có nỗi khổ không nói được a à. tốt vệ vô kỵ trầm ngâm một cái chớp mắt về sau nói ra sau đó là quân liền tách mọi người đi ra hắn hướng cái kia ma ha tính diệp nói ra đại sư, các ngươi muốn nhân hoàng kiếm tại ta chỗ này. Ta có thể đem nhân hoàng kiếm cho các ngươi, nhưng các ngươi muốn cứ vậy rời đi. A-di-đà Phật, ma ha tính diệp từ tốn nói, Vân Thiên Tông lần trước sự tình còn chưa cùng đại khang hoàng đế tính toán rõ ràng, hôm nay đã gặp gỡ, gì không cùng lúc kết. Nhân hoàng kiếm, chúng ta muốn, chư vị cũng phải theo chúng ta trở lại Vân Thiên Tông, chờ đợi Vân Thiên Tông thiên hình ti xử lý. Là quân bọn người bị kinh ngạc la quân vạn vạn không nghĩ đến hòa thượng này thế mà như thế không dễ nói chuyện cái này nói dễ nghe một chút là tùy bọn hắn về vân thiên tông trên thực tế cũng là bị bắt về vân thiên tông khẳng định là muốn bắt bọn họ đến theo hoàng thượng đàm chút điều kiện trở thành tù binh đây chính là vô cùng nhục nhã a à. la quân bọn người là quả quyết không thể tiếp nhận vệ vô kỵ càng là không thể tiếp nhận hắn theo vân thiên tông cửu oán sâu đâu nếu thật là bị bắt về vân thiên tông cái kia không chết cũng phải lột ra mà la quân vẫn là vân thiên tông phản đồ đâu sau khi trở về hạ tràng cũng không phải dễ chịu cho nên đây chính là căn bản không có đàm la quân lạnh giọng nói ra như thế xem ra chuyện hôm nay quả quyết không cách nào thiện mà hà tính diệp chắp tay trước ngực chỉ nói a di đà phật ý tứ này thì rất đơn giản cái kia chính là đừng đánh đi hoa thiên anh lạnh giọng nói ra la quân Tuy nhiên người ta có ước hẹn 3 năm, nhưng hôm nay chính là công sự, bắt ngươi về Vân Thiên Tông, hết thảy xử lý chờ đợi Thiên Hình Ti. Cũng đừng nói là ta khinh ngươi sợ ngươi. La Quân lúc này có thể không tâm tình theo Hoa Thiên anh cãi nhau. Ánh mắt của hắn lại là đến Lăng Vân Phong trên thân, ngay sau đó liền nói ra, Lăng Vân Phong đại ca, người tổng sẽ không còn muốn xuất thủ a. À. Ý tứ này thì rất rõ ràng, ta cũng không phải yếu đạo đức bắt cóc ngươi, chỉ là vừa mới ta mới tha cho ngươi một cái mạng người bây giờ tổng không có ý tứ lập tức tới ngay đối phó ta đi. Lăng Vân Phong gật gật đầu, nói ra, ta tuyệt không xuất thủ. Sau đó, hắn lại nói với Ma Ha Tĩnh Diệp, tiền bối, vãn bối vừa rồi vì bọn họ pháp khí bắt, giờ phút này không mặt mũi nào xuất thủ, xin tiền bối thông cảm. Cái này thực là một kiện không lớn hào quang sự tình, nhưng Lăng Vân Phong lúc này không chút do dự nói ra. Trên thực tế, cũng là hắn muốn cho La Quân bọn họ một con đường sống. Dưới mắt tình huống, nếu như lăng vân phong cùng một chỗ cùng hoa thiên anh tới ra tay đối phó la quân cùng kiều ngưng như vậy la quân cùng kiều ngưng hẳn phải chết không nghi ngờ mà vệ vô kỵ cũng rất không có khả năng là ma ha tính diệp đối thủ nhưng nếu như lăng vân phong không xuất thủ la quân bọn họ thì còn có sức liều mạng hoa thiên anh lúc này cũng chỉ là cười lạnh một tiếng la quân dứt khoát để lan đình ngọc trốn đến hắn phòng bị tu di bên trong liệu thương tiếp theo đại chiến chính là hoàn toàn bạo phát vệ vô kỵ tự nhiên là theo ma ha tính diệp người bị đánh chết cùng một chỗ. Tuy nhiên ma ha tính diệp chính là hư không chân thần, nhưng vệ vô kỵ tu vi cũng là tầng 10 cấp độ. Vệ vô kỵ cùng ma ha tính diệp thân hình lóe lên, liền tại ngoài ngàn mét. Tiếp theo, hai người kích đánh nhau, vệ vô kỵ lấy đại phạm thiên quyền thuật đánh giết tới. Hắn trên thực tế nguyên khí cũng hao tổn không ít, hoa thiên anh chính là cái rất lợi hại đối thủ lợi hại, vệ vô kỵ đối phó cũng không thoải mái đối mặt vệ vô kỳ hung hãn đại phạm thiên quyền thuật, mà hà tính diệp một trưởng vỗ ra. Hắn một trưởng này, chính là ta vì pháp tướng, vạn pháp vì tướng. Đây là trong Phật môn trí cao cảnh giới. Cũng xưng pháp tướng trưởng ấn. Một trưởng vỗ ra, cái kia sa mạc trong tay hắn tụ tập, sau cùng hình thành to lớn cát trưởng. Cái kia cát trong lòng bàn tay, hạt cát kịch liệt rảo sát lấy. Oanh! Hai cỗ lực lượng đụng giết cùng một chỗ, cái kia các trưởng đem phạm thiên đại quyền thuật vây lại, hạt cát lẫn nhau chém giết, trong nháy mắt liền đem đại phạm thiên quyền thuật quyền ý cùng tinh thần tan giã. Vệ vô kỵ cảm giác được đối phương căn bản không có quá xuất lực, sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm. Pháp tướng quyền, ma ha tĩnh diệp lại nhất quyền oanh sát mà ra, cái kia hạt cát lập tức tụ tập thành cự quả đấm to hướng vệ vô kỵ đánh giết tới. Trong nháy mắt, cát bụi đầy trời, giống như hung hãn bão cát hướng phía vệ vô kỵ tập sát mà đến vệ vô kỵ muốn tránh cũng không được liền quát một tiếng phạm thiên kim tôn cái kia phạm thiên đại kim tôn cùng bàn nhược nguyên thần hòa làm một thể đem vệ vô kỵ bao lại cát bụi liền mãnh liệt đánh giết tại cái này hộ thể kim tôn trên thân ma hà tính diệp lại một tay duỗi ra sau đó cái kia hư giữa không trung to lớn vòi rồng bão cắt hình thành vòi rồng bão cắt che khuất bầu trời sau cùng hình thành một cái mũi nhọn chém tới hộ thể kim tôn phốc suy phốc suy bão cát đùng đùng sao không dứt không ngừng đả kích tại hộ thể kim tôn trên thân. Vệ vô kỵ cảm giác được pháp lực mình đang nhanh chóng sói mòn, như vậy xuống dưới, lại là sớm muộn một con đường chết. Nhưng đến giờ này khắc này, hắn lại là một điểm tự cứu biện pháp đều không có. Vệ vô kỵ cũng không dám qua trông cậy vào kiều ngưng cùng la quân tới cứu. Hắn cho rằng cái kia hai hàng có thể gánh vác hoa thiên anh cũng không tệ. Mà lại, dù cho tới cứu, lấy bọn họ tu vi, cái kia cũng không giúp đỡ được cái gì. Lúc này, La Quân cùng Kiều Ngưng vẫn là trạng thái toàn thịnh. Hai người đối phó dậy Hoa Thiên Anh đến, cũng không có bất kỳ cái gì đáng sợ tâm lý. La Quân cùng Kiều Ngưng thì một cái tâm tư, cấp tốc cầm xuống Hoa Thiên Anh. Sau đó trợ giúp vệ vô kỵ đánh giết Ma Ha Tĩnh Diệp. Về phần đại La Tiên Đằng, La Quân cũng sẽ không lập tức dùng đến. Đó là muốn nhất kích tất sát. Đối mặt Hoa Thiên Anh, Kiều Ngưng đầu tiên y thơ cổ long bia trấn áp Hoa Thiên Anh. Vậy quá cổ long bia cấp tốc bay ra, trực tiếp từ Hoa Thiên Anh đỉnh đầu trấn áp xuống. Thái cổ long bia lực lượng cường hãn vô cùng, lần này trấn áp, liền có loại mây đen áp thành thành muốn phá vỡ uy thế. Thái cổ long bia cũng không phải đơn giản pháp khí, đó là nghe đạo tùy thân pháp bảo. Hoa Thiên Anh bị kinh ngạc, hắn lập tức một trường vỗ ra, liền đem thái cổ long bia chống đỡ. Vậy quá cổ long trên tấm bia quá chữ cổ cấp tốc biến hóa, sau cùng hình thành một đầu thần long. Cái này thần long uốn lượn quấn quanh, quanh thân liệt hỏa hừng hực, liền cấp tốc đem hoa thiên anh quấn chặt lấy, mà lại là càng quấn càng chặt. Hoa thiên anh nhíu mày, hắn cấp tốc thi triển huyền minh chân khí. Trên người hắn phát ra xương trắng đến, cái kia liệt hỏa hừng hực, lại là thủy chung không cách nào hòa tan trên người hắn băng xương. Cùng lúc đó, hoa thiên anh tay phải nhất trưởng bổ ra hắn một trưởng này chính là hàn băng trưởng oanh nhất trưởng liền đem cái kia thần long chém nát cái kia thần long lại hóa thành quá chữ cổ sau cùng trở lại thái cổ long trên tấm bia la quân cấp tốc xuất khích hắn đại la tiên đằng đem hoa thiên anh cấp tốc trói chặt lại la quân biết hoa thiên anh băng xương chi khí cũng là đại la tiên đằng khắc tinh cho nên lúc này cũng không để lại tay chính là lóe lên tiến lên nhất trưởng hướng hoa thiên anh đầu bổ tới đây chính là muốn đem hoa thiên anh cho giết một bên lăng vân phong bị kinh ngạc hoa thiên anh hàn băng nguyên thần trong nháy mắt bay ra hướng phía la quân một trưởng vỗ tới đồng thời hoa thiên anh cũng lập tức liền dùng tự thân băng hàn chi khí đem đại la tiên đằng xu thế lui hắn hiển nhiên cũng là người thông minh la quân có thể nghĩ đến biện pháp hắn cũng có thể nghĩ đến kiều ngưng cũng ngay sau đó ra chiêu nàng thượng cổ lôi phù bay ra ngoài cấp tốc hạ xuống vô cùng lôi điện đánh giết hướng hoa thiên anh Hoa Thiên Anh tay phải cấp tốc thi triển ra cửu U18 thần chém. Sau đó không chung, Thiểm Điện cùng Tuyết Hoa chạm chém giết lẫn nhau cùng một chỗ, thoạt nhìn là khí trời quỷ dị, trên thực tế lại là thần linh ở giữa đối chiến. Hoa Thiên Anh tuyệt không phải là kẻ vớ vẩn, hắn tại nguyên khí đại thương tình huống dưới, còn có thể lực lượng một người chiến la quân cùng Kiều Ngưng. Mà lại, la quân cùng Kiều Ngưng còn một thân pháp bảo. Kiều Ngưng liên tục chém giết Hoa Thiên Anh nhưng Hoa Thiên Anh đều muốn kiều ngưng công kích vững vàng cản trở về. La Quân làm theo cùng Hoa Thiên Anh nguyên thần đánh nhau, để La Quân đau đầu là, Hoa Thiên Anh nguyên thần cũng là hàn băng thể chất. Cho nên hắn công kích đối Hoa Thiên Anh nguyên thần không cách nào tạo thành quá lớn thương hại. Đương nhiên, Hoa Thiên Anh nguyên thần chỗ thi triển công kích thủ đoạn, nhưng cũng là không làm gì được La Quân. La Quân lúc này cũng rốt cục phát giác được hắn cùng Hoa Thiên Anh ở giữa tranh lệch, mà lại, bởi vì Hoa Thiên Anh tu luyện là cửu u huyền minh chân kinh, cái này khiến La Quân chỗ đặc thù thì biến thành gà mờ. Cho nên La Quân đối phó Hoa Thiên Anh phá lệ cố hết sức. La Quân cùng Kiều Ngưng còn chưa cầm xuống Hoa Thiên Anh, nhưng Ma Ha Tĩnh Diệp bên kia cũng đã đem vệ vô kỵ đánh cho trọng thương. Đây là Ma Ha Tĩnh Diệp lưu thủ, bởi vì Ma Ha Tĩnh Diệp muốn đem vệ vô kỵ tên phản đồ này cho bắt về Vân Thiên Tông. Vệ vô kỵ khoanh chân ngồi dưới đất, đang vận công liệu thương. Ma Hà tính diệp một sợi pháp lực xông vào đến hắn kỳ kinh bát mạch bên trong, hắn nhất định phải không ngừng chống cự, như thế mới có thể bảo chứng kỳ kinh bát mạch không biết cái này bị sợi pháp lực phá hỏng. Nói cách khác, giờ này khắc này chính là đến đứa bé đều có thể giết vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ là một không thể động đậy được. La Quân lấy địa sát chi tinh phá vỡ Hoa Thiên Anh nguyên thần, sau đó liền xông về phía Hoa Thiên Anh. Hắn quyết định không dùng pháp lực công kích mà chính là dùng biện sát kiếm tới lấy hoa thiên anh trên cổ đầu người. Cái kia hoa thiên anh trước mặt phong tuyết cuồng bạo, cái này khô cạn sa mạc quả thực là tại hoa thiên anh pháp lực phía dưới, biến thành băng tuyết ngập trời. Nhân lực đến tận đây, liền cũng thật có thể xưng thần đạo Phật. La quân mắt thấy là phải đột phá đến hoa thiên anh trước mặt, ngay vào lúc này, một cái đại thủ đột nhiên liền theo ở la quân đầu vai. Bàn tay to kia đến vô thanh vô tức, nhấn một cái phía dưới, nhất thời liền đem La Quân tất cả lực lượng cho trấn áp lại. La Quân thân thể mất trọng lượng, một chút thì quỳ đi xuống. Hắn xương bả vai cũng trong nháy mắt vỡ vụn, đau thấu tim gan. Cái này một cái chớp mắt, La Quân cũng mất đi năng lực chống cự. Mà chế phục La Quân người này, lộ ra lại chính là Ma Ha Tĩnh Diệp. Ma Ha Tĩnh Diệp chế phục La Quân, liền lại hướng Kiều Ngưng công sát mà đi. Kiều Ngưng mất đi La Quân trợ giúp, ứng phó Hoa Thiên Anh cũng đã rất là cố hết sức cho nên Ma Ha Tính Diệp chỉ nhất trưởng liền đem Kiều Ngưng phòng ngự vỡ nát, cái kia thượng cổ lôi phù liền trực tiếp bị Ma Ha Tính Diệp đoạt lấy qua, bao quát thái cổ Long Bi cũng bị Ma Ha Tính Diệp thu đến hắn phòng bị tu di bên trong. Kiều Ngưng trong nháy mắt thì mất đi sở hữu pháp bảo, Ma Ha Tính Diệp tiếp lấy một trưởng vỗ hướng Kiều Ngưng, Kiều Ngưng ngăn cản không nổi, cả người bay ra ngoài, sau đó ngã trên mặt đất, cũng là bản thân bị trọng thương. Cuộc chiến đấu này. Ma Ha Tĩnh Diệp dùng hắn thực lực tuyệt đối đem tất cả mọi người chân áp. Đồng thời, là quân trên thân phòng bị tu di, bao quát nhân hoàng kiếm, đại la tiên đằng chờ một chút, cũng đều bị vơ vét đi. Lan Đình Ngọc cũng bị từ phòng bị tu di bên trong ném ra, hắn tiếp theo lại nôn một ngụm máu tươi. Lần này, là quân bên này xem như toàn quân bị diệt. Đa tạ tiền bối xuất thủ, Hoa Thiên Anh lập tức cung kính nói với Ma Ha Tĩnh Diệp. Ma Ha Tĩnh Diệp từ tốn nói, đem những người này toàn bộ đều mang về trong tông chờ đợi trưởng giáo trí tôn xử lý đi. vâng tiền bối hoa thiên anh nói ra. hoa thiên anh sau đó vừa nhìn về phía lăng vân phong nói ra lăng vân phong người sẽ không phải có hằn ý nghĩa. a. lăng vân phong từ tốn nói không có. vậy là tốt rồi hoa thiên anh nói ra. hắn về sau vừa nhìn về phía la quân cười một tiếng nói ra chỉ mong ngươi lần này còn có thể sống được đi ra vân thiên tông đi. La Quân cảm thấy trầm xuống. Sự tình biến hóa đến tận đây, lại là La Quân vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Cũng là Hoàng thượng cũng không nghĩ tới. Dù sao, Hoàng thượng không phải thần, không có khả năng đem mỗi một sự kiện đều tính toán thấu. Sau đó, Hoa Thiên Anh lại nói với Ma Ha Tĩnh Diệp, tiền bối, dưới mắt đã quá muộn. Vãn bối các loại nguyên khí hao tổn nghiêm trọng, mà bốn phía còn có không ít người ngấp nghé nhân hoàng kiếm chúng ta không bằng trước tiên ở nơi này tính dưỡng nửa canh giờ sau đó lại về vân thiên tông ngài thấy thế nào ma ha tính diệp gật gật đầu nói ra tốt trang lên giữa trời ma ha tính diệp thì như lão tăng nhập định ngồi xếp bằng không nhúc nhích Là quân kiều ngưng vệ vô kỵ lan đình ngọc cũng đều ngồi xếp bằng nhưng là bọn họ đều đã bị ma ha tính diệp pháp lực chế căn bản không có đảo tẩu năng lực hoa thiên anh cùng lăng vân phong cũng ngồi xếp bằng chính tại khôi phục nhanh chóng nguyên khí. Cái này trên sa mạc đột nhiên trở nên rất là yên tĩnh. Trong buổi tối, hàn khí càng sâu. Mọi người không nhúc nhích. Là quân xương bả vai chính đang nhanh chóng phục hồi như cũ, đây cũng không phải cái gì đại thương. Nhưng là ma ha tĩnh diệp tại hắn trong não vực gieo xuống dấu ấn tinh thần để hắn không dám chút nào lỗ máng, mà lại nhất vận chuyển pháp lực, liền cảm giác có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Cái này lão hòa thượng thật sự là quá lợi hại. Kiều Ngưng tuy nhiên pháp lực cao hơn La Quân, nhưng nàng tình huống cùng La Quân lại là một dạng. Ngay cả vệ vô kỵ, vệ vô kỵ bản thân thì bị thương nặng, dưới mắt lại bị ma ha tính diệp dưới dấu ấn tinh thần. Cho nên vệ vô kỵ cũng là thê thảm vô cùng, còn Lan Đình Ngọc, hắn đãi ngộ tự nhiên là giống như mọi người. Tại một mảnh trong yên tĩnh, ngoài ý muốn sự tình đột nhiên phát sinh. Cái kia chính là vốn nên trọng thương bị chế trụ Lan Đình Ngọc đột nhiên thì đứng dậy, mà lại hắn trả tế ra cửu viêm thần hỏa cái kia cử diễm thần hỏa trong nháy mắt hóa thành cử viêm thần long hắn cưỡi lên cử diễm thần long thiểm điện sông lên thiên không hoa thiên anh bọn người hoàn toàn không kịp chuẩn bị có điều lúc này ma hà tĩnh diệp xuất thủ thân hình hắn nhất động liền lăng không đưa tay hướng lan đình ngọc cử diễm thần long chụp tới ma hà tĩnh diệp đại thủ ấn nhanh vô cùng trong nháy mắt liền đem lan đình ngọc cùng cái kia cử diễm thần long bao phủ lại có điều lúc này ma hà tĩnh diệp lại là thất sắc bởi vì hắn bắt lấy về sau lại phát hiện bắt cái khoảng không mà trong bầu trời đêm đã mất đi lan đình ngọc tung tích hoa thiên anh cùng lăng vân phong bị kinh ngạc la quân bọn người lúc này cũng mới phản ứng được bọn họ mở mắt ra lúc giữa sân hết thảy đều đã bình tĩnh lại không gặp lại lan đình ngọc la quân cùng kiều ngưng còn có vệ vô kỵ trăm bề không được giải không hiểu lan đình ngọc vì cái gì đột nhiên liền có thể đào tẩu đương nhiên loại thời điểm này tự nhiên không thể chỉ trích Lan Đình Ngọc một mình đào tẩu. Hắn đào tẩu, là quần đám người này mới có sinh cơ. Chỉ là, Lan Đình Ngọc là như thế nào làm đến điểm này? Là quân cùng kiều ngưng tâm lý thầm nghĩ, hắn đến là công pháp đặc thù, vẫn là thật có một kiện dị bảo. Giờ này khắc này, mà Hà Tĩnh Diệp sắc mặt cũng có phần khó coi. Tiền bối, đây là có chuyện gì? Hoa Thiên Anh hỏi, hắn cùng Lăng Vân Phong đều là mộng bức, mà lại, Hoa Thiên Anh cũng có chút nổi nóng. Bởi vì những người này đều là bị ma ha Tĩnh diệp khống chế. Làm sao lại nhanh như vậy liền xảy ra vấn đề đâu. Ma ha tính diệp ánh mắt phức tạp, hắn nói ra, người thanh niên này có chút cổ quái, bần tăng cũng không hiểu, hắn như thế nào giải bần tăng dấu ấn tinh thần. Mà lại, bần tăng tại bắt hắn lại thời điểm, hắn tựa hồ vận dụng một loại kỳ diệu pháp bảo. Đến là pháp bảo gì, bần tăng nói không rõ ràng. Là quân thân thể chấn động, Pháp bảo, Lan Đình Ngọc quả nhiên có bí ẩn pháp bảo, La Quân thầm nghĩ, nhưng đến là pháp bảo gì để hắn cũng không dám lấy ra sử dụng đây. Hắn không thể tự giác nghĩ đến Như Lai áo cà sa. Lúc này La Quân, lòng nghi ngờ càng sâu, nhưng hắn cũng biết, hẳn không phải là Như Lai áo cà sa. Dù sao hoàng thượng đã nói qua, Như Lai áo cà sa không tại Lan Đình Ngọc trên thân. Ngay sau đó, La Quân cưỡng ép đem lòng nghi ngờ trấn áp xuống dưới hoa thiên anh hít sâu một hơi hắn nói ra chúng ta cũng khôi phục không sai biệt lắm tiền bối vãn bối nhìn chúng ta vẫn là mau chóng về trong tông đi miễn cho sinh thêm sự cố ma hà tĩnh diệp gật gật đầu nói ra tốt la quân cùng kiều ngưng trong lòng đắng chát vô cùng lần này bị bắt la quân nhập vân thiên tông về sau đó chính là mọc cánh khó thoát coi như hoàng thượng chịu đáp ứng một vài điều kiện cứu giúp nhưng này đối la quân tới nói cũng là vô cùng nhục nhã mà lan đình ngọc lại là yên ổn đào tẩu như vậy hoàng thượng đối lan đình ngọc càng biết nhìn nhiều huống chi la quân vẫn là vân thiên tông phản đồ chỉ sợ đến lúc đó vân thiên tông sẽ không đem la quân xem như điều kiện đến trao đổi mà chính là sẽ để cho thiên hình thi đến thẩm phán còn thẩm phán kết quả vậy dĩ nhiên là cực khổ sở vân thiên tông tại lần trước hòa hoàng nộp lên phong lúc ăn đại nghẹn hiện tại khẳng định là muốn tìm về qua cái này là quân phòng bị tu di có chút cổ quái, bên trong có thể tự do hô hấp. Hoa Thiên Anh nói ra, tiền bối, không bằng thì đem bọn hắn chứa vào đến phòng bị tu di bên trong A. Ma Hà tính Diệp gật đầu, nói ra, tốt. Hoa Thiên Anh liền cầm la quân phòng bị tu di, sau đó liền chuẩn bị đến bắt la quân. Giống, có thể nhưng vào lúc này, ngoài ý muốn sự tình lại phát sinh. Một tiếng vang dội tiếng gầm bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Nghe được cái thanh âm này, là quần cùng kiều ngưng không khỏi đại hỉ. Bởi vì đó là tiểu long thanh âm. Ma Hà Tĩnh Diệp bọn người khẽ nhíu mày. Ma Mà Hà Tĩnh Diệp nói ra, cái này hai người trẻ tuổi đều là thiên mệnh chi vương, quả nhiên là có quá nhiều tự nhiên đâm ngang. Hoa thiên anh bọn người nhìn về phía phương xa, liền gặp trong bầu trời đêm, một đoàn liệt diễm chính đang nhanh chóng hướng bên này phi nhanh bay tới. Tựa hồ là một con rồng, Lăng Vân Phong nói ra. Hoa thiên anh khinh thường cười một tiếng, nói ra, một con rồng, có thể có cái gì hành động. Bất quá là đi tìm cái chết. Ngay vào lúc này, một đầu to lớn lôi điện hỏa long xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này long không phải khác long, chính là tiểu long. Tiểu long thân hình to lớn vô cùng, nó long lân phía trên thiêu đốt lên xích sắc hỏa diễm. Thật lớn long, hoa thiên anh cùng lăng vân phong hơi hơi thất sắc. Ma hà tĩnh diệp chắp tay trước ngực, nói một tiếng A-di-đà-phật hắn tiếp lấy hướng không trung tiểu long nói ra, thí chủ ý muốn như thế nào. Tiểu long hai mắt lạnh lùng, nó quét mắt một vòng la quân cùng kiều ngưng. La quân cùng kiều ngưng ánh mắt sốt ruột, nhưng tiểu long lại không để ý đến bọn họ. Tiểu long nói với ma ha tĩnh diệp, đem tất cả mọi thứ đều lưu lại, các người có thể lăn. Khá lắm nghiệt xúc, hoa thiên anh cười lạnh nói, khẩu khí ngã còn không nhỏ. Tiểu Long trong ánh mắt lóe lên hàn ý, nó đột nhiên thì hướng hoa thiên anh há mồm phun ra ra lôi điện thần hỏa. Nhất thời, giống như chùm laser lôi điện thần hỏa bắn ra, hướng phía hoa thiên anh đã bắn giết qua qua. Hoa thiên anh lập tức cũng cảm giác được lôi điện thần hỏa lợi hại. Hắn cấp tốc ngưng tụ hàn băng nguyên thần, nhất trưởng vung ra. Hàn băng trưởng thiểm điện giết ra, băng xương vũ khí tụ tập, hình thành mạnh đại hàn băng trưởng ấn. Oanh! Cơ hồ không có bất kỳ cái gì dễ dụa, cái kia hàn băng trưởng ấn liền bị lôi điện thần hỏa vỡ nát. hoa thiên anh nhất thời hãi nhiên, hắn lập tức thân thể nhất chuyển, hai tay đều xuất hiện ở trước mặt hắn, nhất thời hình thành một đạo hàn băng núi đi ra. lôi điện thần hỏa bắn giết tại hàn băng trên núi, liền lập tức đem tan dã. hàn băng núi tan dã tốc độ nhanh vô cùng, cái kia lôi điện thần hỏa bên trong ẩn chứa hỏa sát, động thiên thần quang, còn có lôi điện chi ý. Bực này lực lượng, cường hãn đến không thể tưởng tượng cấp độ. Hoa Thiên Anh trên chán, nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn pháp lực tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ bị tiêu hao. Hàn băng núi không ngừng tan rã, Hoa Thiên Anh lợi dụng pháp lực không ngừng tụ tập mới hàn băng chi khí. Nhưng là tan rã tốc độ quá nhanh. Hoa Thiên Anh cao ngạo tuyệt thế, không đem thiên hạ anh hùng để vào mắt. Nhưng lúc này gặp được tiểu long dạng này quái vật, mới biết được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Càng kinh khủng là, Tiểu Long lực lượng tựa như là vô cùng vô tận một dạng, mắt thấy Hoa Thiên Anh liền muốn chết oan chết uổng. Lúc này Ma Ha Tính Diệp xuất thủ, Ma Ha Tính Diệp đột nhiên một trảo, to lớn cắt bội đại thủ ấn cấp tốc liền đem Tiểu Long thân thể bắt giữ. Tiểu Long thân thể vốn là đại như ngọn núi nhỏ, cái này Ma Ha Tính Diệp cắt bội thủ ấn liền càng thêm là to đến lạ thường. Cái kia cắt bội lăn lộn, cấp tốc hiểm điện bắn giết Tiểu Long. Tiểu Long lại là không để ý tới cái này cắt bụi đại thủ ấn bắt bóp, nó ngược lại hướng Ma Ha Tĩnh Diệp phun ra ra lôi điện thần hỏa, giống tráng kiện lôi điện thần hỏa mãnh liệt bắn giết hướng Ma Ha Tĩnh Diệp. Ma Ha Tĩnh Diệp lại một trưởng vỗ ra, trường ấn bên trong cấp tốc hình thành một đảo cắt bụi phong bạo. Bốn phía cắt bụi hung mãnh hướng phía trường ấn hội tụ, cái kia lôi điện thần hỏa liền nhanh chóng đốt cháy cắt bụi, mà cái kia cắt bụi đại thủ ấn bắt lấy Tiểu Long về sau tiểu long trong thân thể hỏa quang đại thịnh, chỉ chốc lát về sau, cát bụi đại thủ ấn liền phát sinh kịch liệt nổ tung. Cát bụi bay loạn, lăng vân phong thấy thế cấp tốc đem kiều ngưng, là quân còn có vệ vô kỵ nắm lên, thiểm điện sau lui ra ngoài. Không phải vậy lời nói, thì cái này cát bụi bị đốt cháy thành hỏa diễm sắc trạng thái, còn có cái này cát bụi tốc độ, không phải đem kiều ngưng bọn người đánh thành cái sàng. Hoa thiên anh huệ hoài trên mặt đất, hắn pháp lực đã cấp tốc hao hết. Lúc này, đến cái tráng hán đều có thể giết hoa thiên anh. Ma hà tính diệp mặt già bên trên, mồ hôi chảy ròng ròng xuống. Sắc mặt hắn càng phát ra tái nhợt, thân thể càng phát ra suy yếu. Hắn pháp lực tiêu hao đến cũng rất nhanh, nhưng tiểu long lực lượng lại càng ngày càng cường đại. Tiểu long lực lượng tựa như là vĩnh viễn cũng hao tổn không hết một dạng. Oanh! Ma hà tính diệp rốt cuộc chống đỡ không nổi, trong nháy mắt, hắn thì bị lôi điện thần hỏa bắn giết, đồng thời bị phần sát thành một đoàn cho tàn cái xác không hồn ngay cả cặn cũng không còn tiểu long ngược lại nhìn hướng hoa thiên anh cùng lăng vân phong nó lập tức liền muốn giết lăng vân phong tiểu long không muốn la quân lớn tiếng ngăn cản tiểu long giật mình một chút sau đó nhìn về phía la quân không nên giết hắn hắn là ta ân nhân la quân nói ra tiểu long lạnh hừ một tiếng sau đó nói với lăng vân phong đem tất cả mọi thứ đều còn cho bọn hắn, sau đó cút. Lăng Vân Phong lúc này nào dám trần chờ, hắn biết hắn đây là lại tại trong quỷ môn quan chạy một vòng. Ngay sau đó, Lăng Vân Phong đem la quân bọn họ đồ, vật toàn bộ trả lại, sau đó mang theo hoa thiên anh xoay người rời đi. Về phần la quân cùng kiều ngưng cấm chế, thì là theo ma ha tính diệp chết, cái kia dấu ấn tinh thần cũng liền theo biến mất. Ngay sau đó, Tiểu Long liền thu liếm trên thân hỏa diễm, nó thân hình biến nhỏ một chút. Lúc này, Tiểu Long long lân liền thành cái kia Long văn thép. Nó phục trên đất về sau, liền đối với La Quân bọn họ nói ra, "Lên." La Quân cùng Kiều Ngưng trong lòng hoan hỉ vô hạn, đến Tiểu Long vẫn là quay đầu. La Quân liền cùng Kiều Ngưng đỡ vệ Vô Kỵ đến Tiểu Long trên lưng. Sau đó, Tiểu Long liền bay lên không trung. Vệ Vô Kỵ thương thế tốt hơn nhiều, không có ma hà tính diệp khống chế, hắn khôi phục rất nhanh, đây chính là cái kia con rồng nhỏ. Vệ Vô Kỵ giật mình nói ra. La Quân có chút tự hào, nói ra, không sai, Vệ đại nhân. Tiểu Long nghe vậy cũng liền không tự giác ngóc đầu lên tới. Vệ Vô Kỵ thế nhưng là nhớ kỹ, mấy tháng trước, cái này Tiểu Long vẫn là cái gà mờ. Hắn tùy ý cũng có thể nhào nặn cái này Tiểu Long, hắn vẫn là nhất niệm chi nhân buông tha cái này Tiểu Long. Lại không nghĩ rằng, cứ như vậy mấy tháng, tiểu gia hỏa này thế mà trưởng thành đến tình trạng như thế đây quả thực là quá bất khả tư nghị vệ vô kỵ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới mấy tháng này đối tiểu long tới nói lại là kinh lịch thương hải tang điển biến hóa la quân có nhiều chuyện muốn nói với tiểu long nhưng là trở ngại vệ vô kỵ tại hắn cũng liền không có ý tứ nói thậm chí là kiều ngưng tại la quân cũng không tiện nói dù sao hắn là muốn theo tiểu long phục cái mềm tiểu long tốc độ rất nhanh chở la quân một đoàn người hỏa tốc hướng phía đại khang cảnh nội bay đi ngay vào lúc này phong khởi vân lại tuôn còn có ngấp nghé nhân hoàng kiếm cao thủ không có khả năng để la quân một đoàn người cứ như vậy trở lại đại khang cảnh nội chỉ gặp cái kia không trung bỗng nhiên bóng người lấp lóe ngăn lại đường đi dưới mắt ngăn lại đường đi đều là chân chính cao thủ bọn họ là muốn tới làm tránh thức hoàng tước giao ra nhân hoàng kiếm miễn các ngươi vừa chết phía trước bóng người hét lớn một tiếng la quân định thần nhìn lại người đến chính là hai cái áo đen lão giả Đối với hai người này, La Quân cũng không nhận ra. Vệ vô kỳ cùng Kiều Ngưng lại là hơi kinh hãi. Kiều Ngưng nói với La Quân, bọn họ là Minh Hà Song Tuyệt. La Quân không khỏi buồn bực, nói, cái gì Minh Hà Song Tuyệt? Kiều Ngưng nói ra, tại Cực Đông chi địa, có một đầu Minh Hà. Minh Hà nước độc, trăm vật không còn, Minh Hà Song Tuyệt cũng là Minh Hà bên trong lớn lên, bọn họ đều là cửu trọng thiên đỉnh phong tồn tại. Mà lại công pháp cực độc, rất lợi hại khó đối phó. Vệ vô kỵ nói ra, nghĩ không ra hai người này cũng tới. Lần này nhân hoàng kiếm làm sao làm ra động tĩnh lớn như vậy đến. Lan đi, tiểu long đối mặt Minh Hà song tuyệt, lại là trừng mắt, lạnh lùng nói ra. Minh Hà song tuyệt lại không nghĩ rằng, con tiểu long này cư nhiên như thế phách lối. Bọn họ giận quá mà cười, nói ra, khá lắm nhiệt xúc, ngoài miệng chơi đều, hôm nay bản tọa không phải đưa ngươi rút gân lột ra không thể. Tiểu Long cũng không phải cái nói nhảm người, nó đột nhiên há mồm phun ra lôi điện thần hỏa trụ. Oanh! Mạnh mẽ lôi điện thần hỏa trụ trong nháy mắt bắn giết hướng Minh Hà song tuyệt bên trong lão đại. Lão giật nảy cả mình, lập tức lấy Minh Hà chân khí tới. Giống, tiểu trên thân rồng bắt đầu nóng lên. Kiều ngưng cấp tốc tế ra nguyên thần, ba người thượng nguyên thần, sau đó rời đi tiểu long. Cái này tiểu long vừa nổi đóa trên người nó thế nhưng là đợi không được. Cái kia lão đại xuất hiện trước mặt trùng điệp minh hà lốc xoáy. Nhưng là lôi điện thần hỏa trụ trong nháy mắt liền đem sở hữu lốc xoáy xuyên thủng. Lão đại không ngừng lui lại, không ngừng chế tạo mới lốc xoáy. Trên người hắn pháp lực liền tại cấp tốc tiêu hao. Cái kia minh hà song tuyệt bên trong lão nhị thấy thế cũng là bị kinh ngạc, hắn lập tức công kích tiểu long. U minh thần chém, lão nhị hét lớn một tiếng, tiếp trong tay kết pháp ấn, chém mạnh một đòn. Nhất thời màu đen minh hà nước tụ tập cùng một chỗ, hình thành 10 đạo hung mãnh kiếm khí. Kiếm khí tung hoành cửu trọng thiên. 10 đạo kiếm khí thiểm điện chém đến tiểu trên thân rồng, tiểu long thân thể đột nhiên biến thành liệt diễm. Cái kia 10 đạo kiếm khí trực tiếp bị đốt cháy thành cho bụi. Mà lúc này, cái kia lão đại đã không kiên trì nổi, lôi điện thần hỏa trụ trực tiếp đốt cháy đến lão đại trên thân. Trong khoảnh khắc, lão đại liền bị đốt cháy thành cho bụi, nhưng nói là không còn sót lại một chút cạn, cái kia lão nhị rốt cục ý thức được không ổn sau đó xoay người bỏ chạy hắn trốn được nhanh chóng nhưng tiểu long càng nhanh hư giữa không trung tiểu long giống giận gào thét một tiếng lôi điện thần hỏa trụ ra lại lão nhị phát hiện không được trong nguy cơ vội vàng trở lại phòng ngự nhưng tiểu long lôi điện thần hỏa trụ trong nháy mắt vỡ vụn hắn phòng ngự rất nhanh cái này lão nhị cũng bị đốt cháy thành cho bụi một ngụm nhân hoàng kiếm mọi người còn chưa thấy mặt liền có bao nhiêu anh hùng bởi vì hắn mà chết la quân các loại trong lòng người cũng minh bạch chuyến này muốn về hoàng thành nếu không có tiểu long hộ tống bọn họ căn bản là không có hy vọng đem nhân hoàng kiếm mang về tiểu long sau đó thì lại mang mọi người về đại khang trên đường đi còn có không ít cao thủ đến đây ngăn cản nhưng sau cùng đều bị tiểu long trực tiếp cho giết cứ như vậy tại sáng ngày thứ hai la quân một đoàn người liền đến đại khang hoàng thành bên ngoài Tiểu Long đem la quân ba người buông xuống. Lúc này ánh nắng tươi sáng, ngoài thành hai bên, cây liễu cúi xuống. Sáng sớm gió thổi tới, làm cho người hài lòng. Tiểu Long, cùng chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Kiều Ngưng nói ra. Tiểu Long nhìn về phía Kiều Ngưng, nhưng ánh mắt sau cùng lại rơi xuống la quân trên thân. La quân gãi gãi đầu, hắn nói ra, Tiểu Long, cùng ta về nhà đi. Tiểu Long nhìn chăm chú la quân thật lâu, sau đó nói ta sớm không có nhà la quân nói ra thật xin lỗi tiểu long nói ra ta có thể yêu cầu ngươi làm một chuyện sao la quân nghe vậy lại là vui vẻ nói gấp ngươi nói tiểu long nói ra ngươi không cần luyện nguyên thần la quân ngốc ngẩn ngơ hắn tại cái này một cái trước mắt đột nhiên thì minh bạch tiểu long tình cảm tại tiểu long tâm lý từ đầu đến cuối chính mình cũng là hắn trọng yếu nhất ba ba cho nên yêu cầu này tựa như con trai của là tại nói với ba ba, người không muốn sinh hai thai. Nếu là lúc trước, là quân sẽ không đáp ứng Tiểu Long yêu cầu này. Nhưng bây giờ, hắn là hổ thẹn tại Tiểu Long. Tựa như là phụ mẫu nhất thời vô ý, để nhi tử kém chút chết. Lúc này nhi tử nhắc tới cái yêu cầu, nói ngươi không muốn sinh hai thai. Cái kia phụ mẫu không có không đáp ứng đạo lý. Là quân thật sâu nhìn tiểu long liếc một chút, nói ra, có phải hay không ta đáp ứng ngươi, Ngươi thì cùng ta về nhà. Tiểu Long lắc đầu, nói ra, ta tạm thời còn không nghĩ, mà lại ta cũng có ta muốn đi địa phương. Nó đón đến, nói ra, ngươi không nguyện ý coi như. Ta đáp ứng ngươi, là quân nói ra, ta thề, ta là quân đời này kiếp này, lại không luyện bất luận cái gì nguyên thần. Ta duy nhất nguyên thần, mãi mãi cũng chỉ có ngươi, Tiểu Long. Như làm trái thề, liền để cho ta vĩnh viễn báo không được thù, cứu không được Linh Nhi đây là la quân phát ra độc nhất lời thề tiểu long lúc lắc cái đuôi sau cùng vừa nhìn về phía kiều ngưng kiều ngưng ánh mắt ôn nhu nàng nói ra tiểu long ngươi muốn đi đâu tiểu long nói ra mụ mụ ta hiện tại đã biết rõ ta còn không thể lưu lại ta có ta sứ mệnh kiều ngưng không khỏi vui đến phát khóc nói ra ngươi không trách chúng ta bởi vì tiểu long thế mà mở miệng hô mụ mụ tiểu long nói ra ta chưa từng có trách ngươi hắn đón đến còn nói thêm ngươi là ta vĩnh viễn duy nhất mụ mụ kiều ngưng ôm lấy tiểu long đầu la quân ở một bên nhìn có chút cảm khái hắn biết cuối cùng có một ngày tiểu long hội trở lại hắn trong lồng ngực kiều ngưng nói tiếp ngươi đến vì cái gì không thể lưu lại tiểu long nói ra nếu như ta lưu lại hắn rất khó lại có tiến bộ mà lại ta cũng cần càng thêm cường đại bởi vì ta đã biết qua không quá lâu sẽ có càng đại biến hơn qua đời phát sinh đến lúc đó các người khả năng đều sẽ gặp nguy hiểm la quân bọn người bị kinh ngạc tiểu long sau đó liền nói ta đi nó đi không chút nào nhớ nhung quay người liền nhanh chóng bay đi trong nháy mắt liền chỉ mỗi ngày một bên còn lại cái kia một đám lửa hừng hực tiếp theo liệt hỏa cũng tiếp theo biến mất đều sẽ gặp nguy hiểm có ý tứ gì vệ vô kỵ cũng không nhịn được lẩm bẩm la quân cùng kiều ngưng đối với điểm ấy cũng nghĩ không thông chỉ là đáng tiếc Tiểu Long bây giờ tu vi tăng trưởng về sau, nói chuyện cũng cùng những thần thần bí bí đó đại thần thông giả một dạng, chỉ nói một nửa, lại là không chịu nói rõ. Mà càng làm cho La là Quân tiêu tan là, nguyên lai Tiểu Long không chịu lưu lại, không phải là bởi vì nó còn không thể tha thứ, mà chính là Tiểu Long cảm thấy, nó như lưu lại, La Quân thì không cách nào đang trưởng thành. Nói như vậy, cũng là không sai. La Quân sở dĩ một đường tiến bộ nhanh như vậy, cái kia cũng là bởi vì có một phần cảm giác nguy cơ đang điều khiển lấy hắn. Nếu như Tiểu Long lưu lại lời nói, như vậy là quân hội một chút nhiều phiền phức cùng nguy cơ. Dạng này ngược lại bất lợi cho La Quân trưởng thành. Sau đó, La Quân ba người nhập hoàng thành. La Quân muốn đem Nhân Hoàng kiếm cho vệ vô kỵ, để vệ vô kỵ qua giao cho hoàng thượng. Vệ vô kỵ lại là cực việt, hắn cười một tiếng, nói ra, công lao quả thực là các ngươi, ta sao có thể mạo hiểm lính. La Quân nói ra vệ đại nhân, ngài nói như vậy liền khách khí. Vệ vô kỵ thủy trung khoát tay, không chịu tiếp nhận. Hắn cũng là tâm cao khí ngạo người, không có khả năng làm ra mạo hiểm lĩnh công tích sự tình. Là quân miễn cưỡng không được, liền cũng chỉ có thể coi như thôi. Sau đó, ba người trực tiếp tiến đến gặp mặt thánh thượng. Trong hoàng cung, trong ngựa thư phòng, là quân đem chiếc kia nhân hoàng kiếm đưa đến trước mặt hoàng thượng. Hoàng thượng tiếp nhận cái kia nhân hoàng kiếm, Nhìn chăm chú thật lâu, sau đó liền cười lớn nói, "Tốt, tốt, tốt." Mạt, Hoàng thượng đem Nhân Hoàng kiếm cũng thu đến hắn mà điển bên trong, nói tiếp, "Làm sao không thấy đỉnh ngọc đâu?" Vệ vô kỵ liền đem lần này đầu đuôi nói ra. Đối với Lan Đình Ngọc, vậy dĩ nhiên cũng là không có cái gì thật là lạ tội. Người ta không nhất định thì phải bồi chết nha, hắn có bản lĩnh đào tẩu, đó chính là hắn bản sự. Hoàng thượng nghe xong, cũng không có nói thêm cái gì chỉ là nói lần này nhân hoàng kiếm có thể thuận lợi đoạt lại mấy người các ngươi đều có trọng thưởng ân các ngươi đi đầu trở về ban thưởng về sau hội đưa đến phủ tạ hoàng thượng mọi người lần nữa quỳ bái sau đó hoàng thượng liền để la quân cùng kiều ngưng rời đi trước trở về thời điểm la quân cùng kiều ngưng là ngồi xe ngựa xe ngựa lung la lung lay la quân lại là trầm tư không nói gì kiều ngưng nói ra đang suy nghĩ gì La Quân nói ra, ta vẫn là không nhịn được nghĩ, đến Lan Đình Ngọc có cái gì pháp khí, cần như thế che giấu. Kiều Ngưng nói ra, người vẫn là hoài nghi như lai áo cả xa cùng hắn có quan hệ sao. La Quân nói ra, ta không biết nên không nên hoài nghi. Kiều Ngưng nói ra, người cảm thấy Hoàng thượng có khả năng đang gạt ngươi. La Quân nói ra, nếu như không phải Hoàng thượng lời nói, ta không có những thứ này nghi hoặc. Kiều Ngưng nói ra, Hoàng thượng nói qua, Chờ ngươi đến cửu trọng thiên về sau, tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết chân tướng. Ta cảm thấy ngươi vẫn là không nên suy nghĩ nhiều, những thứ này đều vô sự vô bổ. La quân gật gật đầu, nói ra, ừm. Um. Kiều ngưng tiếp lấy lại cười một tiếng, nói ra, người đoán hoàng thượng hội cho chúng ta cái gì ban thưởng. La quân nói ra, hoàng thượng xuất thủ luôn luôn hào phóng, muốn cũng sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Kiều ngưng nói ra, ta cũng là rất chờ mong la quân bỗng nhiên lại nói ra người đoán tiểu long nói tới nguy cơ chỉ là cái gì kiều ngưng nói ra ta đây lại là đoán không ra nhưng là hoàng thượng đem thần đế mời ra lại là hoàn toàn đem các môn các phái đều cho đắc tội không biết có phải hay không là những môn phái kia đang nổi lên cái gì mới độc kế nếu thật là dạng này hoàng thượng hẳn là sẽ biết la quân nói ra kiều ngưng nói ra hoàng thượng dù cho biết cũng sẽ không cùng chúng ta mà nói la quân nói ra cái kia ngược lại là kiều ngưng nói ra vậy chúng ta thì tin tưởng hoàng thượng bày mưu tính kế đi lúc này ở vào xa lạp quốc thánh thành bên trong tại thánh thành trong thánh điện cái này trong thánh điện hết thảy người không có phận sự đều không được đi vào thánh điện kiến trúc rộng rãi lộng lẫy nhìn tựa như là thượng đế tri thành tại trong thánh điện mà đế trần thiên nhai cửu u thiên đế vân hóa ảnh còn có tiêu giật đều tụ tập cùng một chỗ bốn người bọn họ chính vây quanh trung gian Trần Diệt Hàn, vô cùng vô tận pháp lực hướng phía Trần Diệt Hàn trên thân tụ tập mà đi. Đồng thời, vân hóa ảnh đem sinh mệnh chi thụ một cái nhánh cây mang tới. Mọi người pháp lực thông qua sinh mệnh chi thụ chuyển hóa, sau cùng trở thành vô cùng sinh cơ bắt đầu tư nhuận Trần Diệt Hàn. Trần Diệt Hàn trên mặt vết sẹo, còn có lỗ thủng mắt đều tại bắt đầu phục hồi như cũ. Chỉ một lúc sau, Trần Diệt Hàn mặt bắt đầu bóng loáng như ngọc, ánh mắt hắn cũng khôi phục. Trần Diệc Hàn thân thể nguyên khí đang lấy một loại mắt Trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Mấy vị lão đại cùng một chỗ tại vì Trần Diệc Hàn chế tạo thần thoại. Tiêu giật vốn là tại vũ hóa môn bên trong liệu thương, nhưng là về sau, cửu U Thiên Đế cùng tiêu giật câu thông. Bởi vậy tiêu giật lập tức đi suốt đêm đến Thánh Thành. Bây giờ, đại biểu thần đế cái này nhất hệ người, lấy đại khang hoàng đế cầm đầu. Bọn họ đang nghiêm trọng khiêu chiến lấy sở hữu tiên môn địa vị. Lúc này, thần tộc cùng Vân Thiên Tông, vũ hóa môn thế mà đều có thể làm đến bất kể hiểm khích lúc trước, liền cùng một chỗ hợp tác. Tại sinh mệnh chi thụ trợ giúp dưới, tiêu giật thương thế rất nhanh liền khôi phục. Sau đó mấy vị lão đại thì cùng một chỗ trợ giúp Trần Thiên Nhai đến trị liệu Trần Diệp Hàn. Một giờ sau, mấy vị lão đại thu công. Trần Diệp Hàn thương thế hoàn toàn khôi phục, mà lại, hắn tu vi đã bị cưỡng ép tăng lên tới cửu trọng thiên trung kỳ. Cái kia thánh khiết lưu ly li dường ngọc bên trên, Trần Diệc Hàn từ từ mở mắt. Hắn thứ nhất mắt liền thấy phụ thân, Trần Thiên Nhai ánh mắt bên trong cũng có chút khẩn trương. Phụ thân, Trần Diệc Hàn lập tức ngồi xuống, Trần Thiên Nhai nhìn thấy Trần Diệc Hàn không việc gì, không khỏi cũng lớn lên thở phào một hơi. Giờ khắc này, Trần Thiên Nhai chỉ kém không có nước mắt tuôn đầy mặt. Trần Diệc Hàn sau đó cũng liền cảm nhận được tự thân pháp lực cuộn trào mãnh liệt, đây là hắn chưa bao giờ trải nghiệm qua cảm giác ta, Trần Thiên Nhai mỉm cười, nói ra, Diệp Hàn, người tới bái kiến cái này các vị tiền bối. Là bọn họ xuất thủ mới khiến cho ngươi sống tới. Trần Diệp Hàn tự nhiên không biết những người trước mắt này, nhưng Trần Diệp Hàn biết, làm cho phụ thân khách khí như thế người, cái kia chắc hẳn đều là bất phàm. Sau đó Trần Diệp Hàn cung kính chào. Cửu U Thiên Đế bọn người tự nhiên cũng sẽ không theo Trần Diệp Hàn kiêu căng. Mạt, Cửu U Thiên Đế nói ra, Trần Huynh Đệ, dưới mắt con của ngươi cũng đã không việc gì, chúng ta có thể nói chuyện chính sự a." À. Trần Thiên Nhai gật gật đầu, nói ra, đó là tự nhiên. Sau đó, Trần Thiên Nhai liền để Trần Diệp Hàn đi nghỉ trước. Cửu U Thiên Đế liền để Lạc Thiên Tâm cho Trần Diệp Hàn an bài tốt chỗ ở. Mà này một đám lão đại liền ngay tại thánh điện trong sảnh ngồi xuống. Cái kia Cửu U Thiên Đế nhìn mới khoảng 40 tuổi, hắn tướng mạo đường đường, hơn nữa còn có chút nho nhã. Lúc này cửu u thiên đế ngồi ngay ngắn phía trên hắn liếc nhìn mọi người liếc một chút ánh mắt sau cùng rơi xuống trần thiên nhai trên thân cửu u thiên đế thực đối trần thiên nhai làm rất nhiều bài tập cũng sâu biết rõ được hợp tác với trần thiên nhai cái kia chính là tranh ăn với hổ bởi vì trần thiên nhai có thể tuyệt đối không phải một cái tốt đối tượng hợp tác gia hỏa này đã từng là đem quang minh giáo đình đều cho chiếm đoạt bất quá dưới mắt trọng yếu nhất là mọi người có cộng đồng mục tiêu cùng lợi ích cái thế giới này, luôn luôn đều là khôn sống mống chết. Cửu U Thiên Đế ra tay trước đồng hồ nói chuyện, hắn nói ra, Thiên Châu kế hoạch, chính là đối chỗ có thần linh, chỗ có thần thông người có lợi sự tình. Còn những người bình thường kia, bọn họ có thể không có thể còn sống sót, điều này hiển nhiên không phải chúng ta cân nhắc sự tình. Tự nhiên pháp tắc, cũng luôn luôn đều là như thế. Này thiên đạo không thể bời vì thần linh tồn tại, liền muốn đến mặt sát thần linh, đây là không phù hợp tự nhiên pháp tắc. Trần Thiên Nhai cười nhạt một tiếng, nói ra, đã cửu u lão huynh nói đến tự nhiên pháp tắc, như vậy thực hết thảy đều không có gì để nói nhiều. Người nào thắng, người đó là thuộc về tự nhiên pháp tắc phe thắng lợi. Cửu u thiên đế khẽ nhíu mày, hắn nói ra, Trần huynh đệ, người cùng thần đế, Trung Hoa đại đế, còn có cái kia đại khang hoàng đế những người này là quen thuộc nhất. Người có thể nói một chút, bọn họ những người này, vì cái gì thì đứng tại thần linh mặt đối lập. Chẳng lẽ bọn họ coi là, vẹn vẹn làm những thứ này, sau cùng liền có thể đào thoát thiên đạo chế tài. Vân hóa ảnh mấy người cũng thì nhìn về phía Trần Thiên Nhai. Trần Thiên Nhai cười một tiếng, nói ra: cửu u lão huynh lời này hỏi rất tốt. Cái thế giới này, đại đa số người đều là hiện thực, đều là ưa thích tiền tài. Nhưng xác thực thì có như vậy một đám người, bọn họ không ham tiền tài, công chính liêm minh. Thần đế nhìn như bao la, thực không sẽ quản người khác chết sống. Hắn duy trì thiên đạo sống chính là hắn một người thiên đạo cảm thấy hắn hữu dụng cho nên hắn liền có thể một mực trở thành thần thoại mà trung hoa đại đế trần lăng hắn đối thế giới bao la có cảm tình hắn không quá sẽ xem xét cá nhân hắn sinh tử vinh nhục cho nên hắn sẽ không tán thành thiên châu kế hoạch bởi vì thiên châu kế hoạch thương tổn sâu nhất là thế giới bao la mà thế giới bao la là nhà hắn còn cái kia đại khang hoàng đế hắn là trần lăng tử trung Đại Khang Hoàng đế biết Trần Lăng hội đứng tại chúng ta mặt đối lập, cho nên, hắn chính là muốn kéo lên thần đế, lung lạc càng nhiều thế lực, dùng cái này đến ngăn cản chúng ta. Cũng là đang trợ giúp Trần Lăng. Vô lượng sát kiếp, vân hóa ảnh nhạt vừa nói nói, cái này vô lượng sát kiếp so dĩ vãng bất kỳ lần nào kiếp số đều muốn hung mãnh. Lúc này đẩy ra thiên châu kế hoạch, mà Trần Lăng đám người kia theo thời thế mà sinh, trên thực tế, cũng chính là tại dựa theo thiên đạo quỹ tích, từng bước một hoàn thành vô lượng sát kiếp tiêu giật nói ra, nhìn thật là như thế, nhưng là chúng ta nếu không làm cải biến, chẳng lẽ vô lượng sát kiếp liền sẽ không buông xuống sao? Chỉ sợ đến lúc đó, thần đế hội chỉ huy đại khang hoàng đế những người này, càng thêm hung tàn đến giết hại chân thần. Chúng ta đoàn kết lại, vẫn còn có một đường sinh cơ. Cửu U Thiên Đế nói ra, năm đó thần ma đại chiến, đem cái kia rất nhiều thần linh trọng thương. Như hôm nay nói lại phải chuyện xưa tái diễn, chúng ta thực sự không thể ngồi chờ chết. Vân hóa ảnh, tiêu giật, cửu u thiên đế những người này vốn là cả đời không qua lại với nhau. Cũng nói là chính tả bất lưỡng lập. Nhưng ở sinh tử tồn vong bực này chuyện lớn bên trên, tam phái lão đại rốt cục vứt bỏ thành kiến, bắt đầu lặng lẽ hợp tác. Vân hóa ảnh lúc này nói ra, Trần Huynh Đệ, như vậy ngươi tại chuyện này bên trên, là lập trường gì đâu. Trần Thiên Nhai nói ra, ta lập trường, cũng không phải để ta tới định. Cái kia Trần Lăng, đại khang hoàng đế xem ta vì tử thù bọn họ bồi dưỡng ta ma kiếp, là quân. Những người này vẫn luôn là nghĩ đến tới đối phó ta, cho nên, ta sao cũng không có khả năng đứng tại bọn họ phía bên kia. Lẫn nhau ở giữa cửu hận, cũng là tuyệt không có khả năng bắt tay giảng hòa. Cửu U Thiên Đế nói ra, như vậy, Tu La Đại Đế đâu? Trần Thiên Nhai nói ra, Tu La Đại Đế cùng Trần Lăng ở giữa cũng có không thể hóa giải cửu hận, bây giờ ai cũng không biết Tu La Đại Đế ở nơi nào. Tạm thời còn không dùng cân nhắc hắn cửu u thiên đế nói ra tốt đại khái tình huống chúng ta là giải như vậy trần huynh đệ lấy người ý kiến chúng ta trước mắt nên làm như thế nào trần thiên nhai nói ra các vị ý tứ là muốn giết chu sát rơi thần đế đúng hay không cửu u thiên đế nói ra không sai trần thiên nhai nói ra ý nghĩ này là sai lầm mọi người liền đều nhìn về trần thiên nhai cửu u thiên đế nói ra nói thế nào trần thiên nhai nói ra thần đế chính là thiên đạo người đại biểu, lấy trước mắt hắn tu vi, lại nhiều người liên thủ đều khó mà giết chết hắn. Coi như hắn đánh không lại, muốn chạy trốn lại là không hề có một chút vấn đề. Cửu U Thiên Đế nói ra, chúng ta biết cái này rất khó, cho nên, ta mới sẽ tìm được ngươi tới. Trần Thiên Nhai nói ra, chúng ta nếu là muốn cùng thiên đạo đối nghịch, muốn phá vỡ thiên đạo, từ chúng ta tới chế tạo quy tắc. Như vậy, dứt khoát cũng không cần có nhiều cố kỵ như vậy. Ta cho rằng, chúng ta có thể tập hợp lực lượng, cùng một chỗ tiến đến Đại Khang. Đem vậy Hoàng đế giết, đem ngày đó mệnh chi vương giết. Giết hại hết thảy thiên mệnh người, thiên mệnh chi vương. Thần đế là đến giữ gìn thiên đạo, mà những thứ này thiên đạo lực lượng bị chúng ta giết về sau, như vậy thần đế thiên đạo trật tự người vầng sáng tự nhiên sẽ yếu bớt. Cho đến lúc đó, hắn ngược lại thì dễ đối phó. Như vậy cũng tốt so với chúng ta muốn giết một người, trước tiên cần phải đem hắn khôi giáp cởi ra, như thế mới tốt giết một chút. Vân hóa ảnh bọn người bị kinh ngạc. Trần Thiên Nhai ý nghĩ này thật sự là quá điên cuồng. Trước đó Trần Thiên Nhai nói ra, tất cả mọi người không chịu hợp tác, nhưng bây giờ, mọi người đã có thể hợp tác, vì cái gì còn muốn có nhiều cố kỵ như vậy. Cửu U Thiên Đế nhìn vân hóa ảnh cùng tiêu giật lước một chút. Sau đó, Cửu U Thiên Đế nói ra, hôm nay chúng ta là đóng cửa lại đến nói chuyện, có mấy lời, cũng không cần lại che giấu tam phái nếu như muốn hợp tác, thì tính toán ba người chúng ta đáp ứng, những chân thần đó nhóm chưa chắc sẽ đáp ứng. Thiên Châu kế hoạch khởi động, nhất định hy sinh cái kia rất nhiều chân thần. Bọn họ cũng đều biết điểm này, nếu như chúng ta thật hợp tác, bọn họ khẳng định sẽ làm ra nhiễu loạn lớn tới. Vân Hóa Ảnh nói tiếp, chân thần tuy nhiên rất nhiều, nhưng phù hợp thực hành Thiên Châu kế hoạch chân thần cũng không tính nhiều. Muốn phù hợp Thiên Châu kế hoạch lực lượng, chân thần thực lực ít nhất là tầng 10 đỉnh phong, những người này cũng là mẫn cảm nhất, bọn họ nếu là làm khởi loạn đến, chúng ta sẽ rất đau đầu. Cho nên nói, đây chính là thiên châu kế hoạch khó xử. Sẽ có đủ loại chứa đại trở lực, cửu u thiên đế nói ra, tam phái ở giữa, hợp tác trước mật hóa, cũng không thể công khai hóa. Chúng ta cùng những chân thần đó nhóm nhất định muốn nói rõ ràng, tương lai sẽ chỉ ở trong hư không qua đuổi bắt chân thần, cũng sẽ không đến làm khó hắn nhóm. Vân hóa ảnh nói ra, những người này đều không phải người ngu, rất khó lừa gạt. Cửu U Thiên Đế nói ra, vậy phải xem các vị bản sự. Từ xưa đến nay, nhân gian vương triều thay đổi đều là nhất tướng công thành vạn cốt khô. Làm sao huống là chúng ta bực này chuyện nghịch thiên, người chết là không thể tránh được. Nhưng các vị cũng phải rõ ràng, một khi Thiên Châu kế hoạch thành công, chúng ta cũng là sáng thế chi thần, chúng ta liền có thể chế tạo quy tắc, loại bỏ thiên đạo. Trần Thiên Nhai nói ra, nói đến, mặc kệ là Thiên Châu kế hoạch thành công, vẫn là không thành công. Cuối cùng đều phải có một nhóm lớn thần thông giả chết đi. Không phải vậy lời nói, đây là bất lợi cho toàn bộ thế giới vận chuyển. Cái này địa cầu là chúng ta nơi an thân, chúng ta cũng không thể phá hư căn cơ. Không phải vậy lời nói, tương lai chúng ta nắm giữ lại đại thần thông, cũng là cô hồn giã quỷ. Cửu U Thiên Đế nói ra, không sai, xác thực chính là cái đạo lý này. Vân Hóa Ảnh nói ra, như thế nói đến, chẳng lẽ không phải bất kể như thế nào, vô lượng sát kiếp đối tại thiên đạo tới nói, đều là thành công. Thiên châu kế hoạch sau khi thành công, chúng ta thật sự có thể thay thế thiên đạo sao? Cửu U Thiên Đế nói ra, thiên đạo cũng không là một người, thiên châu kế hoạch sau khi thành công, không có nghĩa là không có thiên đạo. Mà là bởi vì, chúng ta sẽ trở thành thiên đạo, chúng ta hội sáng lập quy tắc. Vân Hóa Ảnh nói ra, có đạo lý. Tiêu Giật nói ra, không nói trước hắn, chúng ta qua tấn công đại khang. Nếu như thần đế lần nữa buông xuống, tăng thêm những cao thủ kia, chỉ sợ chúng ta cũng lấy không tốt. Trần Thiên Nhai nói ra, theo ta được biết, thần đế chẳng mấy chốc sẽ không tỉ vết xuất hiện. Trần Thiên Nhai nói tiếp, hư không bên trong, Trần Lăng tình huống càng phát ra khó khăn. Hắn tao ngộ vẫn thạch lưu, trước mắt Tây Côn Lôn Thánh Hoàng Đông Phương Tĩnh một mực đang giúp hắn tới vẫn thạch lưu. Mà lại, thần đế hẳn là sẽ trong khoảng thời gian này đi trợ giúp Trần Lăng. Vẫn thạch lưu, cửu u thiên đế trong mắt lóe lên một sợi tinh quang. Trần Thiên Nhai nói ra, chúng ta có thể đợi thần đế qua vẫn thạch lưu, sau đó thì động thủ. Chờ chúng ta đem đại khang giải quyết về sau, lại đi hợp lực vây giết thần đế. Đến lúc đó, thần đế lại muốn đối phó vẫn thạch lưu, còn phải thừa nhận đại khang diệt vong đối với hắn đả kích. Kể từ đó, cái này đồ thần hành động liền sẽ thuận lợi quá nhiều. Đại Khang là thần đế rất trọng yếu một nước cờ tử, nếu như Đại Khang bị chúng ta hủy. Còn có cái kia thiên mệnh chi vương bị chúng ta giết, cái kia đối với thần đế thiên đạo tâm cảnh tới nói, là trầm trọng đả kích. Cửu U thiên đế nói ra, Trần Thiên Nhai nói ra, không sai, nếu như có thể thành công đem Trần Lăng, Đông Phương Tĩnh còn có thần đế cho vây chết tại cái kia vẫn thạch lưu bên trong, chúng ta ngày sau lực cản liền sẽ một chút nhiều. Vân Hóa Ảnh nói ra, nhưng là nếu như chúng ta vây giết thần đế những người kia không chết bọn họ trả đũa cũng sẽ rất là khủng bố trần thiên nhai nói ra đó là đương nhiên nhưng đã các ngươi đều thành lập đồ thần hành động sớm muộn không phải muốn xuất thủ sao theo thần đế đối nghịch bản thân liền là một kiện có thể lo sự tình tìm đúng cơ hội nhất định phải ra tay cửu u thiên đế nói ra trần huynh đệ nói không sai đã muốn thành đại sự chúng ta sao có thể bó tay bó chân tiêu giật nói ra nghe nói năm đó ở thế giới bao la bên trong đã từng có huyết tộc xâm phạm thần đế về sau bị thần đế diệt tộc chúng ta lần trước là nhằm vào đại khang mà bị thần đế xuất thủ lần này nếu là thật sự đối thần đế chủ động vây công lấy thần đế tính cách cái kia chính là không chết không thôi cửu u thiên đế nói ra không sai dưới mắt cũng là đã đến đập nồi dìm thuyền thời điểm thần đế cũng không có như vậy mơ hồ trần thiên nhai cười lạnh hắn nói ra năm đó hắn cùng trung hoa đại đế đồng loạt ra tay đối phó ta ta cho tới hôm nay chẳng phải là còn sống hôm nay thần đế chỉ sợ không phải năm đó thần đế có thể so sánh với vân hóa ảnh nói ra trần thiên nhai cười ha ha một tiếng nói ra chẳng lẽ năm đó trần thiên nhai lại cùng hôm nay trần thiên nhai là giống nhau sao nếu như chúng ta có thể đem cái kia tu la đại đế cũng kéo đến chúng ta bên này liền lại nhiều một tầng phần thắng vân hóa ảnh nói ra Trần Thiên Nhai nói ra, nói thì nói như thế, nhưng là cái này có hai vấn đề. Một là, ta cũng không biết đi chỗ nào tìm hắn. Hai là, tìm tới hắn, hắn cũng chưa chắc hội đáp ứng. Tu La Đại Đế Lặng Yên không sai người kia ta giải, hắn là cái ưa thích bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể người. Vô duyên vô cớ để hắn đến cuốn vào loại này hung hiểm, hắn thật còn chưa hẳn nguyện ý. Như vậy dưới mắt, chúng ta cũng là chờ đợi thần đế tiến về vẫn thạch lưu về sau tiếp lấy liền xuống tay với đại khang sao? vân hóa ảnh nói ra, trần thiên nhai nói ra, không sai. vân hóa ảnh nói ra, cửu u, tiêu giật, các người thấy thế nào? cửu u thiên đế nói ra, đây là chúng ta lần thứ hai nhầm vào đại khang, cho nên lần này, vậy liền tuyệt đối không thể sai sót. nếu như tam phái tăng thêm ma đế cũng không thể diệt đi đại khang, như vậy chúng ta đều có thể trực tiếp tìm khối đậu hũ đâm chết tính toán. vân hóa ảnh nói ra quá nhiều người đi, cũng là không tốt. Ngược lại dễ dàng để lộ tin tức, chúng ta trước mắt hợp tác, vẫn là bí mật trạng thái. Chỉ ít, tại đám chân thần bọn họ trước mặt, không thể tiết lộ quá nhiều. Cửu U Thiên Đế nói ra, đều phái ra ba cái tuyệt đỉnh cao thủ. Còn làm sao ra, vậy liền nhìn chính các người an bài, như thế nào? Vân Hóa Ảnh nói ra, ta không có vấn đề. Tiêu Giật cũng nói, ta không có vấn đề. Trần Thiên Nhai nói ra, ta chỉ có chính ta, không có trợ thủ. Cửu U Thiên Đế cười một tiếng, nói ra, Trần Huynh Đệ từ trước đến nay là độc lai độc vãng, điểm này chúng ta giải. Vân Hóa Ảnh nói ra, nói đến, môn hạ của ta cũng còn có hai cái thiên mệnh giả, có phải hay không cũng phải trước giải quyết tính toán. Trần Thiên Nhai nói ra, mặc dù nói thiên mệnh giả, thiên mệnh chi vương sau khi chết, khí vận sẽ còn chuyển di. Có điều những cái này thiên mệnh người đều đã sống đủ lâu, cũng có căn cơ. Một khi bị giết về sau, thiên đạo lại muốn tìm phí rất nhiều thời gian bồi dưỡng. Cho nên, giết vẫn có tác dụng, mà cái kia thiên mệnh giả nếu là tại Vân Huynh môn hạ, cái kia muốn giết liền không cố kỵ chút nào. Giết đi! Vân hóa ảnh gật gật đầu, nói ra, tốt. Sự tình cứ như vậy định ra tới. Trần Thiên Nhai sau đó phải đi gặp Trần Diệt Hàn. Tại một gian hào hoa trong phòng ngủ, Trần Diệt Hàn rửa sạch sẽ mặt, hắn ăn một bữa phong phú bữa trưa cái này lần thứ hai sinh mệnh để hắn mừng rỡ sau khi còn cảm thấy tạo hóa thần kỳ. Trần Thiên Nhai đẩy cửa tiến đến, Trần Diệc Hàn mừng rỡ hô, phụ thân. Trần Thiên Nhai bùi ngùi mãi thôi. Trần Diệc Hàn hốc mắt ướt át, nói ra, phụ thân, ngài vì hài nhi cầm toái tâm, hài nhi để ngài thất vọng. Trần Thiên Nhai tiến lên, hắn lôi kéo Trần Diệc Hàn tay, sau đó ngồi tại trước bàn, ngốc hài tử, nói với là cha những thứ này làm gì trần diệc hàn tiếp lấy thì hỏi nơi này là địa phương nào những người kia là ai trần thiên nhai liền giảng bên này tình huống la quần cũng tại thiên châu bên này trước mắt hắn theo đại khang hoàng đế cùng một chỗ trần thiên nhai nói ra trần diệc hàn nhất thời giận lên nói ra phụ thân chúng ta cái này qua đem hắn cho giết trần thiên nhai nói ra không nên vọng động hắn trầm giọng nói ra cái kia đại khang cảnh nội riêng là trong hoàng thành có thật nhiều thần diệu bố trí mà lại đại khang hoàng đế hiên chính hạo ta quá giải. Hiên chính hạo, Trần Diệc Hàn không khỏi nghi hoặc. Trần Thiên Nhai nói ra, hiên chính hạo thì lúc trước đại sở môn quân sư, hắn là đoạt xá tới. Hắn giấu giếm cho hắn người, không thể gạt được là cha. Cái này hiên chính hạo trí kế 10 phần khủng bố, trước kia ta đối phó hắn thời điểm, có thể dốc hết toàn lực. Nhưng bây giờ, hắn lực lượng cùng bố trí đã không kém. Cho nên chúng ta tùy tiện qua hoàng thành giết cái kia nghịch tử ngược lại sẽ đem chính mình lâm vào cảnh hiểm nguy. Trần Diệc Hàn nói ra, trên đời này còn có phụ thân ngài kiên kỵ địa phương. Trần Thiên Nhai cười một tiếng, nói ra, là cha cũng không phải thiên hạ đệ nhất, như thế nào không có kiên kỵ địa phương. Tại thế giới bao la, ngược lại là không có kiêng kỵ địa phương. Có thể thiên châu đối với thế giới bao la tới nói, chính là tiên giới. Trong tiên giới, cao thủ tầng tầng lớp lớp, không cần thiết không thể mù quáng tự đại. Liền xem như Trần Lăng, đông phương tính như thế người, cũng sẽ bị buồn ngủ vẫn thạch lưu, không thể làm gì. Trần Diệc Hàn nói ra, hài nhi thụ giáo, đây chính là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trần Thiên Nhai nói ra, cái này thế đạo, không có người nào có thể làm được không chút kiêng kỵ nào. Thần đế cũng có thật nhiều muốn tuân thủ thiên đạo pháp tắc, Trần Lăng cũng sẽ bị buồn ngủ, ngày này châu chân thần còn có đại thần thông giả càng là hoảng sợ không chịu nổi một ngày, sợ hãi vô lượng sát kiếp tới người cái kia phụ thân ngài đâu? Trần Diệc Hàn hỏi. Trần Thiên Nhai nói ra, là cha tự nhiên cũng có kiêng kỵ, cái kia Trần Lăng cùng Hiên Chính Hạo thời khắc đều đang mưu đổ lấy muốn vì cha tánh mạng. Mà nghịch tử càng là bên trong trọng yếu một vòng, trước kia có thể giết hắn thời điểm, là cha còn không có động sát tâm, muốn nhìn một chút hắn đến có năng lực gì. Sự thật chứng minh, lần này ma kiếp cùng dĩ vãng rất là khác biệt. Nghịch tử này tốc độ phát triển, còn có người khác mạch thế lực, không một không tại đối là cha hình thành Huy Trần Diệt Hàn nói ra, cái này nhiệt xúc, ta không phải giết hắn không thể. Trần Thiên Nhai nói ra, ngươi không nên gấp gáp, chuyện này, gấp không được. Ngươi lần này trở về từ cõi chết, tại vận khí bên trên, đã muốn thắng qua với hắn. Trần Diệt Hàn không khỏi đại hỉ. Trần Thiên Nhai nói tiếp, chúng ta đã có kế hoạch, nếu như kế hoạch này thành công, như vậy La Quân là mọc cánh khó thoát. Giờ này khắc này trong hoàng thành, la quân cùng kiều ngưng đã về thiếu uy phủ hồi lâu tại vào lúc ban đêm lan đình ngọc cũng trở về đến trong hoàng thành cũng hướng thánh thượng phục mệnh hoàng thượng đối lan đình ngọc chưa có bất kỳ chỉ trích chỉ là để lan đình ngọc hồi phủ chờ ban thưởng lan đình ngọc cũng liền hồi phủ lan đình ngọc loại kia tính cách tự nhiên cũng sẽ không đến theo la quân bọn họ lời nói xin lỗi hoặc là thành thật với nhau cái gì la quân cùng kiều ngưng từ cũng sẽ không tiến đến hỏi hắn đến là cái gì pháp khí dù sao hỏi, đại khái Lan Đình Ngọc cũng sẽ không nói. Một giờ sau, Hoàng thượng ban thưởng đưa đến phủ. Ban thưởng La Quân cùng Kiều ngưng đều một trăm mai ngưng tuyết đan, đều một đạo khôi lỗ phủ chú. Khôi lỗ phủ chú cũng không phải đơn giản đồ, vật, cái kia đeo ở trên người, tại thời khắc nguy cơ, là có thể thay La Quân cùng Kiều ngưng chết một lần. Cái này khôi lỗi phủ chú chế tác mười phần không dễ, mà lại cũng cực chân quý khôi lỗ phù chú cũng không phải nói chế tác liền có thể chế tác được. Trong thiên hạ hết thảy không cao hơn 10 đạo khôi lỗ phù chú. Cái này khôi lỗi phù chú chính là viễn cổ thời đại lưu truyền tới nay. Bây giờ cũng không ai có thể chế tác, khôi lỗ phù chú bên trong còn chất chứa cường đại pháp lực. La Quân đã từng cùng Trần Diệt Hàn quyết đấu, vốn phải là giết Trần Diệt Hàn. Nhưng là Trần Thiên Nhai cho Trần Diệt Hàn một đạo khôi lỗ phù chú, như thế Trần Diệt Hàn mới sống sót. Dạng này ban thưởng, La Quân cùng Kiều Ngưng hài lòng tới cực điểm. Đây đều là trong chiến đấu có thể còn sống sót lợi khí A. Tỷ như ngưng tuyết đan, nguyên khí hao tổn về sau, ăn một cái có thể khôi phục nhanh chóng nguyên khí. Là Quân cùng Kiều Ngưng hoan hỉ thu. Về phần Lan Đình Ngọc cùng vệ vô kỵ là cái gì ban thưởng, là Quân cùng Kiều Ngưng lại thì không được biết. Cảnh ban đêm thâm trầm. Là Quân cùng Kiều Ngưng còn có nhiếp nghị nương tại trong đỉnh hóng mát là quân hướng kiều ngưng cùng nhiếp mị nương nói ra, ta chuẩn bị ngày mai về một chuyến thế giới bao la. Há, là muốn cho Trần Gia Hồng đưa tin, kiều ngưng nói ra. Là quân gật đầu, còn nói thêm, cũng theo bên kia rất nhiều bằng hữu phân biệt quá lâu, muốn đi xem. Hắn trên thực tế là muốn đi gặp sư tỷ nếu như còn có thể gặp lại Hoàng Vương, vậy dĩ nhiên là càng tốt hơn. Kiều Ngưng nói ra, xem ra ta lại phải cùng ngươi đi một chuyến. Là quân nói ra, Người không bồi ta, ta cũng đi không không phải. Kiều ngưng cười cười. Mị nương, muốn cùng đi sao? Lúc ấy du sơn ngoạn thủy. La quân tiếp lấy đối nhiếp mị nương nói ra. Nhiếp mị nương lại là không có hứng thú gì. Nàng nói ra, ta ngay tại cái này thiếu uy phủ, rất tốt. Là quân thấy thế liền nói ra, vậy được rồi. Đang nói chuyện trời đất, vậy bên ngoài bỗng nhiên có ra roi thúc ngựa thanh âm chuyển đến. Sau đó. Quản gia Lâm Bá mang theo một tên Thái Giám đến đây. Cái kia Thái Giám là ngựa tiền Thái Giám, là quân cùng Kiều Ngưng từ cũng không dám thất lễ. Ba người lập tức đứng dậy đón lấy. Cái kia Thái Giám tiến lên, nói ra, Trần Tướng Quân, Kiều Cô Nương, Hoàng Thượng có xin hai vị vào cung diện thánh. Là quân cùng Kiều Ngưng bị kinh ngạc. Muốn đến Hoàng Thượng ban đêm gấp triệu, nhất định là có đại chuyện phát sinh. Ngay sau đó là quân cùng Kiều Ngưng không dám có một lát trần chờ lập tức ra thiếu uy phủ, tiến về hoàng cung diện thánh. Lâm Phong cùng Trình Kiến Hoa còn chưa chưa trở lại Vân Thiên Tông. Cái này hai huynh đệ, không có một cái có bay lượn thủ đoạn, mà lại hai người đã thay đổi tuyến đường, cũng không tính về Vân Thiên Tông. Đã lặng yên không một tiếng động rời đi Vân Thiên Tông. Đây là bởi vì Trình Kiến Hoa thông qua hắn cường hãn chu dịch thuật số tính ra Lâm Phong kiếp số. Lâm Phong nếu như trở lại Vân Thiên Tông, liền có họa sát thân. Lâm Phong đối trình kiến hoa loại bản lãnh này vẫn tin tưởng, trình kiến hoa còn chế tác phù chú, phù này chú dán ở trên người, tranh luận bị người phát hiện. Vân Thiên Tông bên trong, còn có họa sát thân, Lâm Phong trầm ngâm nói, chẳng lẽ có cường địch xâm lấn Vân Thiên Tông? Chuyện này không có khả năng lắm đi. Trình kiến hoa nói ra, Phong ca, ta cũng chỉ có thể tính tới người họa sát thân, nhưng cũng không có bản lãnh tính tới là cụ thể chuyện gì xảy ra. Bất quá, Địch nhân khả năng không là người ngoài xâm lấn Vân Thiên Tông, mà chính là Vân Thiên Tông bên trong có người muốn giết ngươi." Giết ta?" Lâm Phong nói ra, "Tại sao muốn giết ta?" Trình Kiến Hoa nói ra, vậy liền nói không rõ ràng. Lâm Phong nói ra, nói như vậy lên, cái kia Vân Thiên Tông là lại khó trở về." Trình Kiến Hoa nói ra, có trở về hay không phải đi, vốn cũng không trọng yếu. Hắn đón đến, nói ra, phong ca người cơ duyên cũng không tại Vân Thiên Tông bên trong. Lâm Phong gật gật đầu, ngay sau đó liền thì không nói thêm lời. Đại khang cảnh nội, hoàng thành trong hoàng cung, là quân cùng Kiều Ngưng tại ngự thư phòng nhìn thấy Hoàng thượng. Hoàng thượng sắc mặt nghiêm túc cùng cực. Mà tướng gặp qua Hoàng thượng, là quân nửa quỳ nói ra. Kiều Ngưng cũng hướng Hoàng thượng chào. Hoàng thượng nói ra, miễn lễ. Hắn sau đó còn nói thêm, đến ở chỗ này ngồi. Hoàng thượng đi đến dưới tay trên ghế mây ngồi xuống mà hắn để La Quân cùng Kiều Ngưng chỗ ngồi đưa, ngay tại bên cạnh hắn. La Quân cùng Kiều Ngưng hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là theo lời đi làm. Hoàng thượng sau đó liền nói, các ngươi nhất định đang nghĩ, chấm gấp gáp như vậy đem bọn ngươi gọi tới, là vì cái gì, đúng không? La Quân cùng Kiều Ngưng gật đầu. Hoàng thượng sắc mặt nghiêm nghị, nói ra, bởi vì Đại Khang đang đứng trước sinh tử tồn vong. La Quân cùng Kiều Ngưng không khỏi thất sắc. Hoàng thượng nói ra, tại Vân Thiên Tông, Vũ Hóa Môn, trong thần tộc đều có chấm tai mắt. Gần nhất, tai mắt truyền về một tin tức, cái kia chính là tiêu giật, phân hóa ảnh đều qua thần tộc. Mặt khác, mà đế Trần Thiên Nhai cũng hiện thân tại Thánh Thành. Bọn họ những người này ở đây trong Thánh Điện đợi thật lâu. Bọn họ đến đang thương lượng cái gì, chấm là không biết. Bất quá, lấy chấm đối Trần Thiên Nhai giải, hắn như xuất hiện, tất nhiên sẽ có điên cuồng. Là quân sắc mặt trở nên phức tạp, Bất cứ chuyện gì, chỉ cần liên lụy đến Trần Thiên Nhai, hắn cũng không phải là như vậy bình tĩnh. Hoàng thượng tiếp tục nói, trước mắt môn chủ bị nhốt vẫn thạch lưu, tình huống càng trở nên không ổn. Chấm cùng thần đế câu thông qua, thần đế sẽ đi tiến về nghĩ cách cứu viện môn chủ. Tin tức này không tính quá bí ẩn, tin tưởng Trần Thiên Nhai đã biết được. Chấm phỏng đoán, Trần Thiên Nhai nhất định là đang chờ đợi thần đế tiến về vẫn thạch lưu. Chỉ có thần đế rời đi, Trần Thiên Nhai thì nhất định sẽ mang theo thần tộc, Vân Thiên Tông, vũ hóa môn cao thủ đối đại khang phát động lôi đỉnh tiến công. Cái này Kiều Ngưng cảm thấy thật không thể tin, nói ra, thần đế cùng Trung Hoa đại đế nếu là thoát khốn, bọn họ chẳng lẽ không sợ hai vị đại đế thu được về tính sổ sách. Cái này quá điên cuồng. Hoàng thượng nói ra, Trần Thiên Nhai cũng là một cái mười phần người điên, trên đời này nơi nào có hắn không dám sự tình. Hắn đón đến, còn nói thêm, thưa dịp thần đế bọn người bị nhốt vẫn thạch lưu, dùng thời gian này kém, diệt đại khang. Như vậy Thiên Châu kế hoạch lực cản liền sẽ ít hơn nhiều. Mà lại, đại khang là quân chúng ta những người này đều là Thiên đạo bên này. Nếu như chúng ta không, cái kia đối với thần đế thần cách cũng là có không nhỏ đả kích. Tại diệt đại khang về sau, Trần Thiên nhai những người này liền sẽ lại đi vẫn thạch lưu đầu kia vây công thần đế bọn người. Đây là một bộ điên cuồng mà lại hoàn mỹ kế hoạch nếu như chúng ta bên này thất thủ, rất có thể Trần Thiên Nhai kế hoạch liền sẽ thật thành công. Kiều Ngưng không khỏi phẫn nộ, nói ra, Thiên Châu kế hoạch chính là cực kỳ tàn ác, bọn họ làm một chính mình tư lợi, thì cái gì đều không quan tâm sao. Hoàng thượng nói ra, thần linh địch nhân lớn nhất cũng là thiên đạo cùng tử vong, vì còn sống, bọn họ sự tình gì đều làm được. Có thể đây hết thảy, cuối cùng đều là Hoàng thượng ngài phỏng đoán, đúng không? La Quân nói ra, Hoàng thượng nói ra, không sai, là chấm phỏng đoán. Nhưng là suy đoán này nếu như trở thành sự thật, chấm nếu không chuẩn bị sớm, cái kia chính là tai họa ngập đầu. Kiều Ngưng có chút kỳ quái nhìn một chút La Quân, nói ra, La Quân, ngươi làm sao, là lạ. Hoàng thượng Từ Tốn nói, Trần Thiên Nhai dù sao cũng là La Quân cha đẻ, hắn đại khái là không nguyện ý tin tưởng mình phụ thân lại là như thế thị phi không phân đi. La Quân nói không ra lời. Hoàng thượng nói ra trần thiên nhai rất lợi hại giải chấm đồng dạng chấm cũng rất giải trần thiên nhai la quân lúc này ngẩng đầu nói ra hoàng thượng ngài hy vọng mà tướng làm cái gì nếu như ngài là để mà tướng qua thuyết phục trần thiên nhai từ bỏ loại này điên cuồng kế hoạch cái kia mà tướng chỉ có thể để ngài thất vọng thanh âm hắn bên trong mang theo một tia đắng chát còn nói thêm bởi vì trần thiên nhai muốn giết nhất người cũng là mà tướng hoàng thượng nói ra người đây yên tâm chấm không có nghĩ như vậy Tại ngươi xuất hiện về sau, chấm điều tra qua ngươi rất nhiều, không phải vậy lời nói, cũng không dám tùy tiện dùng ngươi. Chấm tin tưởng, Trần Thiên nhai loại này người điên, tuyệt đối làm được ra giết chính mình thân sinh nhi tử sự tình. Kiều Ngưng nghe vậy, không khỏi đau lòng nhìn một chút La Quân. La Quân trầm mặc. Hoàng thượng tiếp tục nói, chấm đang tra La Quân ngươi đồng thời, liền biết được La Quân ngươi có một ít để người không tưởng tượng được nhân mạch. Dưới mắt, chấm chính là muốn ngươi tại trong vòng 10 ngày tiến về thế giới bao la một chuyến. Chấm muốn người đi đem Hoàng Vương xanh tím áo, địa tàng Vương Bồ Tát, còn có Hoàng Kim huyết tộc lão Tổ Tông Vân Lôi Nhi đều cho chấm mời đi theo. Lần này là Đại Khang sinh tử tồn vong, Đại Khang như vong, chấm nhiều năm như vậy tâm huyết, liền sẽ toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà lại, liền xem như là quân, người cũng sẽ từ đó mất đi che chở. Đại Khang vong, người chưa hẳn có thể sống một mình. Nguyên cớ, chấm cũng hy vọng người có thể minh bạch, lần này không phải chấm một người sự tình, mà chính là toàn bộ thế giới bao la sự tình. Chấm cũng tin tưởng, Hoàng Vương những người kia là phải hiểu được đạo lý này, biết phần này đại nghĩa. La Quân trong lòng tự nhiên biết đạo lý này, cũng biết Hoàng Thượng cũng không phải tại nói chuyện giật gân. Hắn cùng Trần Thiên Nhai ở giữa, đã sớm là chiến trận rõ ràng hai phe cánh. Một khi thâu, cái kia chính là tử vong. Cái này là tuyệt đối người chết ta sống, không có bất kỳ cái gì thỏa hiệp huống chi việc này còn việc quan hệ thế giới bao la việc quan hệ trần lăng tiền bối cho dù là không vì mình la quân cũng nhất định phải đánh cược một lần lúc này hắn cường đại nhân duyên thì đưa đến mang tính then chốt tác dụng có điều lập tức la quân liền nói nhưng là hoàng vương cùng huyết tộc lão tổ tông vậy cũng là không biết qua nơi nào mà tướng liền sợ qua cũng tìm không thấy các nàng hoàng thượng nói ra vậy phải xem có phải hay không trời muốn diệt ta đại khang Ngươi một mực hết sức qua làm này kiện sự tình, về phần có thể hay không hoàn thành, chấm cũng vô pháp biết được. Nhưng chấm thủy trung tin tưởng, thiên đạo, khí vận là đứng tại chúng ta bên này. Là quân nói ra, vâng, hoàng thượng. Hoàng thượng còn nói thêm, chuyện này vẫn là bí mật, chấm trừ cùng hai người các ngươi nói qua, còn chưa từng truyền vào đến người thứ tư trong tai. Các ngươi cũng tuyệt đối không nên truyền đi, riêng là thiên trì các người, tuyệt không thể biết. Là quân cùng kiều ngưng nao nao hoàng thượng nói ra thiên trì các lập trường không rõ nếu như bọn họ là đứng tại thiên châu kế hoạch bên kia Người hành tung một khi tiết lộ tại thế giới bao la bên trong người thì sẽ gặp phải truy sát lần này ngươi đi hướng thế giới bao la chấm hội cho các ngươi hộ thân phù cái này hộ thân phù có thể che giấu đi các ngươi khí tức mang lên hộ thân phù người nào cũng không tìm tới các ngươi la quân nhịn không được nói ra hoàng thượng trừ mặt tướng ngài cần phải còn có biệt bộ bố trí a à. Hoàng thượng nói ra, bố trí đương nhiên sẽ có, nhưng người vòng này mới là mấu chốt nhất. La quân nhất thời thì cảm thấy trên vai gánh chịu nặng. Đêm nay, La quân cùng kiều ngưng thì căn bản không có lại về thiếu uy phủ, cũng không có ra hoàng cung. Hoàng thượng ở trong mật thất, đem thông hướng thế giới bao la trận pháp mở ra. Sau đó, La quân cùng kiều ngưng giống như này thông hướng thế giới bao la. Theo tia sáng trói mắt biến mất, La quân cùng kiều ngưng mang theo hộ thân phù, biến mất tại hoàng cung trong mật thất. Bên trong kinh lịch trùng động khiêu dược chờ một chút, tại bóng đêm vô tận về sau, La Quân chỉ cảm thấy thân thể chấn động, sau đó, hắn cùng Kiều Ngưng lại bị tia sáng trói mắt che giấu. Các loại mở mắt ra lúc, La Quân cùng Kiều Ngưng cũng đã tại đồng dạng trong một gian mật thất. Nhưng là hiển nhiên, nơi này đã cũng là thế giới bao la. Nhưng nơi này đến ra sao chỗ, La Quân cùng Kiều Ngưng cũng không biết. Không khỏi nhanh, La Quân thì giải. Bởi vì mật thất đại cửa bị mở ra, một người đi tới. Người này là quân gặp qua, chính là Tây Côn Lôn Tông Chủ, Lăng Hảo Vũ. Ban đầu chỗ này, lại là Tây Côn Lôn khu vực. Này cũng cũng không kỳ quái, bởi vì Hoàng thượng cùng Trần Lăng tiền bối quan hệ không ít. Mà Trần Lăng tiền bối cùng Tây Côn Lôn càng là có quan hệ thân mật. Lăng Hảo Vũ cũng không nhận ra La Quân cùng Kiều Ngưng, hắn mặc dù đã gặp một lần La Quân, nhưng cũng không có cái gì trí nhớ, các ngươi Lăng Hạo Vũ hơi hơi kỳ quái. La Quân lập tức nói: "Tông chủ, chúng ta là phụng hoàng thượng mệnh lệnh đến thế giới Bao La làm việc." Lăng Hạo Vũ cũng biết, có thể người từng trải, khẳng định là cùng hoàng thượng có quan hệ. Hắn gật gật đầu, nói ra: "Thuận tiện lộ ra là chuyện gì sao?" La Quân nói ra: "Xin tông chủ tha thứ, cũng không thể lộ ra." Bất quá hắn lập tức nói: "Tông chủ, vừa lúc ở nơi này nhìn thấy ngài. Trên người của ta có ra hồng bốn phong thư." bên trong có một phong là cho ngài. Còn có tam phong theo thứ tự là cho trời ban, thơ giao, còn có bá mẫu. Gia Hồng, Lăng Hạo Vũ nhất thời ánh mắt phức tạp, hắn thương yêu nhất hài tử cũng là Trần Gia Hồng, những năm gần đây, cơ hồ muốn làm thành là con trai mình. Cho nên lúc ban đầu Trần Gia Hồng làm những sự tình kia là để hắn kinh ngạc mà thất vọng. La Quân nói ra, Gia Hồng bất quá là nhất thời đi vào mê chướng, hiện tại hắn đã quay đầu. Lăng hảo vô tiếp nhận bốn phong thư, hắn nói ra, những thứ này tin, ta hội chuyển giao cho bọn hắn. Ngươi yên tâm đi. Audio điện tử võ tấn bền Trần Gia Hồng bốn phong thư bên trong đến viết cái gì, là quân tự nhiên là không biết được. Nhưng là quân tin tưởng, làm Trần Gia Hồng những thân nhân này nhìn thấy dạng này một phong thư lúc, khẳng định sẽ rất lợi hại vui mừng. Là quân bỗng nhiên thì rất lợi hại hâm mộ Trần Gia Hồng, bởi vì hắn có phụ mẫu. Sư phụ, có huynh đệ, nhiều người như vậy đều là yêu thương hắn. Mà hắn La Quân đâu? Mẫu thân bị phụ thân giết chết, phụ thân cùng huynh đệ hận chính mình tận xương. Hắn có đôi khi đang nghĩ, có thể hay không thật sự là chính ta làm gì sai đâu? Có lẽ, duy nhất sai cũng là ném sai thai, trở thành con trai của Trần Thiên Nhai đi. La Quân cùng Kiều Ngưng tại Tây Côn Lôn lưu lại 3 giờ, đây là bởi vì Kiều Ngưng cùng La Quân hao tổn không nhỏ. Lần này đến la quân ở chính giữa cũng là suất lực không nhỏ lăng hảo vũ vì đáp tạ la quân cùng kiều ngưng đưa tin cố ý xin la quân cùng kiều ngưng dùng bữa la quân cùng kiều ngưng trên thực tế cái kia có tâm tư ăn cơm nhưng cũng không chịu nổi lăng hảo vũ nhiệt tình sau đó thì miễn vì khó đáp ứng cơm canh là lăng hảo vũ bên này đơn độc vì la quân cùng kiều ngưng chuẩn bị đợi đến bắt đầu ăn thời điểm la quân cùng kiều ngưng mới biết được bữa cơm này chân quý bởi vì vô luận là cơm còn có hoa quả, hoặc là canh phẩm, vậy cũng là tiên phẩm cấp bậc đồ, vật. Tây Côn Lôn Hậu Sơn bên trong chính là trồng trò tiên thảo, hạt thóc, hoa quả các loại. Đây đều là đi qua thánh hoàng dưới thanh mộc đế hoàng mưa chỗ tư nhuận. Ăn rồi về sau, Kiều Ngưng cùng La Quân chỉ cảm thấy quanh thân thư sướng vô cùng. Sau đó, hai người tại khoanh chân vận công, lại phục dụng sau khi ăn xong hoa quả. Ba giờ sau, chính là công lực hoàn toàn khôi phục. Như thế về sau, la quân cùng kiều ngưng liền hướng lăng hảo vũ tạm biệt lăng hảo vũ biết hai người có chuyện quan trọng tại thân liền liền không lại lưu thêm la quân quyết định đi trước hướng bất tử tộc tuy nhiên cái này thế giới bao la bên trong còn có không ít hắn muốn gặp người cùng sự nhưng là dưới mắt tình huống khẩn cấp lại là không có thời gian đến nhi nữ tình trường kiều ngưng đuổi ra nguyên thần hai người một đường bay đi muốn suốt cái kia âm diện thế giới vẫn là dễ dàng rất nhiều nhưng muốn đi vào lại nhất định phải có tọa độ vượt qua âm dương lưỡng giới mới được. nguyên cớ tiến âm diện thế giới thủ tục hội dường giả rất nhiều. la quân mang theo kiều ngưng tới trước quen thuộc giang bắc thành phố, sau đó tại nửa đêm chờ quỷ xe buýt. quỷ kia xe buýt thường nhân là nhìn không thấy, nhưng la quân cùng kiều ngưng đã có thể xem thấu vật chất bản thân, cho nên có thể đầy đủ trực tiếp trông thấy quỷ xe buýt. sau đó, la quân cùng kiều ngưng liền lên quỷ xe buýt. lần này lại là thuận tiện rất nhiều là quần cùng kiều ngưng loại đại thần thông này người, trực tiếp liền đem cái kia mở quỷ xe buýt tài xế cấp chấn trụ. Những tàn hồn đó lệ quỷ đối mặt hai vị này lão đại, đó cũng là cái rắm cũng không dám nhiều thả. Một đường trực tiếp lái hướng âm diện thế giới, tại đến âm diện thế giới địa đầu về sau, là quần cùng kiều ngưng liền lấy nguyên thần bay hướng bất tử sơn. Bình minh thời điểm, là quần cùng kiều ngưng đến bất tử sơn. Vượt qua bất tử sơn về sau, liền thuận lợi tiến vào bất tử tộc đối với bên này đại khái tình huống la quân cũng đều cùng kiều ngưng nói hắn không có sách tống thả cái kia một gốc dạ nếu là cùng kiều ngưng ở giữa không có này chút hít rượu tình cảm nói cũng liền nói nhưng dưới mắt la quân nếu là nói kiều ngưng sẽ chỉ càng thêm không thoải mái la quân đến bất tử tộc cũng coi là xe nhẹ đường quen hắn tới trước băng hoàng cung gặp lâm băng lâm băng biết được la quân đến tự nhiên là hoan hỉ ninh đón lâm băng vẫn là như cũ không có gì quá đại biến hóa. Bất quá hắn tu vi lại là một đường tăng vọt, đã đến thái hư thất trọng thiên cấp độ. Đây đều là xanh tím áo chỉ điểm công lao. Xanh tím áo có ý đem bất tử tộc giao cho lâm băng tới quản lý, nguyên cớ vẫn luôn đối lâm băng rất là để bụng. Sau đó, Diệp Minh nghe nói là quân đến, cũng là đến đây gặp nhau. Lâm băng nhìn thấy Kiều Ngưng vẫn có chút ngoài ý muốn, là quân cũng liền cường điệu giới thiệu Kiều Ngưng. Kiều Ngưng đối mặt Lâm băng cũng không kiêu căng, khách khí nói ra sáng sớm liền nghe la quân thường xuyên nhắc lên lâm cô nương hôm nay gặp mặt hạnh ngộ lâm băng mỉm cười nói ra trong miệng hắn có thể nói ta tốt la quân không khỏi cười hắn cùng lâm băng ở giữa đã từng rất là kỳ lạ phát sinh qua một đoạn quan hệ nhưng là giữa hai người quan hệ vẫn là trở lại lúc ban đầu lâm băng là tuyệt không muốn chuyện nam nữ nàng đạo tâm rất lợi hại kiên định huống chi nàng cũng cảm thấy la quân quan hệ nam nữ hỗn loạn nàng thế nhưng là không muốn cuốn vào đến tầng kia bùn trong đàm qua diệp minh cùng la quân xem như sinh tử chi giao gặp la quân đến cao hứng không lời nói hắn tiếp lấy liền nói la quân ngươi lần này tới nhưng phải nhiều đợi mấy ngày chúng ta tốt xung vầy la quân nghe vậy liền nghiêm mặt nói ra lần này còn thật sự không cách nào chờ lâu hắn nói tiếp ta là có chính sự mà lại lần này tình thế rất là khẩn cấp lâm băng cùng diệp minh nghe vậy nhìn nhau hai người liền hỏi chuyện gì la quân hỏi trước xanh tím áo đâu lâm băng nói ra hoàng vương từ lần trước ngươi sau khi đi nàng cũng liền đi một mực không có trở lại qua ngươi tìm hoàng vương có việc la quân nói ra là rất trọng yếu sự tình sinh tử tồn vong nghiêm trọng như vậy lâm băng cùng diệp minh bị kinh ngạc diệp minh nói ra đến là chuyện gì la quân nói ra thiên châu kế hoạch các người cũng nên có biết được, đúng hay không?" Lâm Băng cùng Diệp Minh gật đầu. La Quân nói ra, hiện tại Thiên Châu các đại lão đã liên hợp lại cùng nhau, bọn họ chuẩn bị đem đại biểu chống cự Thiên Châu kế hoạch Đại Khang nước cho diệt đi. Bây giờ, ta cùng Kiều Ngưng chính là vì Đại Khang hoàng đế hiệu lực. Nếu như Đại Khang bị diệt về sau, thần đế thần cách cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Bước kế tiếp, bọn họ liền sẽ đi đối phó thần đế cùng Trung Hoa đại đế. Nếu như thần đế cùng Trung Hoa đại đế cũng bị diệt, như vậy Thiên Châu kế hoạch thì sẽ lập tức áp dụng. Đến lúc đó, không có người có thể ngăn cản ở bọn họ Thiên Châu kế hoạch. Lâm Băng nói ra, nguyên cớ ngươi là muốn tìm Hoàng Vương đi hỗ trợ. Là Quân nói ra, không sai. Diệp Minh nói ra, thế nhưng là Hoàng Vương lợi hại hơn nữa, nàng cũng không có khả năng ứng đối cái kia rất nhiều cao thủ a. À. Là Quân nói ra, nguyên cớ ta còn cần qua tìm Địa Tàng Vương Bồ Tát còn muốn đi hoàng kim huyết tộc tìm lão tổ tông Vân Lôi." Lâm Băng nói ra, những người này đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, muốn tìm tới rất khó." La Quân nói ra, nhưng ta nhất định phải thử một lần." Diệp Minh nói ra, Địa Tàng Vương Bồ Tát không biết có phải hay không là còn tại Bồ Tát trong thành. Chúng ta bên này tin tức luôn luôn cùng ngoại giới ngăn cách." La Quân nói ra, ta muốn trước đi một chuyến Bồ Tát thành, nếu như có thể liên hệ đến Địa Tàng Vương Bồ Tát có lẽ còn có thể thông qua địa tàng vương Bồ Tát tìm tới xanh tím áo. Lâm băng nói ra, ta cùng các người cùng đi chứ. Diệp Minh nói ra, ta cũng đi. Là quân cự tuyệt, nói ra, không dùng, nếu như tại Bồ Tát Thành cũng tìm không thấy địa tàng vương Bồ Tát, chúng ta sẽ trực tiếp trước đi một chuyến hoàng kim huyết tộc. Nếu như các người bên này có xanh tím áo tin tức, nhất định muốn trước tiên thông báo nàng, để cho nàng qua hướng Tây Côn luôn các loại đối đãi chúng ta lâm băng gặp la quân nói như thế liền cũng liền không lại kiên trì người sư để kia ngươi cẩn thận nhiều la quân gật đầu về sau la quân cùng kiều ngưng liền rời đi bất tử tộc bồ tát thành la quân là quen thuộc một đường bay qua cũng không có cái gì trở ngại sau bốn tiếng la quân cùng kiều ngưng thuận lợi đến bồ tát thành bồ tát thành vốn là tống đế con trai của vương đại tống ngọc trấn thủ nhưng địa tàng vương bồ tát sau khi trở về Tống nhà thế lực liền từ Bồ Tát Thành rút khỏi qua. Cũng may mắn Địa Tàng Vương Bồ Tát chính là trách trời thương dân tính tình, hết thảy đều chưa từng có nhiều so đo. Bồ Tát Thành từ Địa Tàng Vương Bồ Tát cựu thần tiếp quản, mà Địa Tàng Vương Bồ Tát đến phải chăng còn tại Bồ Tát trong miếu, đây cũng là không được biết. Âm diện thế giới trước kia là có ban ngày cùng ánh sáng mặt trời. Từ khi Địa Tàng Vương Bồ Tát trở về về sau, liền không có ánh sáng mặt trời. Đây là địa tàng vương Bồ Tát ước thúc, ánh sáng mặt trời mặc dù tốt. Nhưng âm diện thế giới lại là không cần, bởi vì nơi này Thủy Trung gọi là âm diện. Là quân cùng Kiều Ngưng đi trước bái phỏng Bồ Tát thành tân thành chủ ý chỉ dai. Ý chỉ dai chừng 50 tuổi, là quân cùng Kiều Ngưng trực tiếp buông xuống tại trong thành chủ phủ. Ý chỉ dai muốn không thấy đều là không được, là quân cùng Kiều Ngưng tiếp lấy thì thuyết minh sơ qua ý đổ đến, chính là muốn gặp địa tàng vương Bồ Tát. Úy Trì Giai liền nói tiến đến Bồ Tát miếu bẩm báo, cũng không bảo đảm địa tàng vương Bồ Tát nhất định thì còn tại Bồ Tát trong miếu. Nhưng mà kệ như thế nào, La Quân cùng Kiều Ngưng đều phải đi thử một lần. Úy Chỉ Giai cũng không biết Kiều Ngưng cùng La Quân đến có cái gì mục đích. Thế nhưng là bây giờ Kiều Ngưng cùng La Quân tu vi, đủ để tiếu ngạo cái này âm diện thế giới. Chỉ cần không gặp xanh tím áo cùng địa tàng vương Bồ Tát, bọn họ đều không cần có bất kỳ đáng sợ đây cũng là úy chỉ dai muốn kiêng kỵ hai người này địa phương. Là quân cùng Kiều Ngưng khách khí, úy chỉ dai cũng liền không tiện cự tuyệt. Về sau, Kiều Ngưng trực tiếp mang theo úy chỉ dai bay về phía Bồ Tát Miếu. Là quân làm theo thúc đẩy địa sát ngai vàng cũng theo bay đi. Cái kia Bồ Tát Miếu tu kiến đến không tính rộng rãi, nhưng lại từ trong ra ngoài lộ ra một loại tường hòa cùng an bình. Là quân cùng Kiều Ngưng đi vào, trên đại sảnh, cái kia địa tàng Vương Bồ Tát điêu khắc nguy nga uy áp. Úy trì giai hướng La Quân cùng Kiều Ngưng nói ra, Bồ Tát luôn luôn không thấy tung tích, có điều có đôi khi, tín đồ tâm thành, cũng có thể được Bồ Tát đáp lại. Nguyên cớ, hai vị đến có thể hay không nhìn thấy Bồ Tát, cái kia chính là muốn nhìn hai vị tạo hóa cùng Phúc Xuyên. La Quân cùng Kiều Ngưng gật đầu. Sau đó, La Quân liền tại Bồ đoàn bên trên quỳ xuống. Hắn cất giọng nói, tại hạ La Quân, đến đây bái yết Bồ Tát tại hạ có khẩn yếu sự tình, còn mời Bồ Tát có thể đi ra gặp nhau. Hắn liên tục nói ba tiếng, dập đầu ba cái. Kiều ngưng ở một bên ngược lại là không có quỳ, nàng thì nhìn lấy la quân, cũng thỉnh thoảng nhìn xem cái kia điêu khắc. Ba tiếng qua đi, trong miếu vô cùng an tĩnh, lại là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Trong miếu tiểu sa di thấy thế, liền nói ra, Trần Thí Chủ, xem ra Bồ Tát hôm nay không tại, ngài vẫn là mời trở về đi. Là quân cùng kiều ngưng nhìn nhau. Lúc này, là quân tâm tình rất nặng nề. Nếu như một cái đều tìm không quay về, lớn như vậy khỏe mạnh bên này ứng đối Trần Thiên Nhai bên kia công kích, lúc đó tương đương cố hết sức. Nhưng là là quân cũng thực sự nghĩ không ra biện pháp gì tốt tới. Địa Tàng Vương Bồ Tát còn có xanh tím áo những người này động một tí thì ngao du hư không, căn bản không biết như thế nào đem gọi về. Là quân hiển nhiên là không cam tâm hắn lập lại lần nữa vừa rồi lời nói, như vậy lập lại mấy lần, cái kia điêu khắc vẫn không có phản ứng. Cái kia ý chỉ dai liền nói ra, là tiên sinh, xem ra Bồ Tát là thật không tại. Dù sao, Bồ Tát không phải mỗi người đều có thể nhìn thấy. Mong rằng thí chủ không muốn quá cố chấp, nhiễu Bồ Tát thanh tu. Là quân nói ra, ta muốn tại cái này Bồ Tát trong miếu đợi thêm mấy ngày, ta muốn hướng Bồ Tát chỗ bẩm sự tình, không phải một mình ta sự tình việc này là cùng tất cả mọi người cùng một nhịp thở. Còn mời thành chủ thấy lượng. Úy chỉ dài có chút khó khăn, Kiều Ngưng làm theo nói ra, thành chủ có thể an bài người ở một bên nhìn lấy, chúng ta tuyệt sẽ không làm bất luận cái gì hắn tiểu động tác. Huống hồ, Bồ Tát trước mặt, chúng ta cũng không có lá gan này. Úy chỉ dài trầm ngâm nửa ngày về sau, đáp ứng là quân thỉnh cầu. Đồng thời, úy chỉ dai liền để Bồ Tát miếu chủ trì cực kỳ chiêu đãi la quân cùng Kiều Ngưng thực chiêu đãi là một chuyện, một cái khác tầng ý tứ chính là muốn đem hai người này nhìn một chút. La quân tại úy chỉ dai sau khi đi, hắn một mực thì quỳ tại đó bổ đoàn bên trên, thành tâm cầu nguyện. Kiều ngưng vốn là không quá nguyện ý quỳ xuống, nàng cảnh giới này, đối với người nào cũng không nguyện ý quỳ xuống. Có điều nàng gặp La quân như thế tâm thành, sau đó cũng liền không thèm đếm xỉa, quỳ theo dưới, thành tâm cầu nguyện. Thời gian qua rất nhanh, nháy mắt liền tới ngày thứ ba nếu như ba ngày thời gian còn mời không ra địa tàng vương bồ tát như vậy la quân nhất định phải đi làm bước kế tiếp dự định la quân cũng biết muốn mời đến địa tàng vương bồ tát cùng xanh tím áo hy vọng này đều rất lợi hại xa vời mà muốn xin đến lão tổ tông vân lôi nhi cái kia chính là càng thêm khó nếu như chúng ta một người đều không mời đến là quân người định làm như thế nào kiều ngưng hỏi la quân hơi hơi ngẩn ngơ hắn theo rồi nói ra ta còn không nghĩ tới vấn đề này kiều ngưng nói ra nhưng bây giờ ta cảm thấy ngươi nhất định phải nghĩ la quân nói ra ngươi ý là nếu như chúng ta tìm không thấy trợ thủ vậy chúng ta thì không hồi thiên châu kiều ngưng nói ra ta không phải ý tứ này là ngươi không dùng trở về ta trở về dù sao trên tay ngươi cũng có hoàng thượng hộ thân phù bọn họ cũng rất khó tìm đến ngươi ngươi sau khi trở về lấy ngươi trước mắt pháp lực không được tác dụng quá lớn ngược lại ngươi như còn sống Ngươi là thiên mệnh chi vương, ngươi thì có vô hạn cơ hội." La Quân trầm mặc một cái chớp mắt chi rồi nói ra, "Ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi trở về mà ta lại trốn đi?" Kiều Ngưng nói ra, "Chính như như lời ngươi nói, hiện tại là sinh tử tồn vong thời khắc. Dù cho Đại Khang bị diệt, ta tin tưởng thần đế bọn họ còn hội có tư cách. Mà lại Thiên Châu trong kế hoạch còn muốn liên lụy rất nhiều chân thần, bọn họ không có nhanh như vậy liền có thể áp dụng. Ngươi chính là nghỉ ngơi dưỡng sức thời điểm." Thời khắc thế này, mù quáng giảng nghĩa khí, đó là vô sự vô bổ. La quân nói ra, đây không phải mù quáng giảng nghĩa khí, mà là bởi vì ta là la quân. Hắn đón đến, còn nói thêm, kiều ngưng, ngươi nhìn ta con mắt. Kiều ngưng nao nao, nàng không tự chủ được nhìn về phía la quân con mắt. La quân còn người thanh tịnh mà có thần, đó là kiên định không thay đổi một loại tín ngưỡng. Nếu như hắn có thể làm ra tham sống sợ chết sự tình, như vậy, hắn bản tâm liền sẽ bị uốn lượt, hắn vĩnh viễn đều sẽ không còn có tiến bộ ta hy vọng từ nay về sau người vĩnh viễn chớ có lại nói với ta như thế tới nói la quân vô cùng nghiêm túc mà nghiêm túc nói ra kiều ngưng trái tim run lên giờ này khắc này la quân phảng phất cũng là tại mãng hoang cảnh bên trong cái kia kiên định la quân nàng không tự chủ được gật gật đầu lúc này chính là lúc dạng sáng toàn bộ trong miếu im ắng la quân nói ra Sáng sớm ngày mai, chúng ta phải đi Bắc Nhĩ Châu, qua Hoàng Kim Huyết Tộc. Kiều Ngưng gật gật đầu, nói ra, tốt. A-di-đà à, Phật, ngay vào lúc này, một tiếng Phật ngâm đột nhiên vang lên. Thanh âm này là thanh âm nam tử, nhưng lộ ra một loại ôn hòa cùng thuần hậu. Nghe về sau, liền không tự giác làm người an tâm vô cùng. Là quân cùng Kiều Ngưng nhất thời đại hỷ. Là quân cất giọng nói, xin hỏi thế nhưng là địa tàng vương Bồ Tát. Chính là Bần Tăng thanh âm kia nói ra. Bồ Tát, có thể hay không ra gặp một lần, La Quân lập tức nói ra. Địa tàng vương Bồ Tát nói ra, a di Đà Phật, bần tăng chân thân chính là ở trong hư không, dưới đây có ngàn tỷ giảm, nguyên cớ thí chủ xin thứ cho bần tăng không thể đi ra gặp nhau. Ngàn tỷ giảm, La Quân cùng Kiều Ngưng không khỏi chiến tranh lạnh. Đó là cái gì khái niệm? Cái này khái niệm đều không có cách nào hình dung. Địa cầu xích đạo cũng mới bốn vạn cây số, bồ tát tại ngàn tỷ dặm bên ngoài cũng có thể cảm ứng được chúng ta tồn tại la quân không khỏi ngoài ý muốn địa tàng vương bồ tát nói ra cái này bồ tát miếu có bần tăng lập xuống trận pháp chỉ cần có đầy đủ thành tâm để ý niệm phóng đại bần tăng liền có khả năng tại ngàn tỷ dặm bên ngoài thông qua giống nhau tần xuất thu đến thí chủ tin tức la quân bừng tỉnh đại ngộ địa tàng vương bồ tát nói tiếp thí chủ bần tăng còn không biết rõ ngươi lần này tới tìm bần tăng đến là cần làm chuyện gì là quân ngay sau đó liền lập tức liền đem ngày đó châu nguy cơ nói ra. Hắn sau khi nói xong, địa tàng vương Bồ Tát liền nói ra, nguyên cớ, thí chủ ý là hy vọng bần tăng có thể tiến về Thiên Châu, trợ giúp Đại Khang. Là quân nói ra, nghe qua Bồ Tát lòng từ bi, việc này chính là việc quan hệ thiên hạ an nguy, còn mời Bồ Tát xuất thủ. Địa tàng vương Bồ Tát nói ra, A-di-đà Phật, thí chủ, người muốn cần biết, trần thế sự tình, từ nơi sâu xa sớm có nhất định tuy có đại thần thông giả tự cho mình siêu phàm, nhưng tại thiên đạo trước đó, cũng bất quá là kiến càng lay cây. Hắn sau đó liền còn nói thêm, thiếu muốn vô vi, thể xác tinh thần tự tại. Được mất từ duyên, tâm không tăng giảm, tâm như lỗ mãng lúc, muốn an tâm hướng phía dưới, cần biết tâm chỉ toàn làm theo quốc thổ chỉ toàn, hơi thở tâm thì là hơi thở tai. Là quân lập tức nói ra, Bồ Tát, Ngài Ý Tứ, Tại Hạ Hiểu. Nhưng là, mệnh trung chú định sự tình, cũng cần chúng ta đồng lòng nỗ lực. Trương Tam Mệnh Trung chú định muốn phát tài, nhưng hắn cũng nhất định phải đi ra khỏi phòng qua nỗ lực. Dưới mắt Thiên Châu sự tình, nếu là chúng ta không đồng lòng, cái kia rất nhiều đại thần thông giả chính là là con sâu cái kiến, nhưng bọn hắn liên thủ, chưa chắc không thể dung chuyển đại thụ. Địa tàng vương Bồ Tát lâm vào trầm mặc Kiều ngưng nhịn không được nói ra, Bồ Tát ở trên, tiểu nữ tử vốn không dám vô lễ. Nhưng tiểu nữ tử luôn luôn nghe La Quân nói lên ngày đến, đều khâm phục sùng bái. Đều là bởi vì thiên hạ người tài ba tuy nhiều, xưng hoàng xưng đế làm theo cũng không ít. Nhưng duy chỉ có ngài bị kính vì Bồ Tát, dưới mắt thiên châu sự tình, không là chúng ta một người sự tình, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Chúng ta tuy nhiên năng lực hèn mọn, nhưng cũng tại vì thiên châu sự tình vừa đi vừa về bôn tẩu, không tiếc mạng sống. Bồ Tát có đại thần thông, chẳng lẽ là sợ nhiễm nhân quả, bởi vậy mới không chịu ra tay sao? a di đà phật địa tàng vương bồ tát trường ngâm một tiếng niệm phật hắn theo rồi nói ra chúng ta sửa chữa đại thần thông gặp sinh tử biết rõ hưng suy tránh họa xu thế cát đây là thuận theo thiên đạo hắn đón đến còn nói thêm thiên châu sự tình bần tăng bản không nguyện ý nhúng tay nhưng hôm nay nữ thí chủ nói cũng không phải không có lý tại hai vị tiểu thí chủ trước mặt ngược lại là bần tăng lấy tướng nếu không phải nghe nói vị này nam thí chủ cận kề cái chết cũng không tránh họa, bần tăng quả quyết cũng sẽ không trả lời. Là quân cùng kiều ngưng nhất thời đại hỷ, nói ra, nói như vậy, Bồ Tát là đáp ứng tương trợ. Địa tàng vương Bồ Tát nói ra, bần tăng sẽ mau chóng chạy tới Thiên Châu Hoàng Thành, cùng chư vị tụ hợp. Đa tạ Bồ Tát, là quân cùng kiều ngưng nói ra. Sau đó, là quân lại trần chờ nói ra, Bồ Tát không nguyện ý cuốn vào, chẳng lẽ là dự liệu được chuyến này sẽ có đại hiểm. Địa tàng vương Bồ Tát nói ra, đại hiểm có lẽ có, nhưng bất kể như thế nào, lại là từ đó cuốn vào nhân quả bên trong, không được thanh tính. La Quân nói ra, tại hạ tự dương đem Bồ Tát lôi kéo nhập bực này hung hiểm bên trong, thực sự băn khoăn. Địa tàng vương Bồ Tát cười cười, nói ra, người còn nắm giữ chịu chết dũng khí, chẳng lẽ bần tăng liền không có sao. La Quân cùng Kiều Ngưng liền thành tâm cúi đầu, tiếp theo, La Quân nói ra, Bồ Tát có thể có thể liên hệ đến Hoàng Vương. Địa Tàng Vương Bồ Tát nói ra, Bần tăng cùng Hoàng Vương làm không liên hệ. La Quân không khỏi trong lòng thất vọng. Về sau, La Quân cùng Địa Tàng Vương Bồ Tát kết thúc trò chuyện. La Quân hơi hơi thở phào, hắn tin tưởng đã Địa Tàng Vương Bồ Tát đáp ứng tương trợ, vậy liền tuyệt sẽ không nuốt lời. Ngay sau đó, La Quân cùng Kiều Ngưng trong đêm rời đi Bồ Tát thành, chính là mặt trời mới mọc diện thế giới bay đi đang phi hành trên đường, là quần có chút lo lắng, nói ra, người nói địa tàng vương Bồ Tát khoảng cách Thiên Châu cũng là có ngàn tỷ dặm xa, hắn có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đuổi tới Thiên Châu sao? Kiều Ngưng nói ra, người ngốc đi, chúng ta theo trời vừa tới thế giới bao la, cũng là tiến hành trùng động khiêu dược. Thật muốn bay xa như vậy khoảng cách, liền xem như bay đến chết đều khó có khả năng bay đến. Trùng động khiêu dược, cùng loại hư không xuyên toa, lại so hư không xuyên toa còn muốn lợi hại hơn gấp trăm ngàn lần. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, hắn là nhất thời muốn xóa. Bồ Tát thành thực khoảng cách tống thả chỗ tống đế thành cũng không xa, nếu như kiều ngưng không tại, La là Quân làm sao cũng phải đi gặp một lần tống thả. Dù sao như thế nào cũng còn chưa tới ba qua gia môn mà không xuống đất bước. Nhưng có kiều ngưng ở bên người, La Quân đều không dám suy nghĩ. Thế giới tình cảm bên trong, La Quân là cảm thấy mình có chút hỗn loạn. Đối với Tống Thà, hắn từ vừa mới bắt đầu cũng là cự tuyệt. Làm sao Tống Thà cô nàng này quá mức quật cường, hắn không có cách nào không cảm động. Một ngày sau đó, La Quân cùng Kiều Ngưng rốt cục đến Bác Nhĩ Châu. Nếu không phải có cường đại nguyên thần đến phi hành, vậy liền coi là là đi máy bay cũng không đạt được cái này hiệu suất. Dù sao tại thế giới bao la bên trong hành tẩu, nhưng vẫn là có thật nhiều thủ tục muốn làm. Đến Bác Nhĩ Châu về sau, La Quân cùng Kiều Ngưng liền trực tiếp tiến về huyết tộc tổng bộ, cũng chính là đích khỏe mạnh cổ bảo. Tại trong pháo đài cổ, La Quân cùng Bạch Tuyết, Doran, Varai gặp mặt. Mặt khác Duẩn Nhi cái tiểu nha đầu kia cũng tại. Duẩn Nhi đối La Quân là trái tim tối hứa, nghe được La Quân trở về, tất nhiên là hoan hỉ. Nhưng hắn nhìn thấy La Quân bên người Kiều Ngưng lúc, không tự chủ được liền cảm giác tự ti mặc cảm. Duẩn Nhi cũng là rất xinh đẹp, làm sao Kiều Ngưng khí chàng quá mạnh là quân tự nhiên cũng không rảnh đi chú ý duẫn nhi tâm lý ý nghĩ. Bạch tuyết mấy người cũng là hưng phấn, bạch tuyết nói ra, bệ hạ, ngài lần này trở về, sẽ không lại đi thôi. Là quân vội ho một tiếng, nhất thời có chút quấn, ta đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đi. Doran cũng có chút khó chịu, nói ra, là quân, người cái tên này làm cái quỷ gì? Từ khi người đem ta để ở chỗ này về sau, người liền không có đường đường chính chính ở chỗ này đợi qua bọn họ đều là đang dùng tiếng Anh giao lưu, Kiều Ngưng ở một bên theo nghe thiên thư giống như. Là quân nghiêm mặt nói ra, Doran, ta lần này đến có chuyện khẩn yếu. Về sau có cơ hội, chỉ cần ta sống, chúng ta còn có thể lại tụ họp. Nghiêm trọng như vậy, Doran bị kinh ngạc, nói ra, có chuyện gì, ta giúp ngươi. Là quân không khỏi cười khổ, nói ra, cái này ngươi thật đúng là không thể giúp ta. Hắn đón đến, còn nói thêm, ta tới là muốn tìm đến lão tổ tông vân lôi nhi, lần này chỉ có tìm tới nàng mới được. bạch tuyết cùng varai ngơ ngẩn. bạch tuyết nói ra, lão tổ tông chạy cũng đã nói, không có mấy trăm năm là không thể nào lại trở lại địa cầu a. la quân tự nhiên là nhớ kỹ lão tổ tông vân lôi nhi lời nói, nhưng hắn dù sao vẫn là muốn ôm một tia hy vọng không phải. ta qua vụ đô bên trong nhìn xem, la quân nói ra, la quân chính là huyết tộc vương, hắn muốn làm gì? tự nhiên là không có người quản. Đồng thời, là quân để đo bọn họ thật tốt chiêu đãi Kiều Ngưng. Qua vụ đô việc này, là quân cũng không cần Kiều Ngưng cùng đi. Dù sao vụ đô chính là huyết tộc cấm địa, trong huyết tộc người cũng không thể tùy tiện đi vào, huống chi Kiều Ngưng người ngoài này. Là quân tiến nhập lòng đất thông đạo về sau, tiếp lấy liền đến đến vụ đô. Vụ đô bên trong, vẫn là vũ khí không rời. Cái kia vũ khí không phải âm hàn, mà chính là mát lạnh hít thở sâu một hơi về sau, La Quân có thể cảm nhận được cái này vũ khí tại trong phổi có từng tia từng tia trong veo chi vị. Vụ đô trung tâm vẫn là cái kia bát quái trận bàn, đó là lão tổ tông tu luyện địa phương, Vân Lôi Nhi vẫn luôn là ở nơi nào khoanh chân ngồi tĩnh tỏa. La Quân đi ra phía trước, hắn cũng liền tại cái kia bát quái trận trên bàn ngồi xếp bằng. La Quân hy vọng lấy dạng này mạo phạm, có thể cảm ứng được Vân Lôi Nhi. La Quân ngồi lên bát quái trận bàn, hắn lập tức liền cảm nhận được một loại cảm giác kỳ diệu. Cái kia chính là, hắn phảng phất ngồi tại trong trời đất. Trung quanh nơi này vũ khí đều là tại vây quanh hắn. Những vũ khí đó tựa như là vô cùng linh khí một dạng hướng hắn vào tới. Là quần hô hấp ở giữa, những xương mù này ngay tại trong cổ họng hắn, phổi bên trong lao nhanh, đây là một loại cực cảm giác thoải mái cảm giác. Lòng dạ phá lệ khoáng đạt. Tại dạng này hoàn cảnh dưới tu luyện, cái kia đối với tu luyện đề bạt là có chỗ tốt cực lớn la quân giờ mới hiểu được cái này vụ đô thật đúng là một người tu luyện bảo địa đây là vân lôi nhi lưu lại đáng tiếc chính mình một mực không có coi trọng đến bất quá dưới mắt la quân khẳng định không trông cậy vào có thể ở chỗ này tu luyện ra cái cái gì thành tựu sau đó giết trở về la quân vận chuyển pháp lực muốn cảm thụ bát quái trận cuộn xuống phương lúc trước hắn vượt qua đến mất tích đại lục thì là thông qua trận này cuộn xuống qua, dưới mắt, hắn cũng hy vọng trong này hội có cái gì kỳ tích. Nhưng là, hắn pháp lực vận chuyển, lại cảm nhận được bát quái trận cuộn xuống phương chính là thật tầng hầm. Nói cách khác, vị diện chi môn cũng không có mở ra. Về phần mất tích đại lục, cái chỗ kia la quân cũng biết trông cậy vào không. Mất tích đại lục là một cái pháp lực sung túc, nhưng có thiếu hụt địa phương trừ phi mình có thể đem trần thiên nhai bọn họ nhiều như vậy người toàn bộ dẫn tới mất tích trong đại lục vậy mình liền có thể đi ngang nhưng đối phương cũng chưa chắc sẽ đi dù cho qua bọn họ cũng có thể đồng dạng hưởng dụng mất tích trong đại lục sung túc pháp lực ý nghĩ này cũng là chỉ có thể tưởng tượng đương nhiên hắn ngẫu nhiên cũng sẽ nghĩ tới mất tích trong đại lục dạy thần Lena na hoia còn có lục ánh trăng là quân thu liếm trong đầu loạn thất bát tao tâm tình trong lòng của hắn bắt đầu thành tâm cầu nguyện lên Hắn hy vọng dạng này cầu nguyện có thể cảm giác được phân lôi nhi Lão tổ tông, ta là La Quân Mạt, La Quân dứt khoát cất giọng quát lên Hắn nói liên nguyên lại nhảy nói dưới mắt khốn cảnh chờ chút Nhưng mà, cũng không có tác dụng gì La Quân nhưng cũng không nhụt chí Chủ yếu là đã có câu thông địa tàng vương Bồ Tát kinh nghiệm Liên tiếp ba ngày, La Quân vẫn tại vụ đô bên trong đợi Hắn ăn uống đều là Duẫn Nhi đưa vào, Duẫn Nhi sau khi đi vào, La Quân cũng theo Duẫn Nhi xem thường thì thầm kể một ít lời nói. Duẫn Nhi ngã không có quá nhiều ý nghĩ xấu, chỉ cần La Quân để ý tới nàng, nàng liền đã rất vui vẻ. Cô gái nhỏ này yêu, có thể hèn mọn đến hạt bụi bên trong. La Quân cũng không phải là đại thô kịch, hắn có thể cảm giác được Duẫn Nhi tâm tư. Nhưng là, hắn cảm thấy mình thật không có cách nào tiếp tục lại mềm lòng đi xuống. Mềm lòng chỉ làm cho phía sau mình các nữ nhân mang đến càng nhiều thương tổn đối duẫn nhi cùng các nàng tới nói đều là thương tổn ba ngày thời gian cũng không có để la quân kêu gọi đến vân lôi nhi đáp lại la quân tính toán dưới thời gian cách hoàng thượng cho ước định thời gian còn có bốn ngày như vậy nói cách khác còn có thể ở chỗ này chỉ ít đợi hai ngày còn lại hai ngày muốn tốn thời gian đuổi tới tây côn lôn kiều ngưng cũng cần nghỉ ngơi hơi thở tu dưỡng như thế về sau mới có thể lại hồi Thiên Châu. Chuyến này nếu như chỉ mời đến địa tàng Vương Bồ Tát, như vậy điều này hiển nhiên là không đủ. Địa tàng Vương Bồ Tát một người qua, đó là đem địa tàng Vương Bồ Tát hướng trong hố lửa đẩy A. Sau đó, là quân tại vụ đô bên trong lại đợi hai ngày. Tối hôm đó, là quân vẫn còn đang nói liên nguyên lại nhảy nói chuyện. Dù sao cũng không biết Vân Lôi Nhi phải chăng có thể cảm ứng được, tạm thời thì ngựa chết xem như ngựa sống y đi ngay lúc này một cái êm tai thanh âm nữ nhân rốt cuộc truyền đến la quân người thật đúng là chấp nhất a à. lão tổ tông vân lôi nhi thanh âm truyền đến mang theo một chút bất đắc dĩ la quân đại hỉ vội vàng nhảy xuống bát quái trận bàn nói ra lão tổ tông ngài ở đâu vân lôi nhi nói ra đến sau đó cái kia bát quái trận bàn bỗng nhiên tách ra lóa mắt quang hoa tới ngay sau đó theo cái kia bát quái trận bàn quang mang biến mất một tên bạch y nữ tử xuất hiện. Cô gái mặc áo trắng này tóc vàng mắt xanh, tựa như là châu Âu loại kia tốt đẹp nhất, lớn nhất trang nhã tiểu công chúa một dạng. Nàng là trên đời này đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật. Nhìn, mới theo 16 tuổi một dạng. Nhưng nàng lại chính là huyết tộc Lão Tổ Tông, cũng là ngàn năm huyết yêu. Lão Tổ Tông, là quân không khỏi đại hỷ, nói ra, ngài rốt cục trở về. Phân lôi nhì Mỹ lệ gương mặt bên trên cũng không có quá nhiều gợn sóng, nàng đôi mắt xanh triệt không gợn sóng, ta biết đại khái ngươi gọi ta trở về ý tứ. La quân nói ra, lão tổ tông, vậy ngài nguyện ý xuất thủ sao? Vân lôi nhi nói ra, ngươi nói là, ngươi cũng đem địa tàng vương Bồ Tát cho mời được. La quân gật đầu, nói ra, không tệ. Vân lôi nhi nói ra, như vậy xem ra, địa tàng vương Bồ Tát thật là một vị trách trời thương dân đại hiền giả. Các ngươi thiên châu sự tình, chúng ta chưa hẳn chính là cái gì đều không rõ ràng. Chỉ bất quá, đó là một đoàn vòng xoáy thị phi, chúng ta cũng cũng không nguyện ý tham dự vào. Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả, đạo lý này, người muốn hiểu. Là quân tự nhiên hiểu đạo lý này, chúng sinh làm việc, chỉ sợ hãi kết quả. Lại tại làm ác lúc không có tâm mang sợ hãi, mà Bồ Tát lại là biết rõ bởi vì mới là khởi nguyên, nguyên cớ bọn họ đồng giảng cũng không nguyện ý xuất thủ cuốn vào trần thế thị phi bên trong. Là quân nói ra, nhưng ta vẫn là muốn mời ngài xuất thủ vân lôi nhi nói ra ta nguyên bản chọn chúng ngươi là hy vọng ta rời đi địa cầu thời kỳ ngươi có thể bảo hộ huyết tộc nhưng dưới mắt tựa hồ là ta ngược lại bị ngươi tìm tới la quân không khỏi xấu hổ vân lôi nhi nói ra thiên châu bên kia ta hơi có nghe thấy lại thêm như lời ngươi nói tình huống chi phức tạp ác liệt có thể nghĩ ta như qua chính là tại đứng đội cờ xí rõ ràng đứng đội ta chính là tại cùng trời châu rất nhiều chân thần đứng tại mặt đối lập. Cái này hậu quả, người có thể không nghĩ, nhưng ta nhất định phải nghĩ. La Quân nói ra, chúng ta làm ra hết thảy, chính là vì giữ gìn thiên đạo. Không nói đây là vĩ chuyện lớn, nhưng thế giới bao la chính là chúng ta gia viên. Thân là thế giới bao la người, tự nhiên là phải bảo vệ gia viên của mình. Vân Lôi Nhi nói ra, nguyên cớ đây là người cao thượng lý tưởng, ngươi không thể đem cái lý tưởng này áp đặt đến trên đầu ta tới. La Quân nói ra, chẳng lẽ lão tổ tông ngài thì không đọc cùng thế giới bao la ràng buộc tình cảm. Vân Lôi Nhi nói ra, thị phi có nguyên nhân, vạn sự có quả. Thế giới bao la tồn tại ức vạn năm, chưa bao giờ bị người phá vỡ qua. Tồn tại, tức là đạo lý. Nếu như nhất định muốn ở thời điểm này bị cải biến, đó cũng là đạo lý. Người cần gì phải chấp nhất? La Quân nói ra, không, đây không phải chấp nhất. Cho dù thế giới bao la nhất định sẽ không bị cải biến, nhưng cái này bên trong, cũng ít không chúng ta nỗ lực. Vân Lôi Nhi nói ra, người có người lựa chọn, ta không ép buộc ngươi. Ngươi cũng chớ muốn cưỡng ép ta. La Quân nói ra, nói như vậy, lão Tổ Tông là không chịu ra tay. Vân Lôi Nhi nói ra, muốn ta xuất thủ, cũng không phải không được. Nàng chuyện đột nhiên nhất chuyển. La Quân không khỏi đại hỷ, nói ra, ngài có điều kiện gì chỉ cần ta có thể làm được, nhất định làm được. Vân Lôi Nhi nói ra, đưa người mì tâm bên trong huyền hoàng thần cốc hạt giống cho ta. Nàng đón đến, còn nói thêm, ta biết người huyền hoàng thần cốc hạt giống cùng người thần kinh nguyên liền cùng một chỗ, bất quá ta có thủ đoạn đem bóc ra thân thể ngươi. Là quân cơ hồ không chút do dự, nói ra, tốt. Vân Lôi Nhi ngốc ngẩn ngơ, nàng lại là không nghĩ tới là quân hội sảng khoái như vậy đáp ứng, người thật liền đáp ứng. Là quân nói ra, vì cái gì không đáp ứng. Việc này, lão tổ tông ngài có chính ngài lý niệm, ta xác thực cũng không thể nào chỉ trích. Đã xem như giao dịch, ta đương nhiên muốn trả giá đắt. Ngươi cũng tính là rõ lý lẽ. Vân Lôi Nhi cười cười. Đây là nàng xuất hiện về sau, lần thứ nhất đối la quân cười. Tốt, không đùa giỡn với ngươi. Vân Lôi Nhi nói ra, huyền hoàng thần cốc hạt giống, ta sao có thể muốn ngươi. Đây là ngươi an thân lập mệnh đồ, vật vị trí. Là quân không khỏi kinh ngạc, sau đó chính là cuồng hỉ, lão tổ tông, ngài là tại nói đùa ta. Vân Lôi Nhi nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, nếu là thật sự vô ý giúp ngươi, ngươi ở chỗ này nói liên miên lại nhảy trên 10 năm, trăm năm, ngươi nhìn ta có nên hay không ngươi. Lúc này Vân Lôi Nhi, có một tia tiểu nữ hài tinh nghịch cùng hồn nhiên. Nàng quả nhiên là đẹp vô cùng, cô rê quân lại cũng không dám có nửa phần khinh nhờn chi tâm. Là quân thở một hơi dài nhẹ nhóm nội tâm đồng dạng cảm thấy thư sướng hài lòng. Đơn giản là, trong lòng hắn, Vân Lôi Nhi là như sư như mẫu thân người, hắn vẫn luôn cảm thấy Vân Lôi Nhi cũng là lòng nhiệt tình người tốt. Là có vĩ đại nhân cách. Đương nhiên, cho dù Vân Lôi Nhi không đồng ý giúp đỡ, vậy cũng không thể nói là người nàng nghiên cứu ti tiện, cái kia chỉ có thể nói là người có trí riêng. Nhưng bây giờ, Vân Lôi Nhi nhả ra, cái này chứng minh là quân tâm lý nghĩ là một điểm không sai. Sau đó, vân lôi nhi nói ra đúng còn có một người người cũng nên kêu lên hắn người nào la quân kỳ quái nói bất quá hắn lập tức liền nhớ tới lão tổ tông ngươi nói là ma la vân lôi nhi cười một tiếng nói ra không sai la quân nói ra ta vẫn luôn tại buồn bực lúc trước lão tổ tông ngươi nói hắn chỉ là qua thượng tam thiên thì có thể trở về cái này đều nhanh hai năm nhưng vẫn không có hắn tin tức vân lôi nhi nói ra hắn vốn là ba ngày thì có thể trở về hắn như trở về người cũng không cần chật vật như vậy nhưng là chính hắn không muốn trở về tới nàng đón đến nói ra đương nhiên hắn không có trở về người chỗ kinh lịch hết thảy nhưng lại đều thành thì ngươi nguyên cớ vạn sự có hại cũng liền có lợi la quân phải thừa nhận vân lôi nhi nói điểm này lúc trước ma la nếu như trực tiếp trở về xin như vậy long ngạo thiên quả thực cũng là cặn bã căn bản đối với hắn không tạo thành bất cứ uy gì như vậy La Quân cũng sẽ không có mất tích đại lục một lần kia hành tẩu. Mất tích trong đại lục, La Quân ăn Long Thần Long Tinh về sau, công lực là có tăng lên rất nhiều. Mà lại, hắn tại mất tích trong đại lục học được rất nhiều tri thức. Những kiến thức này tạm thời còn nhìn không ra tác dụng quá lớn, nhưng giống như Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống một dạng, tại thời khắc mấu chốt lại có thể tạo được quan trọng tác dụng. La Quân tiếp lấy lại hỏi, "Ma La đến đi nơi nào?" Vân Lôi Nhi nói ra, ta dẫn người đi tìm hắn đi. La quân trong lòng vui vẻ, nếu như lần này đối kháng hành động bên trong lại thêm ma la, vậy thì càng thêm có phần thắng. Vân lôi nhi sau đó nhấn một ngón tay, nàng trong nghi tâm ngân sắc tinh luân bay ra. Cái này ngân sắc tinh luân chính là chư thiên sinh tử luân. Cái kia chư thiên sinh tử luân tại bát quái trận trên bàn xoay tròn, một đạo ánh sáng màu nhũ bạch bắn ra đến bát quái trận trên bàn, bát quái trận trên bàn lập tức cũng bắn ra ra một đạo ánh sáng màu nhũ bạch tới. Hai đạo quang hoa dung hợp lại cùng nhau, sau cùng hình thành một cánh cửa. Môn kia bên trong quang hoa lóa mắt, căn bản thấy không rõ lắm bên trong có cái gì. Vân lôi nhi liền dẫn đầu tiến lên, nói ra, đi. Là quân không chút do dự theo sau lưng Vân lôi nhi. Rất nhanh, là quân cùng Vân lôi nhi liền tiến vào cái kia đạo thần bí quang hoa chi môn. Tiếp theo, là quần sau lưng quang hoa chi môn liền đi theo biến mất. Vân lôi nhì vùng tay lên, cái kia quang hoa chi môn hóa thành chư thiên sinh tử luân, sau đó thì bay trở về đến nàng trong nghi tâm. Là quần hướng phía trước nhìn lại, lập tức liền phát hiện hắn cùng vân lôi nhi lại là tại trong một tòa cung điện. Mà lại là ở trong đại điện mặt. Cung điện kia mặt đất bóng loáng như hương, vách tường trên mặt có không ít phủ điêu, còn khảm nạm không ít bảo thạch. Đại điện tổng cộng có 10 cái điêu long đại trụ, La Quân cùng Vân Lôi Nhi là tại đại điện một góc xuất hiện, La Quân lập tức liền nhìn đến đại điện lên có thật nhiều thần tử, mà tại trên bảo tọa ngồi một cái hoàng đế. Cái này tựa hồ đang theo hội, mà vậy hoàng đế không là người khác, chính là Ma La. Giờ này khắc này, sở hữu thần dân đều trợn mắt hốc mồm nhìn lấy La Quân cùng Vân Lôi Nhi, bởi vì tại La Quân cùng Vân Lôi Nhi còn chưa lúc đến, bọn họ trong đại điện thì xuất hiện ánh sáng màu trắng. Ánh sáng biến mất về sau, La Quân cùng Vân Lôi Nhi thì xuất hiện. Ta dựa vào, La Quân nhìn thấy Ma La mặc lấy long bào, mang theo vương quan lúc nhịn không được dựa vào một tiếng. Đây là cái gì quỷ, cái gì tiết tấu? Ma La cũng liền thấy rõ ràng La Quân cùng Vân Lôi Nhi. Hắn lập tức liền nói ra, liệt vị quan lại không cần kinh hoàng, người tới là chấm bằng hiếu. Đi đầu bãi chiều, chúng thần công gặp Ma La không chút hoang mang, cũng liền đều tĩnh lên đồng tới dưới mắt hoàng đế lên tiếng, bọn họ liền cũng liền trước dập đầu, lại cáo lui. không bao lâu, nơi này quan lại nhóm thì đều rời khỏi đại điện. trên đại điện lập tức liền thanh yên tĩnh. la quân cùng vân lôi nhi lúc này mới đi ra phía trước. ma la cười ha ha lấy dưới ngai vàng, hắn đi tới, nói ra, ai nha, nghĩ không ra các người đều tìm tới rồi. la quân, người tu vi tăng trưởng không tệ a. À. cốt, la quân nói ra lão tử còn lo lắng cho ngươi là gặp được chuyện gì làm nửa ngày ngươi ngược lại là tiêu sái a chạy đến nơi đây làm kỳ hoàng đế đều vui đến quên cả trời đất đi ma la có phần không có ý tứ hắn cười hắc hắc nói ra chúng ta về phía sau trong sảnh ngồi xuống nói chuyện la quân đương nhiên sẽ không thật chỉ trích ma la hắn cũng không có nhiều tức giận nhìn thấy ma la rất tốt cũng yên lòng ma la mang theo la quân cùng vân lôi nhi ở phía sau trong sảnh ngồi xuống cái này hoàng cung cùng hắn hoàng cung là một dạng, đều là to lớn hùng vĩ. Các sĩ quan, tỳ nữ nhóm phục thị lấy, rất nhanh liền chuẩn bị đồ nhắm. Nơi này là địa phương nào?" La Quân trước hiếu kỳ hỏi. Ma La tự mình cho La Quân cùng Vân Lôi Nhi rót rượu, hắn rót rượu về sau, nâng chén nói ra, "Rượu này là Tây vực bên kia kính đến cống tử, rất không tệ, La Quân ngươi nếm thử." La Quân cùng Vân Lôi Nhi cũng liền nâng chén uống rượu. Ma La tiếp lấy liền nói, nơi này là Tây Liệt Nước, một lần kia, lão tử cũng là bị Vân Lôi Nhi người cái đàn bà cho đưa đến nơi đây. Con hàng này lại dám ngay trước Vân Lôi Nhi mặt hô Vân Lôi Nhi đàn bà, là quân đều bóp một vệt mồ hôi lạnh. Ma La tiếp lấy liền hiếu kỳ nói ra, bất quá, hai người các ngươi làm sao lại cùng đi. Là quân nói ra, người thì không nghĩ tới, người bị làm đi, chúng ta lúc ấy đều đánh không lại lão tổ tông sao. Ma La nói ra, lão tử làm sao lại không nghĩ tới thế nhưng là người cũng biết lão tử không có gì pháp lực a à. bị đưa tới cũng rất khó trở về về sau ta chỉ hoãn một mấy ngày này liền muốn dù sao các ngươi nếu là thật xảy ra chuyện đây cũng là chết chắc lão tử lo lắng cũng lo lắng không đến rứt khoát thì không nóng này la quân nói ra tốt a à, ngươi thắng ma la cười hắc hắc còn nói thêm ta tới này tây liệt nước lúc tây liệt quốc chính tại đứng trước tai họa ngập đầu sát phách mấy cái quốc gia đều tại vây quét tây liệt nước còn có cái gì tượng trận thú trận ta dù sao nhàm chán lại giúp tây liệt nước đánh hắn mấy cái quốc gia kết quả lão tử liền trợ giúp tây liệt nước giữ vững quốc gia hơn nữa còn đem hắn mấy cái quốc gia đánh cắt đất đền tiền tây liệt nước bên này hoàng đế vừa vặn chết bọn họ thì đề cử lão tử làm hoàng đế lão tử đời này sống lâu như thế còn không có làm qua hoàng đế sau đó liền đáp ứng khoan hãy nói làm hoàng đế cảm giác còn rất không tệ lão tử ở chỗ này có mấy cái ái phi còn một người khác hoàng tử nhìn ra được ma la ở chỗ này rất vui vẻ la quân trong lòng cũng vì ma la vui vẻ hắn bỗng nhiên thì không muốn đem ma la cuốn vào đến thiên châu trong thế giới kia qua đúng các ngươi đột nhiên tới tìm ta có phải là có chuyện gì hay không ma la hỏi la quân cùng vân lôi nhi vân lôi nhi cũng không nói lời nào chỉ là yên tĩnh uống rượu la quân cười một tiếng nói ra có thể có chuyện gì đâu ta chính là muốn biết ngươi bây giờ đến đang làm vung bây giờ nhìn ngươi cũng không có chuyện gì ta cứ yên tâm ma la nói ra ta có thể có chuyện gì trong thiên hạ còn có có thể giết chết ta người sao hắn mắt nhìn vân lôi nhi nói ra vân lôi nhi ngươi không phải cũng là chỉ có thể đem ta đưa đi mà vân lôi nhi cười nhạt một tiếng lại không đáp lời đúng ma la nói tiếp đã ngươi lần này thật vất vả đến, vậy liền tại ta chỗ này chơi nhiều mấy ngày. Chúng ta không say không về. La quân xấu hổ cười một tiếng, nói ra, vậy thật là không thể lưu lại, ta còn sự tình muốn trở về. Chuyện gì, ma la con người đảo một vòng, hắn tiếp lấy nhìn về phía la quân, nói ra, người nhất định là có chuyện tới tìm ta. Người cùng ta cũng đừng che giấu, có chuyện cứ việc nói thẳng đi. La quân nói ra, thật không có sự tình. Ma la tức giận, nói ra, là quân, người nói như vậy thì không có ý nghĩa. Vậy thì tốt, người nếu không còn chuyện gì cứ đợi ở chỗ này bồi tiếp ta. Chí ít bồi một tháng. Ma la, ta là quân làm thật là có chút bất đắc dĩ. Ma la nói ra, cái này rất khó sao. Là quân nói ra, tốt ha, à, ta thừa nhận, ta là có chuyện. Nhưng là chính chúng ta có thể giải quyết, ta tới thăm ngươi, thật chỉ là muốn biết ngươi có được hay không. Hiện tại xác định ngươi tốt, vậy ta hy vọng ngươi sinh hoạt không nên bị ta quấy dày. Ma La nói ra, ngươi có việc, chính là ta sự tình. Ngươi chớ cùng ta nói nhảm, mà lại, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta cái gì. Nơi này ta hiện tại xác thực thẳng lưu luyến, nhưng là ta giúp ngươi về sau, lại không phải là không thể trở về. La Quân nói ra, không phải như vậy, ta hiện tại vị trí là một cái phức tạp vòng xoáy. Ngươi cuốn vào, lại muốn bứt ra, không có dễ dàng như vậy. Mà lại, người trước kia là thìa là một người, ai cũng bắt ngươi không có cách nào. Có thể ngươi bây giờ đã có lo lắng. Ma La nói ra, người không thể bời vì có lo lắng, liền đem chính mình sở hữu góc cạnh đều mài rơi. Người sự tình, ta nhất định phải quản. Ngươi hôm nay không cùng ta đem lời nói rõ ràng ra, ngươi đừng nghĩ đi. La Quân bất đắc dĩ, hắn ngay sau đó liền đem sự tình nói với Ma La đi ra. Ma La nghe xong, nói ra, thiên châu cùng thế giới bao la sẽ như thế nào, nói thật ta không quan tâm. Nhưng là việc này đã người muốn tham dự bên trong, vậy ta nhất định muốn cùng ngươi đi chuyến này. Vân Lôi Nhi nói ra, nếu như muốn đi, vậy bây giờ thì việc này không nên chậm trễ. Ma La đứng dậy, nói ra, đi thì đi. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, cũng đừng, người tốt xấu hiện tại cũng là hoàng đế. Ngươi không đi thông báo một chút sao, nếu là ngươi cứ như vậy không thấy, phía dưới kia người không biết cho là ngươi làm sao đây. Ma la vỗ đầu một cái, liền nói ra, cũng đúng. Ma la rất nhanh liền đứng dậy, hắn đi ra mấy bước về sau, lại quay đầu nói ra, là quân, khác tự cho là đúng tốt với ta. Nếu là ngươi tại ta đi xử lý sự tình thời điểm theo vân lôi nhi lặng lẽ rời đi. Vậy ngươi về sau lại không là huynh đệ của ta. Là quân sờ mũi một cái, nói ra, thực ta hẳn là cha ngươi, ngươi quên ngươi khi còn bé đều hô cha ta. Cốt, ma la nghe vậy cười mắng một tiếng la quân vốn đang thật đánh tính cùng vân lôi nhi lặng lẽ rời đi nhưng ma la đem nói được phân thượng này về sau hắn cũng cũng không dám tự tiện chủ trương chỉ là ma la vừa đi vân lôi nhi không khỏi cười một tiếng nói ra xem ra thật sự là thân sơ hữu biệt a ngươi thì không sợ đem ta địa tàng vương bồ tát còn có xanh tím áo cho kéo kéo vào nhưng ngươi lại là sợ ma la cuốn vào cái này vạn trượng hồng trần hố la quân nghiêm mặt nói ra không phải như vậy ma la cùng các ngươi khác biệt các ngươi là tự do thân có thể vừa đi vừa về hư không vạn lý ma la trung quy là không có có pháp lực vân lôi nhi cười cười nói ra nói như vậy ngươi là đối ma la thực lực không đủ tự tin ngươi nếu để cho hắn nghe được lời này của ngươi hắn có thể xé ngươi la quân nói ra không phải ta đối với hắn thực lực không đủ tự tin hắn thực lực so sánh với các ngươi xác thực còn kém một chút vân lôi nhi nói ra thế thì không nhất định, ma la là, là cái lò xo. Hắn đến ở nơi nào, ta đều không rõ ràng. Ma la tại một giờ sau thì giải quyết tất cả mọi chuyện, sau đó hắn trả dẫn hắn hoàng hậu cùng chưa đầy một tuổi nhi tử đến đây. Con của hắn còn tại trong tã lót. Có điều tiểu gia hỏa đã hội mở to mắt hạt châu, lăn lông lóc nhìn khắp nơi người. Đây là vân lôi nhi cô nương, đây là ta lớn nhất hảo huynh đệ, la quân. Ma la lôi kéo hoàng hậu tay, tự hào theo hoàng hậu giới thiệu la quân cùng vân lôi nhi hoàng hậu là cái đoan trang động lòng người cô nương la quân thực vẫn còn có chút ngạc nhiên ma la thế mà cũng có thể sinh nhi tử ngươi không dùng kỳ quái thực đây không phải ta thân sinh nhi tử ma la bỗng nhiên nói với la quân la quân bị kinh ngạc ma la cười một tiếng nói ra về sau giải thích với ngươi la quân nghe vậy liền cũng liền không lại xoắn suýt vấn đề này hắn lập tức từ phòng bị tu di bên trong lấy ra hai cái ngưng tuyết đan, nói ra, đan dược này cũng không tệ lắm, một cái đưa cho hoàng hậu nương nương, một cái đưa cho tiểu chất tử. Hoàng hậu nương nương vội vàng nói tạ. La quân cũng không hô cái này hoàng hậu nương nương vì chị dâu, hắn luôn luôn cũng không nhận ma la là đại ca. Dùng hắn lại nói, ma la cần phải là con của hắn mới đúng. La quân lại bàn giao, nói ra, ngưng tuyết đan dược lực khả năng quá mạnh, hoàng hậu nương nương muốn chờ tiểu chất tử sau trưởng thành lại cho hắn phục dụng. Viên thuốc này diệu dụng, nương nương chính mình phục dụng về sau, liền sẽ biết được. Hoàng hậu nương nương liền liên tục nói lời cảm tạ. Như thế về sau, là quân ba người liền rời đi cái này hoàng cung. Làm quang hoa chi môn tán đi về sau, là quân, ma la, vân lôi nhi lại đến cái kia vụ đô bên trong. Ma la đã đổi xuyên thành quần áo màu đen, hắn thoáng qua một cái đến nhân tiện nói, ngóa, đây là nơi quái quỷ gì? Vân lôi Nhi bạch ma la lướt một chút, nói ra, nơi đây chính là ta chế tạo thanh linh chi cảnh, chính là một con lợn ở bên trong thời gian dài đợi, cũng có thể khai linh trí. Lời này của ngươi nghe có vẻ giống như là đang mắng người. Ma la sờ đầu một cái, nói ra. Vân lôi nhi lại là không tiếp tục để ý ma la. Sau đó, là quân cùng vân lôi nhi còn có ma la ra vụ đô, đến trong đại sảnh. Bạch tuyết bọn người gặp Vân Lôi Nhi, lập tức quỳ xuống, cùng nhau bái kiến vị lão tổ tông này. Kiều Ngưng nhìn thấy Vân Lôi Nhi lúc nhưng cũng là giật mình, nàng không nghĩ tới cái này ngàn năm huyết yêu nhìn lại là trẻ tuổi như vậy cùng mỹ lệ. Vân Lôi Nhi để bạch tuyết bọn người đứng lên mà nói, nàng ánh mắt cũng rơi vào Kiều Ngưng trên thân. Mà lại, Vân Lôi Nhi trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nói ra, nghĩ không ra người cũng là yêu thân tu luyện thành người. Vân Lôi Nhi tuyệt đối coi là yêu tộc bên trong tiền bối kiều ngưng đối mặt dạng này một nữ tử cái kia cũng chỉ có vui lòng phục tùng nàng cúi người ôm quyền nói ra vãn bối kiều ngưng xin ra mắt tiền bối vân lôi nhi mỉm cười nói ra không cần đa lễ người ta đều là yêu thân tu luyện thành người cái này bên trong không dễ ta so với ai khác đều hiểu các loại có thời gian ta cùng ngươi mới hảo hảo nói tỉ mỉ kiều ngưng không khỏi vui vẻ vân lôi nhi đã nói như vậy vậy chính là có tâm chỉ điểm một người như vậy chỉ điểm, đó là cực chân quý, đa tạ tiền bối. Sau đó, là quân đoàn người này liền muốn ly khai. Doran, Bạch Tuyết bọn người tuy nhiên không muốn, nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình. Về sau, Vân Lôi Nhi đem huyết liên ngai vàng tế ra. Cái kia huyết liên ngai vàng tươi đẹp trói lọi, cùng sở hữu 12 mảnh liên biện. Trên thực tế, là quân hắc liên ngai vàng cũng là bắt trước máu này sen ngai vàng, huyết liên ngai vàng bỗng nhiên biến lớn, lớn đến như một tòa căn phòng. Cái kia liên biện đem chọn cái huyết liên trung tâm vần quanh ở, chỉ lưu một cánh cửa đi ra. Lên đi, vân lôi nhi dẫn đầu tiến huyết liên ngai vàng. Là quân bọn người đi theo vào. Tiếp theo, huyết liên ngai vàng liền bay ra ngoài, bạch tuyết bọn người thì chỉ có thể nhìn thấy một đạo huyết quang biến mất ở chân trời. Ách là quân nhịn không được nói ra, lão tổ tông, các ngươi không phải cần phải rất chán ghét nguyên thần gửi vận chuyển người khác sao? Thứ này cũng ngang với là có người cưỡi trên người các người a. À. La Quân Sở Dĩ nói cái này là bởi vì Kiều Ngưng trước kia nói qua vấn đề này. Lúc đầu La Quân lần này cũng không tính ngồi Vân Lôi Nhi huyết liên ngai vàng, hắn nghĩ là Vân Lôi Nhi lấy chính nàng nguyên thần, hắn cùng Ma La lấy Kiều Ngưng nguyên thần. Không nghĩ tới là Vân Lôi Nhi quá sảng khoái, trước hết nhất thì tế ra huyết liên ngai vàng. Cho nên lúc này, La Quân mới có thể hỏi vấn đề này. Kiều Ngưng ở một bên lại là có chút quấn, nàng nơi nào sẽ không hiểu La Quân vì sao lại hỏi như vậy đây. Vân Lôi Nhi nhìn một chút La Quân, theo rồi nói ra, ta máu này sen ngai vàng không là thuần túy nguyên thần, cho nên không có điều kiêng kỵ gì. A, à, La Quân giả bộ như bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, thực cũng vẫn là không có quá hiểu. Có điều vấn đề này hiển nhiên không đáng tiếp tục xoắn xuýt dù sao người trong cuộc không thèm để ý là được. Một đường chính là tiến về Tây Côn Lôn. Đường đi như thế nào, vẫn là muốn dựa vào La Quân đến chỉ đường. Vân Lôi Nhi lại là không quá quen thuộc. Về Tây Côn Lôn cũng nhanh rất nhiều, huyết liên ngai vàng 12 mảnh liên biện cùng một chỗ chuyển động, tại pháp lực thôi động dưới, tốc độ nhanh đến siêu âm tốc cấp độ. Đây là ngày thứ 9 sáng sớm, La Quân một đoàn người đến Tây Côn Lôn Linh Tú Phong. Tiếp theo, La Quân bọn người liền trực tiếp gặp Lăng Hảo Vũ. Khiến La Quân không tưởng được là, Lam Tử Y thế mà cùng với Lăng Hảo Vũ. Lam Tử Y, người thế mà tới. La Quân nhìn thấy Lam Tử Y lúc, kinh ngạc đến trong mắt đều nhanh muốn rơi ra tới. Lúc này là tại Tây Côn Lôn Tông môn đại điện bên trong. Môn đồ cũng không tiến đến, ánh sáng mặt trời nghiêng chiếu vào, cũng chiếu vào Lam Tử Y trên quần áo. Lam Tử Y một thân áo màu tím, nàng cười nói tự nhiên, thoạt nhìn cũng chỉ 23-24 tuổi. Nàng không hề giống là đại danh đỉnh đỉnh Hoàng Vương, giống như là du lịch đến đây Mỹ lệ du khách. Mà Lăng Hảo Vũ tại nói chuyện với Lam Tử Y thời điểm, lại là một mực đang lặng lẽ dò xét Lam Tử Y. Lăng Hảo Vũ tại nhìn thấy Lam Tử Y lúc, trong nháy mắt liền đem Lam Tử Y kinh động như gặp thiên nhân. Hắn tu hành nhiều năm như vậy, Chứ năm đó đối sư muội đông phương tĩnh động đại tình, nhưng về sau cái kia đoạn tình cũng không bệnh mà chết. Bây giờ, Lam Tử Y xuất hiện lần nữa hù dọa trong lòng của hắn gợn sóng. La Quân lần này cũng không có tại bất tử tộc bên trong trông thấy Lâm Hạo Hiên, Lâm Hạo Hiên lúc đầu vẫn luôn là tại bất tử tộc bên trong. Nhưng là về sau lại có một số việc về hiên viên tộc qua. Nhưng không hề nghi ngờ là, các loại sự tình xử lý song sau, hắn trả hội lại về bất tử tộc bên trong. Lam Tử Y đối Lâm Hạo Hiên đều có chút sợ hãi, Lâm Hạo Hiên tại bất tử tộc bên trong, nàng đều có chút không dám về bất tử tộc mà lần này, làm tử y đại khái cũng là không nghĩ tới, lăng hảo vũ vị này trạch nam tông chủ cũng động trái tim. Một cái lâm hảo hiên, một cái lăng hảo vũ, đây cũng là tránh thức đầy đủ đầy đủ. Làm tử y căn bản liền sẽ không suy nghĩ nhiều bất kỳ vật gì a à. Phải nói, nàng còn không có gặp qua để cho nàng tâm động người qua. Nàng gặp được thông thiên nhân vật không phải những cái kia kỳ quái chân thần, chính là địa tàng vương Bồ Tát. Nhưng lại không biết, nàng như gặp được trung hoa đại đế như thế nam tử phải chăng còn hội không có chút rung động nào lại nói lúc này la quân ngạc nhiên lam tử y đến lam tử y nhìn la quân liếc một chút lại là không để ý đến la quân nàng ánh mắt đến vân lôi nhi trên thân sau đó lam tử y mỉm cười nói ra vị này nhất định là lão tổ tông vân lôi nhi a cửu ngưỡng đại danh vân lôi nhi đối mặt lam tử y lại là không có bất kỳ cái gì kiêu căng hoàng vương khách khí ngài trong lòng ta, cho tới bây giờ đều là truyền kỳ. Ngàn năm băng hoàng, ngàn năm huyết yêu la quân ở trong lòng âm thầm nói thầm. Một cái tại đông phương, một cái tại phía tây, đây cũng là không chừng. Nhưng là không hề nghi ngờ, hai người này vô luận là tài mạo vẫn là địa vị, vậy cũng là không sai biệt lắm. Có thể đem ta, còn có lão tổ tông, cùng ma la dạng này người đều tụ tập cùng một chỗ, la quân, người đầy đủ tự ngạo. Lam Tử Y sau đó mới hướng La Quân vừa cười vừa nói. La Quân cười ha hả, cái này thật là một kiện rất đáng được yêu ngạo sự tình đây. Nói đến, kết bạn Lam Tử Y, đó là hắn nỗ lực lao động cùng sinh tử gian nguy. Cho nên, hắn cùng Lam Tử Y ở giữa là lớn nhất tùy tiện. Mà cùng Ma La ở giữa, cái kia cũng là có một phần nói không nên lời tình nghĩa. Chỉ có cùng Vân Lôi Nhi quen biết mới là có chút huyền bí bởi vì hắn vốn là qua tìm hoàng kim huyết tộc phiền phức cũng may mắn là vân lôi nhi đại nhân không chấp tiểu nhân đây là kiều ngưng la quân sau đó giới thiệu kiều ngưng hắn nói ra nàng là ta sinh tử đồng bọn nói câu này sinh tử đồng bọn lúc hắn vẫn là cân nhắc nói hắn hy vọng theo lam tử y giới thiệu long trọng một số nhưng là lại không biết làm như thế nào long trọng lam tử y tự nhiên là muốn cho la quân mặt mũi nàng cũng nhìn về phía kiều ngưng sau đó mỉm cười nói ra, thật đúng là xảo, chúng ta mấy người này, trừ Lăng tông chủ cùng La Quân, chúng ta liền toàn bộ đều là loại nhân gian dị loại. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, tốt a, à, ta cái này con người tại các ngươi có mấy người bên trong là yếu nhất. Kiều Ngưng cũng cười, nàng cảm thấy Lam Tử tự Y tựa hồ càng biết nói chuyện. Một câu đơn giản lời nói thì đưa các nàng khoảng cách rút ngắn. Lam Tử Y nói theo, người mặc dù là yếu nhất, nhưng cũng là mạnh nhất. Bởi vì chúng ta mấy người kia, ai cũng không có cách nào đem người khác cho tụ tập lại. Tựa như là Lưu Bang, hắn không phải mạnh nhất, nhưng hắn sau cùng thành vương. Mà ngươi, cũng là thiên mệnh chi vương. Lần này lời vừa nói ra, trong lòng mọi người đều là run lên. Lúc đầu họ đều không lắm để ý, nhưng cái này lời vừa nói ra, lại tựa hồ như là từ nơi sâu xa một số chỉ dẫn, như thế mới khiến cho La Quân đem mọi người tập hợp một chỗ. Đây hết thảy, đến là vô ý vẫn là hết thảy đều vốn là tại vận mệnh an bài bên trong đâu. Sau đó, mọi người cũng liền không lại qua dừng lại thêm, liền đi tây côn lôn mật thất bên trong. Lăng hảo Vũ muốn lưu mọi người cơm nước xong xuôi lại đi, nhưng Lam Tử Y cùng Vân Lôi Nhi lại nói việc này không nên chậm trễ. La Quân cũng liền theo thuận nước đẩy thuyền. Tại cái kia trong mật thất, lần này lại là từ Lam Tử Y cùng Vân Lôi Nhi cùng đi phát công. Ầm ầm. Theo pháp lực cường thịnh tới trình độ nhất định, mọi người rốt cuộc bị quang mang kiện hàng sau cùng trốn vào đến hư không bên trong lại kinh lịch trùng động khiêu dược tại cái kia hư không bên trong xuyên toa lúc chính là bóng đêm vô tận hắc ám qua đi mọi người vị trí trong bóng tối lại chấn động tiếp lấy quang hoa lại hiện ra đám người khi mở mắt ra liền người đã ở tại hoàng cung trong mật thất hoàng thượng vẫn luôn sắp xếp người đang tại bảo vệ mật thất cho nên la quân bọn người vừa về đến hoàng thượng bên này liền đẩy cửa vào cái kia mật thất mở ra về sau ánh sáng cũng liền chiếu vào tham kiến hoàng thượng la quân cùng kiều ngưng nhưng cũng không dám lãnh đạm hoàng thượng hoàng thượng thân mang màu vàng sáng áo choàng hắn ăn mặc vừa vặn không nói lời nào lúc uy nghiêm tất hiện mà lam tử y vân lôi nhi còn có ma la lại là sẽ không hướng hoàng thượng khúm núm như vậy lúc này hoàng thượng tự nhiên cũng sẽ không đến so đo những thứ này Hắn trước hướng La Quân cùng Kiều Ngưng nói ra, miễn lễ. Về sau, Hoàng thượng ánh mắt đến Vân Lôi Nhi, còn có Lam Tử Y cùng Ma La trên thân. Hắn trong mắt lóe lên vui mừng, nói tiếp, La Quân, còn không hướng ta giới thiệu mấy vị quý khách này. Hắn tại Lam Tử Y, Vân Lôi Nhi, Ma La trước mặt lại không hề tự xưng là chấm, mà chính là đổi thành ta. Đây chính là Hoàng thượng trí tuệ chỗ, lúc nào, nói cái gì lời nói, thực trong lòng của hắn rất rõ ràng hắn ngông cuồng lúc tuyệt không phải là bởi vì hắn tự đại đó là bởi vì hết thảy đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hoàng thượng sau đó thì trong cung thiết yến khoản đãi lam tử y một đoàn người hoàng bên trên biểu hiện lễ ngộ có thừa đang cấp cho lam tử y mọi người đầy đủ tôn trọng về sau nhưng cũng không có biểu hiện phá lệ nịnh bợ yến hội thì bày ở trong biện dưỡng tâm cái yến hội này là bí mật cũng không có hướng ra phía ngoài công bố yến trong hội hoàng hậu nương nương trước tới tham gia. Chỗ an bài nô tỳ cung nữ, cũng đều là hoàng thượng đặc biệt tín nhiệm. Trận này yến hội tính không được cao quy cách, nhưng là lớn nhất giữ bí mật. Hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương ngồi ngay ngắn phía trên. Mà Lam tử y bọn người đối vị hoàng thượng này lại cũng sẽ không có mảy may kiêu căng, đơn giản là, trong lòng các nàng đều rõ ràng, người hoàng thượng này bản sự cũng là không nhỏ lam tử y bọn người cũng không biết hoàng thượng thân phận chân thật cũng chính là cùng đại sở môn cùng trung hoa đại đế ở giữa hút mắc có điều lúc này hoàng thượng nâng chén nói ra hôm nay đại khang gặp nạn các vị thần thông giả có thể trước đến xuất thủ tương trợ chính hạo trong lòng vô cùng cảm kích lam tử y cùng vân lôi nhi nhất thời bị kinh ngạc lam tử y nói ra chính hạo hoàng đế bệ hạ ngài tên hoàng thượng nói ra ta chính là đại sở môn quân sư hiên chính hạo Lúc đầu, đây là ta tại Đại Khang lớn nhất một cái bí mật. Có điều hôm nay ở đây cũng có thể tin cậy người. Ta không cần thiết lại có dấu giếm. Nguyên lai là Hiên quân sư, Lam Tử Y cùng Vân Lôi Nhi bừng tỉnh đại ngộ. Lam Tử Y nói ra, Thiên Châu tình huống, ta vẫn luôn hơi có nghe thấy. Lúc đầu ta còn kỳ quái, Đại Khang hoàng đế tác phong làm việc, còn có chỉ huy Đại Khang khai khẩn văn minh thời điểm, rõ ràng thì là có thế giới bao la tri thức. Ta một mực đang nghĩ vị hoàng đế này hội là vị nào nhân vật lại vạn không nghĩ tới lại là hiên quân sư ngươi nàng đón đến tiếp tục nói lúc trước ngươi tại thế giới bao la quấy làm phong vân ngươi trí kế không người dám không phục vân lôi nhi liền cũng nói nói đến hiên quân sư ngươi cùng thần đế bọn họ là thuộc cùng một đời phong vân nhân vật ngươi tuy nhiên pháp lực không bằng bọn họ nhưng lúc ấy ngươi danh tiếng lại là không yếu hơn bọn họ hoàng thượng nói ra hai vị cô nương quá khen các ngươi hai vị, một vị chính là bất tử tộc Hoàng Vương, danh tiếng chấn thước cổ kim. Một vị là Hoàng Kim huyết tộc Lão Tổ Tông, uy danh càng là không cần nhiều lời. Hai vị có thể tới đây, chính hạo trong lòng, vô cùng cảm kích. Dễ nói, Lam Tử Y cùng Vân Lôi Nhi cùng một chỗ nói ra. Hoàng thượng tiếp lấy vừa nhìn về phía Ma La, nói ra, vị tiên sinh này, ta lại là không biết. Có điều nhìn tiên sinh thể trạng, tựa hồ đại không tầm thường. Là quân, người còn chưa hướng ta giới thiệu đây. La Quân vội vàng đứng dậy, nói ra, hồi bẩm bệ hạ, vị này là huynh đệ của ta, người xưng Ma La Đại Đế. Ma La Đại Đế, Hoàng thượng lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, nguyên lai là Ma La Đại Đế, kính đã lâu, kính đã lâu. Ma La nhìn hướng Hoàng thượng, hắn lại là cười một tiếng, nói ra, lúc ta tới nghe La Quân nói ngươi, hắn nói về ngươi lúc, sùng bái cực kỳ. Chính là đối với ta, hắn cũng không có như thế sùng bái nhưng hôm nay ta nhìn ngươi lại văn văn nhược nhược ta ngã muốn biết người đến có bản lãnh gì ma la là thẳng tính cũng sẽ không cùng người lá mặt lá trái giả khách khí hắn muốn nói cái gì liền thì nói cái gì la quân lại là có chút lo lắng nói ra ma la không thể đối hoàng thượng vô lễ vô lễ cái gì lão tử cũng là hoàng đế chính là cùng hắn bình khởi bình tọa ma la nói ra gia hỏa này phạm dậy lăn lộn đến, là quân bắt hắn cũng là không có cách nào. Cái kia hoàng hậu nương nương lập tức cau mày một cái, nhưng nàng trung quy là không nói gì. Hoàng thượng nhưng cũng không tức giận, cười tủm tỉm, hắn nói ra, ma la đại đế, thân thể nhưng nói là thiên hạ đệ nhất. Nếu là ngươi thật phát giận lên, ta cái này hoàng cung bị ngươi mang ra cũng có thể. Cho nên, nếu là muốn đối phó ngươi, ngàn vạn không thể lấy cứng trọi cứng. Hắn đón đến, trong mắt lại là xuất hiện một sợi hàn quang nói ra ma la người ở xa tới là khách cho nên ngươi vừa rồi lời nói ta sẽ không cùng ngươi so đo ngươi muốn cùng ta đọ sức cái này không có ý nghĩa nếu như ta thật xuất thủ tuy nhiên ta thương tổn không ngươi giết không ngươi nhưng ta có thể đưa ngươi vây khốn trăm năm ngàn năm vạn năm ma la cười ha ha một tiếng nói ra thật sao vậy ta cũng muốn thử một lần hắn một thanh thì đứng lên vân lôi nhi lúc này cũng liền đứng lên nàng đầu tiên là nói với hoàng thượng hoàng đế bệ hạ ma la là người thô hào người nhìn ta cùng hoàng vương còn có la quân một bộ mặt không muốn chấp nhận với hắn sau đó nàng vừa nhìn về phía ma la nói ra ma la người thật đúng là khác không phục ta chưa thiên sinh tử luân liền có thể đưa ngươi đưa đi mà hoàng đế bệ hạ trong tay nắm giữ ẩn chứa vạn vật ma điển hắn nếu thật đưa ngươi khóa tại ma điển bên trong lấy ngươi đần đầu óc người tuyệt đối phá giải không chúng mê chướng. Ma la nhất thời cũng có chút trột dạ, hắn người này cũng nhưng nói là không sợ trời, không sợ đất. Nhưng hắn vẫn là sợ những pháp thuật này thủ đoạn. Uống rượu, uống rượu, hoàng thượng sau đó cười ha ha một tiếng, hắn chính là quyết định chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa. Ma la cũng liền tìm lối thoát, hắn vốn không phải dễ dàng như vậy thỏa hiệp người. Con hàng này tuyệt đối là tâm cao khí ngạo, có thể lại tâm cao khí ngạo, đó cũng là sợ bị hoàng thượng thật cho buồn ngủ cái trăm năm ngàn năm, vậy hắn đoán chừng muốn nổi điên. Nếu như nói muốn đánh trận đánh ác liệt, đánh nhau cái gì, ma la là con mắt đều không nháy mắt. Nhưng hắn đối mặt hoàng thượng, thì theo võ tướng đối mặt phan thần âm mưu quỷ kế một dạng, cảm giác phía sau lưng âm trầm, mà lại toàn thân khó. La quân thấy thế, cũng là thở phào một hơi. Hắn thật sợ ma la theo hoàng thượng dậy xung đột, như vậy hắn ở giữa hội thật khó khăn. Mà lại, là quân không muốn nói thì bởi vì chính mình xin những cao thủ này đến, sau đó thì cảm thấy mình có thể tới đập vào hoàng thượng. Hắn không muốn cho hoàng lên loại này không tốt cảm giác. Cho nên tại xin những cao thủ này đến từ về sau, là quân lại là phá lệ điệu thấp, cẩn thận. Đây hết thảy, hoàng thượng tự nhiên cũng là nhìn ở trong mắt. Sau đó, hoàng thượng còn nói thêm, hoàng vương, lão tổ tông, ma la tiên sinh, lần này thủ vệ đại khang, ta đã làm không số ít bố trí tại tiệc rượu về sau ta còn có rất nhiều chuyện cần muốn cùng các ngươi thương lược, đến lúc đó cũng hy vọng các ngươi có thể nói thêm một số ý kiến hoàn thiện kế hoạch chúng ta thủ vệ đại khang hôm nay ta không muốn nói là vì cái gì đại nghĩa không quản sự thành hay không các ngươi phần ân tình này ta đều sẽ ghi nhớ trong lòng làm tử y nói ra hoàng đế bệ hạ người làm gì khách khí nàng nói tiếp lấy hoàng đế bệ hạ người bản sự người muốn thoát ly cái này vạn trượng hồng trần hố cũng không phải là việc khó. Người muốn hưởng thụ quyền quý, cái kia vị diện không gian bên trong, người tùy ý chọn một liền có thể thực hiện. Nhưng người hết lần này tới lần khác tuyển cái này khó khăn nhất thiên châu, mà lại muốn đối kháng, càng là thiên châu rất nhiều chân thần. Bằng vào điểm này, hoàng đế bệ hạ chi tâm trí, liền để cho ta rất là bội phục. Vân Lôi Nhi cũng nói, hoàng vương nói không sai, ta kính hoàng đế bệ hạ một chén. Hoàng thượng cũng liền nâng chén, hắn nói ra, ta làm ra hết thảy, xưa nay không dám nói là đại nhân đại nghĩa, vì thế giới bao la các loại. Chỉ bất quá, làm những việc này, hội có lợi cho môn chủ, cũng có lợi cho ta cùng môn chủ báo thù. Và lại, cũng là một cái thú vị khiêu chiến, làm liền làm, hắn, cũng không nghĩ quá nhiều. Một trận này yến hội, liền cũng coi là chủ và khách đều vui vẻ. Tuy nhiên trung gian có chút khúc nhạc dạo ngắn, nhưng cũng đều là không ảnh hưởng toàn cục tiệc rượu về sau, là Quân cùng Kiều Ngưng cũng có hạnh đến trong ngự thư phòng cùng một chỗ nghị sự. Hoàng hậu nương nương tại bên người Hoàng thượng, nàng lộ ra rất lợi hại yên tĩnh. Hoàng thượng làm theo nói ra, lần này, căn cứ ta siêu tập tình báo, trên cơ bản có thể xác định, mà đế Trần Thiên Nhai hội cùng thần tộc, Vân Thiên Tông, Vũ Hóa môn đối Đại Khang phát động tiến công. Bọn họ mục tiêu chính là muốn phá hủy Đại Khang hành chính trung tâm, cái thứ nhất muốn giết là chấm, chấm đại biểu phản đối Thiên Châu kế hoạch thủ lĩnh. Cái thứ hai muốn giết cũng là La Quân, cái thứ ba muốn giết là Lan Đình Ngọc, còn có Lan Thiên Cơ, vệ vô kỵ. Tại giết ta về sau, cửu U Thiên Đế sẽ an bài thần tộc người tới làm đại khang hoàng đế. Sau đó bắt đầu phá hủy chấm chỗ tạo vận thiên hà. Tiếp theo, bọn họ hội không tiếc hao người tốn của, không để ý chết sống kiến tạo đại vận hà cùng vạn lý trường thành các loại. Đại khang bị bọn họ chiếm lấy về sau, đại thuận càng là không đủ gây sợ, khẳng định cũng sẽ phối hợp. Đây là Thiên Châu kế hoạch bước đầu tiên, cùng lúc đó, bọn họ lại hội thừa dịp thần đế cùng Trung Hoa đại đế còn có Thánh hoàng Đông Phương Tĩnh chống cự vẫn thạch lưu thời điểm, tiến đến vây công. Chỉ cần đem thần đế, Trung Hoa đại đế, Thánh hoàng Đông Phương Tĩnh ba người này giải quyết hết. Như vậy, Thiên Châu kế hoạch đến nơi đây, chẳng khác nào là hoàn thành một nửa. Lam Tử Y nói ra, tam phái ở giữa, chỉ sợ vẫn sẽ có rất nhiều mâu thuẫn. Hoàng thượng nói ra, tam phái ở giữa, lúc đầu nếu như không có ta chặn ngang chiêu này, bọn họ là rất khó giống bây giờ như thế hợp tác. Nhưng dưới mắt, kinh lịch chuyện thế này về sau, tam phái thủ lĩnh khẳng định sẽ nghĩ biện pháp hợp tác, tìm ra điều hòa biện pháp. Bọn họ hội tận lực bảo toàn thủ hạ chân thần, đồng thời qua đuổi bắt hư không chân thần. mặc kệ như thế nào, bọn họ vì chính bọn hắn thiên thu đại kế, đều sẽ không chút do dự đi xuống. Làm tử y trầm ngâm đi xuống. Hoàng thượng nói ra, trước tiên nói lần này tiến công, bọn họ chọn thần đế không tỉ vết bứt ra thời điểm động thủ. Bây giờ thần đế đã tiến về Vẫn Thạch Lưu, ba ngày sau, thần đế hội chính thức tiến vào Vẫn Thạch Lưu bên trong. Khi đó, cũng chính là ma đế bọn họ động thủ thời điểm. Vân Lôi Nhi nói ra, chẳng lẽ bọn họ thì không sợ, thần đế hội giết một cái hồi mã thương trở về. Hoàng thượng nói ra, thần đế xưa nay sẽ không dụng kế. Làm thần đế quyết định làm một việc thời điểm, liền sẽ không xen vào nữa bên trong biến hóa. Thần đế chưa hẳn thì không ngờ được đại khang bên này biến hóa. Nhưng hắn y nguyên quyết định qua vẫn thạch lưu giải cứu Trung Hoa đại đế, vậy cái này bên trong, tất nhiên cũng liền có chính hắn đạo lý. Vân Lôi Nhi nói ra, thần đế hành tung không nên là bí mật sao. Các ngươi như thế nào đều rõ ràng như vậy. Trần Thiên Nhai ở trong hư không, vẫn còn có chút thủ đoạn cùng tai mắt. Hoàng thượng nói ra, hắn là dựa vào tình báo cùng suy đoán, mà ta là dựa vào ma điển. Lúc đầu ma điển không nên vận dụng quá nhiều, nhưng bây giờ tình thế khẩn cấp, ta cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Như vậy lần này tới, hội có bao nhiêu cao thủ đâu? Lam tử y nói ra, hoặc nói, hoàng đế bệ hạ ngươi có thể làm giòn dùng ma điển tính một chút, lần này đại chiến thắng bại. Hoàng thượng không khỏi cười khổ, nói ra, đó là tuyệt đối không thể. Trận này đại chiến sẽ trở thành một cái mang tính then chốt bước ngoặt, đây là ảnh hưởng lịch sử. Ta cũng không tính ra, một khi cưỡng ép qua tính toán, sẽ bị thiên kiếp phản phệ. Hoàng thượng là cái vô cùng kín đáo người, sau đó hắn nói ra, hiện nay Tam phái liên thủ cũng không công khai hóa. Mà lại, Tam phái ở giữa thực là có lịch sử ân oán, cùng không thể điều hòa mâu thuẫn. Bây giờ hợp tác, là Tam phái lão đại tự mình động tác, như là công khai, chỉ sợ sẽ khiêu khích bọn họ môn hạ náo động. Trên thực tế, đây cũng là không phù hợp Vân Thiên Tông tạo hóa người thật. Còn có Vũ Hóa môn tiêu linh hạch tâm tư tưởng, nhưng là tạo hóa người thật cùng tiêu linh biến mất đã lâu, đến còn sống hay không đều là không thể biết được. Cho nên làm chủ vẫn là Vân Hóa ảnh cùng tiêu giật. Hắn đón đến, tiếp tục nói, ba trong phái cao thủ nhiều vô số kể, còn có vô số chân thần. Nếu là những cao thủ này toàn bộ điều động, lớn như vậy khỏe mạnh vô luận như thế nào cũng không chống đỡ được. Nhưng là ta đoán nghĩ bọn hắn sẽ không công khai chuyện này, bởi vì hậu quả bọn họ không chịu đựng nổi. Cho nên, bọn họ sẽ chỉ các phái mang một số đỉnh phong mà tiến nhiệm người bí mật đến đây. Tam phái hợp tác, một khi theo đại khang khai chiến. Chuyện này, trung quy là giấy không thể gói được lửa. Kiều Ngưng nói ra, liền xem như lần trước thần đế chiến bốn tôn, tuy nhiên việc này không có chuyển đi, nhưng ta tin tưởng, ba trong phái khẳng định là có người biết được. Hoàng thượng nói ra, cái kia cũng không quá quan trọng, chỉ cần lần này bọn họ có thể thành công trưởng khống đại khang như vậy bọn họ sau khi trở về, liền có thể nói hợp tác là tạm thời. Hắn theo rồi nói ra, bởi vì Đại Khang cũng đúng là bọn họ mối hận trong lòng. Tuy nhiên bọn họ nói như vậy, trong môn phái vẫn là có người chưa hẳn tin, có thể cái này đều không trọng yếu. Chỉ cần bọn họ không có bước kế tiếp thân mật hợp tác, trong môn phái thanh hội dần dần bình phục lại qua. Lam Tử Y nói ra, như vậy theo Hoàng đế bệ hạ đến xem, bọn họ lần này thực lực, chúng ta bên này là không có thể chống cự đâu. Hoàng thượng nói ra, cái này ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn, nếu là vẻn vẹn chỉ có vân hóa ảnh, tiêu giật, cửu u lão ma, Trần Thiên Nhai những người này đến, chúng ta tự nhiên năng đầy đủ chống cự ở. Nhưng bọn hắn đến còn sẽ phái ra cao thủ gì, đây là ẩn số. Lam Tử Y nói ra, hoàng thượng kinh doanh 20 năm, chắc hẳn trong tay cũng cần phải có không ít phương bài a. Hoàng thượng cười một tiếng, nói ra, không sai, đây cũng là ta vì cái gì còn có khí đến đánh một trận nguyên nhân. Làm tử y nói ra, vậy liền hết thảy cũng phải có lại tại hoàng đế bệ hạ ngươi đến bài binh bố trận, mà chúng ta tự nhiên nghe theo an bài, cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Hoàng thượng nói ra, ta cùng hoàng hậu ở chỗ này, đa tả các vị hết sức giúp đỡ. Sau đó, hoàng thượng liền lại kể một ít hắn kế hoạch các loại. Nhưng hắn cũng không có nói quá nhỏ, bởi vì chiến cục là thay đổi trong nháy mắt, đến sẽ như thế nào, cái kia cũng phải nhìn đến lúc đó tình huống. La Quân liền còn nói thêm, đúng, Hoàng thượng, mà tướng lần này còn liên lạc đến địa tàng Vương Bồ Tát, hắn nói hắn sẽ mau chóng chạy đến. Hoàng thượng nghe nhất thời đại hỷ, nói ra, địa tàng Vương Bồ Tát xưa nay đều là nghe đồn rằng nhân vật tuyệt đỉnh, như hắn thật đến, lần này chiến cục, liền lại nhiều một phần phần thắng. Ngựa thư phòng nghị sự hoàn tất về sau, Hoàng thượng muốn cho Lam Tử Y cùng Vân Lôi Nhi còn có ma la an bài chỗ ở. Nhưng là Lam Tử Y bọn người lại nói, chúng ta qua la quân chỗ nào ở liền tốt. Hoàng thượng nao nao, sau đó liền vừa cười vừa nói, như vậy la quân, người muốn thay ta thật tốt chiêu đãi mấy vị quý khách này. Vâng, hoàng thượng, la quân nói ra. Mặc dù nói, thiếu uy phủ cùng hoàng cung có chút khoảng cách. Nhưng thật như địch nhân đến, bọn họ muốn đuổi đến, cũng là trong nháy mắt. Sau đó, la quân liền dẫn bọn họ ra hoàng cung, tiến về thiếu uy phủ. Tại ra hoàng cung về sau, Mọi người ngồi lên xe ngựa. Lam Tử Y mấy người cũng không nói phải bay, tuy nhiên bọn họ không biết Hoàng Thành có lệnh cấm bay nói chuyện. Nhưng đối với bọn hắn tới nói, khoảng cách quá gần, thật đúng là không có bay tất yếu. Mà lại ngẫu nhiên ngồi xuống xe ngựa, đó cũng là rất lợi hại mới mẻ cùng dễ chịu. Trên xe ngựa, Vân Lôi nhi nói với Lam Tử Y, Hoàng Vương, lần này ngươi thấy thế nào? Lam Tử Y trầm giọng nói ra, tình huống xa so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp mà lại cực hung hiểm ta chỉ hy vọng hoàng đế có thể thật an bài thỏa đáng vân lôi nhi nói ra không sai ta cũng cảm giác được hung hiểm rất nhiều năm ta đều không có loại cảm giác này la quân nói ra hoàng thượng am hiểu nhất cũng là chủ tính hắn đã dám khai chiến ta tin tưởng thì nhất định đã có không nhỏ nắm chắc lam tử y nói ra khác biệt la quân dĩ vãng sự tình hắn có thể bày mưu tính kế nhưng là trên lực lượng thăng đến bây giờ cấp độ này, như vậy so đấu cũng là thực lực, mà không phải mưu kế. Vân Lôi Nhi cũng nói, vô luận là cửu U Thiên Đế vẫn là Trần Thiên Nhai, hai người kia tu vi, tuyệt đối không tại ta cùng Hoàng Vương phía dưới. Là quân sắc mặt cũng là trầm xuống, hắn sau đó cười khổ, nói ra, xem ra ta thật sự là đem bọn người kéo vào bùn trong đàm. Lam tử y cười một tiếng, nói ra, cũng không thể nói như vậy. Nàng đón đến, nói, vô lượng sát kiếp đã tới, tựa như là chiến trường kèn lệnh đã thổi lên. Chúng ta đều là phía trên chiến trường này người, chỉ mới nghĩ lấy lui lại, lùi bước, nhưng khi lui không thể lui thời điểm, chính là một con đường chết. Xưa nay, ta cùng Vân Lôi Nhi không nguyện ý tham cùng các người đấu tranh, đây không phải sợ hãi, mà chính là cảm thấy chưa tới xuất thủ thời điểm. Nhưng thật đến lúc này, chính là gặp được tạo hóa người thật, thiên long đại đế những cái này truyền thuyết nhân vật, lại có sợ gì? làm tử y nói lời nói này thời điểm, tự có một cỗ hào khí. Nàng vốn là mày liễu không nhường mày dâu nữ tử. Vân lôi nhi cũng liền nói, không sai, dưới mắt vô lượng sát kiếp bên trong, đừng nhìn thiên đạo nhìn không thấy, sợ không được. Nhưng trong lúc vô tình, cũng đã làm hai phe cánh. Một phe cánh là cửu u thiên đế đại biểu thiên châu kế hoạch trận doanh, còn có một phe cánh cũng là thần đế đại biểu thiên đạo trận doanh. Ta cùng Hoàng Vương hiển nhiên là sẽ không đi chống đỡ thiên châu kế hoạch, nhưng chúng ta nếu là một mực một chỗ, sớm muộn cũng là bọn họ muốn đuổi bắt lên bảng chân thần. Cho nên dưới mắt một trận chiến này, cẩn thận phân tích, chính là rất lợi hại có cần phải. Lam tử y cùng vân lôi nhi hiển nhiên là quang minh lỗi lạc, họ cũng không nguyện ý để la quân trên lưng nặng nề gánh vác, nói thẳng ra lời trong lòng. Ý tứ chính là, người không nên cảm thấy chúng ta thật sự là sông ngươi đến, coi như không có ngươi, chúng ta cũng tới. Mà lại, trên đời này lại có bao nhiêu có thể lấy mạng người đến lấp nhân tình đâu. Có thể đem người tụ tập cùng một chỗ, hơn phân nửa là bởi vì có tương đồng mục tiêu. Không phải vậy đồ đàm tình hoài, ân nghĩa, vậy cũng là không có thể dài lâu. La Quân cùng Kiều Ngưng nhìn chăm chú liếc một chút, hai người cũng hơi thở phào. Ma La làm theo nói ra, ta ngã muốn biết, trận này vô lượng sát kiếp bên trong, phải chăng có người có thể muốn giết ta. Ta ở trên đời này, sống thời gian cũng đủ dài. Lam Tử Y cùng Vân Lôi Nhi còn có La Quân, Kiều Ngưng đồng loạt nhìn về phía Ma La. Ma La trong lời nói có một tia tiêu điều. Lam Tử Y nói ra, Ma La, thân thể ngươi thật là thế gian này duy nhất, cũng là lớn nhất cổ quái. Càng là nhận mãnh liệt đả kích, lực lượng ngươi ngược lại càng mạnh. Bất quá ta tin tưởng, vạn sự đều sẽ có cái cuối cùng. Đừng nhìn vũ trụ minh mông, vũ trụ cũng là có cuối cùng. Nếu là thật sự đem áp lực ép đến ngươi điểm tới hạn, ngươi chưa chắc sẽ không chết. Ma la cười một tiếng, nói ra, vũ trụ tuy có cuối cùng, nhưng ai từng thấy. Vân lôi nhi nói ra, ta thủy chung cho rằng, đối phó ma la ngươi, không có gì khó xử. Giết người cũng không phải là duy nhất phương thức giải quyết. Ma la nhất thời ánh mắt cổ quái, hắn thật đúng là có chút sợ Vân lôi nhi. Vân lôi nhi không khỏi che miệng mà cười. Trong nháy mắt, xe ngựa liền đến thiếu uy phủ. Đi vào thời điểm, làm tử y vừa cười vừa nói, là quân, xem ra ngươi ở chỗ này còn lăn lộn không tệ lắm. La quân có chút xấu hổ, cười cười, nói ra, giống nhau giống nhau. Nhiếp mị nương cùng quản gia lâm bá ra nghênh tiếp, nhiếp mị nương hòa lâm bá nhìn thấy đến như vậy mấy cái người xa lạ, không khỏi có chút mộng. Kiều ngưng liền tiến lên đối nhiếp mị nương nhẹ nói nói, đây đều là la quân hảo bằng hiếu. Nhiếp mị nương bừng tỉnh đại ngộ, sau đó liền vội vàng hòa lâm bá cùng một chỗ nghênh đón mọi người nhập sảnh nghỉ ngơi. Về sau, Kiều Ngưng cùng nhiếp mị nương lấy chuẩn bị đồ ăn cùng phòng nhỏ, đồng thời cũng cho nhiếp mị nương nói đại khái tình huống. La Quân thì trong đại sảnh bồi tiếp nói chuyện. Ách Lam tử y, người làm sao lại đột nhiên đến? Đây là La Quân vẫn muốn tra hỏi, hắn hiện tại rốt cục hỏi ra. Lam tử y nao nao, theo rồi nói ra, đại khái thật là ngươi vận khí, ta vô ý đến kiện bảo bối, đối lâm băng tu luyện rất hữu dụng. Sau đó liền nghĩ trở về cho lâm băng, vừa về đến, cũng là lên thuyền giặc, rốt cuộc đi không? Ha ha, La Quân cười to, sau đó nói, đó là cái gì bảo bối? Lam Tử Y nói ra, huyền thanh ngọc hồ, đối với tu luyện tăng trưởng công lực, rất có ích lợi. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Về sau, nhiếp nghị nương bên này để bọn nha hoàn đem hoa quả trà bánh lấy tới. Trò chuyện sau khi, cơm canh lại tốt, liền lại cùng nhau đi ăn cơm. Bọn họ đến bên này, tự nhiên tất cả đều là khách quý, đây là không cần nói nhiều. Lam Tử Y họ cũng hưởng thụ lấy loại này khách quý vinh hạnh đặc biệt. Ban đêm thời điểm, Lam Tử Y nói với La Quân, theo giúp ta ra ngoài đi một chút đi. La Quân cũng có nhiều chuyện muốn nói với Lam Tử Y, sau đó thì vui vẻ đáp ứng. Trong bóng đêm, trăng lên giữa trời. Lam Tử Y đổi một thân quần màu lam, nàng là loại kia có một tia đầy đặn, không tính gầy, nhưng lại cực kỳ đẹp đẽ loại kia dáng người, mà lại nàng tuy nhiên mỹ lệ, nhưng trên thân tự nhiên mà vậy có loại ung dung hoa quý khí tức. Tựa như là quân loại này sắc bại hoại đều là không dám sinh ra cái gì khinh nhờn chi tâm. Lâm Hạo Hiên cùng Lăng Hảo Vũ loại này cũng là ái mộ, mà không dám có hắn không tốt tư tưởng. Đây chính là thuộc về Lam Tử Y mị lực. Là quân cùng Lam Tử Y ở giữa ở chung rất lợi hại dễ chịu, là một loại cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. Cho nên ngoại nhân đều gọi hô Lam Tử Y vì Hoàng Vương không không tôn kính. Mà la quân nhưng thủy trung hô hào lam tử y, chỉ có dạng này hô, cảm giác mới thỏa đáng nhất. Trong hoàng thành phong cảnh là khác phong tình. Ở chỗ này, rời xa khoa học kỹ thuật hiện đại huyên náo. Thiếu uy bên ngoài phủ mặt đường đi rất là yên tĩnh, thậm chí nhưng nói là tĩnh mịch. Đến tối, bách tính phần lớn đều đã trở về nhà, trừ phi là 15 nguyên tiêu dạng này thời kỳ, ban đêm trên đường cái, nhân tài sẽ nhiều hơn một chút. Lam tử y vì cái gì ngươi mặc quần áo, không phải lam sắc cũng là tử sắc đâu, cũng bởi vì ngươi gọi lam tử y sao? La quân bỗng nhiên buồn cười hỏi. Lam tử y nao nao, sau đó cũng làm mỉm cười, nàng nói ra, đại khái thật đúng là chuyện như vậy đi, ta đối hai loại nhan sắc y phục so sánh thiên vị. Trong bóng đêm, hạt xương sâu nặng, La quân cùng Lam tử y đi qua đường đi, đi vào thiếu uy phủ đằng sau. Thiếu uy phủ đằng sau có một con sông, bờ sông cây liễu cúi xuống. Bây giờ đã là tháng 10, ban ngày còn có chút nóng, nhưng đến tối, lại là có chút hàn ý. Có điều Lam Tử Y tuy nhiên chỉ mặc phách, nhưng nàng lại là sẽ không cảm thấy lạnh. La Quân bỗng nhiên rất lợi hại nghiêm túc nói, cảm ơn ngươi có thể tới. Lam Tử Y nao nao, sau đó lại cười một tiếng, nói ra, ngươi làm gì đột nhiên muốn nghiêm túc như vậy theo ta nói cảm ơn. La Quân nói ra, thực ta nhớ được, ngươi đã nói thời gian ngắn sẽ không lại giúp ta. Nhưng là rất xin lỗi, ta vẫn là như thế không có tiền đồ, lại đưa ngươi đi tìm tới. Lam tử y cười cười, nói ra, tiểu tử ngốc, ngươi nghĩ gì thế, lần này cũng không phải đang giúp ngươi à. Huống hồ, ta nói không giúp ngươi, là muốn lịch luyện ngươi. Nhưng dưới mắt loại tình huống này, liền xem như thần đế đến, hắn cũng chưa chắc liền có thể giải quyết. Làm sao huống là ngươi? Là quần nghe Lam tử y nói lên thần đế, hắn nói ra, thần đế tu vi thâm bất khả chắc nếu là lần này thần đế tại, bọn họ căn bản không dám đến đây. Lần trước tứ đại trí tôn đến đây, thần đế một người đem bọn hắn toàn bộ trọng thương. Ta nhìn ngươi vẫn là đánh giá thấp thần đế. Lam tử y nói ra, có lẽ đi, ta chỉ là nghe nói qua thần đế, nhưng chưa bao giờ thấy qua. Thực tính toán ra, thần đế đều là thuộc về nhân tài mới nổi. Ta tại bất tử tộc thời điểm, thần đế ra 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 cũng còn vì xuất sinh đây. Nàng tiếp lấy cười một tiếng, còn nói thêm, nhưng thế gian này lại lại chưa bao giờ là lấy tuổi tác đến luận vĩ đại, thần đế gốc dễ sự tình, cũng xác thực làm cho lòng người phục. Người nói thần đế một người có thể chiến thắng tứ đại trí tôn, ta đại khái cũng có thể tưởng tượng ra tình huống của hắn. Là quân nói ra, hả, thật sao? Vạn pháp quy nhất, Lam Tử Y nói ra, thần đế tu vi, hẳn là vạn pháp quy nhất. Là quân giơ ngón tay cái lên, nói ra, không sai, thật là vạn pháp quy nhất. Lam Tử Y nói ra, trên thực tế, vạn pháp quy nhất cũng không phải thật sự là vô địch. Mà lại, người đừng tưởng rằng thần đế có thể một người chiến thắng tứ đại chí tôn, liền cảm giác tứ đại trí tôn cùng thần đế tu vi chênh lệch rất xa. Thực không phải như vậy." La Quân lập tức hiếu kỳ nói, "Hả, đó là như thế nào?" Lam Tử Y nói ra, "Thần đế cảnh giới bây giờ thì theo Ma La một dạng, không để cho người tìm tới nhược điểm. Một khi tìm tới nhược điểm, chặn đánh bại cũng không phải là không được." muốn đả thương thần đế, liền muốn trước xấu hắn thiên đạo. Hắn một mực có thể thoải mái, là bởi vì còn không người phá hư hắn thiên đạo. Nếu như đại khang bị thần tộc trưởng khống, thiên châu kế hoạch một đường thực hành, thiên mệnh giả nhau nhau chết hiểu, lúc này, thần đế cùng thiên đạo chi kiếm loại kia hòa hợp liền sẽ sinh ra vấn đề. Như vậy, hắn vạn pháp quy nhất cũng không có như vậy hòa hợp. Nàng đón đến, nói ra, tiểu tử ngốc, một khung công ty hàng không ba âm Boeing máy bay hành khách, có thể trang bị 300 người bay lên không chung. Người cảm thấy người nào nguyên thần có thể làm được điểm này. Cho nên nói, máy bay hành khách lực lượng là to lớn vô cùng. Nhưng là người chỉ cần ở chính giữa làm một điểm nhỏ tay chân, tỉ như tại nó động cơ bên trong ném vào một quả tiểu ốc vít, có lẽ liền có thể dẫn phát cự đại tai nạn. Làm tử y tiếp lấy tổng kết nói ra, ta nói cho người những ý tứ này chính là không nên bị lực lượng cường đại làm cho mê hoặc, muốn tìm bọn hắn nhược điểm, sau đó công kích mà la xác thực rất mạnh mà lại người để cho ta tới đối phó hắn cũng rất khó đem hắn giết chết thậm chí nghĩ không ra giết chết hắn chiêu nhưng là ta cùng vân lôi nhi gặp gỡ hắn căn bản liền sẽ không cùng hắn loại này cứng đối cứng dùng mê chướng dùng phần tử giải tỏa kết cấu chờ một chút căn bản cũng không suy nghĩ giết hắn liền muốn đem hắn vây khốn mê hoặc hoặc là đưa đi là được rồi la quân nói ra ta hiểu ý ngươi vạn vật tương sinh tương khắc không có tránh thức vô địch người chỉ là không có tìm đúng phương pháp đúng hay không lam tử y nói ra không sai trần thiên nhai là người thông minh hiển nhiên hắn cũng rất giải thần đế hắn thừa dịp thần đế qua vẫn thạch lưu liền lập tức lấy tay đối phó đại khang đối phó ngươi đây chính là hắn chỗ thông minh trường khống đại khang diệt sát thiên mệnh giả liền cũng là tại suy yếu thần đế là quần ánh mắt ảm đi xuống hắn nói ra người đều nói hổ giữ không ăn thịt con hắn giết mẹ ta lại năm lần bảy lượt muốn muốn giết ta. Nhưng trong nội tâm của ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn giết hắn, chỉ là muốn để hắn qua mẹ ta trước một phần nhận lầm. Hắn vì cái gì liền có thể đối với ta như vậy nhẫn tâm. Làm tử y nao nao, nàng trong mắt lóe lên một tia thương yêu, nói ra, nhưng có một số việc, thủy chung là ngươi không thể cưỡng cầu. Trần Thiên Nhai là ma đế, đã được xưng là ma đế, tự nhiên có hắn ma tính. Là quần vẫy vẫy đầu, tiếp lấy cười một tiếng, nói ra ta thực đã sớm không nên lại có loại này mềm yếu tâm tình hắn là phụ thân ta đây là cải biến không sự thật lăng tiền bối hoàng thượng đều coi trọng ta là hắn ma kiếp cho nên mới sẽ coi trọng như vậy ta ta biết ta là tại cùng ngoại nhân tới đối phó cha mình ta biết rõ nhưng ta lại không cách nào kháng cự cùng cự tuyệt bởi vì lam tử y người biết không người biết ta muốn nhất thấy cái gì sao lam tử y nói ra la quân nói ra ta muốn ở trước mặt hắn thân thủ đem trần diệt hàn giết chết ta muốn để hắn trơ mắt nhìn lấy hắn quan tâm nhất tiểu nhi tử bị ta giết chết nói đến những khi này trên mặt hắn thoáng hiện vẻ dữ tợn la quân cho tới bây giờ đều không phải là thánh hiền tại đứng trước trần thiên nhai thời điểm hắn cũng sẽ có hắn tàn nhẫn cùng vặn vẹo báo thù khoái cảm lam tử y lại cũng không dễ nói thêm cái gì nàng chỉ có thể hơi hơi thở dài một hơi sau đó la quân khôi phục tâm tình nói ra không nên nói cho người những thứ này cũng người xấu tâm tình lam tử y nói ra không có việc gì người nói ra đến dễ chịu một số liền tốt la quân khẽ cười khổ nói ra người nói người biết ta có tính không là thua thiệt ta giúp người một lần nhưng lại không có tận cùng để ngươi tới giúp ta lam tử y nói ra nhưng cho dù không nói người ta ở giữa hữu tình liền xem như đàm nhân tình cái kia cũng không phải tính như vậy không có người hỗ trợ lần thứ nhất ta còn có thể hay không thuận lợi khôi phục chân thân đều không nhất định. Không có một, chỗ nào có thể có hậu mặt 2, 3, 4, 5, 6 thất đây. La Quân nói ra, nhưng người bày mưu tính kế, không có ta, thực ngươi cũng có thể thuận lợi trở về. Lam Tử Y nói ra, cái kia làm sao có thể chứ, tuy nhiên ta có chỗ bố trí. Nhưng lúc ấy thập điện diêm là bên kia, lại cũng đều là muốn có được ta tinh nguyên chi khí. La Quân cười một tiếng, chuyện này, cũng không có tranh luận ý nghĩa. Làm tử y theo rồi nói ra, là quân, người còn nhớ rõ ta trước đó nói chuyện sao? Là quân nào nào, nói tiếp, ta nhớ được. Ồ, làm tử y nói ra. Là quân nói ra, người hy vọng nhanh lên trưởng thành, bởi vì tương lai người gặp được phiền phức, đến lúc đó còn cần ta hỗ trợ. Làm tử y nói ra, không nghĩ tới người thật đúng là nhớ kỹ. Là quân nói ra, đương nhiên nhớ kỹ, nếu là có một ngày ngươi như cần ta, coi như năng lực ta không tốt, ta cũng sẽ nghĩ hết biện pháp, liều chết tiến đến cứu ngươi." Làm Tử Y trong lòng hơi hơi cảm động, nàng nói ra, không có uổng phí ta đối với ngươi tốt như vậy. La Quân cười một tiếng. Hai người tiếp lấy lại trò chuyện rất nhiều, La Quân thậm chí còn nói ra, chúng ta đem chiến trường đặt ở Đại Khang trong hoàng thành, thực đã bị động. Ngươi nói chúng ta như chủ động xuất kích, giết bọn hắn một trở tay không kịp đâu. Lam Tử Y Bạch La Quân liếc một chút, nói ra, người coi đây là trận tầm thường công phòng chiến, còn phải để ý quỷ kế đánh lén sao? Trong hoàng thành có hoàng đế nhiều năm bố trí, nơi này là chiến trường tốt nhất. Mà trong thần tộc, cao thủ như mây, bọn họ đến, sẽ chỉ mang bộ phận cao thủ, nhưng chúng ta qua, lại là đối mặt bọn hắn thần tộc tất cả cao thủ, chân thần. Chủ động qua tiến công, đây mới thực sự là tìm tai vạ. La quân nhất thời thẹn thùng. Về sau là quân cùng Lam Tử Y trở lại thiếu uy trong phủ. Lại hồi phủ trên đường, là quân nói đến Tiểu Long, đồng thời đem mãng hoang cảnh kỳ diệu sự tình. Lam Tử Y nghe xong cũng thấy kỳ diệu vô cùng, nàng nói ra, bị ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra rất muốn gặp gặp cái này Tiểu Long. Là quân nói ra, ngươi không nói ta còn kém chút quên nó, nếu là lần này đối chiến, Tiểu Long có thể đến tham chiến, liền lại nhiều một phần phần thắng chỉ là ta cũng không biết nên như thế nào mới có thể liên hệ đến nó tiểu long trước đó có thể kịp thời xuất thủ cứu la quân đó là bởi vì tiểu long một mực đang theo dõi la quân cùng kiều ngưng mà bây giờ tiểu long đến đến đó la quân là một điểm manh mối đều không có cũng không biết làm như thế nào liên hệ lam tử y nghe vậy nói ra nó là ngươi nguyên thần nó liền cùng ngươi có cắt không bỏ được liên hệ giữa các ngươi hội có tương đồng cộng hưởng từ hạt nhân cùng tín hiệu truyền lại Người muốn liên lạc với nó, rất đơn giản, hết sức chuyên chú ở trong lòng mặc niệm nó, nhớ nó, như thế liền có thể liên hệ với. Là quân nghe vậy đại hỷ, liền quyết định trở về thử một lần. Trở lại trong phủ về sau, thời gian cũng đã không còn sớm. Kiều ngưng, phân lôi nhi còn có